Quyển 1, chương 20 Tạ Liên lại nói, tuy rằng đều là lời đồn giả sử, nhưng nước bán nguyệt hẳn thật sự tồn tại. Tam Lan nói, ồ. Tạ Liên nghĩ thầm, cũng không thể nói cho Tam Lan biết hơn 200 năm trước lúc nước bán nguyệt còn chưa xuất hiện yêu đạo này nọ kia, mình từng lượm đồng nát ở bên đó. Lúc này, Nam Phong đã vẽ xong một trận pháp chi chíp dưới mặt đất, đứng lên nói, được rồi. Khi nào xuất phát? Tạ Liên bèn nhanh chóng thu dọn bọc đồ, đi tới trước cửa nói bây giờ luôn đi y đặt tay lên cửa nói quan trời ban phúc không kỵ gì hết dứt lời đẩy nhẹ một cái đẩy cửa ra ngoài cửa đã không còn thấy một mảnh sườn núi và thôn trang thay vào đó là một con đường trống không con đường này tuy rộng thênh thang nhưng vắng vẻ không người hồi lâu sau mới nhìn thấy một hai người đi đường không phải vì bây giờ sắc trời đã tối mà là vì dân cư ở vùng tây bắc thưa thớt ít ỏi xưa giờ đã thế hơn nữa đến gần sa mạc, cho dù là ban ngày, ước chừng người đi đường cũng chẳng có bao nhiêu. Tạ Liên đi ra từ trong quán, trở tay đóng cửa, nhưng khi quay đầu nhìn lại, y đi ra từ bồ tề quán hồi nào chứ? phía sau rõ ràng là một quán trọ nhỏ. một bước này chỉ sợ đã bước xa ngàn dặm, đây cũng chính là điểm thần kỳ của thuật trúc đất. vài người đi đường lướt ngang qua, lầm bầm nhìn ngó bọn họ, đề phòng cao độ. lúc này chỉ nghe tam Lan ở sau lưng y nói theo sách cổ ghi lại lúc mặt trăng lặng đi thẳng về hướng sao bắc cực sẽ trông thấy nước bán nguyệt ca ca huynh nhìn này hắn chỉ lên trời nói sao bắt đẩu tạ liên ngửa đầu nhìn cười nói sao bắt đẩu sáng quá tam Lan đi tới bên cạnh sống vai với tạ liên đưa mắt nhìn y rồi cũng ngẩng đầu lên cười nói đúng thế trời đêm vùng tây bắc không hiểu vì sao mà có vẻ sáng hơn trung nguyên nhiều tạ liên tỏ vẻ tán thành. Hai người đứng bên kia thảo luận trời đêm và trăng sao một cách nghiêm trang và trịnh trọng, hai tiểu thần quan đứng phía sau quả thật không thể tin nổi. Nam Phong hỏi, sao hắn cũng ở đây? Tam Lan nói bằng giọng vô tội, ta, ta thấy kỳ môn động giáp này thần kỳ quá nên tiện thể đi theo tham quan chút đó mà. Kỳ môn động giáp là một loại thuật số, cho ta biết được thời điểm nào, phương vị nào sẽ có lợi cho ta và phương vị nào sẽ bất lợi cho ta, rồi ta có thể dựa vào đó cải thiện vận mệnh của ta cho từng thời điểm theo damasid nam phong giận dữ nói tham quan ngươi tưởng bọn này đi du lịch hả tạ liên xoa xoa ấn đường nói thôi được rồi đi theo thì đi theo cậu ấy cũng đâu có ăn lương khô của các ngươi cái ta mang theo chắc đủ rồi tạm lan theo sát ta đừng đi lạc đó tạm lan ngoan ngoãn đáp ừm đây là vấn đề ai ăn lương khô của ai sao Đây. Nam Phong, đêm hôm khuya khoắt, mọi người ngủ hết rồi. Làm chính sự thì lo làm chính sự, đừng để ý nhiều thế. Đi thôi đi thôi. Theo chỉ dẫn của sao bắt đẩu, bốn người đi thẳng về hướng Bắc. Đi một đêm, thành trấn và sắc xanh dọc đường từ từ thư dần, còn các đá trên mặt đường dần dần tăng nhanh, chờ khi dưới chân không còn dẫm bùn đất nữa, bấy giờ bọn họ mới tiến vào sa mạc. Sử dụng thuật trút đất, tuy rằng có thể một bước ngàn dặm, nhưng vượt qua khoảng cách càng xa, pháp lực tiêu hao càng nhiều, khoảng cách thời gian để lần sau dùng thuật cũng càng lâu. Lần này Nam Phong dùng, ít nhất có bốn canh giờ không thể dùng nữa. Chưa kể nếu Nam Phong đã tiêu hao một lượng pháp lực, xuất phát từ suy xét dự trù chiến lực, tạ liên cũng sẽ không để phù giao dùng thêm lần nữa, vì để phòng ngừa vạn nhất, suy cho cùng cũng phải có người nào dồi dào pháp lực. Chầm sao bắt đầu được dùng để xác định sao bắt cực. Tại chốn hoang mạc, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cực lớn, buổi tối tuy lạnh thấu xương nhưng cũng không đến nổi, nhưng đến sáng lại là cảm giác khác hoàn toàn. Bầu trời nơi này trong veo, trời cao mây trắng, song ánh mặt trời cũng cực kỳ gay gắt. Bốn người bọn họ đi một hồi, càng đi càng như đang vào sâu trong một cái lồng hấp khổng lồ, tầm trái đất tỏa khí nóng hừng hực, như thể đi cả ngày sẽ có thể chưng chín người sống. Tạ Liên căn cứ vào chiều gió và một ít thảm thực vật núp dưới đá núi để tính toán phương hướng, lo rằng có người theo không kịp, đi một đoạn lại quay đầu nhìn. Nam Phong và Phù Giao không phải người phạm, tất nhiên không cần phải nói, Tam Lan thì lại khiến yên nhìn mà bật cười. Mặt trời chó chang trên không chiếu rọi, thiếu niên nọ cởi áo ngoài màu đỏ, quể oải trùng hai bên thái dương, sắc mặt biến nhát mang một chút chán ngán. Da dẻ thiếu niên trắng nõn, sợi tóc đen nhánh, áo đỏ trùng lên đầu như thế, mặt mũi trông càng thêm trạng ngời. Tạ liên tháo mũ xuống, nâng tay úp lên đầu thiếu niên, nói, cho đệ mượn cái này nè. Tam Lan sửng sốt, lát sau cười nói, không cần đâu, nói đoạn trả mũ lại cho y, tạ liên cũng không đùng tới đẩy lui với đối phương, nếu không cần thì cũng không miễn cưỡng, nói, khi nào cần cứ tìm ta mà lấy, dứt lời cầm mũ tiếp tục đi về phía trước. Đi thêm một lát, bốn người trông thấy giữa các vàng đằng trước có một tòa nhà nhỏ màu xám, đến gần xem thử, hình như là một quán trọ bỏ hoang nhiều năm. Tạ Liên ngẩng đầu nhìn trời, nhẩm tính đã qua giờ ngọ, sắp tới giờ mùi, e rằng chính là canh giờ nóng nực khó chịu nhất trong ngày, chưa kể bọn họ đã đi cả đêm, cũng đến lúc phải nghỉ ngơi rồi. Tạ Liên dẫn ba người còn lại vào trong, thấy trong tòa nhà có một chiếc bàn vuông, cả bọn bèn ngồi xuống quanh đó. Tạ Liên lấy bình nước từ bọc hành lý gọn nhẹ sau lưng, đưa cho Tam Lan, nói, muốn không? Tam Lan gật đầu, nhận lấy uống một hớp, bấy giờ Tạ Liên mới cầm về uống. Y ngửa đầu nuốt vài hớp nước trong, hầu kết trượt lên trượt xuống, từng đợt cảm giác mát lạnh tuôn trào nơi cổ họng, thoải mái tột cùng. Tam Lan ngồi bên cạnh, một tay chống má, nhìn mà như không nhìn, lát sau bỗng nhiên mở miệng, còn nữa không. Tạ Liên lau chút nước dính bên khóe môi ướt ác, gật đầu, đưa bình nước ra lần nữa. Tam Lan toan nhận lấy, đúng lúc này, một bàn tay đẩy cái tay cầm bình nước của Tạ Liên ra. Phù Giao nói, chờ đã mọi người nhìn sang chỉ thấy phù dao chậm rãi lấy ra một bình nước khác từ tay áo đặt lên bàn đẩy qua nói chỗ ta cũng có mời tạ liên vừa nhìn là hiểu chuyện gì ngay với tính cách của phù dao đời nào lại chịu chia sẻ chung một bình nước với người khác nhớ tối qua hai người kia nói phải thăm dò một phen tất nhiên thứ đựng trong bình nước không phải loại nước đàng hoàng gì chắc chắn là nước hiện hình loại nước thuốc bí truyền này nếu người thường uống sẽ bình an vô sự còn nếu không phải người, uống vào sẽ hiện nguyên hình dưới tác dụng của nước thuốc. Nếu Nam Phong và Phụ Giao đã muốn thăm dò Tam Lan có phải là tuyệt hay không, tất nhiên uy lực của bình nước hiện hình này sẽ không phải dạng vừa. Chỉ nghe Tam Lan cười nói, ta uống chung bình nước với ca ca là được rồi. Nam Phong và Phụ Giao liếc nhìn tạ liên ngồi bên cạnh, tạ liên nhủ thầm các ngươi nhìn ta làm gì. Phụ Giao lạnh lùng nói, nước của huynh ấy sắp uống cạn rồi, ngươi đừng khách sáo tam lan nói vậy sao vậy mời hai vị trước hai người kia đều im thinh thít hồi lâu sau phù giao mới lên tiếng ngươi là khách mời ngươi trước tuy phù giao nói chuyện vẫn với vẻ nhã nhặn thanh tú như mọi khi song tạ liên cảm thấy câu này của cậu ta rõ là nặng ra từ kẻ răng nghiến chặt tam lan lại làm động tác mời nói các ngươi là đầy tớ mời các ngươi trước không thì ngại lắm nghe bọn họ làm bộ làm tịch làm kiểu làm dáng cuối cùng bắt đầu động tay, ba người cách một chiếc bàn cùng ngắm ngầm phát lực đẩy tới đẩy lui một bình nước đáng thương, tạ liên lắc đầu, cảm thấy chiếc bàn rung bần bật dưới tay mình e rằng sắp nhắm mắt xuôi tay rồi. Bên kia âm thầm đấu đá qua lại vài lần, rốt cuộc phụ giao nhịn không nổi nữa, cười khẩy nói, nếu ngươi đã không chịu uống nước này, phải chăng là chột dạ? Tam Lan cười đáp, các ngươi thiếu thân thiện như thế, lại còn không chịu uống trước, chẳng phải càng giống chột dạ hơn sao? Lẽ nào đã hạ độc trong nước? Phù Giao nói, ngươi có thể hỏi vị ngồi bên cạnh ngươi xem nước này có độc không? Tam Lan bèn hỏi Tạ Liên, ca ca, nước này có độc không? Phù Giao nói câu này thật sự rất gian xảo. Nước hiện hình hiển nhiên không phải độc dược, người thường uống nó chẳng khác gì uống nước lã. Tạ Liên chỉ có thể trả lời, không có độc, chỉ là. Lời còn chưa dứt, Nam Phong và Phù Giao đồng loạt lường y, Tam Lan lại thẳng thừng buông tay, nói, được thôi. Hắn cầm bình nước kia, lắc lắc nó rồi nói nếu huynh nói không có độc ta sẽ uống nói xong hắn mỉm cười uống một hơi cạn sạch không ngờ tam lang lại dứt khoát như thế tạ liên có chút giật mình nam phong và phù giao cũng sững sờ sau đó vội vàng đề cao cảnh giác nào ngờ uống xong nước hiện hình tam lang lắc lắc bình nước nói mùi vị không ngon lắm nói đoạn tiện tay ném bình nước đi Loãng xoảng một tiếng bình nước vỡ tan tành dưới mặt đất thấy Tam Lan uống nước hiện hình mà vẫn không xuất hiện tình trạng dị thường nào, trên mặt Phù Giao thoáng hiện vẻ kinh ngạc nghi ngờ. Lát sau, Phù Giao thản nhiên nói, nước lã thôi, mùi vị đều giống nhau, có gì để phân biệt chứ? Tam Lan lấy bình nước đặt cạnh khuỷu tay của Tạ Liên, nói, dĩ nhiên không giống rồi. Cái này uống ngon hơn nhiều. Thấy vậy, Tạ Liên không khỏi bật cười, y thật sự cho rằng kết quả thế nào cũng không sao, cũng chẳng để ý cái gọi là mục đích thân phận, thế nên trong mắt y cuộc đấu đá loạn xạ này ngoại trừ thú vị thì không hề có ý nghĩa gì hết tạ liên cứ ngỡ đến đây chắc xong rồi ai ngờ cạch một tiếng nam phong đặt một thanh kiếm lên bàn nhìn khí thế của nam phong mới đầu còn tưởng muốn giết người diệt khẩu tại chỗ chứ im lặng giây lát tạ liên hỏi ngươi làm gì vậy nam phong trầm giọng đáp nơi phải đi rất nguy hiểm đưa vị tiểu huynh đệ này một thanh lợi kiếm để phòng thân lợi kiếm kiếm sắc bén tạ à, liên cúi đầu xem thử vỏ của thanh kiếm mang phong cách cổ xưa dường như đã được mài dũa qua nhiều năm tháng không phải vật tầm thường trong lòng chấn động y đưa tay đỡ trán xoay người sang chỗ khác nhủ thầm vậy mà lại là hồng kính kính đỏ tên của thanh kiếm này chính là hồng kính đây thật sự là một thanh bảo kiếm tuy nó không thể diệt ma trừ yêu nhưng bất luận yêu ma quỷ quái nào cũng chạy không thoát pháp kính của nó chỉ cần thứ không phải người rút nó ra lưỡi kiếm của nó sẽ từ từ biến thành màu đỏ như thể bị sắc máu bao phủ ngoài ra trên lưỡi kiếm đỏ như máu còn có thể phản chiếu nguyên hình của kẻ rút kiếm cho dù là hung hay là tuyệt không ai may mắn thoát khỏi pháp kính kính phật có thể chiếu thấu vạn vật từ tự như kính chiếu yêu ấy đối với bảo kiếm hay ngựa quý người trẻ tuổi chung quy cũng xem trọng một cách đặc biệt tam lang đồ một tiếng dường như rất có hứng thú để ta xem thử nào. Hắn dùng một tay nắm thân kiếm, tay còn lại nắm chui kiếm, chậm rãi rút ra ngoài. Nam Phong và Phụ Giao bốn mắt chăm chú nhìn động tác của hắn, kiếm kia ra khỏi vỏ ba tấc, thân kiếm sáng như tuyết. Hồi lâu sau, Tam Lan cười khẽ một tiếng, nói, ca ca, hai đầy tớ của Huynh đang dẫn chơi với ta hả? Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, xoay người lại, nói, Tam Lan à, ta nói rồi mà, không phải đầy tớ, nói xong câu này, y lại xoay người đi. Nam Phong lạnh nhạt nói, ai dẫn chơi với ngươi? Tam Lan cười hỏi, một thanh kiếm gãy, làm sao phòng thân được đây? Dứt lời, hắn lại cắm thanh kiếm vào vỏ, ném lên bàn. Nam Phong nghe vậy, thình lình cầm chui kiếm rút ra, chỉ nghe khen một tiếng, trên tay Nam Phong có thêm một thanh kiếm sắc bén rét lạnh, gãy nát. Thân kiếm của Hồng Kính, thế mà lại gãy từ ba tấc trở xuống. Nam Phong biến sắc, lộn ngược vỏ kiếm lại, chỉ nghe một loạt tiếng len ken loạn xạ phần thân kiếm còn lại trong vỏ tất cả đều gãy thành những mảnh vỡ sắc bén sáng loáng hồng kính có thể nhận diện toàn bộ yêu ma quỷ quái đây là sự thật chưa từng nghe nói có thứ gì có thể thoát khỏi pháp nhãn của nó cũng chưa từng nghe nói có thứ gì có thể chặt nó thành mấy khúc cách lớp vỏ nam phong và phù Giao đều chỉ vào tam lan nói ngươi tam lan cười ha ha ngã người ra sau gác giày đen lên mặt bàn cầm mảnh vụn của hồng kính ném chơi trong tay nói chắc các ngươi chưa quá đáng đến mức cố tình lấy một thanh kiếm gãy cho ta phòng thân đâu liệu có phải sơ ý làm gãy dọc đường không đừng lo ta không cần kiếm cũng phòng thân được kiếm gì gì đó các ngươi tự giữ lại dùng đi tạ liên thì hoàn toàn không thể nào nhìn thẳng thanh kiếm kia nói đến thanh kỳ kiếm hồng kính này kỳ đặc biệt không tầm thường vốn dĩ nó là một vật sưu tầm của quân ngô Lần đầu tiên tạ liên phi thăng, có lần ghé điện thần võ chơi nhìn thấy nó, cảm thấy kiếm này tuy không có giá trị sử dụng thực tế nào nhưng cũng khá thú vị. Quân ngô bèn tặng hồng kính cho y, sau này bị giáng chức, có quãng thời gian sống khó khăn quá, lăn lộn không nổi nữa, y mới bảo phong tính đem thanh kỳ kiếm này đi cầm đồ. Chính xác, cầm đồ. Cầm đồ xong tiền đổi được đủ để chủ tớ hai người ăn vài bữa ngon, sau đó không còn sau đó nữa. Lúc ấy tạ liên đem cầm rất nhiều thứ, nên y dứt khoát quên hết luôn Mắt công thi thoảng nhớ đến con tim lại rỉ máu Xem ra có lẽ sau này phong tính phi thăng Nhớ lại chuyện năm xưa Thật sự không chịu nổi việc hồng kính Một đời kỳ kiếm lưu lạc nhân gian Nên mới hạ phạm tìm nó về Mai dũa, đánh bóng, đặt ở điện Nam Dương Rồi bị Nam Phong lấy xuống Nói tóm lại Tạ liên thấy thanh kiếm này là đầu đau âm ỉ Chỉ còn cách dời mắt đi Thấy ba người kia lại cự nữ Y lắc lắc đầu tập trung quan sát khí trời bên ngoài, nghĩ bụng, xem tình hình này, lát nữa chỉ sợ sẽ nổi bão cát. Nếu hôm nay đi tiếp, không biết dọc đường có tìm được chỗ nào tránh gió không? Lúc này, trên bãi cát vàng ống bên ngoài, có hai bóng người chợt lóe lên. Tạ liên thoát cái bật dậy. Hai bóng người đó, một đen một trắng, cách đi chẳng hề vội vã, thậm chí có thể nói là thông dong, nhưng dưới chân như dẫm gió mây, đi cực kỳ nhanh. Người mặc áo đen thân hình mảnh mai, người mặc áo trắng là một nữ đạo sĩ lưng đeo trường kiếm cánh tay khoác phất trần người mặc áo đen không hề quay đầu lại còn nữ đạo sĩ áo trắng lại ngoái đầu mỉm cười lúc đi ngang qua tòa nhà này nụ cười đó hệt như bóng dáng của bọn họ chợt lóe rồi biến mất nhưng lại vô cớ giấy lên một luồng cảm giác kỳ dị quỷ quyệt do vẫn nhìn ra ngoài suốt tạ liên vừa khéo bắt được cảnh tượng đó ba người còn lại đại khái chỉ thấy được bóng lưng bọn họ cái khác tạm thời không có sức quan tâm Nam Phong bỗng đứng dậy hỏi, đó là người gì thế? Tạ Liên cũng đứng lên, nói, không biết, nhưng chắc chắn không phải người thường, trầm ngâm dây lát, y nói, các ngươi thôi đừng giỡn nữa. Ta thấy gió này sắp nổi lớn, mau tranh thủ lên đường trước, đi được đến đâu hay đến đó. Cũng may cả nhóm tuy rằng thường xuyên gà bay chó sủ một phen, nhưng lúc cần làm việc cũng làm việc sốt sắng lắm, lập tức ngừng phân cao thấp, dọn dẹp mảnh vỡ của hồng kính rồi ra khỏi tòa nhà bốn người ngược gió đi một hồi, đi khoảng chừng hai canh giờ, nhưng chặn đường có thể đi lại kém xa hai canh giờ trước đi được. Bão cát này lớn hơn lúc trước nhiều, gió mạnh cuốn theo hạt cát hung hãn nện vào thân người, nện cho mặt mũi và cánh tay lộ ra ngoài đau rát. càng đi càng cảm thấy gian nan, bên tai nghe tiếng gió vù vù, cát vàng ùng ùng kéo đến. Đường nhìn nhòe đi, Tạ Liên đè mũ, nói: Bão cát này xuất hiện thật quái lạ. Hồi lâu, không người nào trả lời tạ liên nghĩ thầm chắc không phải tục lại phía sau hết rồi chứ, y quay đầu lại nhìn, rõ ràng ba người vẫn còn theo sát, chỉ là dường như không phát hiện y vừa nói chuyện. Thì ra do bão cát quá lớn, vừa mở miệng ngay cả tiếng nói cũng bị cuốn đi. Nam Phong và Phù Giao hiển nhiên không cần y quan tâm, cả hai ngược gió cát mịt mù chân bước vừa vững vừa đằng đằng sát khí, mà Tam Lan vẫn theo sau y năm bước, đi không nhanh không chậm. Giữa các vàng khắp bầu trời, sắc mặt thiếu niên không hề gần sống, hắn chấp tay mà đi, một thân áo đỏ và tóc đen bay tứ tung, chẳng hề suy suyển, mắt cũng không chớp một cái, như thể hoàn toàn không cảm nhận được sự xâm nhập của bão cát. Tạ Liên đã bị hạt cát nện cho rác mặt, thấy Tam Lan khinh khi như vậy mà không khỏi sầu lo, nói, cẩn thận cát bay vào mắt và quần áo, nhưng nghĩ lại, Tam Lan cũng nghe không rõ mình đang nói gì, Tạ Liên bèn dứt khoát đi tới, giúp đối phương khép cổ áo lại, buộc cho thật chặt, không để gió và hạt cát trút vào tầm lan ngây ngẩn cả người. lúc này hai người kia cũng đuổi kịp, khoảng cách của bốn người khá gần, cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng nghe rõ giọng của nhau. tạ liên nói mọi người nhớ phải cẩn thận, bảo cát này đến rất đột ngột, không bình thường chút nào, sợ rằng là gió ma yêu tà. phù Giao nói chỉ là gió và cát hơi lớn thôi, ngoài trừ thế này còn có thể thế nào nữa. tạ liên lắc đầu nói bảo cát cũng còn đỡ, chỉ sợ trong cát có lẫn thứ khác. đúng lúc này một trận gió lớn thình lình nổi lên, thổi bay mũ trên đầu tạ liên. Một khi bay, chiếc mũ này sẽ biến mất triệt để trong các vàng mịt mù, tam lang lại phản ứng cực nhạy, thân thủ cực nhanh, nhấc tay một cái, tức thì chặn đứng chiếc mũ sắp bay lên trời, đưa trả lại cho y, tạ liên nói cảm ơn, vừa thắt dây mũ vừa nói, tốt nhất chúng ta nên tìm chỗ nào tránh một chút. Phù giao lại không đồng ý, nếu bảo các này thật sự có mờ ám, mục đích là để ngăn cản chúng ta đi tiếp. Càng như thế, chúng ta càng phải đi về phía trước. Nghe vậy, tạ liên còn chưa trả lời, tam lang đã bật cười ha ha. Phù giao ngẩn phát đầu, lạnh lùng nói, ngươi cười cái gì? Tam lang khoanh tay, cười hì hì, cố tình đối nghịch với người khác, có phải cho ngươi cảm giác thỏa mãn rằng mình đặc biệt lắm không? Nguyên văn, ý chỉ đặc biệt, không giống người thường, chỉ hướng cao cả, khác với tục lệ hủ lậu. Trước đó tạ liên đã cảm thấy, thiếu niên này tuy miệng luôn mỉm cười, nhưng thường xuyên khiến người ta phân không rõ rốt cuộc hắn thật lòng thật dạ hay đang giả vờ tân bốc để chăm chọc đối phương. Nhưng lần này, mặc cho ai cũng nhìn ra được, nụ cười của hắn không mang nửa phần ý tốt. Ánh mắt phù dao lạnh toát, tạ liên nâng tay nói, các ngươi tạm ngừng trước đã. Có lời gì lát nữa nói sau, gió mà lớn thật cũng kinh khủng lắm. Phù dao nói, thổi người bay lên trời luôn phải không? Tạ liên nói, ừ, điều ngươi nói vô cùng có khả năng lời còn chưa dứt, ba người trước mặt y đột nhiên biến mất. Trên thực tế, người biến mất không phải là bọn họ, mà là y, bảo các này thế mà lại cuốn y bay lên trời thật. Gió lốc. Tạ liên trao đảo giữa không trung, phất tay lên, nói, nhược gia. Túng thứ gì kiên cố đáng tin cậy đi. Nhược gia bay vụ ra, dây tiếp theo, tạ liên cảm giác được đầu kia của giải lụa trắng trùng xuống, hình như đã cuốn được thứ gì, nếu lấy nó khó khăn lắm mới đứng vững được giữa không trung, y cúi đầu nhìn thử, mình thế mà lại bị gió lốc mang đến chỗ cách mặt đất ít nhất 10 trượng, nếu không phải nhược gia túng được thứ gì đó dưới đất, chỉ sợ mình sẽ bay cao nữa. Bây giờ y tựa như một con diều, chỉ được buộc bởi một sợi dây dưới mặt đất. Giữa các vàng tạc vào mặt, tạ liên vừa nắm nhược gia, vừa cố gắng nhìn xem rốt cuộc nhược gia túng được thứ gì. Nhìn một hồi, cuối cùng y nhận ra được một bóng dáng màu đỏ đầu còn lại của nhược gia, hình như đang cuốn lấy cổ tay của một thiếu niên áo đỏ. Y bảo nhược gia túng thứ gì kiên cố đáng tin cậy, nhược gia thế mà lại túng tam lan. Tạ liên dở khóc dở cười, đang định bảo nhược gia mau túng lại thứ khác, chợt cảm thấy giải lụa trắng quanh cổ tay nới lỏng. Y nhủ thầm tiêu rồi, cảm giác đột ngột xuất hiện này, không phải là đầu kia của nhược gia bị lỏng ra, mà là chuyện đáng sợ hơn đã xảy ra. Quả nhiên, Bóng người màu đỏ dưới đất thoát cái đã gần y hơn nhiều, chẳng mấy chốc đã bay đến nơi y đưa tay là chạm được. Tam Lan thế mà cũng bị cuốn vào gió lốc. Tạ Liên la to với Tam Lan, đừng sợ, vừa há miệng lại ăn một mớ cát, nhưng chuyện đến nước này, ăn một hồi rồi cũng quen. Mặc dù y la lên bảo Tam Lan đừng sợ, nhưng trên thực tế, y cảm thấy Tam Lan căn bản sẽ không sợ. Quả nhiên, sau khi thiếu niên nọ bị cuốn lên không trung, nhược da nhanh chóng rút về, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Tạ Liên nhìn thấy rõ ràng, trên mặt đối phương không hề có nửa phần hoảng loạn, nếu đưa cho hắn quyển sách, chắc hắn có thể bình thản đọc ngay giữa các bụi ấy chứ, Tạ Liên thậm chí có chút hoài nghi phải chăng hắn cố tình bị cuốn lên. Nhược gia cuốn vài vòng quanh hông hai người, siết bọn họ chung một chỗ, Tạ Liên nói, làm lại. Lần này đừng túng người nữa. Thế là nhược gia bay ra lần hai. Lần này, nó túng, Nam Phong và Phụ Giao tạ liên mệt cả thể xác lẫn tinh thần, nói với nhược gia, ta bảo mi đừng túng người, người này không phải là người theo nghĩa hẹp, thôi được rồi, đi cất cao giọng gọi với xuống dưới, Nam Phong phù giao. Ráng chống. Phải ráng chống nha. Nam Phong và phù giao dưới đất dĩ nhiên phải ráng chống, hai người mạnh ai nấy đứng vững tại chỗ, nhưng trận bão các này thật sự quá điên cuồng và dữ dội, không lâu sau, chẳng ngoài ý muốn chút nào, lại có hai bóng đen bị gió lốc cuốn vào. Lần này, Bốn người cùng bay vèo vèo xoay tròn trên không trung. Giữa đất trời vàng tối, cơn lốc kia trông hệt như cột cát chọc trời công vẹo, một dải lụa trắng kéo theo bốn bóng người xoay vòng liên tục trong cột cát, càng xoay càng nhanh, càng lên càng cao. Tạ Liên vừa ăn cát vừa nói, "Sao các ngươi cũng lên luôn vậy?" Thứ nhìn thấy ngoại trừ cát vẫn là cát, thứ nghe được ngoại trừ gió vẫn là gió, bốn người không thể không dùng âm lượng lớn nhất hét qua hét lại. Phù Dao vừa ăn cát vừa phun vừa nói, vậy phải hỏi giải lụa trắng ngu ngốc của huynh ấy. Tạ Liên nắm giải lụa trắng ngu ngốc, nói bằng giọng bất đắc dĩ, nhược gia ơi nhược gia, bây giờ bốn người bọn ta trông cậy vào mi hết đó, lần này mi làm ơn đừng túng nhầm nữa, đi đi. Mang tâm trạng bi tráng, tạ Liên lần nữa buông tay. Nam Phong quát, đừng trông chờ vào cái thứ đó. Nghĩ cách khác đi, bây giờ, tạ Liên cảm giác được giải lụa trên tay bỗng siết lại, tinh thần phấn chấn lên ngay, nói, chờ chút cho nó một cơ hội nữa đi lại túng được rồi này phù dao cũng quát đừng có quấn người qua đường nữa đấy tha cho người ta đi khỏi cần phải nói trong lòng tạ liên cũng vô cùng lo lắng điều này y kéo kéo nhược gia đầu kia không hề nhúc nhích lúc này mới thấy nhẹ nhõm nói không phải đâu đầu kia nặng lắm vững lắm sau đó nói tiếp rút chống lại cơn gió lốc cuồng loạn kia nhược gia cấp tốc rút ngắn bốn bóng người nhanh chóng rời xa cột gió. Giữa các vàng đầy trời, tạ liên từ từ nhìn thấy một đường viền màu đen hình nửa vòng tròn bên dưới. Đường viền này cực lớn, ước chừng lớn bằng một ngôi miếu nhỏ. Thứ mà đầu khác của nhược gia cuốn lấy, chính là thứ này đây. Mà chờ khi bọn họ tới gần mặt đất, cuối cùng cũng thấy rõ được, đó là một khối đá núi khổng lồ. Giữa cơn bão cắt mạnh đến mức vậy, khối đá tráp ấy hệt như một tòa pháo đài vững chãi mà tĩnh lặng, quả thật là nơi tránh gió cực tốt. Khi nãy trên đường tới đây, rõ ràng bọn họ không nhìn thấy khối đá núi to như thế, thật sự không biết trận gió lốc quái gỡ này đã đưa họ đi xa cỡ nào. Vừa đáp xuống đất, bốn người lập tức đi vòng ra mặt cản gió của khối đá. Vừa đi vòng qua, tạ liên thoáng cái hứng lên, nói, đây quả là quan trời ban phúc. Thì ra sau mặt cản gió của khối đá núi có một hang động. Hang động này rộng chừng hai cánh cửa, chiều cao thấp hơn một cánh cửa tí xíu, nhưng người trưởng thành khẽ không lưng cúi đầu cũng vào được. Cửa động không ngay ngắn mà siêu siêu vẹo vẹo, sông cũng không giống hình thành tự nhiên, có lẽ là do sức người đào khoét lung tung. Tạ Liên đi vào, phát hiện khối đá núi này gần như bị đào rỗng ruột, không gian trong động có vẻ không nhỏ, nhưng bên trong khá tối, y cũng không thăm dò mọi ngóc ngách trong động, trước tiên chỉ ngồi ở nơi ánh sáng chiếu đến, phủi cát vàng trên nhược da, cuốn lại vào cổ tay. Nam Phong và Phù Giao đều đang nôn cát, miệng mũi tai mắt đều có cát bay vào, nếp uống quần áo thì khỏi nói, cởi ra vũ một cái, toàn là các đá nhỏ vụn. Trong số bốn người, thoạt nhìn bình yên vô sự nhất vẫn là Tam Lan. Sau khi không lưng đi vào, hắn chỉ phủi chút cát bụi trên áo đỏ cho có lệ rồi thôi. Ngoại trừ tóc đen hơi rối, buộc tóc bị lệch, điều bộ thoải mái của hắn không hề bị ảnh hưởng gì, vốn dĩ tóc đen của hắn đã bị tạ liên buộc lệch, giờ lệch thêm chút nữa cũng không sao. Nam Phong lau mặt mấy cái, há miệng là mắng một tiếng. Tạ liên trúc hết các trong mũ, nói, Ê, thật sự không ngờ các ngươi cũng bị thổi lên trời. Sao các ngươi không dùng thiên cân trụy? Thiên cân trụy, triệu ngàn cân một công phu của Thiếu Lâm giúp trụ tấn vững vàng. Lúc này Nam Phong mới ngừng mắng, nói, dùng rồi. Vô dụng. Phù Giao vừa tức tối dũ áo ngoài, vừa hung tận nói, huynh cho rằng đây là đâu, đây là chốn hoang mạc ở cực Tây Bắc không phải địa bàn của tướng quân nhà ta. Nam Phong nói, phía bắc là địa bàn của Bùi Gia Nhị Tướng, hai vị tướng nhà họ Bùi, phía tây là địa bàn của quyền nhất chân. Mấy trăm dặm quanh đây, căn bản không tìm được gian Nam Dương Miếu nào. Phải biết nhân gian còn có một câu tục ngữ, con rồng mạnh cỡ nào cũng khó mà trấn áp con rắn đang ở trong địa bàn của nó. Vì thế thân là thần quan phó tướng của võ thần vùng Đông Nam và võ thần vùng Tây Nam, hai người họ làm phép ở nơi không thuộc địa bàn của mình pháp lực phát huy khó tránh bị hạn chế nhìn dáng vẻ hết sức uất nghẹn và bực bội của nam phong và phù giao xem ra đây hẳn là lần đầu tiên hai người họ bị một trận gió to thổi lên trời xoay vòng vòng không xuống được tạ liên nói cực thân các ngươi rồi có lẽ nam phong cảm thấy nơi này xuất hiện một khối đá núi như vậy rất đáng nghi song tạ liên cũng không lấy làm lạ nói đá núi bị đào hang thế này không phải ít để trốn bảo các khi ra ngoài chăn thả không kịp về nhà hoặc tạm thời qua đêm, thỉnh thoảng người dân bán nguyệt quốc năm xưa sẽ đào một hang động trên đá núi. Có hang động không phải đào mà là cho nổ. Nam Phong nghi ngờ nói, trong hoang mạc làm sao chăn thả được. Tạ Liên nở nụ cười, nói, 200 năm trước, nơi này không phải là hoang mạc hết, cũng có một vùng ốc đảo mà. Lúc này, Tam Lan nói, ca ca. Tạ Liên quay đầu hỏi, sao vậy? Tam Lan chỉ chỉ, nói, trên tảng đá mà Huynh ngồi, hình như có viết chữ. Cái gì, đầu tiên tạ liên cúi đầu, sau đó đứng dậy, bấy giờ mới phát hiện chỗ mình ngồi đích thực là một phiến đá. Y lau sạch bụi bặm trên phiến đá nọ đúng là có chữ, chẳng qua khắc hơi nông, nét chữ cũng không rõ ràng lắm. Một nửa phiến đá bị chôn trong cát, nét chữ kéo dài lên trên, ẩn núp trong bóng đêm. Đã có chữ, tức là phải đọc. Tạ Liên nói, pháp lực của ta không còn bao nhiêu, các ngươi ai nâng cái chưởng tâm diệm, ngọn lửa trong lòng bàn tay, rọi sáng giúp ta đi, cảm ơn nhiều. Nam Phong bèn búng tay một cái, lòng bàn tay thoáng chốc giấy lên một ngọn lửa. Tạ liên tình cờ nhìn sang Tam Lan, đối phương không hề tỏ ra kinh ngạc, suy cho cùng ngay cả trúc ngàn dặm đất cũng thấy rồi, y có cảm giác bất luận sau này đôi bên thể hiện cái gì với nhau cũng chẳng ai lấy làm kinh ngạc nữa. Nam Phong dời bàn tay qua chỗ tạ liên chỉ, ngọn lửa chiếu sáng chữ viết khắc trên phiến đá. Chữ viết nọ trông kỳ lạ vô cùng, nguệt ngoạc như trẻ nhỏ tiện tay viết vẽ linh tinh vậy, Nam Phong nhỏi, cái này viết gì thế? Tam Lan nói, tất nhiên là chữ viết của nước bán nguyệt. Tạ Liên nói, e rằng Nam Phong muốn hỏi là viết cái gì đó. Để ta xem thử. Y dọn sạch các đá trên phiến đá, mãi đến hàng chữ nằm trên cùng, mấy ký tự này lớn hơn hẳn, hình như là đầu đề, mà mấy ký hiệu này cũng xuất hiện nhiều lần trên phiến đá. Phù Giao cũng nâng một ngọn lửa trong lòng bàn tay, hỏi, Huynh biết đọc chữ bán nguyệt. Tạ Liên nói, thật không dám giấu giếm, ta từng lượng đồng nát ở nước bán nguyệt. Cảm nhận được một trận im lặng, Tạ Liên ngẩng đầu hỏi, gì vậy? Không gì cả, Phù Giao hầm hừ, chỉ tò mò là Huynh còn từng lượng đồng nát ở bao nhiêu nơi nữa. Tạ Liên cười cười, cúi đầu tiếp tục xem. Lát sau, y thình lình nói hai chữ tướng quân nam phong và phù giao đồng loạt lên tiếng cái gì tạ liên ngẩng đầu nói ý ta là mấy chữ viết trên cùng phiến đá này là tướng quân ngừng một lát y nói tiếp có điều đằng sau tướng quân còn một ký tự nữa nhưng rốt cuộc ký tự này có nghĩa gì ta không dám chắc lắm nam phong có vẻ thở phào nhẹ nhõm nói vậy huynh nhìn tiếp đi tạ liên gật đầu nam phong nâng ngọn lửa khẽ nhích tay về phía trước một chút. Tay Nam Phong vừa nhích, Tạ Liên bỗng phát hiện có chỗ nào không ổn. Ven mép đường nhìn hình như xuất hiện thêm thứ gì đó. Hai tay đè trên phiến đá khắc đầy chữ, Tạ Liên chậm rãi ngẩng đầu lên. Chỉ thấy phía trên phiến đá, ánh lửa le lói rọi sáng một mặt người bắp thịt cứng đờ trong bóng tối. Gương mặt này, hai tròng mắt ngó xuống, đang nhìn y chồng chọc. á 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 hét toán lên không phải bọn họ, mà là mặt người bắp thịt cứng đờ kia. Nam Phong nâng trưởng tâm diệm ở lòng bàn tay còn lại, ngọn lửa trên hai tay thình lình bốc lên cao, cuối cùng rọi sáng toàn bộ hang động. Khi nãy thứ mà ngọn lửa chiếu sáng, chính là một người vẫn luôn núp trong bóng đêm, lúc này người nọ hoảng sợ lùi sang một bên, rút đến rìa chỗ sâu trong hang động, bên rìa đó thế mà đã có bảy tám người có rụt ông thành một khối, rung lẫy ba lẫy bảy. Nam Phong quát, các ngươi là ai? Tiếng quát này khiến cho cả hang động vang ông ông, Tạ Liên vốn đã bị tiếng thét chói tai vừa rồi chấn đến độ hai lỗ tai đau âm ỉ, bây giờ đành phải bất đắc dĩ biệt tai lại. Bảo các quá lớn, tạp âm đầy tai, bọn họ nói chuyện nhỏ một chút là hết nghe rõ đôi bên nói gì, mà sau khi vào hang động, trước tiên bọn họ bắt đầu thảo luận về quốc sư bán nguyệt, sau lại tập trung tinh thần đọc hiểu phiến đá này, từ đầu chí cuối thế mà không hề phát hiện trong động còn những người khác lặng lẽ ẩn núp bảy tám người kia run bần bật hồi lâu sau một ông lão chừng 50 tuổi lên tiếng chúng ta là đội buôn qua đường thương nhân bình thường thôi ta họ trịnh bảo cát lớn quá đi không được nên tránh gió ở đây ông lão là người bình tĩnh nhất trong cả nhóm coi bộ hẳn là người đứng đầu nam phong hỏi tiếp đã là thương nhân qua đường bình thường cớ gì lại thầm thà thầm thuộc trốn ở đây ông lão họ trịnh vừa định mở miệng một thiếu niên 17-18 tuổi bên cạnh ông ta gắt giọng, lẽ ra chúng ta cũng không thậm thà thậm thuộc tại các ngươi bất chợt xông vào ai biết các ngươi tốt hay xấu sau đó loáng thoáng nghe các ngươi nói cái gì mà quốc sư bán nguyệt cái gì mà quỷ giới tay còn vô cớ nổi lửa chúng ta tưởng các ngươi là đám binh sĩ bán nguyệt đi ra tuần tra bắt người ăn thịt làm sao dám lên tiếng dường như sợ thiếu niên kia nói năng đụng chạm chọc giận đối phương ông lão nói thiên sinh đừng nói lung tung thiếu niên kia mày rậm mắt to ngày thường mạnh mẽ hồn hậu bị trưởng bối nói vậy thì tức khắc im miệng. Cuối cùng lỗ tai cũng hết đau, tạ liên lỗ tai thả tay xuống, hòa nhã nói, hiểu lầm thôi mà, hiểu lầm thôi mà. Mọi người đừng căng thẳng, thả lỏng chút nào. Ngừng một chút, y mới nói tiếp, tất nhiên chúng ta không phải binh sĩ bán nguyệt gì hết. Tại hạ là quán chủ của một gian đạo quán, mấy vị này đều là người trong quán của ta, toàn học thuật kỳ môn động giáp. Các ngươi là thương nhân bình thường, chúng ta cũng chỉ là đạo nhân bình thường, không có ác ý gì hết, đều là người tìm chỗ tránh gió như nhau cả, lại đúng lúc vào cùng một hang động mà thôi. Giọng điệu y ôn hòa, nói khoan thai như vậy cũng phần nào trấn an được cảm xúc của mọi người. Sau nhiều lần giải thích và đảm bảo, bấy giờ sắc mặt cả đám thương nhân mới dịu xuống. Ai ngờ, Tam lang bỗng nhiên cười nói, đâu nào, ta thấy mấy vị thương nhân này đâu có bình thường, khiêm tốn rồi. Mọi người không hiểu mô tê gì, đưa mắt nhìn hắn tam lan nói cửa ải bán nguyệt chẳng phải mỗi lần qua cửa ải mất tích hơn phân nửa sao thưa biết có lời đồn này mà còn dám băng qua đây càng đảm quá còn gì làm sao bình thường cho được nghe vậy trịnh lão bá nói anh bạn trẻ điều này thì chưa chắc thật ra cũng có một vài đội buông băng qua đây bình an vô sự đấy tam lan nói ồ trịnh lão bá nói chỉ cần tìm đúng người dẫn đường đừng vào nhằm lãnh địa trước đây của nước bán nguyệt là được cho nên lần này qua cửa ải chúng ta đã đặc biệt tìm một người địa phương dẫn đường thiếu niên thiên sinh kia nói đúng thế còn phải xem người dẫn đường nữa dọc đường này may nhờ có ai chiêu ca huynh ấy dẫn chúng ta tránh được rất nhiều cát lúng khi nãy vừa thấy gió bắt đầu thổi huynh ấy đã vội vàng dẫn chúng ta tìm chỗ trốn nếu không bây giờ biết đâu chúng ta đã bị cát chôn sống rồi tạ liên nhìn thoáng qua vì A Chiêu dẫn đường cho đội buôn vô cùng trẻ tuổi, ước chừng mới 20, trời sinh mặt mày tuấn tú chất phát, được mọi người khen cũng không có biểu hiện gì, chỉ cúi đầu nói, có gì đâu, chiếc trách cả thôi. Hy vọng qua trận gió này, lạc đà và hàng hóa của mọi người cũng không có việc gì. Nhất định không có việc gì. Thái độ của nhóm thương nhân hết sức lạc quan, tạ liên lại cảm thấy sự tình không đơn giản như bọn họ đã tưởng. Nếu không vào nhầm di địa của nước bán nguyệt thì sẽ không gặp chuyện, vậy lẽ nào những đội buôn mất tích hơn phân nửa ngày xưa toàn là tự mình không tin chuyện tà môn ngoại đạo khăng khăng đi tìm chết một đội hai đội khăng khăng tìm chết thì thôi đi nhưng có tiền lệ thê thảm vậy rồi vì đâu mà sau đó người ta cứ liên tục mạo hiểm suy nghĩ một lát y nói nhỏ với nam phong và phù giao chuyện xảy ra đột xuất chờ trận bão các này qua đi trước tiên chúng ta đảm bảo cho những người này an toàn rời khỏi đây sau đó đến cố địa của nước bán nguyệt tìm hiểu nguyên nhân Nam Phong và Phù Giao tất nhiên sẽ không phản đối, tạ liên bèn tiếp tục cúi đầu nhìn chữ trên phiến đá. Vừa rồi y chỉ nhận ra hai ký tự tướng quân, nhưng đó là vì từ này cũng xem như được sử dụng nhiều, còn y đến nước bán nguyệt đã là chuyện của 200 năm trước, cho dù lúc đó học sành sỏi, qua 200 năm cũng quên sạch rồi, bây giờ đột nhiên phải nhớ lại, đúng là cần chút thời gian và kiên nhẫn. Lúc này, Tam Lan bên cạnh nói, mộ tướng quân. Chữ mộ nằm sau chữ tướng quân, nguyên văn là tướng quân mộ mà tôi để mộ tướng quân nha tam lan vừa nói tạ liên chợt nhớ ra ký tự cuối cùng này chẳng phải mang ý trũng mộ huyệt sao trũng mộ mã đắp cao chữ mộ trong mộ tướng quân bên trên là trũng đó y quay đầu lại hỏi tam lan để cũng hiểu ngôn ngữ bán nguyệt sao tam lan cười nói không nhiều lắm hứng thú nên học thôi chỉ biết vài chữ Tạ Liên đã quen với việc đối phương nói như vậy. Chữ một này đâu phải từ thường dùng, nếu thật sự chỉ biết vài chữ, làm sao lại vừa khéo biết được chữ này chứ? Hắn mà nói, không nhiều lắm, vậy ý nghĩa sẽ tương tự, cứ hỏi thoải mái, Tạ Liên mỉm cười, tốt lắm. Nói không chừng mấy chữ mà để biết vừa khéo là mấy chữ ta không nhận ra. Để qua đây, chúng ta cùng xem. Tạ Liên nhẹ nhàng ngoắt tay, tàm làng đi qua ngay. Nam Phong và Phù Giao đứng bên cạnh nâng lửa, chiếu sáng cho hai người họ. Tạ Liên chậm rãi lướt nhẹ ngón tay qua hàng chữ trên bia đá, cùng Tam Lan thấp giọng thảo luận, khẽ cất giọng đọc, đọc một hồi, ánh mắt càng lúc càng khác thường, cuối cùng dần dần lắng xuống. Thiếu niên tên thiên sinh trong đội buôn dù xì cũng còn trẻ, người trẻ tuổi bản tính tò mò, khi nãy hai bên tùy ý tán gẫu vài câu, cậu ta xem như đã thân quen, hỏi, mấy ca ca ơi, rốt cuộc trên phiến đá này viết gì thế? tạ liên phục hồi tinh thần lại trả lời phiến đá này là một tấm bia trên tấm bia viết về cuộc đời của một vị tướng quân thiên sinh nói tướng quân của nước bán nguyệt hả tam lan nói không là một vị tướng quân của trung nguyên nam phong ngờ vực hỏi tướng quân của trung nguyên thế tại sao người dân bán nguyệt quốc lại lập mộ cho hắn chẳng phải hai nước xảy ra chiến sự lớn nhỏ liên tục sao tam lan nói vị tướng quân này rất kỳ lạ Tuy rằng toàn văn trên phiến đá xưng đều hắn là tướng quân, nhưng thật ra hắn chỉ là hiệu úy. Với lại ban đầu hắn thống lĩnh 100 người, sau đó hắn thống lĩnh 70 người, sau đó nữa, hắn thống lĩnh 50 người. Hiệu úy, chức quan xếp dưới tướng quân, có quân đội do tự mình thống lĩnh. Nói tóm lại, bị giáng chức một mạch. Loại trải nghiệm giáng chức rồi lại giáng chức, gián đến mức không thể giáng được nữa, phải nói là quá đổi quen thuộc cảm giác được có hai tầm mắt đang dựng trên người mình, tạ liên làm bộ không để ý, tiếp tục đọc chữ trên phiến đá. Bấy giờ, chợt nghe thiên sinh hỏi bằng giọng khó hiểu, làm quan kiểu gì mà càng làm càng thấp như thế chứ? Chỉ cần không mắc sai lầm gì lớn, cho dù không thăng cũng sẽ không rớt. Phải thất bại cỡ nào mới ra nông nổi này? Tạ liên siết tay phải thành nắm đấm, đặt trước miệng ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói, anh bạn nhỏ à, chuyện làm quan càng làm càng thấp này, cũng thường có đó nha. Hả? Tam Lan cười một tiếng, đúng thế, thường có. Ngừng một lát, Tam Lan tiếp tục nói, sở dĩ vị hiệu úy này càng làm càng thấp không phải vì võ lực của hắn không tốt, không xứng với chức vụ, mà là vì quan hệ giữa hai nước căng thẳng, vậy mà trên chiến trường hắn chẳng những không đóng góp được gì, trái lại còn nhiều lần cản trở. Nam Phong hỏi, cái gì gọi là cản trở? Tam Lan nói, không những cản trở đối phương sát hại dân chúng bên mình mà còn cản trở bên mình sát hại dân chúng bên đối phương. cản trở một lần rất một cấp. tam lan thông thả nói, bảy tám thương nhân kia cũng từ từ ngồi sát lại, giống như nghe hắn kể chuyện xưa, nghe cũng tập trung lắm, vừa nghe vừa phát biểu ý kiến. thiên sinh nói, ta thấy vị hiệu úy này đâu có làm gì sai. binh sĩ đánh trận thì thôi, không cho tùy tiện giết hại dân chúng nào có vấn đề gì. mặc dù thân là binh sĩ của một quốc gia làm vậy hơi bị tốt bụng không đúng chỗ, không phù hợp cho lắm, nhưng tổng thể cũng đâu có gì sai. Đúng rồi, dù sao cũng là cứu người, đâu phải hại người. Nghe vậy, tạ liên mỉm cười. Các thương nhân trước mặt không phải là dân chúng vùng biên giới, cũng không phải là người xưa của 200 năm trước. Bây giờ, nước bán nguyệt đã tan thành tro bụi, mọi người nhắc lại tất nhiên có thể hời hợt qua loa, thậm chí còn khen ngợi vài câu. Cho dù không tán đồng, có lẽ cũng thông hiểu được nhưng vào năm đó, đánh giá mà hành vi này nhận được tuyệt đối không thể tóm gọn trong một câu nhẹ bẩn như tốt bụng không đúng chỗ. Trong cả đám người, chỉ có ai chiêu hẳn do là người địa phương nên hiểu rõ hơn chút, nói hiện tại là hiện tại, 200 năm trước là 200 năm trước. Lúc đó hai nước hận thù sâu đậm cỡ nào, người thời nay hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Vì hiệu úy này chỉ bị giáng chức đã là may mắn lắm rồi. Phù giao cười nhạo một tiếng, buồn cười hết chỗ nói gần như có thể đoán được phù giao muốn nói gì tạ liên xoa xoa ấn đường quả nhiên ánh lửa rọi sáng gương mặt u ám của phù giao chỉ nghe phù giao nói tại kỳ vị mưu kỳ chức nếu đã làm binh sĩ người này hẳn nên ghi nhớ mọi lúc rằng phải bảo vệ quốc gia của mình anh dũng giết địch nơi tiền tuyến hai nước giao chiến sát thương là điều khó tránh khỏi mềm lòng kiểu đàn bà như thế chỉ tổ làm chiến hữu cùng phe căm ghét hắn tướng sĩ phe địch cảm thấy hắn nực cười mà thôi chẳng có người nào cảm ơn hắn đâu. Tại kỳ vị mưu kỳ chức, ý nói người ở chức vụ nào thì nên tập trung làm tốt công việc của mình. Lời này cũng rất chí lý, vì thế trong hang động im thinh thích. Phù Giao tiếp tục thản nhiên nói, cuối cùng người như thế chỉ có một kết cục, chết. Nếu không chết trên chiến trường thì cũng chết dưới tay người của mình. Im lặng dây lát, tạ liên phá vỡ sự im lặng, người đoán chính xác lắm. Cuối cùng hắn đúng là đã chết trên chiến trường. Thiên sinh hoảng sợ hỏi, hả? Chết như thế nào? Cân nhắc chốc lát, tạ liên vẫn mở miệng nói, bên trên nói, có một lần hai bên giao chiến, đánh một hồi, dây dày buộc không chặt, giẫm trúng, ngã lộn nhào. Bà con trong động cứ ngỡ vị tướng quân này chắc chắn đã chết một cách oanh liệt không gì sánh được, nghe vậy đồng loạt sửng sốt, nhũ thầm kiểu chết gì thế kia. Tiếng cười phục ra, ha 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 nên bị đao kiếm loạn lạc của binh lính hai bên đang giết nhau đỏ mắt chém chết. Ha 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 ha. Tạm Lan nhướng một bên lông mày, hỏi, buồn cười lắm à. Tạ Liên cũng nói, khụ. Đúng rồi đó, thảm lắm nha. Mọi người nên đồng cảm một chút, đừng cười vậy chứ. Đang ở trong mộ của người ta, cho người ta chút mặt mũi đi. Thiên sinh vội nói, ta không có ác ý đâu. Nhưng mà, này cũng quá, hơi bị, há há tạ liên cũng hết cách, bởi vì lúc đọc đến đó, y cũng có phần muốn cười, chỉ đành không nhắc đến nữa, đọc tiếp xuống dưới rồi dịch ra, nói, tóm lại, tuy rằng danh tiếng của vị hiệu úy này trong quân đội không được tốt, nhưng có một số người dân bán nguyệt và người dân trung nguyên ở biên giới từng được hắn săn sóc, bèn gọi hắn là tướng quân, xây dựng một mộ đá đơn sơ ở đây cho hắn, lập một phiến đá tưởng niệm hắn. Tam Lan tiếp lời y, khi nào rảnh đến đây chăn dê, cắt một ít cỏ tươi cúng hắn tạ liên u u cạc cạc, hả? Tại sao lại cắt cỏ cúng hắn? Người ta có phải dê đâu? Tam Lan cười hì hì, câu ở mặt sau là để nói bừa thôi. Tạ liên nhìn thử, đúng là thế thật, mặt sau phiến đá không có gì hết, y dở khóc dở cười, hỏi, sao đệ nghịch ngợm quá vậy? Tam Lan le lưỡi một cái, hai người đang cười đùa, đột nhiên có ai hốt hoảng thét lên, đây là cái gì? Tiếng thét này nghe hết sức chói tai, vang ông ông trong hang động, khiến người ta sợn hết gai ốc. Tạ Liên nhìn sang hướng phát ra tiếng thét, nói, chuyện gì thế? Người lúc đầu ngồi ở đó hớt hơ hớt hải chạy ra, hoảng loạn cực độ nói, rắn. Nam Phong và Phụ Giao chuyển hướng cánh tay, hai ngọn lửa trong lòng bàn tay chiếu sáng chỗ đất kia từ xa. Phía trên đất cát, một con rắn dài màu sắc sặc sỡ bỗng dưng cuộn tròn nằm ở đó. Mọi người hoảng hết cả lên, sao lại có rắn được chứ? Sao, sao con rắn này xuất hiện không phát ra tiếng động gì hết vậy, không biết nó bò vào đây từ bao giờ luôn. Bị ánh lửa chiếu vào, con rắn nâng thân lên, trông có vẻ cực kỳ cảnh giác, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Nam Phong đang định tung một ngọn lửa qua, lại thấy một người chậm rãi bước tới, tiện tay cầm một cái, bóp chặt bảy tấc của con rắn, nhấc tay trái đưa nó lên trước mắt, vừa quan sát vừa nói, có rắn trong sa mạc không phải là chuyện bình thường sao? Gan to như vậy, chẳng kiên nể gì, tất nhiên là tam lan. Cái gọi là đánh rắn đánh bảy tất, nếu con rắn này bị bóp nát bảy tất, dẫu răng độc của nó có hung hãn cỡ nào cũng không lợi hại nổi. Đuôi rắn kia yếu ớt quấn vài vòng quanh cánh tay trái của tam lan, bây giờ ở cự ly gần, tạ liên chăm chú nhìn kỹ, dường như da con rắn là dạng nửa trong suốt, có thể thấy rõ màu tím đỏ rực rỡ bên trong, trong màu tím đỏ còn lẫn chi chít sợi mảnh màu đen, khiến người ta liên tưởng đến màu của nội tạng, gây cảm giác cực kỳ khó chịu còn đuôi rắn thì lại mang màu da hơn nữa còn chia thành từng đốt thoạt nhìn cứ như mọc từng lớp vỏ cứng không giống đuôi rắn giống đuôi bò cạp hơn bảy tấc là vị trí của tim rắn một khi bị tổn thương thì tự nhiên sẽ chết tuy nhiên cũng tùy chủng loại và kích cỡ của rắn chứ không phải luôn là bảy tấc thấy rõ cái đốt đó sắc mặt tạ liên thay đổi nói coi chừng đuôi của nó lời còn chưa dứt cái đuôi vướng víu của con rắn thình lình buông lỏng cánh tay của tam lang mũi đuôi như biến thành một đầu rắn khác búng ra phía sau bất ngờ đâm một cái lực đâm của đuôi rắn cực mạnh tam lang lại thình lình đưa tay phải ra tiện tay nắm một cái dễ dàng tóm được cái đuôi của nó tam lang cầm cái đuôi rắn như đang cầm thứ gì chơi vui lắm còn đưa cho tạ liên xem cười nói cái đuôi này mọc thú vị thật chỉ thấy phía cuối chiếc đuôi nhọn của con rắn thế mà lại mọc một cái gai màu thịt đỏ tạ liên thở phào nhẹ nhõm nói không đâm trúng là tốt rồi quả nhiên là rắn đuôi bò cạp nam phong và phù giao cũng qua đây xem con rắn hỏi rắn đuôi bò cạp tạ liên nói đúng vậy là một loại độc vật động vật có độc đặc biệt của nước bán nguyệt số lượng tương đối ít ta chưa nhìn thấy bao giờ nhưng cũng từng nghe nói về nó thân như rắn đuôi như bò cạp độc tính còn mạnh hơn cả hai con này cộng lại bất luận bị răng độc của nó cắn trúng hay bị đuôi độc của nó đâm trúng đều sẽ nói đến đây chỉ thấy tam lang cuộn con rắn kia trên tay lật qua lật lại mà hành hạ lúc thì kéo dài lúc thì ép ngắn lúc thì xem như khăn lông mà vắt thiếu điều thắt nơ bướm nữa thôi tạ liên im lặng một hồi rồi dịu giọng khuyên nhủ tam lang đừng đùa với nó nguy hiểm lắm tam lang lại cười nói không có gì đâu ca ca đừng lo rắn đuôi bò cạp này là đồ đặng của quốc sư bán nguyệt hiếm khi có cơ hội, dĩ nhiên phải quan sát tỉ mỉ rồi. Đồ đằng, hiểu nôm na là vật thể được xem như biểu tượng của bộ tộc hay dân tộc, ví dụ đồ đằng của Trung Quốc là rồng. Tạ Liên ngẩn ra, hỏi, đồ đằng của quốc sư bán nguyệt. Tam Lan nói, đúng thế. Nghe đầu quốc sư bán nguyệt kia, chính vì có thể điều khiển loại rắn đuôi bò cạp này, người dân bán nguyệt mới cho rằng ả à pháp lực vô biên, bái ả làm quốc sư. Vừa nghe hai chữ điều khiển, tạ liên lập tức cảm thấy không ổn nghĩ thầm hệ nói đến điều khiển xưa giờ toàn là một nhóm lớn một mảng lớn y vội nói bây giờ mọi người mau ra ngoài trước chỉ sợ rắn đuôi bò cạp này không phải chỉ có một con tạ liên còn chưa nói hết một câu chợt nghe một tiếng hét thảm á à. vài người nhao nhao hoảng hốt kêu lên rắn nhiều rắn quá chỗ này cũng có trong bóng tối bảy tám con rắn đuôi bò cạp màu tím đỏ im hơi lặng tiếng bò ra chúng nó xuất hiện quá đột ngột, hoàn toàn không biết bò ra từ chỗ nào trong động, chúng nó cũng chẳng công kích mà chỉ lẳng lặng nhìn chầm chầm đám người kia, như thể đang thẩm định đây là thứ gì. Rắn này cả bò lẫn tấn công đều im liềm, thậm chí tiếng thè lưỡi, xì xì của rắn độc thông thường cũng không có, quả thật hết sức nguy hiểm. Nam Phong và Phù Giao tung hai ngọn lửa qua, một đống lửa lớn nổ tung trong trong hang động, tạ liên nói, ra ngoài. Mọi người nào dám nán lại trong hang động, ai cũng vắt giò lên cổ chạy ra ngoài. Cũng may sắc trời ngã về chiều, cơn gió lốc kia đã đi xa từ lâu, bão cát bên ngoài cũng nhỏ hơn nhiều, đám người vội rút về phía gò đất trống. Chạy một hồi, tạ liên đang suy nghĩ đúng là nói cái gì tới cái đó, trịnh lão bá mà thiên sinh đang dìu bỗng dưng ngã xuống. Tạ liên xông lên trước, hỏi, chuyện gì vậy? Trịnh lão bá mặt mày đau đớn, run rẩy giơ tay lên. Tạ liên nắm tay ông lão nhìn một cái, lòng tức thì trùng xuống, chỉ thấy hổ khẩu của ông lão hiện màu tím đỏ, sưng phù lên cao, có thể miễn cưỡng trông thấy một lỗ nhỏ bé xíu trên chỗ sưng, vết thương nhỏ như thế, e rằng bị đâm trúng cũng không phát hiện ngay được. Y lập tức nói, mọi người mau kiểm tra trên người mình có vết thương nào không, nhỡ có thì mau dùng sợi dây buộc lại. Dứt lời lật cổ tay ông lão lại để xem kinh mạch, chỉ thấy một màu tím đỏ mà mắt thường có thể nhìn thấy đang bò lên trên men theo kinh mạch của ông lão. Tạ Liên nghĩ thầm rắn độc này lợi hại thật, đang định tháo nhược da xuống thì thấy A Chiêu xé vải bố buộc giữa cánh tay ông lão kia, buộc chặt cứng ngắt, ngăn cản máu độc chảy ngược về tim. Động tác của A Chiêu nhanh như cắt, Tạ Liên âm thầm khen ngợi, vừa ngẩng đầu lên, không cần yên nhiều lời, Nam Phong đã lấy ra một lọ thuốc, đổ ra một viên thuốc. Tạ Liên cho ông lão uống vào, thiên sinh hoảng đến độ kêu to, bá bá, bá bá không sao chứ? A Chiêu ca, bá bá sẽ không chết đâu phải không? a chiêu lắc đầu nói bị rắn đuôi bò cặp cắn trúng trong vòng hai canh giờ nhất định sẽ chết thiên sinh ngớ ra hỏi vậy vậy làm sao bây giờ trịnh lão bá là thủ lĩnh đội buôn các thương nhân cũng sốt ruột hỏi vì tiểu huynh đệ này cho ông ấy uống thuốc rồi cơ mà nam phong nói cái mà ta cho ông ấy uống không phải thuốc giải chỉ tạm thời kéo dài tính mạng thôi tối đa có thể giúp ông ấy kéo hai canh giờ thành mười hai canh giờ các thương nhân loạn hết cả lên, chỉ có 12 canh giờ. Nói vậy chẳng phải chỉ có thể chờ chết như thế sao? Độc này không cứu được sao? Lúc này, Tam Lang từ từ đi tới, nói, "Cứu được." Mọi người đua nhau nhìn về phía hắn. Thiên Sinh mừng rỡ, quay đầu nói, "Chiêu ca, nếu cứu được sao huynh không nói sớm, dọa ta sợ muốn chết." A Chiêu không nói lời nào, lẳng lặng lắc đầu một cái. Tam Lang lên tiếng, dĩ nhiên hắn không tiện nói rồi. Nếu người trúng độc có thể cứu được, nhưng có lẽ người khác sẽ không cứu, vậy thì phải nói thế nào đây? Tạ Liên hỏi, Tam Lan, vậy phải nói thế nào? Tam Lan nói, ca ca, huynh biết lai lịch của rắn đuôi bò cạp này chứ? Thì ra tương truyền vào mấy trăm năm trước, nước bán nguyệt có một vị quốc vương vào núi sâu săn thú, tình cờ bắt được hai độc vật hóa thành yêu tinh, một con rắn độc tinh và một con bò cạp tinh. Hai độc vật này tu luyện trong núi sâu, không màng thế sự, chưa bao giờ hại người, nhưng quốc vương bán nguyệt dụng lý do chúng nó là độc vật, sớm muộn cũng sẽ hại người, muốn giết chết chúng nó. Hai yêu tinh khổ sở van xin quốc vương tha cho mình một con đường sống, song quốc vương trời sinh tàn bạo hoang dâm, gã ép buộc hai yêu tinh giao phối ngay trước mặt mình và đám đại thần, để bọn gã rượu chè tìm lạc thú trong buổi tiệc. Mà sau khi buổi tiệc chấm dứt, quốc vương vẫn giết chết hai độc vật kia. Chỉ có hoàng hậu không đành lòng, nhưng lại không dám chống đối quốc vương, người bèn nhắc một nhúm lá cỏ thơm ném qua, phủ lên thi thể của hai độc vật này. Rắn độc và bò cạp hóa thành tà vật, oán hận sâu nặng, nguyền rủa con cháu mà chúng nó sinh ra sau giao phối sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đây, sát hại người dân nước bán nguyệt. Bởi vậy, rắn đuôi bò cạp chỉ qua lại ở khu vực nước bán nguyệt, mà một khi bị chúng nó cắn trúng hoặc đâm trúng, chất độc phát tán rất mạnh, tử trạng thê thảm, tử trạng trạng thái khi chết. Nhưng nhờ chiếc lá nhân từ của hoàng hậu, lá cỏ thơm mà ban đầu hoàng hậu ném qua phủ lên thi thể của chúng nó có thể giải được loại độc này kể xong tam lang nói cỏ thơm này gọi là cỏ thiện nguyệt chỉ sinh trưởng trong biên giới nước bán nguyệt nghe vậy các thương nhân nhao nhao nói loại loại truyền thuyết thần thoại này có thể tin thật sao vị tiểu huynh đệ này mạng người quan trọng ngươi đừng nói đùa với bọn ta tam lang chỉ cười không nói kể cho tạ liên nghe xong cũng không nhiều lời nữa Thiên Sinh lại tìm A Chiêu để chứng thực, "Chiêu ca, ca ca áo đỏ này nói thật sao?" Trầm ngâm một lát, A Chiêu nói, "Truyền thuyết thần thoại, thật giả chưa biết. Nhưng mà trong biên giới nước Bán Nguyệt, đúng là có mọc cỏ Thiện Nguyệt, mà cỏ Thiện Nguyệt đúng là có thể giải độc của rắn đuôi bò cạp." Tạ Liên chậm rãi nói, "Nói cách khác, người bị rắn đuôi bò cạp cắn trúng chỉ có một con đường sống. Mà con đường sống đó phải đến cố địa của nước Bán Nguyệt mới lấy được sao?" thảo nào có rất nhiều đội buôn và lữ khách đi ngang qua đây thừa biết mỗi lần qua cửa ải mất tích hơn phân nửa mà cũng ráng sông vào cố địa của nước bán nguyệt không phải vì bọn họ làm trò quyết phải đi vào chỗ chết mà vì bọn họ có lý do bất đắc dĩ phải đi vào nếu vùng này có nhiều rắn đuôi bò cạp thường lui tới đội buôn qua đường khó tránh bị cắn trúng mà sau khi bị cắn trúng nhất định phải đến cố địa của nước bán nguyệt để lấy thuốc giải rắn đuôi bò cạp là đồ đằng của yêu đạo bán nguyệt lại có thể bị ả điều khiển vậy thì sự xuất hiện của rắn đuôi bò cạp tuyệt đối không phải là trùng hợp chỉ dựa vào vài người bọn họ e rằng không thể bảo vệ nhiều người như thế cũng không biết có xuất hiện thêm nhiều rắn đuôi bò cạp nữa không để phòng ngừa những người này lại gặp chuyện không may tạ liên cũng giơ hai ngón tay đặt trên huyệt thái dương vận chuyển thông linh trận muốn xem thử có thể nào mặc giày mượn thêm vài tiểu thần quan không ai ngờ vận chuyển không được bạc vô âm tính. Y thả tay xuống, không khỏi cảm thấy kỳ lạ, nghĩ thầm, pháp lực của mình chắc không dùng hết nhanh vậy chứ. Sáng sớm đã tính rồi, rõ ràng còn thừa một chút mà y bèn quay sang Nam Phong và Phù Giao, các ngươi ai vào thông linh trận thử xem. Bên ta không vào được. Một lát sau, sắc mặt hai người kia cũng xa sầm Nam Phong nói, ta cũng không vào được. Cũng không thể nào là vì bảo các lớn quá nên không vào được. Ở vài nơi tà khí ngất trời, Pháp lực của một số thần quan sẽ bị ảnh hưởng, tạm thời suy yếu hoặc bị ngăn trở. E rằng bây giờ, bọn họ đang gặp phải tình huống như thế. Đi qua đi lại tại chỗ một hồi, Tạ Liên ngẩng đầu nói, có thể là vì nơi này quá gần nước Bán Nguyệt. Đúng vào lúc này, khóe mắt y bỗng liếc thấy một màu đỏ chói mắt lạ thường. Nam Phong và Phù Dao đứng bên cạnh thử vào thông linh trận, những thương nhân khác đang bận kiểm tra trên người mình có vết thương nhỏ nào không chỉ có thiếu niên thiên sinh mãi sốt sắng lo ông trịnh lão bá, hoàn toàn không phát hiện có một con rắn đuôi bò cạp màu tím đỏ đang lặng lẽ bò lên sóng lưng của mình. Nhưng nó cuộn tròn trên đầu vai của thiên sinh, răng nanh lại không nhắm vào cần cổ của thiếu niên này, mà lại nhắm vào cánh tay của tam lan hờ hững đứng bên cạnh. Thân rắn ưỡng ra sau, lao đến. Một khắc trước khi răng nanh sắp cắn trúng tam lang tạ liên duỗi một tay ra, cực kỳ chuẩn xác bóp lấy bảy tấc của nó với lực tay của tạ liên, lẽ ra cái bóp này có thể bóp nát bảy tất của con rắn, bóp cho gan não của nó bắn tung tóe. nhưng y không biết máu thịt của con rắn có mang độc tố không nên không dám làm bậy, tiếp theo đó, y bóp lấy đuôi rắn của nó. Nào ngờ thân rắn trơn trợt hết sức khó cầm, tạ liên vừa mới nắm, chỉ thấy một thứ tròn mềm lạnh ngắt trượt khỏi kẻ tay, dây tiếp theo, mu bàn tay lập tức truyền đến cảm giác đau nhói như bị kim đâm. Đuôi bò cạp Tuy nhiên sau cú đâm này, tạ liên cũng bóp trúng đuôi của nó, chuẩn xác tóm gọn cả con rắn bò cạp, tay dùng sức một chút, bóp cho nó ngất xỉu. Y bị đâm trúng nhưng sắc mặt không hề thay đổi, chỉ ném con rắn đã bất tỉnh xuống đất, nói, mọi người nhớ cẩn thận, quanh đây có lẽ vẫn còn rắn. Lời còn chưa dứt, cổ tay đã bị siết chặt, tạ liên ngẩng đầu lên nhìn, là Tam Lan nắm tay y, tạ liên sửng sốt, hỏi, Tam Lan. Sở dĩ y hỏi vậy là vì sắc mặt của thiếu niên này bây giờ thật sự không ổn lắm, hoàn toàn không biết nên diễn tả bằng lời như thế nào, gần như khiến người ta không rét mà run. Tam Lan nhìn chầm chầm vết thương nhỏ xíu trên mu bàn tay của tạ liên, trước đó vết thương này quả thật chẳng khác gì vết kim đâm, nhưng chất độc phát tán rất mạnh, mu bàn tay lập tức sưng to một cục màu đỏ tím, vết thương nhỏ xíu đó cũng căng lớn như vết dao rạch. Tam Lan mặt mũi xa sầm, chẳng nói chẳng rằng, túng lấy nhược da, buộc nó thành một nút chết quanh cổ tay tạ liên, khóa đường chảy ngược của máu độc. Từ khi hai người quen biết nhau đến nay, Tạ Liên chưa bao giờ nhìn thấy nét mặt này của đối phương, y đang định mở miệng, Tam Lan lại rút một con dao găm từ bên hông một thương nhân. Thấy thế, Nam Phong hiểu ngay hắn muốn làm gì, tay phải bùng lên một ngọn lửa. Tam Lan cũng chẳng buồn nhìn Nam Phong, chỉ đặt mũi dao trên ngọn lửa hơn một hồi, hơ xong quay đầu lại, dùng dao găm cắt một dấu hình chữ thập tại miệng vết thương trên mu bàn tay của Tạ Liên, động tác vừa nhẹ vừa nhanh, sau đó cúi đầu xuống tạ liên vội nói không cần đâu độc tố của rắn đuôi bò cặp ghê gớm lắm có hút cũng vô dụng thôi để coi chừng mình trúng độc thiếu niên kia vẫn không nói tiếng nào chỉ nắm chặt tay y phủ môi lên chẳng hiểu tại sao tạ liên cảm thấy cánh tay bị thiếu niên nắm khẽ run rẩy bên kia phù giao nói huynh vậy mà cũng bị đâm trúng đúng là suối quẩy chắc gì hắn sẽ bị cắn trúng huynh bắt gì mà bắt đúng là thêm phiền lời này nói đúng sự thật. Trên thực tế, giờ đây nhớ lại điệu bộ tùy thích của Tam Lan khi thắt trắng, Tạ Liên cũng cảm thấy chưa chắc Tam Lan sẽ bị cắn trúng, hoặc biết đâu Tam Lan vốn dĩ không để con rắn đuôi bò cặp này vào mắt. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ngộ nhỡ Tam Lan thật sự không chú ý đến con rắn kia, bị cắn cho một cái, chẳng phải hối hận thế nào cũng vô dụng. Y su su bàn tay lành lặng còn lại, nói, dù gì không đau cũng chẳng chết được, đừng để ý. Phù Giao hỏi, Huynh không đau thật sao? Tạ Liên nói thật, thật mà. Không còn cảm giác gì nữa rồi. Lời này là thật. Bởi vì Tạ Liên số quá xui xẻo, đi trong núi sâu 10 lần thì đạp trúng trắng độc hoặc đánh thức trùng độc này nọ hết 8 lần, sớm đã bị đủ mọi độc vật cắn trăm ngàn lần, song có lẽ do đã làm thần quan, nên y vẫn cực kỳ ngoan cường không chết, nhiều lắm chỉ lên cơn sốt, sốt 3 ngày 3 đêm, sau khi tỉnh lại sẽ bình thường như trước hơn nữa cảm giác đau của y cũng không nhạy gì mấy dù là cơn đau nào cũng đau mãi thành quen tạ liên nói xong câu này cuối cùng tam lang cũng ngẩng đầu lên chỗ sung đỏ trên mu bàn tay của tạ liên đã tiêu tan mà bên môi thiếu niên là một vệt màu máu ánh mắt hắn lạnh toát tầm nhìn dời sang bên cạnh dời đến con rắn đuôi bò cạp nằm dưới đất chỉ nghe một tiếng phịch thê thảm vang lên con rắn tím đỏ kia tức khắc nổ thành một bãi thịt vùng màu tím đỏ thấy con rắn kia thế mà lại nổ tan xác mọi người bị dọa cho giật thót nhưng cũng không biết do ai làm tuy rằng máu không bắn lên người mình song họ vẫn sợ hết cả hồn chỉ có thiên sinh còn nhớ tạ liên cũng bị đâm vội vàng kêu lên ca ca ơi huynh cũng bị đâm trúng ư vậy huynh tính sao đây tạ liên siết chặt băng vải quanh cổ tay cười nói bé ngoan ta không sao vẫn sắp xếp như cũ tiếp theo chúng ta phải vào thành tìm cỏ thiện nguyệt một thương nhân vội nói, các ngươi đi hả? Vậy bọn ta thì sao? Có phải bọn ta cũng cần phái một người đi không? Tạ Liên nói, các ngươi không cần đi, chỉ e cố địa của nước bán nguyệt nguy hiểm trùng trùng, thêm một người thêm một phần sơ xuất. Sau khi tìm được cỏ thiện nguyệt, chúng ta sẽ mang nó về cho các ngươi trong 12 canh giờ. Vài thương nhân đua nhau nói, thật, thật sao? Vậy cảm ơn các ngươi lắm. Thế này thật ngại quá. Nhưng mà, Tạ Liên vừa mở miệng nói câu tiếp theo, sắc mặt bọn họ tức thì thay đổi. Tạ Liên nói, vì để nhanh chóng tìm được nước bán nguyệt, cảm phiền các ngươi tạm thời cho chúng ta mượn vị tiểu huynh đệ này dẫn đường. Người y muốn mượn, dĩ nhiên là A Chiêu. Nếu vừa rồi trên mặt các thương nhân tràn đầy cảm kích và mừng rỡ, bây giờ phần lớn là lưỡng lự. Tạ Liên cũng tỏ tường, tất nhiên bọn họ đang lo người chỉ đường mà mình dẫn theo tìm được có thiện nguyệt rồi chạy mất, cho dù a chiêu vẫn còn lương tâm không bỏ trốn với y chịu quay trở về đây thì thời gian cũng đã bị trì hoãn rất nhiều tuy nhiên bọn họ thật sự không muốn đến nơi quỷ quái mỗi lần qua cửa ải mất tích hơn phân nửa thế nên xoắn xuýt vô cùng nói chung đây cũng là chuyện thường tình hoàn toàn có thể hiểu được vì vậy tạ liên lại bổ sung một câu nhưng sợ rằng sẽ còn thứ khác đến tập kích mọi người nên phù giao à ngươi ở lại đây trông chừng bọn họ đi để một người ở lại đây xem như là lời đảm bảo bọn họ nhất định sẽ trở về cuối cùng các thương nhân đều gật đầu nói được rồi chỉ cần a chiêu đồng ý đi với các ngươi tạ liên bèn quay sang a chiêu nói tiểu huynh đệ ngươi bằng lòng giúp một tay không không bằng lòng cũng không sao a chiêu gật đầu nói cũng được có điều thật ra thành cổ bán nguyệt cũng dễ tìm đi tiếp theo hướng này là đến sau khi tạm biệt các thương nhân a chiêu đi trước nhất dẫn đường tạ liên Tam Lan và Nam Phong theo sát phía sau. Đi một hồi, Tạ Liên mở miệng hỏi, A Chiêu, vùng này thường có rắn đuôi bò cặp lui tới hả? A Chiêu đáp, rắn đuôi bò cặp không thường lui tới đây. Ta cũng mới thấy lần đầu tiên. Tạ Liên gật đầu, không đặt câu hỏi nữa. Trên thực tế, y từng sống lân cận nước bán nguyệt một thời gian ngắn, nhưng vừa rồi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy rắn đuôi bò cặp, bởi vậy câu trả lời này cũng không có gì không ổn phát hiện ý đồ của tạ liên, Nam Phong hỏi khẽ, huynh nghi ngờ tên A Chiêu này à. Tạ liên cũng nói khẽ, dù gì cũng đã mang hắn ra, theo dõi cẩn thận là được. Nếu là ngày xưa, người trước tiên nói chuyện với y tất nhiên là Tam Lan, nhưng không biết có phải do chuyện hồi nãy không, sắc mặt thiếu niên nọ bây giờ vẫn không được tốt lắm, im liềm chẳng nói chẳng rằng. Tạ liên không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết mở lời với đối phương thế nào, đành phải tiếp tục đi. Bốn người đi giữa sa mạc mênh mông gần nửa canh giờ, gió bão đã đi xa, không có bão cát chặn đường nên tiến độ rất nhanh. Dần già, có thể trông thấy một ít cỏ dài sinh tồn hết sức gian khổ dọc đường đi, mọc trong khe hở của đá núi và cát. Mãi khi mặt trời sắp xuống núi, cuối cùng tạ liên nhìn thấy một tòa thành cổ ở chân trời. Tòa thành cổ này rất khó phát hiện, bởi vì nó mang màu vàng đất, hòa làm một với các vàng mịt mù, còn bức tường thành đã đổ sụp, vài phần chôn vùi dưới các vàng đi đến gần bọn họ mới phát hiện bức tường thành này cao chót vót chỗ cao nhất ước chừng vài chục trượng không khó để tưởng tượng hình dáng vĩ đại ngày xưa của nó băng qua ủng thành bốn người chính thức đặt chân vào biên giới bán nguyệt cố quốc qua cổng là gặp một con đường lớn vẫn vừa rộng vừa trống hoác như cũ hai bên đường toàn là vách đổ tường siêu nhà cửa lụp xụp đá tảng vỡ nát mảnh gỗ gãy vụn hẳn do dặn đi dặn lại mãi thành quen a chiêu nói chiêu vị cẩn thận đừng đi lung tung tất nhiên ba người không cần ai chiêu dặn dò những điều đó có lẽ vì tòa thành cổ này kém xa nước bán nguyệt trong lòng mình nam phong ngờ vực nói đây là nước bán nguyệt ư sao nhỏ xíu vậy còn không bằng một tòa thành nữa tạ liên nói quốc gia nhỏ giữa sa mạc ốc đảo to chừng nào quốc gia lớn chừng nấy vào thời kỳ hưng thịnh nước bán nguyệt cũng chỉ có tầm 10.000 người nó thật sự chỉ lớn thế này thôi nhưng lúc đông người cũng được lắm rất náo nhiệt Nam Phong quan sát một phen, nói, đánh quốc gia này, ắt chỉ là chuyện trong vài ngày. Tạ Liên lắc đầu, nói, chưa chắc đâu. Nam Phong, ngươi đừng coi thường người bán nguyệt. Tuy dân số của bọn họ chỉ tầm 10.000 người, nhưng quân đội lại duy trì ở mức hơn 4.000 suốt quanh năm. Bọn họ nam nhiều nữ ít, loại trường người già yếu, loại thêm nông dân canh tác, hầu như tất cả đàn ông trai tráng còn lại đều gia nhập quân đội. Chưa kể binh sĩ bán nguyệt quả thật hận không thể người nào cũng cao 3 mét, tính cách dũng mãnh hiếu chiến, tay cầm gậy nanh sói, dù lồng ngực cắm đao cũng dám xông về phía trước, khó đánh cực kỳ. Dường như hơi bất ngờ, A Chiêu đưa mắt nhìn Tạ Liên, nói, vị công tử này có vẻ biết không ít nhỉ. Tạ Liên giữ nguyên nụ cười, đang định thuận miệng nói tào lao, lúc này Nam Phong lại hỏi, bức tường kia là gì thế? Thứ mà Nam Phong chỉ, chính là một kiến trúc đất vàng khổng lồ ở đằng xa kiến trúc đất vàng, một loại kiến trúc từ thời cổ đại được làm chủ yếu từ đất cát màu vàng, đất sét, đất dính. Nói là kiến trúc có vẻ không đúng lắm, bởi vì nghiêm túc mà nói, chỉ có thể gọi nó là một thứ được bao vây bởi bốn mặt tường đất đồ sộ, không có cửa, cũng không có nóc. Chỉ có bốn mặt tường đất, mỗi mặt đều cao hơn 10 trượng, 33 mét, đỉnh tường cắm một cây cột, thứ rách rưới không biết là cờ hay gì khác đang phất phơ theo gió. Không hiểu tại sao, nhìn mà khiến lòng người hơi ấn lạnh. Tạ Liên quay đầu nhìn lướt qua, nói, đó là hố tội nhân. Vừa nghe tên là biết chắc chắn không phải thứ gì tốt, Nam Phong nhíu mày, hố tội nhân. Trầm ngâm giây lát, Tạ Liên nói, ngươi có thể xem nó như một nhà giam, là nơi chuyên giam giữ kẻ có tội. Nam Phong hỏi, ngay cả cửa cũng không có thì làm sao giam giữ? Chẳng lẽ ném thẳng từ trên xuống dưới sao? Tạ Liên đang suy nghĩ có nên nói hay không, Tam Lan chợt lên tiếng, ném xuống. Hơn nửa bên dưới toàn là rắn rết có độc và thú dữ đói khác. Nghe Tam Lan cuối cùng cũng mở miệng, tạ liên nhẹ nhõm phần nào, y đưa mắt nhìn đối phương, nhưng Tam Lan chỉ nhìn y chốc lát rồi cũng dời mắt đi. Nam Phong mắng, mẹ nó đây mà là nhà giam khỉ gì? Đây rõ ràng là cực hình, thật quá sức độc ác. Nếu người bán nguyệt không phải đầu óc có bệnh thì là hung tàn thành tính. Tạ Liên xoa xoa ấn đường, nói, cũng không hẳn vậy trong số người bán nguyệt cũng có người rất đáng yêu lúc này y bỗng dưng nghẹn lời nhíu mày nói khoan đã ba người còn lại dừng bước ngay tạ liên giơ tay lên hỏi các ngươi nhìn cây cột trên cái hố kia xem có phải đang treo một người không mặt trời lặn về hướng tây màn đêm buông xuống khoảng cách lại khá xa rất khó nhìn rõ rốt cuộc thứ gì bị treo trên cây cột kia nhưng nhích đến gần một chút nhìn đường nét của vật bị treo rõ ràng là một người áo đen nhỏ gầy quần áo rách rưới bị treo trên hố tội nhân hệt như một con búp bê rách để mặc gió thổi đung đưa qua lại tam lan nói đúng vậy còn là một cô gái nữa vừa thấy có người bị treo ở đó sắc mặt a chiêu trắng bệch cảnh tượng này thảm thương và quỷ dị cùng cực rốt cuộc khiến cho người bình tĩnh như hắn cũng chịu không nổi đúng lúc này tam lan khẽ nghiêng đầu trầm giọng nói có người không chỉ riêng tam lan cảm giác được tạ liên cũng nghe được tiếng bước chân cực nhẹ. Hai bên đường toàn là nhà cửa đổ nát, bốn người lập tức tản ra trốn vào đó. Tạ liên và tam lan cùng núp trong một gian nhà sập sệ, Nam Phong và A Chiêu thì núp trong gian nhà đối diện. Không lâu sau, phía cuối con đường tan hoang, xuất hiện một nữ đạo sĩ áo trắng. Nàng ta mặc áo đạo sĩ trắng muốt lạ lướt, cánh tay khoác phất trần, bước đi trên đường, nhìn ngang nhìn dọc, hai mắt sáng rực, dáng vẻ ấy hệt như nơi này không phải một tòa thành cổ bỏ hoang nhiều năm mà là một vườn hoa nhỏ sau nhà mặc cho nàng ta thỏa thích dạo chơi mà cách đó không xa một nữ đạo sĩ áo đen chắp tay mà đi chậm rãi bước sau lưng nàng nữ đạo sĩ áo đen này mặc tuy đẹp nhưng lạnh buốt ánh mắt tựa dao găm ra khỏi vỏ mái tóc dài xõa tung toàn thân như tỏa ra khí lạnh nhàn nhạt tuy rằng nàng ta đi sau nữ đạo sĩ áo trắng song chẳng có ai xem nàng là thuộc hạ của người nào chính là hai người mà bọn họ nhìn thấy bên ngoài tòa nhà nhỏ bỏ hoang vào giờ ngọ. Lúc đó thân hình hai người này chợt lóe lên, vóc dáng người áo đen lại cao gầy, tạ liên không thấy rõ rốt cuộc là nam hay nữ, bây giờ mới biết thì ra cả hai đều là nữ. Người mặc áo trắng chỉ có thể là quốc sư bán nguyệt, vậy người áo đen là ai đây? Quốc sư bán nguyệt kia thông thả vẫy phất trần, nói, mấy kẻ đó lại trốn đi đâu rồi? Mới vừa không để ý đã chẳng thấy tâm hơi, lẽ nào muốn ta tìm từng người một ra dết sao tạ liên nghĩ thầm quả nhiên bọn họ vừa vào thành đã lập tức bị theo dõi nữ đạo sĩ áo đen đi tới mặt lạnh tanh lướt qua người nàng nói ngươi có thể gọi đám bạn của ngươi đến giết hộ đám bạn này chỉ có thể ám chỉ đám binh sĩ bán nguyệt lực sát thương siêu mạnh kia quốc sư bán nguyệt cười nói ta không thích gọi người khác ta thích gọi người đó vui chưa nữ đạo sĩ áo đen không chừa cho người ta chút mặt mũi nào lạnh lùng nói bị ngươi gọi đến làm loại chuyện này có gì đáng vui chứ đi nhanh lên quốc sư bán nguyệt nhướng lông mày rồi cũng đi nhanh lên thật nghe đối thoại của các nàng có vẻ giống người quen cũ quan hệ thân thiết chắc chắn hai vị này không phải người bình thường nữ đạo sĩ áo đen tất nhiên không phải hạng vô danh nữ giới quen biết với quốc sư bán nguyệt có ai đây đồng môn bí ẩn đồng môn bạn cùng học một thầy hay thật ra nước bán nguyệt có một vị nữ vương hoặc nữ tướng quân? Tạ Liên vừa gấp rút suy tư vừa nín thở, chẳng hề muốn bị phát hiện vào lúc này. Bây giờ xem ra, quốc sư bán nguyệt này tính tình vô cùng nhanh nhạy, lỡ như trông thấy bọn họ, hứng lên gọi đám binh sĩ bán nguyệt cao 3 mét cầm gậy nanh sói trong truyền thuyết kia tới, thế lại phải tẩn nhau trong một khoảng thời gian. 12 canh giờ, ít một canh giờ nguy hiểm thêm một phần. Nào ngờ thể chất của y chính là càng không muốn cái gì tới, cái đó sẽ càng tới. Lúc đi ngang qua trước gian nhà này, nữ đạo sĩ áo đen thình lình dừng bước, ánh mắt sắc lẻm lướt qua đây. Quốc sư bán nguyệt kia đã đi lên trước vài bước, thấy đồng bạn dừng bước thì xoay người ra sau, hỏi, quầy, có đi không thế? Nữ đạo sĩ áo đen nói, ngươi, lùi lại. Quốc sư bán nguyệt, ồ, một tiếng rồi lùi lại thật. Nữ đạo sĩ áo đen có vẻ đang định nhấc tay, đột nhiên, con đường dài đối diện nổ âm một tiếng. Đối diện, gian nhà mà bọn Nam Phong đang ẩn náu bất thình lình sụp xuống. Gian nhà này vừa sụp, trái phải đồng loạt sụp theo, trên đường thoáng chốc các bụi cuồn cuộn, một bóng đen nhảy phát ra giữa các đất đá bay mù trời, tung một ngọn lửa cháy rực đánh về phía Quốc sư Bán Nguyệt. Nữ đạo sĩ áo đen xoay người lại, chắn trước người Quốc sư Bán Nguyệt, tay trái vẫn chấp sau lưng, tay phải vớ đại một cái, nắm ngọn lửa đó trong lòng bàn tay, ném trả lại cho đối phương. Bóng đen kia cũng nhanh như chớp, lắc mình né tránh, sau vài lần thỏ vừa nhảy lên chim bay xuống bắt, hình dung động tác nhanh nhẹn, bóng đen kia cuốn theo một trận cát bụi đi mất. Quốc sư bán nguyệt đuổi theo, còn nữ đạo sĩ áo đen liếc mắt nhìn sang đây một cái, bấy giờ mới đuổi theo. Biến cố xảy ra chỉ trong khoảnh khắc, tạ liên nhũ thầm, nam phong giỏi, lòng biết tất nhiên là nam phong trốn ở đường đối diện thấy bên này sắp bị phát hiện nên dương đông kích tây giúp bọn họ dụ kẻ địch đi. Nam Phong chỉ nhảy ra một mình, vậy a chiêu chắc chắn còn trong nhà sau khi xác định ba người kia đều đã đi xa tạ liên kéo tam lang ra ngoài nói a chiêu ngươi còn sống chứ có bị thương không lát sau dưới gian nhà đổ sụp truyền đến một giọng bí xị không có gì tạ liên yên tâm nói không có gì là tốt rồi mặc dù y tin rằng lúc đánh sập gian nhà tất nhiên nam phong đã kiểm soát cẩn thận chừa lại không gian cho người sống khác nhưng chung quy vẫn phải xác nhận mới yên tâm được tạ liên dùng một tay nhấc một cây cột nhà mục nát lên không lâu sau a chiêu vất vả bò ra từ dưới gian nhà mặt và đầu cổ toàn là bụi hắn tiện tay phủi mấy cái sắc mặt lại hờ hững như thường tạ liên hỏi bây giờ chúng ta chỉ còn lại ba người nam phong bị truy đuổi chạy mất rồi chúng ta phải tăng tốc mới được a chiêu ngươi biết có thiện nguyệt sinh trưởng tại chỗ nào trong thành chứ a chiêu lại lắc đầu nói xin lỗi Ta chỉ biết vị trí của thành cổ chiếu chưa đến bao giờ, cũng không rõ cỏ thiện nguyệt mọc ở đâu. Bên cạnh, Tam Lan nói, nghe đâu cỏ thiện nguyệt thích âm, kích cỡ thấp bé, gốc rễ cực mảnh, phiến lá lại khá lớn, hình dạng tương tự một quả đào miệng nhọn, chi bằng huynh đi tìm xung quanh kiến trúc đồ sộ kia đi. Cân nhắc một lát, Tạ Liên hỏi, kiến trúc đồ sộ. Nói đến kiến trúc đồ sộ, trong một quốc gia, còn kiến trúc nào đồ sộ hơn hoàng cung? hơn nữa trong truyền thuyết thần thoại kia hoàng hậu ngắt một nhúm cỏ thiện nguyệt sau buổi tiệc rượu từ đó cũng có thể giải thích cỏ thiện nguyệt có khả năng mọc trong hoàng cung ba người nhìn ra xa một phen quả nhiên trông thấy một tòa cung điện dựng nên bằng gỗ và gạch đá trong thành nhìn từ xa cung điện đó còn có chút khí thế nhưng khi nhìn gần mức độ sập sệ cũng chỉ đỡ hơn những gian nhà trên đường một chút băng qua cổng cung điện chính là một vườn hoa rộng lớn có lẽ trước đây nơi này không phải là vườn hoa mà là một quảng trường gì đó, nhưng hiện tại bỏ hoang nhiều năm, chỉ còn thừa lại một mảnh đất mọc đầy các loại thực vật màu xanh. Đúng thế, chân không dẫm các đất mà là bùn đất, có thể là vết tích còn sót lại của ốc đảo. Có thiện nguyệt, có khả năng đang ẩn núp trong hàng hà sa số thực vật này. Tạ Liên nói, tranh thủ thời gian tìm đi. Chúng ta chỉ có 12 canh giờ, có điều vẫn phải cẩn thận rắn đuôi bò cặp nhé. A Chiêu đáp lời, tam lan cũng từ một tiếng ba người đều cúi đầu tìm kiếm tạ liên chợt nhớ ra nếu quốc sư bán nguyệt có thể điều khiển rắn đuôi bò cạp vậy sau khi đến địa bàn của ả ắt sẽ xuất hiện nhiều rắn đuôi bò cạp hơn nhưng sau khi ba người tiến vào thành cổ bán nguyệt một con rắn đuôi bò cạp cũng không thấy y đứng thẳng lên đang định mở miệng lúc này tay bỗng mò trúng một vật hình trụ cúi đầu nhìn thử là một cái chân người úi á á á á tạ liên rút tay về im lặng hồi lâu y phát hiện mỗi lần mình nhìn thấy hoặc mò trúng thứ gì trong bóng đêm đối mặt với tình cảnh đáng sợ như thế thông thường toàn là y chưa hé răng tiếng nào đối phương đã la làng trước lùm cây bụi cỏ trong vườn hoa này vốn đã vừa cao vừa rậm rạp khi nãy có một người lén lút trốn trong bụi cỏ bị tạ liên mò trúng cẳng chân cái chân đó nhanh chóng rút về trước bụi cỏ lay động xào xạc một người kêu lên đừng đánh đừng đánh là ta nè ca ca ơi Tạ Liên chăm chú nhìn kỹ, quả thật không tài nào ngờ nổi, người kêu la, đừng đánh đừng đánh, ấy thế mà lại là thiếu niên thiên sinh mày rậm mắt to kia. Thấy Tạ Liên nhận ra mình, Thiên Sinh thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau khi thấy rõ là cậu ta, Tạ Liên không hề thở phào nhẹ nhõm, trái lại càng đề cao cảnh giác, y giơ một cánh tay chắn trước người, nói, chẳng phải ngươi ở lại chỗ cũ săn sóc người bị thương với những người khác sao? Tại sao lại ở đây? Ngươi là thiên sinh thật ư? xuất hiện trong tình huống thế này, càng giống thứ gì khác biến ra giả mạo hơn. Thiên sinh vội nói, là ta. Là ta thật mà, không riêng gì ta, còn có ba thúc thúc đi chung với ta nữa. Bọn họ đang ở trong đó, không tin huynh nhìn đi, thiên sinh chỉ một ngón tay vào cung điện, quả nhiên không lâu sau, có ba người chạy ra từ đại điện tan hoang, chính là vài người trong nhóm thương nhân khi nãy. Thấy tạ liên, cả bọn đều ngơ ngẩn, sau đó tỏ vẻ xấu hổ. Tạ liên đứng dậy, Phủi phủi vạt áo trắng, hỏi, các ngươi sao thế? Y vừa hỏi, mấy gã thương nhân đều ngượng ngùng không đáp. Hồi lâu sau, thiên sinh lúng ta lúng túng nói, các ca ca đi chưa được bao lâu, độc của trịnh bá bá lại phát tác. Ông ấy phát độc dữ quá, chúng ta cũng không biết khi nào các huynh mới về, sợ các huynh tìm không được hoặc về muộn. A chiêu ca nói đi theo con đường kia sẽ tìm được bán nguyệt quốc, bởi vậy chúng ta nghĩ, thêm vài người sẽ tìm nhanh hơn nên mới theo tới đây nói đi nói lại vẫn là hối hận sợ bọn tạ liên tìm được có thiện nguyệt rồi dẫn ai chiêu trùng mất chung quy vẫn không yên tâm nên cũng đuổi tới đây mà tạ liên hoàn toàn có thể tưởng tượng được nếu không thể khuyên nhủ bọn họ có lẽ phù giao cũng dứt khoát lười ngăn cản từ chuyện lần trước ở núi giữ quân có thể thấy đối với những kẻ khăng khăng cố chấp không nghe khuyên bảo chạy vào chỗ chết phù giao vốn chẳng buồn cứu vãn mặc dù có thể thông hiểu cho bọn họ song tạ liên cũng vô cùng bất đắc dĩ Y xoa xoa ấn đường, nói, lá gan của các ngươi cũng to thật. Đâu phải các ngươi không biết trong tòa thành này có thể có cái gì, có thể sẽ xảy ra chuyện gì, vậy mà cũng dám tới. Xem ra cũng biết hành động này chứng tỏ mình không tin tưởng bọn họ, thiên sinh có vẻ hơi ấy nấy, khi nãy cậu ta nằm sắp trong bụi có không dám lên tiếng ác hẳn cũng vì thấy xấu hổ. Thiên sinh nói, xin lỗi, mạng người quan trọng, sốt ruột quá nên. Cũng không còn cách nào, chuyện liên quan đến mạng người cẩn thận hơn chút cũng bình thường thôi. Hơn nữa chịu mạo hiểm đi lấy dược thảo cho người khác, xem như cũng có tình có nghĩa. Tạ Liên không tiện nhiều lời, thở dài, trên đường đi vào tòa thành cổ này, các ngươi không đụng phải thứ gì quả thật may mắn lắm đấy. Nói trở lại, sao các ngươi biết phải đến hoàng cung tìm cỏ thiện nguyệt? Thiên sinh gãi gãi đầu, nói, chúng ta cũng không biết phải đến đâu tìm, nhưng câu chuyện mà ca ca áo đỏ kể chẳng nói hoàng hậu nhắc cỏ thiện nguyện con gì hoàng hậu không thể tùy tiện rời khỏi hoàng cung được vậy nên ta mới nghĩ liệu mình có thể đến hoàng cung thử vận may không tạ liên cười cười nhủ thầm lý do này nghĩ giống mình đấy chứ đúng vào lúc này tam lan ở bên cạnh nói tìm được rồi tạ liên ngoảnh đầu nhìn chỉ thấy tam lan sải đôi chân thon dài bước tới thứ hắn cầm trong tay là một phiến lá màu xanh ngọc còn dính chút gốc trễ phiến lá này lớn chừng lòng bàn tay trẻ con gốc trễ cực mảnh mang hình quả đào đuôi lá nhọn hoắt không hiểu tại sao tạ liên có cảm giác mình hoàn toàn không cần tìm a chiêu xác nhận đây chắc chắn là cỏ thiện nguyệt trong truyền thuyết chẳng đợi tạ liên lên tiếng tam lan đã cầm bàn tay bị thương của y lên bàn tay đó bị đâm một nhát lẽ ra sưng đến dọa người sau khi tam lan hút độc ra cho y tuy rằng độc tố chưa hết nhưng vết sưng đã giảm đi nhiều bấy giờ tam lan dùng một tay nâng bàn tay bị thương của y tay còn lại cầm cỏ thiện nguyệt khép năm ngón vào nhau, chẳng thấy hắn dùng sức thế nào mà đến khi mở ra lần nữa, phiến lá đó đã vỡ thành một đống vụn màu xanh. Tam Lan cẩn thận bôi đống vụn xanh đó lên mu bàn tay của tạ liên. Cảm nhận được từng đợt xúc cảm mang mát dịu nhẹ chậm rãi lan ra từ miệng vết thương, tạ liên nói, Tam Lang, cảm ơn đệ nhiều. Tam Lan lại không trả lời, bôi thảo dược xong là thả tay y xuống ngay. Thái độ này của hắn, cộng thêm bầu không khí giữa hai người họ, tạ liên cứ cảm thấy có chỗ nào kỳ quặc nhưng lại không biết nên mở lời hỏi làm sao hỏi kiểu nào cũng thấy không ổn lắm người ngoài lại hoàn toàn không để tâm đến những điều này cũng không hiểu được điểm tế nhị thiên sinh sốt sắng nói ca ca thảo dược hiệu quả không Có này tìm đúng chứ tạ liên phục hồi tinh thần lại đáp đỡ hơn nhiều rồi hẳn là đúng đấy nghe vậy những người khác vô cùng phấn khởi nhao nhao nói mau lên tìm tiếp đi không lâu sau a chiêu cũng giơ một nắm lá xanh lên nói bên ta cũng tìm được này lá của cỏ thiện nguyệt trên tay a chiêu trông to dày hơn phiến lá nhỏ đáng thương mà khi nãy tam Lan vừa tìm thấy mọi người nhìn thử đặc điểm hình dạng không khác gì nhau cả bọn vội vàng nhào qua mừng rỡ nói chỗ này có một mảng lớn luôn nè nhiều quá mau nhắc nhiều chút ngắt dư đem về bán được không bọn họ bận rộn ngắt thảo dược tạ liên quay đầu nhìn mu bàn tay của mình cân nhắc dây lát rồi nói với Tam Lan, nơi mà bọn họ đang tìm, hình như khi nãy đệ đã tìm rồi, lúc đó đệ không phát hiện sao. Tạ Liên hỏi vậy chỉ đơn thuần vì tìm đề tài thôi. Sau khi mở miệng, bản thân y cũng cảm thấy câu này quá tẻ nhạt. Tam Lan lại lắc đầu, nói, Huynh không cần dùng cỏ chỗ đó. Tạ Liên ngạc nhiên hỏi, tại sao? Nào ngờ Tam Lan còn chưa lên tiếng nói nguyên nhân, chợt nghe một tiếng hét thảm, tránh ra. Mọi người bỗng chốc sửng sốt, động tác khựng lai, đua nhau nói, là ai kêu thế? Ta không có. Cũng không phải ta. Bấy giờ, lại nghe giọng nói thê lương kia cất lên, tránh ra, ngươi đạp lên ta nè. Lần này mọi người mới chú ý giọng nói đó, thế mà lại truyền đến từ bên chân bọn họ. Trong chớp mắt, những người tụ tập bên kia ngắt cỏ thiện nguyệt lũ lượt tản ra. Tạ Liên sớm đã quen với việc đi lên cán đáng vào những lúc như thế này. Người khác lùi, y thì lên thế cho nên tạ liên đi tới chỗ phát ra tiếng kêu thảm thiết Chì tay chậm rãi gạt bụi cỏ rậm rạp ra vừa mới gạt những người đứng tại chỗ đều ngừng thở chỉ thấy dưới bụi cỏ trong đất buồn ngờ đâu lại chôn một gương mặt đàn ông trong mảnh đất này thế mà lại có cả một người sống bị chôn dưới bùn đất chỉ để lộ gương mặt hình ảnh đó quả thật quỷ dị không lời nào tả xiết các thương nhân tức thì sợ đến mức ông nhau hét toáng lên Tạ Liên an ủi một cách thành thạo, đừng sợ, mọi người bình tĩnh nào, chỉ là gương mặt thôi. Đâu có gì ghê gớm lắm, ai mà không có mặt đúng không? Gương mặt kia cười ha ha, dọa các ngươi rồi hả? Hay, ta cũng thường xuyên tự dọa chính mình. Tạm trấn an những người khác xong, tạ liên khủy gối xuống, cẩn thận quan sát gương mặt chôn dưới đất. Đây là gương mặt của một người đàn ông, lúc không cười trong dẹp lép, lúc cười lại có hàng đống nếp nhăn, không rõ là già hay trẻ cũng không thể rõ là xấu hay đẹp. Nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra đây là thứ gì, tạ liên đành mở miệng hỏi thẳng, lão là ai? Gương mặt chôn dưới đất nói, các ngươi là ai? Tạ liên nói, đội buông qua đường. Gương mặt chôn dưới đất thở dài một hơi, Ây, đội buông qua đường. Ta cũng từng là đội buông qua đường, có điều đó đã là chuyện của năm 60 năm trước rồi. Lão vừa nói thế, hình ảnh này càng quỷ dị bội phần lão ta bị chôn dưới mảnh đất của tòa thành cổ bỏ hoang này năm sáu chục năm thế còn là người sao một thương nhân thấp thỏm hỏi vậy vậy lão đây tại sao lại đến nơi này thế gương mặt chôn dưới đất ho khan vài tiếng nhăn mặt nói ta ta bị binh sĩ bán nguyệt bắt tới ta sơ ý vào thành bị bọn chúng tóm được bọn chúng chôn ta dưới đất biến ta thành phân bón của mớ cỏ thiện nguyệt này thì ra mớ cỏ thiện nguyệt này đều nuôi bằng phân bón làm từ người sống thảo nào to dày như thế. Các thương nhân vội vàng ném nắm cỏ thiện nguyệt đầy ấp trong tay xuống đất, cảm thấy khi nãy mình chẳng khác nào cầm thi thể. Tạ Liên cũng nhịn không được cúi đầu nhìn mu bàn tay của mình, chỉ nghe Tam Lan nói, bên kia không sao hết. Tạ Liên vừa nghĩ cũng hiểu ngay. Hèn gì khi nãy Tam Lan rõ ràng đã tìm ở mảnh đất này, nhưng lại đến mảnh đất khác tìm rồi mới ngắt một phiến lá cỏ thiện nguyệt nhỏ mỏng về. Chỉ sợ khi nãy Tam Lan đã nhìn thấy gương mặt chôn dưới đất, nhưng lại thẳng thường bỏ qua nó ngoảnh đầu sang nơi khác tìm mãi khi tìm được một phiến lá thuốc sạch sẽ ở nơi khuất nẻo không dùng người sống làm phân bón bấy giờ mới bôi cho y tạ liên nói cảm ơn đệ nhiều lắm nha tam lan lắc đầu sắc mặt vẫn xa sầm như cũ kể từ lúc y bị rắn đuôi bò cạp đâm trúng trước khi vào thành cổ bán nguyệt tam lan vẫn giữ thái độ như thế mấy ngày trước ở cạnh nhau tam lan vẫn luôn miệng gọi ca ca ơi ca ca à nhưng bây giờ chẳng gọi một tiếng nào hơn nữa tuy ngày đầu tiên quen biết thiếu niên này tỏ vẻ vô cùng kháng cự tiếp xúc với y nhưng mấy ngày chung sống sau đó lại dường như không còn chuyện này nữa vậy mà bây giờ ngoại trừ vừa rồi hút độc và bôi thuốc cho y tam lan có vẻ đang cố hết sức tránh tiếp xúc cơ thể với y điều này thật sự khiến tạ liên cảm thấy kỳ quặc đến lạ và cũng thấy không quen cho lắm lúc này gương mặt chôn dưới đất lại mở miệng ta đã nhiều năm không nhìn thấy người sống các ngươi các ngươi qua đây đứng cho ta nhìn rõ vào được không mọi người đưa mắt nhìn nhau đồng loạt cảm thấy không làm theo lời gã nói thì tốt hơn hồi lâu sau thấy chẳng ai hưởng ứng gương mặt chôn dưới đất lẩm bẩm sao vậy các ngươi không muốn à ôi đáng tiếc tạ liên quay đầu hỏi đáng tiếc cái gì gương mặt chôn dưới đất nói từ lúc các ngươi vào đây có một việc mà ta đặc biệt chú ý rất muốn dùng hai mắt của mình xác nhận một chút cho nên mới muốn các ngươi đứng qua đây cho ta nhìn. Bởi vì ta muốn nhìn kỹ từng người một các ngươi. Tạ Liên hỏi, việc gì? Gương mặt chôn dưới đất nói, trong số các ngươi, có một người ta đã gặp vào năm 60 năm trước. Lời vừa thốt ra, ai nấy cũng bất chợt lạnh cả sóng lưng. Tất cả người thường ở đây đều không thể nào trên 50 tuổi. Nếu nói trong nhóm bọn họ có một người mà gương mặt chôn dưới đất này từng gặp vào năm 60 năm trước, vậy người này chắc chắn không phải là người. Ánh mắt của tạ liên lướt qua gương mặt từng người một, bắt đầu từ A Chiêu, kết thúc ở thiên sinh, người thì hơi sợ, người thì hải hùng, người thì kinh ngạc hoài nghi, người thì trố mắt cứng họng, phản ứng của mọi người vô cùng hợp lẽ thường. Nếu nhất định phải nói có phản ứng của ai không hợp lẽ thường, vậy chỉ có Tam Lan hoàn toàn không có phản ứng gì. Nhưng mà đối với thiếu niên này, ác hẳn không có phản ứng mới là phản ứng bình thường. Nhìn Tam Lan không hề tỏ thái độ gì Tạ Liên quay đầu hỏi Người mà lão nói là ai Gương mặt chôn dưới đất đáp Ngươi, ngươi tới gần một chút Ta sẽ nói cho ngươi biết Nếu nói lúc lão thốt câu đầu tiên Tạ Liên tin lão 8 phần 10 Vậy thì sau câu này Niềm tin của Tạ Liên dành cho lời lão nói chỉ còn lại 5 phần Làm sao biết con quái vật đó không phải muốn lừa người tới gần rồi bất ngờ nổi loạn Tất nhiên Tạ Liên sẽ không nghe lời lão Y đứng dậy lùi ra sau gương mặt chôn dưới đất lại nói ngươi thật sự không muốn biết người kia là ai sao hắn sẽ hại chết tất cả các ngươi đấy lão càng dẫn dụ như thế tạ liên càng cảm thấy nguy hiểm mọi người lùi lại đừng đến gần nó cũng đừng để ý lời nó nói mọi người vội vã nghe lời y hoảng loạn tản ra gương mặt chôn dưới đất kia vừa cười ha ha vừa nói ôi các ngươi cần gì phải thế ta cũng là người ta sẽ không hại các ngươi đâu nào ngờ đúng vào lúc này biến đổi dị thường bất thình lình xảy ra hẳn do nghĩ rằng bất luận thế nào cũng phải lấy chút thảo dược về cứu người một thương nhân lén lút bước lên trước vài bước không lưng muốn nhặt một nắm cỏ thiện nguyệt khi nãy bị dọa lỡ tay ném rớt con ngươi của gương mặt chôn dưới đất xoay qua nhanh như chớp trong mắt lóe lên một tia sáng tạ liên nghĩ thầm không ổn rồi bước lên nói đừng nhặt quay lại đi nhưng tất cả đã muộn gương mặt chôn dưới đất đột nhiên há miệng một thứ đỏ tươi víu một tiếng trượt ra khỏi miệng lão. Một chiếc lưỡi dài ngoan Tạ Liên sốc cổ áo sau của thương nhân kia lên, liên tục thụt lùi, nhưng thứ bay ra từ miệng của gương mặt chôn dưới đất lại dài một cách đáng kinh ngạc, phục một tiếng chui tọt vào một bên tai của thương nhân kia. Tạ Liên cảm giác được cơ thể dưới tay rung giật dữ dội, tứ chi của thương nhân kia liên tục co rụt, gã phát ra một tiếng kêu thảm ngắn ngủi, hai đầu gối quỳ xuống đất chiếc lưỡi dài nọ nhanh chóng móc ra một cục máu me be bét từ lỗ tai của gã thương nhân, rút về trong miệng của gương mặt chôn dưới đất. Gương mặt chôn dưới đất vừa nhai vừa cười, nhai đến miệng đầy máu tươi, cười mà gần như muốn lật tung cái nóc của hoàng cung sập sệ này, thét lớn, ha 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 Ngon quá ngon quá ngon quá, ngon quá ngon quá ngon quá, ngon quá ngon quá, quá, quá. Đói chết ta, đói chết ta. Tiếng cười này the thế mà bén nhọn, hai trọng mắt chi chít tơ máu, buồn nôn cùng cực, quả thật buồn nôn cùng cực. Lão ta bị chôn ở đây hơn 50 năm, sớm đã bị quốc gia quỷ quái này đồng hóa, triệt để biến thành một thứ khác. Tạ Liên buông tay phải xốc cổ áo sau của thương nhân kia, cả cánh tay rung bần bật, đang định tung một chưởng chém thứ ghê tởm này, chợt nghe gương mặt chôn dưới đất hét to, tướng quân. Tướng quân. Bọn chúng ở đây nè. Bọn chúng ở đây nè chỉ nghe một tiếng gào rống còn hung mảnh hơn thú hoang, một bóng đen từ trên trời giáng xuống, rơi phịch xuống trước mặt tạ liên. Giây phút bóng đen nọ đáp xuống, gần như toàn bộ mặt đất đều bị dẫm cho chấn động. Mà đợi khi gã chậm rãi đứng dậy, tất cả mọi người đều bị bao phủ dưới bóng mờ to tướng mà gã chiếu xuống. Người này, thật sự quá đổi cao lớn. Mặt gã ngâm đen như sắt, ngũ quan hung hãn tục tằng, trông như khuôn mặt của một loài thú ngực và bả vai khoác áo giáp bảo hộ, cao hơn 3 mét, thay vì nói là người, nói là con sói khổng lồ đứng thẳng đi lại thì đúng hơn. Mà sau lưng gã, liên tục có một, hai, ba, hơn 10 người nhảy xuống từ trên nóc hoàng cung. Những người này, ai nấy cũng cao to vạm vỡ, vóc người tương đương nhau, bả vai vác một cây gậy nanh sói mọc đầy răng nhọn, tạo cho người ta ảo giác như bầy sói hóa thành người. Sau khi đáp xuống, bọn gã vây kín những người trong vườn hoa, hệt như một vòng tháp sắt đồ sộ. Binh sĩ bán nguyệt Quanh thân đám binh sĩ này tỏa ra từng luồng khí đen, hiển nhiên từ lâu đã không còn là người sống. Tạ liên căng cứng toàn thân, nhược gia vận sức chờ phát động. Thế nhưng sau khi nhìn thấy bọn họ, đám binh sĩ bán nguyệt không lập tức nhào lên chém giết, thay vào đó, bọn chúng phát ra tiếng cười điên cuồng chấn động cả trời, dùng ngôn ngữ dị tộc lớn tiếng quát lẫn nhau. Chất giọng đó nghe cực kỳ quái dị, phát âm luyến lấy, uống liếu cả lưỡi, chính là tiếng của nước bán nguyệt. Tuy rằng đã nói 200 năm, sông tạ liên đã quên hết bảy tám phần tiếng bán nguyệt, nhưng vừa rồi ở mộ tướng quân xem như đã cùng ôn tập với Tam Lan, cộng thêm giọng nói của đám binh sĩ này vang như chuông đồng, từ ngữ đơn giản, phun lời thô lỗ, thật ra không khó để nghe hiểu. Tạ Liên nghe được tất cả binh sĩ bán nguyệt gọi gã đầu tiên nhảy xuống là tướng quân, trong lúc nói chuyện lần lượt xen vào những từ như giải đi, tạm thời không dết. Y hít sâu một hơi, thấp giọng nói, mọi người đừng hoảng, mấy gã bán nguyệt này tạm thời sẽ không giết người, hình như muốn đưa chúng ta đến nơi khác. Tuyệt đối đừng manh động, ta không thể đảm bảo sẽ đánh thắng được bọn chúng, tùy cơ ứng biến thôi. Đám binh sĩ này nhìn là thấy khó đối phó rồi, gã nào gã nấy da dày thịt béo, mặc dù y có nhược da trong tay, song thắt cổ chết một gã e rằng cũng tốn không ít sức lực, huống chi lên một lúc mười mấy gã. Hiện giờ còn có vài người bình thường ở đây Nếu đám binh sĩ bán nguyệt nói Tạm thời không giết Tạ liên lại không chắc mình có thể chế ngự kẻ địch một lượt Đồng thời còn phải bảo vệ người khác chu toàn Vì thế chỉ đành tạm thời yên lặng theo dõi tiến triển Tam Lan không nói tiếng nào Còn những người khác vốn dĩ cũng không có chủ trương gì Cho dù muốn manh động cũng chẳng biết phải manh động ra sao Cả bọn rưng rưng nước mắt gật đầu Chỉ có gương mặt chôn dưới đất kia vẫn còn hét âm sầm Tướng quân Tướng quân ngài thả ta đi mà. Ta đã giúp ngài giữ chân kẻ địch, ngài thả ta về nhà đi. Ta muốn về nhà. Gặp đám binh sĩ bán nguyệt này, sắc mặt lão kích động tột độ, vừa la hét vừa nức nở. Trong tiếng hét còn lẫn một ít từ ngữ bán nguyệt nửa nạt nửa mở, hẳn là lão học bừa trong năm sáu chục năm làm phân bón ở đây. Thấy có thứ gì đó liên tục dãy dùa la hét dưới lớp đất bên này, gã bán nguyệt cao 3 mét được gọi là tướng quân, có vẻ cũng thấy rất buồn nôn gã nện gậy nanh sói xuống dưới, vài mũi nhọn sắc bén đâm xuyên qua đầu của gương mặt chôn dưới đất. Gã lại nhấc gậy lên, mũi nhọn cứ thế ghim mặt của gương mặt chôn dưới đất, nhổ tận gốc lão ta ra khỏi đất, thực hiện nguyện vọng thả ta ra ngoài của lão. Nhưng mà, cùng chui ra khỏi đất với lão ta, tuyệt nhiên không phải cơ thể người, mà là một bộ xương trắng héo. Chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó, vài thương nhân sợ đến độ kêu to. Tróc ra từ răng nhọn trên gậy nanh sói, đầu của gương mặt chôn dưới đất bê bết máu thấy cơ thể của chính mình dường như cũng bị dọa sợ hỏi đây là cái gì đây là cái gì thấy lão có vẻ thật sự không thể lý giải được đây là hình dáng gì tạ liên nhắc nhở đây là cơ thể của lão ngẫm lại cũng hiểu lão ta chôn vùi dưới đất sa mạc năm sáu chục năm máu thịt của cơ thể đã sớm hóa thành chất dinh dưỡng của cỏ thiện nguyệt bị ăn đến chỉ còn thừa lại mỗi bộ xương gương mặt chôn dưới đất nói điều này sao có thể? Cơ thể của ta không phải như vậy, đây không phải là cơ thể của ta. Giọng lão nghe thảm thiết không xiết, nhưng tạ liên chỉ cảm thấy hình ảnh này vừa đáng thương vừa đáng sợ, y lắc đầu, dời tầm mắt sang nơi khác. Tam Lan lại cười nhạo một tiếng, bây giờ ngươi mới không quen nhìn cơ thể này của mình sao? Vậy thứ vừa rồi duỗi ra từ miệng ngươi là cái gì, ngươi cảm thấy không thành vấn đề à? Gương mặt chôn dưới đất lập tức phản bác, có vấn đề gì chứ? chẳng qua, chẳng qua lưỡi dài hơn người bình thường một chút thôi. Khóe mắt lẫn đuôi lông mày đều lộ vẻ chế giễu, tàm làng ra chiều khinh thường việc nhiều lời với lão, nói, ờ, đúng rồi, hơi dài một chút thôi, ha ha. Gương mặt chôn dưới đất nói, đúng thế. Chỉ hơi dài chút xíu thôi, thì cũng vì nhiều năm qua để ăn côn trùng có cánh và bò sát, từ từ càng duỗi càng dài, cuối cùng mới biến thành như vậy. Lúc vừa bị chôn dưới đất, có lẽ lão vẫn còn sống, biết đâu chừng vì để sống tiếp, lão mới nỗ lực lè lưỡi ra ăn côn trùng có cánh và bò sát, dần già dần già, lão không còn là người nữa, chiếc lưỡi kia cũng càng ngày càng dài, thức ăn cũng từ bò sát và côn trùng có cánh đổi thành những thứ đáng sợ hơn. Nhưng do lão vẫn bị chôn dưới đất suốt, nhiều năm không nhìn thấy hình dạng cơ thể của mình, bởi vậy lão hoàn toàn không thể chấp nhận được, cũng không chịu tin mình đã không còn là người, lão cố gắng giải thích, cũng có người lưỡi khá dài đấy. Tam Lan nở nụ cười nhìn điệu cười của hắn, không hiểu sao tạ liên thấy lòng mình phát lạnh. Không thể không nói, đôi khi điệu cười của thiếu niên này thật sự khiến người ta có cảm giác ấn lạnh như thể bị người lột da mặt. Tam Lan nói, ngươi cảm thấy ngươi còn là người sao? Sau khi bị hỏi như thế, gương mặt chôn dưới đất kia như phát hiện nguy cơ, bỗng dưng nổi cáu, gắt giọng, ta dĩ nhiên là người. Ta là người mà. Lão vừa la lối vừa cố gắng cử động tay chân đã hóa thành xương trắng của mình muốn bò trên mặt đất. Hẳn do rốt cuộc cũng thoát khỏi lớp đất, lão cảm thấy sung sướng từ tận đáy lòng, cười như điên dại, ta phải về, ta có thể về rồi. Ha 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 ha. Rắc. Tiếng cười của lão quá chói tai, cuối cùng quấy rầy tướng quân bán nguyệt kia. Gã đạp chân xuống dưới, xương sọ của gương mặt chôn dưới đất tức khắc vỡ vụn, mà tiếng rít ta là người của lão cũng không cất lên được nữa. Sau khi đạp nát gương mặt chôn dưới đất phiền phức kia, gã, tướng quân, hô lớn một câu với đám binh sĩ, cả đám binh sĩ bán nguyệt lập tức vung gậy nanh sói, rống to vài tiếng với nhóm người tạ liên, bắt đầu lùa bọn họ đi ra ngoài hoàng cung. Tạ liên đi trước nhất, tam Lan đi theo sau y như mọi khi. Mặc dù đang trên đường bị một đám binh sĩ bán nguyệt hung thần ác sát áp giải, bước chân của thiếu niên vẫn không nhanh không chậm như trước, cứ như đang đi tản bộ. Bắt đầu từ lúc nãy, tạ liên vẫn muốn tìm cơ hội nói chuyện với đối phương, đi một hồi, thấy đám binh sĩ bán nguyệt lại tán phét với nhau không chú ý đến bọn họ y bèn nói nhỏ bọn chúng gọi gã thủ lĩnh này là tướng quân không biết là tướng quân gì quả nhiên y vừa hỏi tam Lang vẫn trả lời lúc nước bán nguyệt diệt vong chỉ có một vị tướng quân tên của gã phiên dịch sang tiếng hán là khắc ma tạ liên nói khắc ma tên này nghe thật kỳ lạ tam lan nói đúng thế nghe đâu bởi vì hồi nhỏ gã gầy còn ống yếu, thường xuyên bị người ta ức hiếp, gã bèn lập lời thề phải trở nên mạnh mẽ, dùng tạc đá xây cối, thạch khắc ma bàn, để rèn luyện sức lực, vì vậy mới có tên như thế. Tạ Liên xoa xoa ấn đường, nhìn không được nghĩ thầm, vậy gọi là đại lực cũng được mà. Tam Lan nói tiếp, nghe đồn khắc ma là đại tướng dũng mạnh nhất trong lịch sử nước bán nguyệt, chiều cao 3 mét, sức mạnh vô song, chính là người ủng hộ trung thành của quốc sư bán nguyệt. Tạ Liên nói, cho dù quốc sư bán nguyệt mở cửa dẫn quân vào đồ thành, tàn sát dân trong thành, gã vẫn là người ủng hộ trung thành của quốc sư sao? Tam Lan nói, vậy thì khó nói. Nếu như khắc ma sau khi chết vẫn nghe lệnh của quốc sư bán nguyệt như cũ, vậy bây giờ ác hẳn gã muốn đưa bọn họ đến chỗ của quốc sư, ngộ nhỡ binh sĩ bán nguyệt ở chỗ đó còn đông hơn thì phải thoát thân thế nào đây? Không biết Nam Phong dụ hai người kia đi ra sao rồi? Có thiện nguyệt đã nắm trong tay, nhưng phải làm thế nào để đưa đến tay người trúng độc trong 12 canh giờ đây? Xét tình hình trước mắt, chỉ có thể đi bước nào tính bước nấy. Suốt chặng đường, tạ liên cứ một mực suy nghĩ, phát hiện gã khắc ma tướng quân dẫn bọn họ càng đi càng đến nơi hoang vu, cuối cùng đưa bọn họ đến một nơi sát trì biên giới của nước bán nguyệt, bấy giờ mới dừng lại. Tạ liên ngừng bước, ngẩng đầu lên nhìn, một bức tường đất vàng đồ sộ không tạ đứng thẳng trước mặt y, trông hệt như một người khổng lồ đích đến của bọn chúng thế mà lại là hố tội nhân tuy rằng từng sống lân cận nước bán nguyệt một thời gian ngắn nhưng thật ra tạ liên không thường xuyên vào thành bán nguyệt đương nhiên cũng chưa từng đến gần hố tội nhân này nhìn hố tội nhân ở cự ly gần không hiểu sao y lại thấy tim đập loạn nhịp một bên mặt của bức tường vàng đất có đặt cầu thang vào lúc chậm rãi leo lên chiếc cầu thang thô sơ nọ tạ liên nhìn xuống bên dưới liên tục dùng mắt thường quan sát cuối cùng đã hiểu vì đâu mà tim đập loạn nhịp không phải vì liên tưởng đến việc nơi này dùng để thi hành cực hình nên cảm thấy không rét mà run cũng không phải vì lo sợ liệu cả bọn có bị đẩy xuống đáy hố không mà là một kiểu tim đập loạn nhịp thuần túy vì cảm ứng được trận pháp tồn tại địa thế và bố cục xung quanh hố tội nhân này bị người ta cố ý thiết lập một trận pháp cực kỳ lợi hại mà trận pháp này tác dụng chỉ có một khiến cho người rớt xuống vĩnh viễn không thể trèo lên cái gọi là không thể trèo lên ý chỉ cho dù có người thả dây thừng xuống dưới hoặc dựng cầu thang người bên dưới túng được một đường sóng mà trèo lên trên nhưng trèo được phân nửa trận pháp sẽ khởi động mà người nọ cũng sẽ bị đánh xuống lần nữa tạ liên lẳng lặng dùng tay vịn tường qua một đoạn đường đi y đã thăm dò sơ được chất liệu của bức tường phát hiện bức tường này nhìn từ xa trông như đất thật ra lại là đá cứng không gì sánh nổi hơn nữa có khả năng đã được yểm thêm chú pháp chắc chắn rất khó phá vỡ mà chờ khi bọn họ leo hết cầu thang lên đến đỉnh hố tội nhân, đứng trên mái che của bức tường đất vàng, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy chỉ có thể dùng hai chữ chấn động để hình dung. Toàn bộ hố tội nhân chính là bốn bức tường cao vây quanh mà thành. Mỗi bức tường dài hơn 30 trượng, 100m, cao hơn 20 trượng, 67m, độ dày ước chừng 4 xích, 1,33m, đứng sừng sững tại đó. Giữa bốn bức tường là một không gian cực lớn trên đó không có bất cứ xà ngang hoặc bệ nào trụ vững được. Sắc trời đã tối, tối mịt nên nhìn không đến đấy, chỉ có từng đợt khí lạnh và mùi máu tanh thi thoảng lan tỏa từ bóng đêm sâu không thấy đấy. Mọi người dẫm trên mái che không có bất cứ hàng rào bảo hộ nào, đi trên khoảng không cách mặt đất vài chục trượng thế này, chẳng mấy ai dám ngó xuống. Đi một lát chật đụng phải một cây cột dài dựng thẳng đứng, trên cột treo một thi thể, chính là thi thể mà trước đó bọn họ ở bên dưới nhìn thấy. Thi thể ấy nhỏ xíu, là một thiếu nữ áo đen, quần áo rách rưới, đầu cúi thấp. Tạ Liên biết, cây cột này chuyên dùng để treo những tội nhân mà chúng muốn làm nhục một cách ác ý. Thông thường đám cai ngục sẽ lột sạch quần áo của tội nhân đó, treo lên trần truồng như thế, mặc cho tội nhân chết đói hoặc mất nước mà chết. Sau khi chết thi thể đung đưa theo gió, phơi nắng, dầm mưa, hồng gió, tứ chi sẽ vừa hư thối vừa rụng xuống dưới, tử trạng khó coi tột cùng. Thi thể của thiếu nữ này vẫn chưa thối rửa, tất nhiên chết chưa được bao lâu, có lẽ là dân cư vùng phụ cận. Không ngờ đám binh sĩ bán nguyệt này lại treo thi thể của một cô gái ở nơi như thế, quả thật độc ác tàn nhẫn quá đổi. Nhìn thấy tình cảnh này, A Chiêu và nhóm người thiên sinh đều tái mặt, dừng bước không dám đi về phía trước, may là khắc ma cũng không xu bọn họ đi tiếp nữa, gã xoay người qua, rống một tiếng thật dài xuống đáy hố tội nhân. Tạ Liên không khỏi cảm thấy kỳ lạ, tại sao phải rống một tiếng như thế, dây tiếp theo, thắc mắc của y đã được giải đáp. Như thể đáp lại tiếng rống của khắc ma, đáy hố đen kịp truyền đến từng trận tiếng gầm gừ như hổ sói, như quái thú, như sóng gào, hàng trăm hàng ngàn, đinh tai nhức ốc. Những người đứng trên mái che tường bị tiếng gầm nọ chấn cho gần như đứng không vững, thậm chí tạ liên còn nghe được tiếng các bụi đá vụn rơi rào rào xuống dưới, rõ ràng đến cực độ. Y nghĩ thầm, chỉ có phạm nhân mới bị đưa vào hố tội nhân, chẳng lẽ đáp lại khắc ma chính là vong hồn của tội nhân dưới đáy hố. Bây giờ, khắc ma lại rống thêm một câu xuống dưới. Tạ liên giọng tai nghe kỹ, lần này gã không còn gầm rú vô nghĩa nữa, cũng không phải lời chữ bới gì, trái lại hẳn là cổ vũ. Tạ liên vô cùng chắc chắn mình đã nghe được một từ, các anh em. Rống xong, khắc ma quát một câu với đám binh sĩ bán nguyệt áp giải nhóm người tạ liên. Câu này tạ liên nghe được rất rõ, lời gã nói chính là, ném hai đứa xuống thôi còn lại đưa đi canh chừng tuy những người khác không hiểu gã nói cái gì nhưng đại khái có thể đoán được thế này là định làm gì sắc mặt tái xanh hết cả thấy bọn họ sợ đến mức sắp đứng không vững tạ liên bước lên trước một bước nói nhỏ đừng căng thẳng lát nữa có chuyện gì ta sẽ lên trước điều mà trong lòng y nghĩ là ngộ nhỡ lát nữa buộc phải xuống dưới vậy mình ráng bất chấp xuống trước xem một chút là được dù sao cũng chẳng có gì ngoại trắng độc thú dữ hay lệ quỷ hung thần cũ trích. Nếu mình ngã không chết được, đánh không chết được, cắn không chết được, cũng hạ độc không chết được, vậy chỉ cần bên dưới không phải là đá nóng chảy lửa rừng rực nước độc hóa thi, nước độc làm tan chảy thi thể, mình nhảy xuống hẳn sẽ không đến nỗi quá khó coi. Hơn nữa, mình còn có nhược gia, mặc dù vì trận pháp mà không thể dùng nó trèo lên, nhưng ngộ nhỡ đám binh sĩ bán nguyệt này lại ném người xuống, mình vẫn đỡ người được. Khắc ma kia nói, còn lại đưa đi canh chừng, thế tức là tạm thời những người khác sẽ tương đối an toàn. Suy cho cùng, chẳng dễ gì bắt được người sống trong sa mạc, không thể ăn sạch trong một lần được, có lẽ bọn chúng muốn tích trữ ăn dần từng lần một. Tạ Liên đang cân nhắc kỹ lưỡng, nào ngờ bên cạnh y lại có người mất bình tĩnh. Từ lúc leo lên đỉnh hố tội nhân này, ngoài trừ Tạ Liên và Tam Lan bình tĩnh như thường, tất cả mọi người đều run như cày sấy, đặc biệt là A Chiêu, hắn run còn dữ dội hơn, có lẽ do cảm thấy mình nhất định sẽ chết chi bằng liều mạng đánh một phen a chiêu siết chặt nắm đấm đột nhiên nổi loạn vùi đầu xông về hướng khắc ma lần này a chiêu xông tới dường như mang quyết tâm phải ông nhau chết chùm cho nên muốn tông ngã khắc ma xuống dưới với mình khắc ma dù cao to vạm vỡ thân hình như tháp sắt mà cũng bị cú tông mang quyết tâm liều chết của a chiêu đụng cho thụt lùi ba bước suýt nửa trượt chân gã tức khắc nổi cơn tam bành rống lớn một tiếng trở tay hất A Chiêu xuống dưới. Mắt thấy thanh niên kia rớt xuống hố sâu tối âm, mọi người cùng kêu thảm thiết, tạ liên cũng kêu lên, A Chiêu. Lúc này, dưới đáy hố đen không thấy đáy truyền lên một trận tiếng reo hò, cùng với tiếng cắn xé hết sức tàn bạo, tự như ác quỷ tranh nhau thức ăn thừa. Chỉ nghe thôi là biết, thanh niên tên A Chiêu này tuyệt đối không còn khả năng sống sót. Hoàn toàn không ngờ tình hình sẽ tiến triển như vậy, tạ liên cũng rất đổi kinh ngạc. Ban đầu y vô cùng hoài nghi A Chiêu chính là thuộc hạ của quốc sư Bán Nguyệt, chuyên lừa người qua cửa ải đi vào nước Bán Nguyệt, còn nghi ngờ người mà gương mặt chôn dưới đất nói rằng đã gặp vào năm 60 năm trước, cũng chính là hắn, nhưng không ngờ thanh niên này lại là người đầu tiên bị sát hại. Màn này liệu có phải giả chết? Cũng không phải không có khả năng, nhưng hiện tại cả nhóm bọn họ đã là tù nhân của đám binh sĩ Bán Nguyệt, nếu A Chiêu thật sự là thuộc hạ của quốc sư Bán Nguyệt, lúc này đã chiếm thế thượng phong, hoàn toàn có thể giật phăng lớp ngụy trang, đổi sang diện mạo đích thực mà nghênh ngang tự đắc, cần gì phải làm chuyện thừa thải như giả chết trước mặt bọn họ. Việc này căn bản chẳng có chút ý nghĩa nào. Nhưng tại sao A Chiêu lại xông về phía khắc ma? Đây há chẳng phải là tự tìm đường chết một cách vô nghĩa. Trong đầu tạ liên còn đang nghĩ miên man. Đám binh sĩ bán nguyệt bên kia lại bắt đầu tìm người sống tiếp theo để đẩy xuống. Trầm ngâm giây lát, khắc ma nâng tay chỉ về phía thiên sinh. Một gã binh sĩ bán nguyệt duỗi tay to ra, tiến lên bắt người, thiên sinh sợ đến mức suýt quỳ xuống đất, nói, cứu mạng. Tạ Liên không còn thời gian nghĩ tiếp nữa, đứng dậy nói bằng tiếng bán nguyệt, tướng quân, chờ đã. Nghe y mở miệng, trên gương mặt ngăm đen của khắc ma lộ vẻ giật mình. Gã vung tay lên, ngăn bọn binh sĩ, nói, ngươi biết nói tiếng của chúng ta. Ngươi là người phương nào? Tạ Liên nói, người Trung Nguyên. Không phải y ngại nói dối mình là người của nước Bán Nguyệt, nhưng hành động này không khả thi chút nào. Y không biết rốt cuộc tiếng Bán Nguyệt của mình đã góp nhặt được mấy phần, nói chuyện lâu với Khắc Ma, chung quy cũng sẽ lộ tẩy. Hơn nữa tướng mạo của y rõ ràng có thể nhìn ra là người trung nguyên, Khắc Ma hỏi y, có lẽ chỉ là chưa chắc mà thôi. Người Bán Nguyệt cực ghét hành vi nói dối lừa lọc, nếu bị vạch trần, hậu quả sẽ càng tệ hơn. Có điều ăn ngay nói thẳng cũng có chỗ hại. Nước bán nguyệt là bị quân đội đến từ lãnh thổ Trung Nguyên tiêu diệt, vừa nghe tạ liên là người Trung Nguyên, gương mặt ngăm đen của khắc ma lập tức lóe vẻ cùng nộ, đám binh sĩ bán nguyệt cũng gầm rú âm ỉ, phun toàn những từ chửi rủi nhục mạ. Tạ liên lắng nghe, chẳng có gì ngoài, người Trung Nguyên hèn hạ, ném nó xuống dưới, không đau cũng chẳng ngứa. Ngờ đâu y bỗng nhiên loáng thoáng nghe được vài câu kỹ nữ, nhất thời sửng sốt. Đám binh sĩ kia mắng quá nhanh không nghe rõ cụ thể mắng cái gì, nhưng Tạ Liên cũng không khỏi thấy buồn bực, nhủ thầm, mấy từ mắng đằng trước thì ta còn hiểu được, từ cuối cùng ở đâu ra vậy? Các ngươi xác định không mắng lầm người chứ? Với tư cách là tướng quân, khắc ma không dễ kích động như đám binh sĩ, gã nói, quốc gia của chúng ta biến mất ở sa mạc hơn 200 năm, ngươi không phải là người dân nước chúng ta mà lại biết tiếng của chúng ta, rốt cuộc ngươi là ai? Nếu muốn lá mặt lá trái với đám binh sĩ bán nguyệt, chỉ còn cách nói bừa chém bậy thôi. Tạ Liên nhìn không được liếc nhìn thiếu niên bình chân như vậy đứng bên cạnh, nghĩ thầm hy vọng lát nữa ngộ nhỡ xử lý không chu toàn, cùng lắm thì bất chấp kêu Tam lang cứu ta với. Nghĩ đến đây, y ho nhẹ một tiếng, đang định bắt đầu nói bậy, đúng lúc này, đẩy hố đen kịch lại vang lên một đợt tiếng gào rống như sóng gầm biển gào. Dường như thứ dưới đó đã xé xác thi thể A Chiêu ăn xong rồi, song chúng nó vẫn đói bụng như trước, bèn đua nhau dùng tiếng động này bày tỏ khao khát với máu thịt tươi sống của mình. Khắc ma phất tay, có vẻ lại muốn túng thiên sinh, tạ liên chợt lên tiếng, tướng quân, ta lên trước cho. Dám chắc khắc ma chưa từng nghe người nào yêu cầu được lên trước ở nơi như thế này, hai mắt gã trừng lớn như chuông đồng, kinh ngạc nói, ngươi lên trước. Ngươi vì cái gì? Dĩ nhiên tạ liên không thể trả lời thành thật rằng bởi vì ta không sợ, suy tư chốc lát, y chọn một câu trả lời tẻ nhạt mà hết sức hợp quy củ, nói, tướng quân, những người này chỉ là thương nhân qua đường vô tội mà thôi, trong số họ còn có trẻ con nữa. Nghe xong, Khắc Ma cười khẩy, "Lúc quân đội của các ngươi máu rửa quốc gia của chúng ta có từng nghĩ rằng nơi này cũng có rất nhiều thương nhân và trẻ con vô tội chưa? Nước bán nguyệt diệt vong đã là chuyện của 200 năm trước, bây giờ Trung Nguyên đã sớm thay triều đổi đại, nhưng thù hận sẽ không theo đó mà phai nhạt." Khắc Ma nói tiếp, "Ngươi rất khả nghi, ta phải hỏi chuyện ngươi. Ngươi không thể xuống dưới ném đứa khác. Vậy cũng hết cách. Tạ Liên đang định đã làm thì làm cho trót, nhảy trước tính sau, chỉ thấy Tam Lan đứng bên cạnh bước lên trước một bước. Tạ Liên giật mình, quay đầu lại. Thiếu niên nọ khoanh tay, dùng một loại ánh mắt hờ hững nghiền ngẫm nhìn chầm chầm hố tội nhân sâu không thấy đáy kia. Trong lòng bỗng dưng nảy sinh một luồng dự cảm không lành, Tạ Liên nói, Tam Lan. Nghe y cất tiếng gọi, Tam Lan quay đầu sang, mỉm cười nói, không sao đâu. Tam Lan lại bước lên trước một bước, cả người đã đứng tại một nơi nguy hiểm tột độ. Trái tim lẫn mí mắt của Tạ Liên đều nảy thình thịch. Y nói: chờ đã, Tam Lan, đợi khoan hãy nhúc nhích. Bên bờ không trung, vạt áo đỏ của thiếu niên nọ bay phần phật trong gió đêm. Tam Lan đưa mắt nhìn Tạ Liên, cười một tiếng, nói: đừng sợ. Tạ Liên nói: để lùi về trước đi, để lùi về rồi ta sẽ không sợ nữa. Tam Lan nói: không cần lo lắng ta đi trước một lát. Tạ Liên nói, để đừng. Lời còn chưa dứt, thiếu niên nọ đã giữ nguyên tư thế khoanh tay, lại bước lên trước một bước, nhẹ nhàng bật nhảy, lập tức biến mất trong bóng đêm sâu không thể lường. Khoảnh khắc Tam Lan nhảy xuống, nhược da bay vụt ra từ trên cổ tay của Tạ Liên, hóa thành một dải cầu vòng trắng, muốn cuốn lấy bóng hình của thiếu niên nọ. Tiếc rằng tốc độ rơi quá nhanh, giải lụa trắng thậm chí không túng được một mảnh gốc áo đã ủ rũ rút trở về tạ liên thoát cái quỳ gối trên tường cao gọi với xuống dưới tam lang không có tiếng động gì hết sau khi thiếu niên kia nhảy xuống không có tiếng động gì hết bên cạnh tạ liên trên tường cao đông đảo binh sĩ bán nguyệt kêu gào với nhau cả lũ kinh sợ không thôi hôm nay sao thế nhỉ ngày xưa phải bắt mới ném xuống được hôm nay lại thay phiên giành nhau nhảy xuống không cho nhảy còn tự mình nhảy khắc ma tướng quân kia rống lớn để đám binh sĩ bình tĩnh lại còn tạ liên thấy nhược gia không tóm được tam lang không kịp nghĩ nhiều rút nó về rồi tung người nhảy xuống hố tội nhân nào ngờ cơ thể của y đã nhảy lên giữa không trung sau cổ áo bỗng nhiên bị kéo căng cứ thế lơ lửng trên bầu trời thì ra thấy tạ liên cũng nhảy xuống khắc ma tướng quân thế mà lại duỗi cánh tay dài ra túm lấy y không cho y rớt xuống tạ liên nghĩ thầm người muốn theo cũng được xuống chung càng tốt hơn tâm niệm thúc đẩy nhược da hệt như một con rắn trắng chật trường lên cuốn quanh cánh tay của khắc ma, cuốn trọn cả người gã chỉ trong nháy mắt. Thấy giải lụa trắng này quỷ dị khó lường, hệt như thành tinh, sắc mặt khắc ma đột ngột thay đổi, gần đen in hàng trên trán, bắp thịt to chắc trên người cũng tức khắc căng lớn gấp bội, như thể muốn xé rách nhược da đang trói buộc mình. Tạ Liên đang dặn co với gã, ánh mắt đột nhiên lia đến một hiện tượng cực kỳ quái dị. Thi thể bị treo trên cột dài bỗng nhiên động đậy, khẽ ngẩng đầu lên đám binh sĩ bán nguyệt cũng chú ý đến việc thi thể này nhúc nhích, bọn chúng nhao nhao la hét, vung gậy nanh sói đánh về phía thi thể đó. Sau khi nhúc nhích một cái, không biết thiếu nữ áo đen tự cởi dây thừng treo mình thế nào, nàng thình lình nhảy xuống từ trên cột, tức tốc lao sang bên này. Nàng tự như một làn gió đen thổi qua mái che tường cao, vừa nhanh vừa tà quái, đám binh sĩ bán nguyệt lập tức bị trận gió tà quái này thổi cho ngã trái ngã phải, hét thảm ngã khỏi tường cao thấy binh sĩ của mình bị quét xuống dưới ngã vào trong hố tội nhân khắc ma giận dữ mắng ầm lên gã mắng hết sức thô tục có lẽ do gã dùng khá nhiều tiếng lóng địa phương tạ liên nghe không hiểu lắm có điều y vẫn nghe hiểu câu đầu tiên khắc ma mắng rằng lại là tiện nhân này giây tiếp theo gã mắng hết nổi bởi vì tạ liên đột nhiên dùng sức kéo gã cùng rớt xuống hố tội nhân rớt xuống hố tội nhân không thể trèo lên trong lúc rơi xuống tiếng trống giận phát ra từ miệng khắc ma gần như xuyên thủng màn tai của tạ liên. Y đành phải rút nhược da vào, tiện thể đá khắc ma một cú cho gã cách mình xa một chút để bảo vệ lỗ tai. Ngay sau đó, y điều khiển nhược da phóng lên trên, hy vọng có thể túng được thứ gì giúp giảm sốc một chút, chỉ ít lúc đáp xuống đất đừng ngã quá thê thảm. Nhưng hố tội nhân này được rất chắc chắn, trận pháp kia cũng lợi hại vô cùng, nhược da chẳng những không thể mò lên cao hơn, giữa bốn vách tường cũng không có chỗ nào để bấu víu. Đang lúc tạ liên cho rằng mình sẽ lại ngã thành một người bánh dẹp lép ghim dưới đất đào mấy ngày cũng không lên như vô số lần trước, bỗng nhiên trong bóng đêm, ánh bạc chợt lóe lên. Giây tiếp theo, có một đôi tay nhẹ nhàng đỡ được y. Người nọ chuẩn xác đỡ đúng ngay chốc, quả thật cứ như đặc biệt đứng canh dưới đó chờ đỡ y vậy, một tay vòng qua lưng ông vai y, một tay nâng đầu gối công gập của y, dễ dàng hóa giải xu thế hung mảnh rơi từ trên cao xuống của y tạ liên mới vừa rơi từ chỗ cao xuống do thình lình ngừng lại nên đầu óc còn hơi choáng váng y vô thức nhấc tay lên ông chặt bả vai của đối phương nói tam lan bốn phía tối đen như mực không thấy rõ gì cả đương nhiên cũng không thấy rõ người nọ là ai nhưng y vẫn buộc miệng thốt ra hai chữ này đối phương không trả lời tạ liên sờ soạn ngực và đầu vai của đối phương mấy cái hỏi để xác nhận tam lan là đệ sao không biết có phải do xuống đến đáy hố không, mùi máu tanh nơi đây nồng đến mức làm người ta ngọc xỉu. Tạ Liên cũng không biết đây là tình huống gì, cứ mò mẫm loạn xạ một mạch lên trên, lúc mò trúng hầu kết cứng ngắc của người nọ thì đột nhiên bừng tỉnh, nhủ thầm tội lỗi quá tội lỗi quá, mình đang làm gì thế này? Y vội vàng rút tay về, nói, là Tam Lan phải không? Để không sao chứ? Có bị thương không? Hồi lâu sau, y mới nghe được giọng nói trầm đục của thiếu niên nọ truyền đến từ nơi gần sát mình, không có gì. Chẳng hiểu vì sao, tạ liên cảm thấy, giọng hắn nói câu này, dường như có điểm khác biệt tinh tế so với ngày thường. Tạ liên nói, Tam Lan, để không sao thật chứ. Thả ta xuống đi. Tam Lan lại nói, đừng xuống. Tạ liên sửng sốt, nghĩ thầm, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ dưới đất có thứ gì đó? Đôi tay kia vẫn ôm chặt lấy y, không hề có xu hướng buông lỏng. Tạ Liên vốn định nâng tay đẩy nhẹ lồng ngực của Tam Lan ra một chút, nhưng tay vừa nhấc lên, y sực nhớ khi nãy ngã xuống được đối phương đỡ lấy, mình còn mò mẫm lung tung, mò trúng khối cứng gồ lên nơi cổ họng của thiếu niên, thế là lại len lén rụt tay về. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, Tạ Liên đã mấy trăm năm rồi không biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào, nhưng giờ đây trong lòng có một giọng nói liên tục cảnh cáo y, tốt nhất đừng động tay động chân lung tung, ngoan ngoãn chút đi lúc này chỉ nghe một tiếng gào rống chứa đầy phẫn nộ và bi thương truyền đến từ bên kia đáy hố các ngươi làm sao vậy tiếng rống này là tiếng bán nguyệt nghe giọng đích thị là khắc ma tướng quân bị tạ liên kéo xuống theo gã vốn dĩ đã chết nên dĩ nhiên sẽ không ngã chết chỉ là lần này ngã mạnh quá đoán chừng cũng nện ra một cái hố hình người bị ghim dưới đó chờ sau khi bò dậy gã bắt đầu kêu la xảy ra chuyện gì vậy các anh em các ngươi làm sao vậy Lúc nãy gã đứng trên tường cao gọi với xuống, rõ ràng bên dưới có hàng trăm hàng ngàn giọng nói đáp lại gã, hệt như sâu tận đáy hố nít đầy ác linh gào khóc đòi ăn. Nhưng giờ này khắc này, tai tạ liên chỉ nghe được tiếng trống thảm thiết cuồng nộ của khắc ma, ngoài ra chỉ còn một mảnh tĩnh mịch, thậm chí y không nghe được tiếng hít thở và tiếng tim đập của tam lan gần trong gan tấc Đúng vậy, rõ ràng y đang tựa sát vào tam lan, thế nhưng hoàn toàn không nghe được tiếng hít thở và tiếng tim đập của thiếu niên này khắc ma hét lớn, ai giết các ngươi, là ai giết các ngươi. Lúc A Chiêu rớt xuống còn nghe được bên dưới truyền đến tiếng động khủng khiếp như tầm ăn người sống, mà sau khi Tam Lan nhảy xuống, phía dưới không có bất cứ tiếng động nào, vậy còn là ai được nữa. Khắc ma cũng lập tức kịp phản ứng, nói, người Trung Nguyên, đáng chết, ta muốn các ngươi chết. Tuy rằng không nhìn thấy gì, Tạ Liên vẫn cảm ứng được nguy hiểm đang lao về phía này, y khẽ nhúc nhích, nói, Tam Lan cẩn thận. Tam Lan lại nói, mặc kệ gã, nói đoạn vẫn bế tạ liên, chân nhích một bước, như thể xoay người vậy. Trong bóng đêm, tạ liên nghe được một tiếng vang, len ken cực nhỏ, lanh lảnh êm tai mà mạnh mẽ, thoáng qua rồi biến mất. Đang định tìm hiểu thì gã khắc ma khi nãy nhào đến vô hụt lại tập kích lần nữa, Tam lan khéo léo xoay người một cái, lắc mình né tránh, cánh tay của tạ liên bất giác choàng lên lại, ông chậm lấy tam lan, vô thức níu chặt áo ở đầu vai đối phương. Nhưng mà, Đôi tay này bế y vẫn vô cùng, tránh đông né tay mà vẫn nâng chắc tay như thường. Chỉ là, Tạ Liên thường xuyên cảm nhận được trên đôi tay này có vật gì đó lạnh buốt cấn lên người mình, khiến y không khỏi ngẩn ngơ. Giữa bóng tối vô bờ vô tận, một luồng ánh bạc chớp lóe, bốn phương tám hướng vang lên tiếng cắt chém của lưỡi đao sắc bén và tiếng mắng giận dữ không nớt của khắc ma. Gã tướng quân bán nguyệt kia có vẻ bị thương không nhẹ, nhưng vẫn cực kỳ dũng mãnh chưa chịu lùi bước mà cuốn theo một trận gió dữ sông đến lần nữa. Tạ Liên cảm thấy mình không thể ngồi như thế mãi, nói, nhược gia. Giải lụa trắng nghe tiếng bay ra, đùng một tiếng, dường như quất khắc ma bay lên trời rồi ngã lộn nhào xuống đất. Cú ngã này khiến khắc ma trống lên, các ngươi. Hai người. Hai chọi một. Đê tiện. Tạ Liên nghĩ thầm. Ngươi đã muốn giết bọn ta thì hơi đâu mà lo hai chọi một hai chọi mấy, đê tiện hay không đê tiện bảo toàn tính mạng quan trọng hơn, đánh chết trước rồi tính sau. Tam Lan lại cười khẽ một tiếng không hề mang ý cười, nói, một chọi một người cũng không có phần thắng. Huynh đừng ra tay, câu sau đúng là nói với Tạ Liên, giọng điệu trầm thấp hơn, ý chăm chọc trong câu trước cũng biến mất. Tạ Liên nói, từ nói xong vẫn nhắc nhở một chút, Tam Lan, chi bằng để thả ta xuống trước đi, chứ như này ta cản trở đệ lắm. Tam Lan lại nói, không cản trở. Huynh đừng xuống tạ liên không nhìn được nói, rốt cuộc tại sao không thể xuống, chắc không đến nỗi là thiếu niên này thích bế người đánh nhau chứ. Câu trả lời của Tam Lan chỉ có một chữ, bẩn. Tạ Liên hoàn toàn không nghĩ rằng hắn lại thốt ra lý do như vậy, lại còn nói nghiêm túc hẳn hoi thế nữa, y không khỏi buồn cười, rồi lại có chút cảm giác lạ lẫm khó diễn tả, chỉ cảm thấy lòng ngực không hiểu sao hơi nóng lên, nói, đệ cũng không thể bế ta như vậy mãi được. Tam Lan nói, chưa hẳn không thể. Câu đó của tạ liên chỉ là nói đùa thôi, nhưng câu này của tam lan lại hoàn toàn không có ý đùa cợt, y nhất thời không biết câu tiếp theo nên đáp thế nào mới tốt. Trong lúc hai người nói vài câu, khắc ma lại ngoan cường bất khuất phát động tấn công trong bóng đêm. Rõ ràng tam lan dùng cả hai tay để bế y, nhưng không biết dùng cách nào mà đánh cho khắc ma liên tục bại lui, vừa lui vừa rống, tiện nhân kia để các ngươi. Câu này còn chưa rống xong, chỉ nghe một tiếng tầm thật lớn, một thân thể đồ sộ ngã trầm xuống đất, thế mà lại bị đánh cho ngã sóng xoài không dậy nổi. Nghe tiếng động, tạ liên vội nói, tam lan, để khoan hãy giết gã. Nếu chúng ta muốn rời khỏi nơi này, sợ rằng còn phải moi lời từ miệng gã. Quả nhiên tam lan không ra tay nữa, đứng yên không nhúc nhích, nói, vốn dĩ cũng không định giết gã, nếu không gã chẳng sống được đến giờ đâu. Dưới đáy hố tội nhân lại chìm vào một mảnh tĩnh mịch lần nữa. Im lặng dây lát, Tạ Liên nói, Tam Lan, những thứ bên dưới là để làm đấy ư. Mặc dù đang ở trong tối không thấy rõ gì hết, nhưng mùi máu tươi và sát khí che trời rập đất này, cộng thêm trạng thái điên cuồng như bi thương phẫn nộ khi nãy của khắc ma, đã phát họa rõ ràng bên dưới xảy ra chuyện gì. Sau một hồi lặng im, rốt cuộc Tạ Liên mới nghe được câu trả lời của Tam Lan. Hắn nói, phải. Câu trả lời nằm trong dự liệu. Lát sau, Tạ Liên thở dài, nói thế nào đây? y cân nhắc một phen cuối cùng thành khẩn nói tam lan à lần sau thấy cái hố nào giống vậy đệ tuyệt đối đừng nhảy bừa xuống nữa nha muốn ngăn đệ cũng ngăn không được thật không biết nên làm sao mới tốt dường như không ngờ tạ liên lại thốt ra câu như vậy tam lan có vẻ hơi nghẹn lời lúc mở miệng lần nữa giọng điệu có phần quái dị nói huynh không hỏi nhiều hơn sao tạ liên nói đệ còn muốn ta hỏi gì nữa tam lan nói chẳng hạn như ta có phải là người không tạ liên xoa xoa ấn đường nói cái này hả ta cảm thấy không có gì cần phải hỏi tam lan nói hửng không cần sao tạ liên nói ừ bộ cần hả có phải là người không chẳng liên quan gì cả tam lan nói ồ nằm trong khuỷu tay của đối phương tạ liên khoanh tay nói kết bạn với người ta phải xem có hợp ý nhau không độ tương thích thế nào chứ không phải xem thân phận nếu ta thích đệ, cho dù đệ là ăn mày ta cũng thích. Nếu ta ghét đệ, đệ có là hoàng đế ta cũng ghét. Chẳng phải nên như thế sao? Đây là đạo lý không thể nào đơn giản hơn, vì vậy không cần phải hỏi đâu. Tam Lang cười ha ha, "Ừ, huynh nói thật sự vô cùng chí lý." Tạ Liên nói, "Đúng ha?" rồi cũng cười theo mấy tiếng. Cười một hồi chợt thấy là là chỗ nào, trong lúc bất chợt, cuối cùng cũng kịp phản ứng mình thế mà cứ bị tam lang bế như vậy suốt hơn nữa đáng sợ nhất là bất tri bất giác mình đã quen với tư thế đó đúng là muốn mạng già của người ta mà tạ liên ho nhẹ một tiếng nói à mà tam lan nè chuyện nhỏ nhặt này mai mốt chúng ta hẳn nói để thả ta xuống trước nha tam lan nghe như cười một tiếng nói chờ chút hắn bế tạ liên có vẻ đi xuống một đoạn đường lúc này mới nhẹ nhàng thả y xuống tạ liên chạm đất chân dẫm lên một mảnh đất vững chắc, nói, cảm ơn đệ nhiều. Tam Lan không tỏ vẻ gì, tạ liên cảm ơn xong bèn ngẩng đầu nhìn lên. Một phần trăng sáng vắt vẻo trên bầu trời xanh đậm, đẹp đẽ không tả, chẳng qua bị đóng khung trong khoảng trời của bốn bức tường, khiến người ta liên tưởng đến con ếch ngồi đáy giếng nhìn trời. Tạ liên thử điều khiển nhược gia phóng lên trên lần nữa, nhưng không ngoài dự đoán, nhược gia phóng đến giữa không trung thì bị thứ gì vô hình cản lại, bắn ngược trở về, không thể lên được tam lan nói bốn phía quanh hố tội nhân này đều thiết lập trận pháp tạ liên nói ta biết chỉ thử xem sao thôi chưa thử bao giờ cũng không từ bỏ ý định mà không biết những người khác trên kia sao rồi thiếu nữ áo đen đó có quét bọn họ xuống luôn không y kể lại chuyện thiếu nữ treo trên cột đột nhiên làm loạn quét cả đội binh sĩ xuống hố cho tam lan nghe kể vài câu lại muốn đi về phía trước vài bước nhưng chợt giẫm trúng một thứ hình như là một cánh tay tạ liên suýt thì vấp ngã nhưng rồi nhanh chóng đứng vững lại song tam lan vẫn đỡ lấy y nói cẩn thận hắn hời hợt bổ sung một câu ta nói rồi dưới đất bẩn lắm tạ liên cũng hiểu từ bẩn tám chỉ cái gì nói không sao ta muốn nâng cái chưởng tâm diệm nhìn xem rốt cuộc dưới này xảy ra chuyện gì để tính toán tiếp tam lan không đáp bấy giờ ở đằng xa giọng nói lạnh lẽo của khắc ma lại vang lên các ngươi làm việc cho tiện nhân kia ngàn vạn oan hồn của quốc gia chúng ta sẽ nguyền rủa các ngươi nguyền rủa các ngươi tạ liên quay đầu lại nói bằng tiếng bán nguyệt khắc ma tướng quân cái người mà ngươi nói rốt cuộc là ai khắc ma căm hận nói cần gì giả bộ hỏi yêu đạo kia đấy tạ liên hỏi là nữ đạo sĩ đi dạo trong thành à khắc ma hung tận hừ một tiếng xem ra đúng rồi tạ liên nói chẳng phải ngươi tận trung với quốc sư bán nguyệt sao bị cách nói này chọc giận khắc ma mắng to, ta, khắc ma, vĩnh viễn sẽ không tận trung với ả nữa. Ta không tha cho tiện nhân đó đâu. Tiếp theo đó là một chuỗi dài tiếng chửi rủa liến thoáng, khắc ma tâm tình kích động, tốc độ nói cực nhanh, nhanh đến mức càng về sau tạ liên ngớ cả ra, nghe không hiểu mô tê, đành phải lén lúc nói, tam lan, tam lan. Tam lan nó, gã đang mắng người. Nói ả đàn bà kia bán đứng quốc gia của bọn gã, mở cửa thành thả quân đội Trung Nguyên vào đồ thành, tự tay sát hại người dân nước bán nguyệt đẩy đám anh em của gã xuống cái hố quái quỷ này gã muốn treo cổ ả à thêm một ngàn lần một vạn lần nghe đến đây tạ liên đột nhiên phát hiện hình như có chỗ nào sai sai nữ đạo sĩ đi dạo trong thành mà y vừa nói vốn dĩ ám chỉ cô gái áo trắng kia nhưng bây giờ khắc ma luôn mồm gọi quốc sư bán nguyệt kia là tiện nhân còn nói quốc sư đó đẩy đám anh em của gã xuống cái hố quỷ quái này mà khi nãy lúc thiếu nữ áo đen quét bọn binh sĩ xuống tường cao cũng nghe khắc ma mắng một câu lại là tiện nhân này cộng thêm câu cuối cùng treo cổ ả thêm một ngàn lần tạ liên chợt phát hiện thứ mà bọn họ đang bàn luận hình như căn bản không phải cùng một thứ tạ liên cắt ngang lời chửi rủa của khắc ma nói tướng quân quốc sư bán nguyệt mà ngươi nói là thiếu nữ áo đen treo trên cột hố tội nhân sao khắc ma nói không phải ả thì còn ai vậy thiếu nữ áo đen nhỏ gầy trông như thi thể treo trên cột dài kia thế mà mới là quốc sư bán nguyệt đích thực nhưng nếu là thế vậy nữ đạo sĩ áo trắng thông dong đi dạo trong thành bán nguyệt còn nói muốn giết sạch bọn họ và nữ đạo sĩ áo đen đồng hành với nàng ta là ai thiếu nữ áo đen kia thân pháp quỷ dị khó lường có thể quét mười mấy gã binh sĩ bán nguyệt hung hãn dung mảnh xuống khỏi tường cao trong nháy mắt vì cớ gì lại bị treo trên hố tội nhân càng nghĩ càng cảm thấy việc này rối loạn phức tạp Tạ Liên hỏi, tướng quân, vậy tại sao quốc sư bán nguyệt lại muốn mở cổng dẫn quân vào đồ thành? Nào ngờ khắc ma lại nói, các ngươi giết chết anh em của ta, ta không trả lời các ngươi, ta muốn đánh với các ngươi. Tam Lan nói, là ta giết, huynh ấy không hề động tay. Ngươi có thể trả lời huynh ấy, sau đó đánh với ta. Tạ Liên nghĩ bụng, này đúng là chí lý đến mức không tài nào phản bác được. Khắc ma giận dữ nói, các ngươi đều là trợ thủ mà tiện nhân kia tìm đến như nhau cả thôi tạ liên vội nói khắc ma tướng quân có phải ngươi hiểu lầm gì đó rồi không vốn dĩ chúng ta đến sa mạc này là vì diệt trừ quốc sư bán nguyệt sao lại là trợ thủ mà ả mời tới được vừa nghe tạ liên nói đến vì diệt trừ quốc sư bán nguyệt khắc ma im thinh thít qua một hồi lại nói nếu các ngươi không phải do ả à phái tới sao các ngươi lại giết chết những anh em này của ta chỉ có ả mới muốn làm như thế tạ liên giảng đạo lý cho gã, thì cũng vì ngươi ném chúng ta xuống, chúng ta mới buộc phải tự vệ thôi. Khắc ma tức tối nói, nói bậy. Ta vốn không hề muốn ném các ngươi. Lúc nãy rõ ràng ta đã túng ngươi lại, rõ ràng chính các ngươi quyết phải nhảy xuống cho bằng được. Lời này thật sự đỡ không nổi. Tạ liên suýt nữa bị gã cho vào trồng, chỉ đành nói, việc đó, khụ, cho dù chúng ta không bị ném xuống, cũng sẽ có người khác bị ném xuống, Đâu thể nào trơ mắt nhìn chuyện như thế xảy ra được Các ngươi làm vậy rõ là đang ăn thịt người Dường như nhớ tới lại hận Khắc ma gắt giọng Ăn thịt người cũng là bị tiện nhân kia hại thôi Xem ra Gã thật sự hận quốc sư bán nguyệt kia tận xương tủy Tạ liên nói Tướng quân Hiện tại chúng ta đều bị kẹt dưới đáy hố Ngươi khoan hãy chửi mắng Mau nghĩ cách làm sao ra ngoài đi Rốt cuộc quốc sư bán nguyệt kia là chuyện gì Khắc ma lạnh lùng đáp hai người các ngươi gian xảo hèn hạ như thế đánh hội đồng ta tuy ta đánh không lại nhưng ta cũng sẽ không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào của các ngươi nữa tạ liên cảm thấy hơi sầu não y xoa xoa ấn đường nói ta chỉ quất ngươi một cái thật sự chỉ có một cái không phải y để tâm việc bị người ta mắng là gian xảo hèn hạ này nọ kia nếu tình hình nguy cấp đừng nói hai đánh một bảo y dẫn một trăm hội đồng một y cũng không thấy có gì mất mặt hơi đâu mà một chọi một Thế nhưng vừa rồi, rõ ràng Tam Lan bế một người cũng chiếm thế thượng phong, còn bảo Tạ Liên đừng ra tay, vậy mà Khắc Ma lại cảm thấy đơn đã độc đấu có thể thắng được Tam Lan, Tạ Liên quả thật sầu giùm gã. Tam Lan lại không hề sầu não, hớn hở nói, ừ, là ta đánh đấy. Ngươi có ý kiến gì? Khắc Ma vẫn cố chấp không nghe, nói, lúc nãy hai người các ngươi hồi nhau đánh một mình ta, bây giờ lại hồi nhau nói một mình ta. Quá hèn hạ ta sẽ không trả lời các ngươi. Gã cực kỳ thiếu hợp tác, song tạ liên cũng không nóng nảy, xét tính cách của gã khắc ma này, nói vậy cũng xem như biết điều rồi, cứ từ từ mà tiến, không sao hết. Tuy nhiên, Tam Lan chẳng hề có chút nhẫn nại, hắn đứng bên cạnh thông thả nói, vì anh em của ngươi, tốt hơn ngươi nên trả lời huynh ấy. Khắc ma nói, bọn họ đã bị ngươi giết chết, ngươi đừng hòng dùng bọn họ uy hiếp ta. Tam Lan nói, đúng là đã chết, nhưng thi thể vẫn còn đây mà, dường như nằm rạp hết nổi. Khắc ma cảnh giác hỏi, ngươi muốn thế nào? Tam Lan cười nói, vậy phải hỏi ngươi, ngươi muốn thế nào? Chỉ nghe giọng thôi mà tạ liên đã có thể tưởng tượng được dáng vẻ Tam Lan nhào mắt khi nói cậu này, ngươi muốn bọn họ kiếp sau an khang, hay muốn bọn họ vừa ra đời đã là một vũng máu? Thoạt đầu khắc ma sửng sốt, sau đó hiểu ngay Tam Lan có ý gì, cả người như thể muốn nổ tung, quát, ngươi người dân bán nguyệt rất coi trọng lễ nghi mai táng bọn họ tin rằng lúc người chết lìa đời thi thể như thế nào kiếp sau bọn họ sẽ như thế nấy chẳng hạn như nếu lúc chết mất một cánh tay vậy kiếp sau sinh ra sẽ là một kẻ cục tay tàn tật bẩm sinh nếu thi thể dưới đáy hố thật sự bị nghiền thành một vũng máu vậy kiếp sau chẳng phải không có còn hơn xét thái độ và hành động vừa rồi của khắc ma tướng quân gã là một người bán nguyệt chính gốc những phong tục và quan niệm này tất đã in sâu vào lòng gã mà gã lại càng coi trọng đám anh em của mình, dùng điều này uy hiếp gã, có thể xem là một cách hay. Quả nhiên, ở một góc khác trong bóng tối, khắc ma nín hơi chốc lát, đè nén cơn giận, hồi lâu sau, cuối cùng nói bằng giọng bất đắc dĩ, ngươi đừng đụng vào thi thể các anh em của ta. Bọn họ đều là binh sĩ anh dũng, mắc kẹt dưới hố tội nhân này nhiều năm như vậy đã bất hạnh lắm rồi, hôm nay bị ngươi giết không biết có được tính là giải thoát không. Nhưng thi thể của bọn họ, tuyệt đối không nên chịu sỉ nhục như thế. Dừng một chút, gã nói tiếp, các ngươi thật sự đến giết ả tiện nhân kia. Tạ Liên dịu giọng nói, tuyệt không lừa gạt. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, sự tích về quốc sư bán nguyệt người ngoại biết rất ít, muốn đối phó cũng khó mà ra tay. Nhưng khắc ma tướng quân đây từng làm việc chung với ả, ác hẳn có thể chỉ điểm đôi điều cho chúng ta. Hẳn vì có cùng kẻ địch là quốc sư bán nguyệt khiến gã sinh lòng cùng chung mối thù, hoặc có lẽ vì rơi xuống vực sâu không thể trèo lên, ngồi trên núi thi thể của đám binh sĩ thuộc hạ nên nản lòng thoái chí, khắc ma tạm thời thu hồi ý công kích với hung thủ, nói, ngươi không biết tại sao ả lại mở cổng thả người Trung Nguyên vào diệt quốc à. Bởi vì ả muốn đối nghịch với bọn ta. Ả hận bọn ta. Ả hận nước bán nguyệt. Tạ Liên nói, cái gọi là quốc sư bán nguyệt. Khắc ma sửa lời, yêu đạo xem ra gã không muốn thừa nhận thiếu nữ áo đen kia là quốc sư nước mình nữa tạ liên nói được yêu đạo cái gì gọi là ả hận các ngươi nếu đã hận các ngươi sao ả lại ngồi trên vị trí quốc sư từ lời nói thỉnh thoảng xen lẫn tiếng chửi rủa của khắc ma cuối cùng tạ liên dần dần làm rõ được bộ khung tổng thể quốc sư bán nguyệt kia là con của một người phụ nữ bán nguyệt và một người đàn ông trung nguyên tại vùng biên giới nơi dân chúng hai nước thù ghét nhau đôi vợ chồng dị tộc này sống vô cùng gian khổ. Qua vài năm, người đàn ông Trung Nguyên thật sự không thể chịu được cuộc sống như thế nữa, gã bèn rời khỏi biên giới, trở về Trung Nguyên. Tuy hai người nói rõ với nhau rồi mới chia tay, nhưng không bao lâu sau, người phụ nữ bán nguyệt cũng lìa đời vì tâm bệnh tích tụ. Bọn họ để lại một đứa con gái 6-7 tuổi, không ai chăm nom, lang thang đầu đường, bữa đói bữa no mà lớn lên. Cặp vợ chồng bị người ta khinh miệt, thế hệ sau do họ sinh ra cũng bị người ta khinh bỉ. Người dân bán nguyệt ai nấy cũng thân hình cao lớn, nam nữ đều cho rằng khỏe mạnh hoặc bác mới được xem là đẹp, còn thiếu nữ này vì là con lai dị tộc nên trông hết sức nhỏ gầy ống yếu giữa một đám trẻ con bán nguyệt, bởi vậy từ nhỏ thường bị ức hiếp, dần già tính cách ngày càng âm trầm quái gở. Trẻ con bán nguyệt không chịu chơi chung với ả, trái lại một ít trẻ con trung nguyên vẫn chịu để ý đến ả. Năm thiếu nữ này 12 tuổi, biên giới xảy ra một đợt bạo loạn, quân đội hai bên lại choảng nhau một trận. sau trận đó, cô gái kia chợt biến mất. ả à vốn không có người thân và bạn bè ở nước bán nguyệt, biến mất mấy năm cũng chẳng ai hỏi hang tiếng nào. nhưng chờ khi ả à xuất hiện lần nữa, tình hình đã khác xưa. thì ra trong mấy năm đó, ả à thế mà lại buông ba ngàn dặm, một mình băng qua sa mạc, đi đến trung nguyên. không biết gặp kỳ ngộ gì nơi đó mà ả à học được một thân bản lĩnh pháp thuật cực kỳ yêu tà trở về chẳng những thế ả à còn có thể điều khiển độc vật mà người bán nguyệt sợ nhất rắn đuôi bò cạp thấy ả à trở về ngoại trừ tháng phục có một số người bán nguyệt lại cảm thấy sợ hãi bởi vì tính cách của thiếu nữ này không hề thay đổi vẫn âm trầm và lầm lì như xưa năm đó rất nhiều người bán nguyệt từng bắt nạt ả à, bây giờ ả à lại nhập cung làm việc còn trở thành pháp sư địa vị cao quý ngộ nhỡ ngày nào đó muốn trả thù bọn họ vậy chẳng phải sẽ tìm bọn họ gây sự sao thế là những kẻ này tố cáo với hoàng cung, nói thiếu nữ kia là sứ giả mà trắng đuôi bò cặp phái tới gieo họa cho nước bán nguyệt, phải treo cổ. Lúc đó, Khắc Ma đã là đại tướng nước bán nguyệt thanh danh hiển hách, dũng mãnh thiện chiến. Gã cộng tác làm việc với thiếu nữ này vài lần, cảm thấy ả hành động rất hợp khẩu vị của mình, vừa thỏa đáng vừa hợp quy củ, cũng không có mưu đồ gieo họa cho đất nước, gã bèn dốc sức đảm bảo, bác bỏ tất cả lời nói không có ý tốt kia hơn nữa hồi nhỏ khắc ma cũng từng vì yếu ớt mà bị bạn cùng lứa bắt nạt bởi vậy có chút đồng cảm với thiếu nữ này tất nhiên cũng chú ý ả hơn càng chú ý càng phát hiện thiếu nữ này mang bản lĩnh vượt trội thế là khắc ma liên tục tiến cử một tay đưa ả đưa lên vị trí quốc sư đã thế còn trở thành người ủng hộ trung thành nhất của quốc sư bán nguyệt mà đời sau ghi lại ai ngờ từ đầu chí cuối quốc sư này luôn rắp tâm hại người chỉ là ngụy trang quá tốt mà thôi ả à hận nước bán nguyệt thấu xương học nghệ trở về chính vì trả thù quốc gia này cách trả thù là bất chợt mở cổng thành vào giờ phút đại chiến kịch liệt nhất vừa nghe nói quốc sư mở cổng thành khắc ma đang khổ sở chiến đấu với quân địch giận điên cả người một mình gã dẫu có dũng mảnh cỡ nào suy cho cùng cũng không đủ sức xoay chuyển trời đất thế nhưng cho dù đã định phải chết trận trước khi chết trận cũng phải giết kẻ phản bội thế là gã dẫn một đội binh sĩ xông lên lầu cổng thành lôi quốc sư xuống treo cổ trên hố tội nhân đại quân băng qua toàn bộ nước bán nguyệt hóa thành một quốc gia chết chóc mà quốc sư và tướng quân chết trong trận đại chiến cũng bị nhốt trong tòa thành chết chóc này biến thành hung hai bên đều không thể rời khỏi chốn hoang tàn này nhưng vẫn thù hằn nhau như cũ bên này khắc ma dẫn đầu binh sĩ bán nguyệt dưới tay mình lùng sục bóng dáng của quốc sư khắp mọi nơi mỗi khi tóm được ả sẽ treo chết đã trên hố tội nhân một lần nữa còn quốc sư bán nguyệt kia cũng xuất quỷ nhập thần lùng bắt đám binh sĩ bán nguyệt đẩy bọn gã xuống hố tội nhân ả à, thiết lập trận pháp cực kỳ lợi hại bốn phía xung quanh hố tội nhân rớt xuống sẽ không thể trèo lên mà oán khí của đám binh sĩ chết trận sâu nặng không xiết chỉ có máu thịt tươi sống mới có thể xóa bỏ mối hận trong lòng nếu không sẽ tru tréo hàng đêm không được giải thoát thấy các binh sĩ anh dũng ngày nào ra nông nổi như hôm nay khắc ma tất nhiên lòng đau như cắt. Cũng may rắn đuôi bò cạp của quốc sư bán nguyệt có tính công kích rất mạnh, thường xuyên bò ra khỏi thành cắn người khắp nơi, mà những đội buôn bị rắn đuôi bò cạp cắn trúng vào thành tìm có thiện nguyệt sẽ bị khắc ma tóm cổ, ném xuống hố tội nhân, nuôi đám binh sĩ không thể trèo lên kia. Đoạn tự thuật ngắt quãng này, tạ liên nghe mà thất thần. Hồi lâu sau, khắc ma không lên tiếng, y mới hỏi, vậy một vùng có thiện nguyệt trong hoàng cung là các ngươi trồng sao? Lão kia là do các ngươi chôn. Khắc ma nói, Đúng thế. Cái lão bị chôn dưới đất muốn tới trộm tiền tài châu báu của Hoàng Cung, nhưng tất cả tiền tài châu báu của quốc gia chúng ta đã bị cướp sạch sành sanh vào 200 năm trước. Lão không tìm được tiền tài châu báu mà còn phải làm phân bón cho chúng ta. Nghe đến đây, tạ liên im lặng không nói gì. Y cảm thấy, khắc ma đang nói dối. Hoặc là chí ít, khắc ma đang che giấu điều gì. Nếu đám binh sĩ bán nguyệt tự giác đi trồng có thiện nguyệt, thậm chí dùng người sống làm phân bón, chứng tỏ mặc dù bọn chúng đã không còn là người, nhưng nỗi sợ của bọn chúng dành cho rắn đuôi bò cạp vẫn không hề suy giảm. Vậy thì lúc bọn chúng còn sống, chắc chắn nỗi sợ đó càng nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, nếu quốc sư bán nguyệt có thể điều khiển rắn đuôi bò cạp mà bọn chúng sợ nhất, cớ gì lại dễ dàng bị một đám binh sĩ lôi xuống lầu cổng thành treo cổ như thế? huống hồ dựa theo cách nói của khắc ma, trong 200 năm qua, gã đã tóm được quốc sư hết lần này đến lần khác, Quốc sư cũng bị gã treo cổ hết lần này đến lần khác. Chưa kể trắng đuôi bò cạp bò ra khỏi thành cắn người cũng vô cùng gợi sự chú ý là ngoài ý muốn ư. Thật sự có trùng hợp ngoài ý muốn như thế sao? Là quốc sư cố ý làm thế, nhưng nếu vậy khác nào đang tạo điều kiện thuận lợi cho khắc ma bắt người sống cho đám binh sĩ ăn? Dựa theo cách nói hai bên đối địch, thế này chẳng phải mâu thuẫn sao? Trận pháp bốn phía xung quanh hố tội nhân là do quốc sư bán nguyệt thiết lập, à có thể thiết lập tức ả à có thể giải trừ. Nói cách khác, cho dù ả à quét một đám binh sĩ xuống dưới, ả à cũng có thể thả bọn chúng ra. Có điều nếu đã như vậy, hai bên giả vờ đối địch với mục đích gì? Mà trước đóng manh mối loạn xà ngầu này, còn có một câu đố, thân phận của nữ đạo sĩ áo trắng kia và đồng bạn của nàng. Suy tư một hồi, tạ liên quyết định hỏi thêm vài câu nữa để đánh giá trốt cuộc lời khắc ma nói có bao nhiêu phần đáng tin, khắc ma tướng quân, khi nãy chúng ta vào thành, dọc đường gặp một đen một trắng hai. Đúng vào lúc này, Tam Lan nhẹ giọng nói, suy Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tạ liên lập tức im lặng ngay. Một loại trực giác kỳ lạ khiến yên ngửa đầu nhìn lên trên. Vẫn là mảnh trời đêm xanh đậm vuông vức, vẫn là vần trăng khuyết sáng trong lạnh lẽo ấy. Nhưng bên cạnh vần trăng khuyết, tạ liên trông thấy một người ở đằng xa, gần nửa bóng người áo đen thò ra, đang nhìn xuống dưới này. Nhìn chốc lát, gần nửa cơ thể của người kia chợt biến thành cả cơ thể nhảy xuống trong quá trình rơi xuống tạ liên có thể thấy rõ người nọ tóc dài rối tung thân hình nhỏ gầy chính là quốc sư bán nguyệt trước đó bị treo trên cột dài sau khi nhảy xuống quốc sư nói bằng tiếng bán nguyệt khắc ma xảy ra chuyện gì vậy nàng vừa mở miệng giọng nói khác xa tưởng tượng của tạ liên đúng là nghe lạnh nhạt thật nhưng rất nhỏ Tự như một đứa trẻ rầu rĩ không vui đang lầm bầm lầu bầu chứ không phải chất giọng lạnh lùng đanh thép nếu không phải lực tai của tạ liên xem như không tệ chắc không nghe rõ được rồi khắc ma hỏi xảy ra chuyện gì à bọn họ chết sạch rồi quốc sư nói làm sao lại chết sạch được khắc ma nói còn không phải vì ngươi đẩy bọn họ xuống nhốt ở nơi quái quỷ này sao quốc sư nói ai ở đây thế còn một người nữa thật ra bây giờ dưới đáy hố ngoại trừ khắc ma hẳn là còn hai người nữa nhưng tam lan không có hơi thở và nhịp đập vì vậy quốc sư bán nguyệt mới không tìm được chút dấu vết tồn tại nào của hắn lúc nãy bên trên cũng loạn cao cao hoàn toàn không nhớ rõ ai ngã xuống ai chạy mất bởi vậy nàng cho rằng chỉ có một mình tạ liên khắc ma nói chính bọn chúng giết binh sĩ của ta bây giờ ngươi vui chưa người ngươi muốn giết cuối cùng chết sạch hết rồi bên kia quốc sư im lặng một lát hồi lâu sau trong bóng tối bỗng giấy lên ánh lửa, Chiếu sáng một thiếu nữ áo đen nâng một ngọn lửa nho nhỏ trong lòng bàn tay. Thiếu nữ này thoạt nhìn thế mà chỉ tầm 15-16 tuổi, hai mắt đen sẫm, không phải không đẹp, chỉ là dáng vẻ không được vui sướng cho lắm, trán và khóe miệng đều có vết bầm, trông rõ mồn một dưới ánh lửa. Bàn tay nâng ngọn lửa dường như đang run rẩy, khiến cho ngọn lửa trong lòng bàn tay cũng lay lắc không ngừng. Nếu không phải đã xác nhận từ trước, mặc cho ai cũng không thể ngờ rằng Quốc sư bán nguyệt lại là một cô bé phờ phạt như vậy ngoại trừ chiếu sáng chính bản thân nàng ta ngọn lửa còn chiếu sáng bốn phía xung quanh nàng bên chân nàng tất cả đều là thi thể của binh sĩ bán nguyệt mặc áo giáp tạ liên kìm lòng không đặng nhìn sang bên cạnh do ngọn lửa mà quốc sư nâng quá nhỏ nên không rọi sáng toàn cảnh đáy hố tội nhân bọn họ vẫn ẩn núp trong bóng đêm như trước nhưng nương theo chút ánh lửa đằng xa tạ liên có thể trông thấy một bóng hình áo đỏ đứng bên cạnh dù rằng không thấy rõ lắm song tạ liên vẫn loáng thoáng nhìn được vị trí gần sát tầm mắt của mình không biết có phải do ảo giác hay không vốn dĩ tam lang đã cao hơn y nhưng hắn của bây giờ hình như lại cao hơn một chút tạ liên chậm rãi dời mắt lên trên dời đến cổ họng của thiếu niên nọ tạm ngừng một lát rồi tiếp tục dời lên trên cuối cùng dừng trên chiếc cằm xinh đẹp của đối phương nửa gương mặt trên của tam lang vẫn giấu trong bóng đêm song tạ liên cảm thấy dường như nửa gương mặt này cũng có điểm khác biệt tinh tế so với lúc trước. Mặc dù vẫn khôi ngô như thế, nhưng đường nét góc cạnh có vẻ sắc sảo hơn. Có lẽ chú ý đến ánh mắt của tạ liên, gương mặt nọ nghiêng một cái, quay sang đây, khóe miệng khẽ nhếch lên. Độ công của cái nhếch môi đó vô cùng mê hoặc, hai người đã cách nhau rất gần, nhưng nếu muốn thấy rõ nửa gương mặt trên của tam lan, nhất định phải cách gần hơn nữa, bất tri bất giác. Tạ Liên lại bước đến gần hắn thêm một bước bấy giờ chỉ nghe một tiếng trên đau đớn của khắc ma ở đằng xa xem ra bị sốc nặng khi tận mắt chứng kiến thảm trạng này tạ liên quay đầu sang nghe gã kêu gào sắc mặt của quốc sư bán nguyệt lại cứng đờ lát sau mới nói tốt lắm cuối cùng được giải thoát rồi khắc ma đang đau xót nghe vậy thì nổi điên tốt cái gì mà tốt ngươi có ý gì cơn giận này hoàn toàn không giống giả vờ xem ra hắn thật sự hận quốc sư này thấu xương quốc sư nói giải thoát cả rồi trong bóng tối, nàng quay về phía Tạ Liên, hỏi: "Là các ngươi giết sao?" Câu này thế mà lại hỏi bằng tiếng Hán chuẩn không cần chỉnh, giọng điệu cũng không phải chất vấn. Tạ Liên nói: "Đây là việc ngoài ý muốn." Quốc sư hỏi tiếp: "Các ngươi là ai?" Tạ Liên đáp: "Ta là một thần quan trên thiên đình, vị này là bạn của ta." Khắc Ma nghe không hiểu, nhưng có thể nghe ra bọn họ không phải đang cãi nhau, gã cảnh giác hỏi: "Các ngươi đang nói gì đấy?" Ánh mắt của quốc sư chậm rãi lướt qua tạ liên, dừng trên người tam lan chốc lát rồi lập tức thu hồi, nói, "Sư này chưa từng có thần quan nào đến đây. Ta còn tưởng các ngươi đã sớm bỏ mặt nơi này. Tạ liên cứ ngỡ sẽ phải đấu một trận với quốc sư bán nguyệt, nào ngờ nàng ta lại suy sụp cùng cực, không hề có ý chí chiến đấu, khiến y không khỏi bất ngờ. Nàng hỏi tiếp, các ngươi muốn ra ngoài không? Tuy rằng cuộc đối thoại này hơi bị kỳ quặc, tạ liên vẫn bình tĩnh hòa nhã giao lưu với nàng, muốn ra chứ, nhưng bốn phía quanh đây đều thiết lập trận pháp, không có cách nào ra ngoài được. Nghe vậy, quốc sư bán nguyệt đi đến trước một mặt tường cao của hố tội nhân, đưa tay vẽ vời trên mặt tường một phen rồi quay đầu nói, ta mở ra rồi. Sao dễ nói chuyện thế? Tạ Liên hết biết nên nói gì cho phải. Đúng vào lúc này, phía trên truyền đến giọng nói của một người, vọng lại từ đằng xa, bên dưới có người không? Là giọng của phù giao. Tạ Liên cảm giác mình nghe được tiếng tạc lưỡi của Tam Lan đứng bên cạnh, y lập tức ngẩng đầu lên. Quả nhiên trông thấy một bóng người áo đen đang nhìn xuống dưới này, bèn hô to, phù dao: Ta ở dưới nè. Hô xong, y còn vẫy vẫy tay. Phù dao ở trên nói: ở dưới thật cơ à? ở dưới có cái gì? Tạ Liên nói: này, ở dưới có nhiều thứ lắm, hay là ngươi tự nhìn đi. Dường như phù dao cũng cảm thấy nghe Tạ Liên nói không bằng tự mình nhìn, thế là tầm một tiếng châm một quả cầu lửa lớn ném xuống dưới chỉ trong chớp mắt cả đáy hố tội nhân bị ánh lửa rọi sáng như ban ngày cuối cùng tạ liên cũng thấy rõ mình đang đứng ở nơi như thế nào bốn phương tám hướng bao quanh y là thay chất thành núi máu chảy thành sông vô số thi thể của binh sĩ bán nguyệt chất chồng lên nhau cánh tay và gương mặt ngâm đen áo giáp sáng như tuyết máu mang màu đỏ tím mà nơi tạ liên đang đứng chính là mảnh đất trống duy nhất không có thi thể dưới đáy hố tội nhân những điều này, tất cả đều do Tam Lan làm chỉ chấp mắt sau khi nhảy xuống. Tạ Liên quay đầu lại lần nữa, đưa mắt nhìn thiếu niên đứng bên cạnh. Vừa rồi trong bóng đêm, y loáng thoáng trông thấy Tam Lan có vẻ bỗng nhiên cao hơn một chút, một vài chỗ nhỏ nhặt cũng có điểm khác biệt tinh tế, nhưng mà bây giờ, dưới ánh lửa rực sáng, đứng bên cạnh y vẫn là thiếu niên khôi ngô ngày trước, thấy y nhìn mình thì mỉm cười. Tạ Liên cúi đầu nhìn cổ tay và giày của đối phương, quả nhiên cũng giống hệt lúc đầu, không có gì lạ thường, trong lòng ngầm hiểu. Có điều phù giao đã tới, giấu giếm cũng tốt, để tránh sinh thêm rắc rối. Đang nghĩ ngợi, chỉ nghe một tiếng vang nặng nề, phù giao cũng nhảy xuống. Tạ Liên nói, không phải ngươi đang trong chừng người của đội buôn kia sao? Phù giao mới vừa nhảy xuống, vẫn chưa quen với mùi máu tanh dưới đáy hố, bèn cau mày dùng tay quạt quạt không khí, lạnh nhạt nói, đợi ba canh giờ cũng không thấy các ngươi về, còn tưởng đã xảy ra chuyện ta vẽ cái vòng cho bọn họ ngồi đợi tới đây xem sao trước vẽ cái vòng tất nhiên là chỉ vòng phòng hộ nhưng tạ liên nghe xong vẫn thấy đau đầu nói vẽ cái vòng không chống được bao lâu ngươi đi như thế bọn họ khó tránh nghi ngờ mình bị bỏ lại ngộ nhỡ rời khỏi vòng chạy lung thì tính sao phù giao không đồng ý nói người đã muốn tìm chết tám con ngựa cũng kéo không nổi không cần làm gì hết hai người này là chuyện gì đây ai là ai phù giao đề cao cảnh giác phòng bị hai người khác dưới đáy hố nhưng nhanh chóng phát hiện khắc ma bị đánh cho thương tích đầy người nằm sắp dưới đất cử động vất vả còn quốc sư bán nguyệt thì cúi gầm đầu chẳng hé răng tiếng nào không khỏi tỏ vẻ ngạc nhiên tạ liên nói vị này là tướng quân của nước bán nguyệt vị này là quốc sư của nước bán nguyệt bây giờ bọn họ lời còn chưa dứt khắc ma thình lình nhảy dựng lên gã nằm sắp lâu như thế cuối cùng cũng tích đủ sức hét lớn một tiếng đứng thẳng dậy tung một chưởng đánh quốc sư bán nguyệt. Một kẻ vạm vỡ đánh một cô bé, nếu là ngày xưa, cảnh tượng này tuyệt đối không thể xảy ra trước mặt tạ liên. Nhưng mà, khắc ma có đầy đủ lý do để căm hận quốc sư, rõ ràng quốc sư có thể tránh, nhưng nàng lại không tránh, ân oán của người ngoài, tạ liên cũng không tiện tham gia. Khắc ma nói với quốc sư, rắn đuôi bò cạp của ngươi đâu? Tới đây, ngươi bảo chúng nó cắn chết ta đi. Nhanh lên, giải thoát cho ta luôn đi quốc sư hệt như con búp bê rách nát bị gã ném tới ném lui, rầu rĩ nói, khắc ma, rắn của ta không nghe lời ta nữa. Khắc ma mắng, thế sao chúng không cắn chết ngươi đi? Quốc sư thấp giọng nói, xin lỗi, khắc ma. Khắc ma nói, ngươi thật sự hận chúng ta như vậy sao? Quốc sư lắc đầu. Khắc ma càng giận hơn, nói, vậy ngươi hận ai thì tìm kẻ đó mà trả thù. Ngươi là quốc sư, ngươi muốn giết ai, chỉ cần ngươi nói một câu, ta không giúp ngươi giết sao? Tại sao ngươi lại thông đồng với kẻ khác hại chúng ta? Gã càng nói càng hận, đoạn túng tóc của quốc sư. Thấy bọn họ càng đánh càng ác liệt, hơn nữa còn là một bên đánh một bên chịu, phù giao cao mày hỏi, bọn họ đang nói gì thế? Có cần lên cản không? Tạ Liên thật sự không nhìn nổi nữa, y bước lên vịnh khắc ma, dịu giọng nói, tướng quân, ta cảm thấy giữa các ngươi có lẽ còn chút việc chưa nói rõ ràng, ngươi khoan hãy kích động. Khắc ma nói, còn gì để nói nữa? Đã rõ ràng lắm rồi. Tạ Liên cũng không nói được trốt cuộc không ổn chỗ nào, nhưng y cứ cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì quan trọng. Bỗng nhiên, quốc sư kia túng lấy cổ tay của y. Động tác túng này quá đột ngột, còn túng chặt cứng ngắt. Ban đầu lòng tạ Liên trùng xuống, cứ ngỡ nàng muốn thừa dịp ám toán, nào ngờ khi cúi đầu lần nữa, quốc sư nằm sắp dưới đất, ngửa đầu dùng cặp mắt đen lúng liếng nhìn y, khóe miệng hiện vết bầm tím, đôi môi rung nhẹ nhẹ. Rõ ràng nàng không nói tiếng nào, nhưng lại như có trăm ngàn lời muốn nói. dáng vẻ này, quả thật trùng khớp với một màn xưa lắc xưa lơ trong trí nhớ của y. Thoáng chốc, tạ liên buộc miệng thốt ra, là mùi. Quốc sư cũng rung giọng nói, hoa tướng quân. Nghe đoạn nói qua nói lại này, tất cả mọi người dưới đáy hố đều giật mình. Phù giao xông lên trước một bước, đánh khắc ma ngất xỉu, hỏi, hai người quen nhau. Tạ Liên cũng không có thời gian trả lời phù giao. Y ngồi sổng xuống, nắm vai quốc sư, nhìn kỹ mặt nàng một lần. Vừa rồi cách quá xa, bị đánh nên thấy không rõ, cộng thêm dáng vẻ của thiếu nữ này sau khi trưởng thành cũng thay đổi, lại qua hơn 200 năm, đủ mọi nguyên do khiến Y không nhận ra gương mặt của đối phương ngay từ đầu. Mà giờ phút này nhìn lại, gương mặt ấy rõ ràng vẫn y hệt trong trí nhớ. Trong lòng tạ liên không thể nào tin nổi, thật lâu không thốt nên lời, lát sau mới thở dài một tiếng nói bán nguyệt quốc sư thoát cái nắm tay áo của y gương mặt thoạt nhìn buồn rười rượi bỗng chốc hiện chút hơi thở của người sống nàng hỏi với dáng vẻ hơi kích động là mùi hoa tướng quân huynh huynh còn nhớ mùi không tạ liên nói dĩ nhiên ta nhớ mùi nhưng mà y ngưng mắt nhìn thiếu nữ này chốc lát thở dài nhưng mà sao mùi lại ra nông nỗi này nghe y nói vậy trong mắt quốc sư bỗng dâng đầy nước mắt nàng nhỏ giọng nói, xin lỗi, hiệu úy. Nói xong câu này, nàng thình lình quỳ gối trước tạ liên, tráng áp xuống mặt đất, sau đó không đứng dậy nữa. Tạ liên muốn đỡ nàng dậy nhưng đỡ không được, lòng cũng rối như tơ vò, cuối cùng xoa xoa ấn đường, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, không muốn nói gì hết. Nhưng vài tiếng nào tướng quân nào hiệu ý đã nhắc nhở quá rõ ràng, người ngoài làm sao nghe không hiểu. Phù giao kinh ngạc hỏi, hiệu ý. Tướng quân. Huynh, sao lại như thế được? Tạ Liên nói, ta cũng muốn hỏi, sao lại như thế được? Y không trả lời thẳng thừng, ánh mắt tam lang xa sầm, không truy hỏi nhiều, phù giao vẫn kinh ngạc như trước, mộ tướng quân kia là. Tạ Liên nói, mộ của ta. Phù giao nói, chẳng phải Huynh nói 200 năm trước Huynh đến đây lượng đồng nát sao? Nhìn thiếu nữ áo đen quỳ rạp dưới đất, tạ liên lại thở dài, nói, chuyện này thật sự, một lời khó nói hết. Ước chừng 200 năm trước, có một ngày tạ liên định băng qua tầng lĩnh, đến phía nam sống một thời gian ngắn. Thế là y bèn cầm la bàn, đi về phía nam. Đoạn đường này, tạ liên đi mà buồn bực suốt, sao cứ cảm thấy phong cảnh dọc đường không đúng lắm nhỉ? Rõ ràng nên là cây cao bóng cả, cư dân đông đúc, sao lại càng lúc càng hoang vắng. Nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, y vẫn kiên trì đi tiếp, đến tận khi đi mãi đi mãi, đi tới sa mạc, bị gió lớn thổi vào mặt, ăn cát đầy mồm, y mới phát hiện, cái la bàn mình cầm đã hỏng từ đời kiếp nào, phương hướng mà nó chỉ suốt chặn đường này đều sai bét. Tần lĩnh là một dãy núi chính chạy theo hướng Đông Tây ở Nam Bộ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Chỉ sai hướng cũng đành thôi, dựa theo cách nghĩ dù gì cũng đến rồi, tham quan phong cảnh Đại Mạc một chút cũng được, tạ liên vẫn tiếp tục đi về phía trước, có điều tạm thời sửa đích đến thành Tây Bắc, cuối cùng đi một mạch tới biên giới, sống tạm tại vùng lân cận nước bán nguyệt. Tạ Liên chậm rãi nói, ban đầu, thật sự ta chỉ lượng đồng nát này nọ ở gần đó thôi. Nhưng vùng biên giới khốn khổ, bạo loạn xảy ra dồn dập, thường có binh lính đào ngũ, quân đội mới bắt người bừa bãi góp cho đủ số. Tam Lan hỏi, Huynh bị ép buộc bắt vào ư? Tạ Liên nói, đúng là bị bắt, nhưng suy cho cùng làm gì cũng như nhau, làm lính thì làm lính. Sau đó ta xua đuổi bọn cướp biên giới vài lần, chẳng hiểu sao được thăng làm hiệu úy. Người ta nể mặt ta nên gọi ta là tướng quân. Phù giao ngờ vực hỏi, sao nàng lại gọi huynh là hoa tướng quân? Tạ liên phất tay, nói, không cần để ý cái đó, lúc ấy ta thuận miệng lấy tên giả, hình như là hoa tạ. Hoa tạ là ghép họ hoa của hoa thành với họ tạ của tạ liên á, nhưng hai từ này đứng cạnh nhau có nghĩa là hoa tàn, hoa héo cười mỉm, mà liên đặc biệt danh này chắc vì ngày xưa có biệt danh là hoa quan võ thần, võ thần đội vòng hoa, với cả liên dính dáng đến hoa đào từ câu thân tại vô gian, lòng tại đào nguyên, chứ không phải đặt chữ hoa vì hoa thành đâu nha, lúc đó đã quen nhau đâu cười mỉm. Nghe được tên này, sắc mặt tam lan khẽ động, khóe miệng như có như không nhếch lên, không biết rốt cuộc là biểu cảm gì. Tạ liên không chú ý, tiếp tục nói, nơi tiếp giáp biên giới xảy ra chiến sự liên miên, cô nhi vô số, những khi rảnh rỗi, thỉnh thoảng ta cũng chơi với bọn nhỏ một chút. Trong đó có một đứa, tên là Bán Nguyệt y lắc đầu, nói: "Ta cứ ngỡ hai chữ Bán Nguyệt trong Quốc Sư Bán Nguyệt là chỉ quốc gia, không ngờ quốc sư thật sự tên là Bán Nguyệt." Trong ấn tượng của Tạ Liên, cô bé tên Bán Nguyệt luôn mang vẻ mặt buồn rười rượi như thế, trên người và trên mặt cũng luôn hiện vết bầm tím, lúc nhìn y cũng dương mắt chờ mong nhìn từ dưới lên như thế. Nàng biết nói tiếng Hán, suốt ngày chơi cùng với trẻ em Trung Nguyên cùng lứa, Tạ Liên cũng không rõ nàng là người phương nào, nói chung thấy trẻ nhỏ đi lung tung y cũng dẫn đại như đúng rồi. Lúc rảnh dạy bọn nhỏ ca hát, vật lộn, thi thoảng biểu diễn vài mạng đập đá lên ngực này nọ kia. Do cô bé này gầy ống quá, y mới chăm nom đặc biệt hơn một chút, có bao nhiêu bánh bột ngô cũng chia cho nàng một phần, tình cảm khá là tốt. Phù giao hỏi, sau đó thì sao? Tạ Liên nói, sau đó, không khác những gì khác trên bia đá mộ tướng quân lắm. Im lặng chốc lát, Tam Lan mở miệng, trên bia đá nói Huynh đã chết, Nhắc tới bia đá kia, tạ liên cảm thấy hết sức buồn bực. Thông thường bi văn, bài văn, bài thơ khắc trên bia đá, chẳng phải toàn ca ngợi công đức, cố gắng điểm tô cho người được tưởng nhớ sao. Nào là gián chức rồi lại gián chức, gián đến mức không thể gián được nữa thì thôi đi, sao có thể trịnh trọng nghiêm trang viết luôn cách chết mất mặt như thế xuống chứ. Lúc tránh gió đọc được đoạn này, y thật sự không dám nhìn thẳng luôn, nếu không có tam lan đọc hiểu chữ bán nguyệt đứng bên cạnh đọc chung, y sẽ giả bộ trên tấm bia không hề có đoạn viết về cách chết đó. Viết thứ này lên, ngay cả bản thân y nhìn thấy cũng muốn cười, làm sao trách được người khác cũng muốn cười chứ. Người ta đến mộ tưởng niệm của y tránh bảo cát, thấy sự tích của y trên bia đá còn bình loạn một phen, cười sằng sặc một trận, y còn xấu hổ bảo mọi người đừng cười, quả thật hơi bị buồn bực. Tạ Liên cảm thấy ấn đường sắp bị mình xoa đỏ, nói, à, cái đó, tất nhiên ta không chết. Ta giả chết thôi. Tam Lan lặng thinh, phù giao ra chiều không thể tin nổi. Tạ Liên nói, sau khi giả chết bị đem vứt như thi thể, trở về Trung Nguyên, chỉ dưỡng thương năm sáu năm là khỏe rồi. Thật ra, cụ thể chết thế nào Tạ Liên cũng không rõ lắm, ngay cả rốt cuộc tại sao binh sĩ hai nước đánh nhau một trận cũng không nhớ rõ, chỉ biết là vì một ít chuyện vặt vãnh tẻ nhạt, y thật sự không muốn đánh chút nào, bất kể đánh thắng hay thua cũng chẳng thấy có nghĩa lý gì. Nhưng lúc đó y đã bị giáng chức đến mức không thể giáng được nữa, có ai thèm nghe lời y đâu. Hai bên đang giết nhau đỏ mắt, tạ liên mới vừa xông ra, vừa thấy là người này, hai bên bỗng chốc dùng đao kiếm bắt chuyện với người y dù rằng trăm đánh không chết, tạ liên cũng chịu không nổi cách chém như vậy, nhủ thầm, thế này không được rồi, sau đó vội vàng nằm sắp dưới đất không nhúc nhích giả chết, ngờ đâu giả chết cũng bị đạp cho một trận, đạp đến ngất xỉu luôn. Lúc tỉnh lại là bị sặc nước mà tỉnh, bởi vì sau khi dọn dẹp chiến trường, tất cả thi thể đều bị ném xuống sông tạ liên cứ thế trôi theo dòng nước, hệt như một mớ đồng nát dạt về Trung Nguyên. Sau này dưỡng thương xong, cuối cùng cũng đến mục tiêu định ra từ trước, phía nam, từ đó không quan tâm chuyện ở nước bán nguyệt nản nã nã nản. Bán nguyệt lại nói nhỏ, xin lỗi. Phù giao câu mày nói, sao nàng ta cứ nói xin lỗi huynh hoài vậy? Có phải từng xảy ra chuyện gì không? Tam Lan mở miệng, hỏi cặn kẻ hơn phù giao, khắc ma nói, quốc sư bán nguyệt đến Trung Nguyên sau một trận bạo động trận bạo động đó có liên quan đến huynh ư. Nghe hắn nhắc nhở, lại nhớ đến nội dung trên tấm bia đá, bấy giờ tạ liên mới nhớ mang máng, nói, việc này. Bán nguyệt quỳ rạp dưới đất, nói, là vì cứu muội. Mọi người nhìn nàng, nàng nói khẽ, vì cứu muội nên hoa tướng quân mới xông vào, bị đạp dẹp lép. Nghe nàng nói, bị đạp dẹp lép, tạ liên tức khắc nhớ lại cảm giác bị ngàn người dẫm trăm người đạp, thấy hai người kia nhìn mình chầm chầm với vẻ mặt thâm sâu khó lường y vội vã ngừng lại nói không có dẹp không có dẹp thật đó chẳng biết không vừa lòng chỗ nào phù giao nói bằng giọng quái gở ồ quả nhiên là quên mình vì người tạ liên lập tức xua tay nói không dám nhận không dám nhận thật sự không phải vậy mà y xoa xoa huyệt thái dương nói cụ thể ta cũng không nhớ rõ lắm hình như lúc đó có vài đứa nhóc đang chơi đùa lẽ ra ta chỉ định thuận tay bế tụi nhỏ đi rồi chạy trốn cho lẹ nào ngờ không kịp rút lui vườn ngoảnh đầu đã thấy hai bên lao vào đánh nhau rồi phù giao nói nếu đã như thế sao huynh có thể không nhớ rõ cả chuyện như vậy chứ im lặng chốc lát tạ liên đáp sao ngươi không nhìn xem ta đã mấy trăm tuổi rồi mười năm có thể gặp được vô số chuyện đâu thể nào nhớ rõ chi tiết từng chuyện một vả lại có rất nhiều chuyện quên đi thì tốt hơn thay vì nhớ mấy trăm năm trước bị chém mấy trăm nhát đạp mấy trăm cú chi bằng nhớ hôm qua ăn một cái bánh bao ngon thật là ngon không đúng sao? Bán Nguyệt nói, xin lỗi, đều là lỗi của muội. Tạ Liên quay đầu lại, thở dài, Bán Nguyệt à, y không biết nên dùng giọng điều gì để nói chuyện với thiếu nữ này, cần nhắc giây lát, y chậm rãi nói, nếu muội xin lỗi ta vì việc đó thì không cần đâu, cứu muội là tự ta chọn, muội không làm gì sai. Nếu muội muốn nói xin lỗi, có lẽ nên nói với người khác. Bán Nguyệt im lặng. Tạ Liên nói ta không biết tại sao muội lại mở cổng dẫn quân vào đồ thành ta cũng không biết tại sao muội lại thả trắng đuôi bò cạp ra ngoài cắn người có điều dừng một chút y nói có điều chắc vì ấn tượng của ta dành cho muội vẫn còn dừng lại ở 200 năm trước ta cảm thấy muội không phải đứa trẻ sẽ làm những việc như vậy thế cho nên muội có bằng lòng kể cho ta nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không nghe xong câu này bán nguyệt dập đầu mấy cái với y cuối cùng ngồi thẳng người dậy dòng lệ chảy xuống từ mắt nàng bán nguyệt nói mở cổng đều là mùi không tốt nhưng thưa hoa tướng quân không phải mùi cố ý thả rắn tạ liên sửng sốt hỏi cái gì bán nguyệt nói pháp lực của mùi suy yếu rắn không nghe lời mùi nữa nghe vậy phù giao tỏ vẻ mất kiên nhẫn trợn mắt nói lời này ta nghe nhiều lắm rồi sau khi bị bắt ai mà chẳng nói thế cho dù ngươi nói không phải cố ý cũng vô dụng thôi bán nguyệt vội vàng lau mặt quệt đi nước mắt trên mặt nói thật mà hoa tướng quân muội không có nói dối nhưng những người băng qua cửa ải đúng là đều bị rắn đuôi bò cặp cắn vẫn là lỗi của muội các huynh bắt muội đi nàng thật sự chìa hai tay ra thái độ như sẵn sàng bị xử tử phù giao lập tức vung ra một sợi khốn tiên tác dây trói tiên từ trong tay áo trói chặt nàng và khắc ma nói được rồi mục đích của chuyến đi lần này đã đạt thành kết thúc được rồi tạ liên lại cảm thấy e rằng vẫn chưa kết thúc bèn cúi đầu trầm tư. Lúc này, Tam Lan đứng bên cạnh nói, nàng không cần phải nói dối. Tạ Liên gật đầu, đồng ý với quan điểm của Tam Lan, đoạn hỏi bán nguyệt, bây giờ mùi hoàn toàn không điều khiển được trắng đuôi bò cạp sao? Bán nguyệt lắc đầu, nói, mùi có thể điều khiển, phần lớn thời gian chúng nó sẽ nghe lời muội, nhưng thỉnh thoảng lại không nghe. Mùi cũng không biết vì sao nữa. Tạ Liên ngẫm nghĩ, nói, mùi gọi rắn ra cho bọn ta xem thử đi. Cuối cùng bán nguyệt cũng đứng lên, gật đầu. Không lâu sau, một con rắn đuôi bò cạp màu đỏ tím bò ra từ dưới một thi thể, dương nửa thân trên, cuộn tròn trên đống xác chết, lẳng lặng, lặng thè lưỡi với bọn họ. Tạ Liên đang định nhìn kỹ con rắn kia, chợt thấy bán nguyệt khẽ mở to hai mắt, sắc mặt lạ thường. Thấy vậy, lòng tạ Liên trùng xuống, nhủ thầm, không ổn rồi. Quả nhiên, con rắn đuôi bò cạp kia thè lưỡi xong, bỗng nhiên há to mồm, thình lình phóng tới tập kích tạ Liên. Con rắn này tấn công tuy đột ngột thật, nhưng tạ liên đã sớm đề phòng, y nhìn thấy rất rõ, đang định đưa tay bắt nó, nào ngờ tay y còn chưa chạm đến, chợt nghe, phịch, một tiếng, hệt như tiếng vật gì đó nổ tung. Đến khi nhìn kỹ lại, con rắn kia đã mềm hoạt rơi xuống đất, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài nổ tanh bành, mà còn nổ rất đúng mực, không có bất cứ nọc độc nào bắn ra ngoài. Tạ Liên sực nhớ trước khi vào nước bán nguyệt cũng từng có một con rắn đuôi bò cặp chết như thế, là ai làm, khỏi cần nói cũng biết. Y còn chưa dương mắt nhìn Tam Lan, chỉ thấy một cánh tay áo tiễn tụ đỏ rực duỗi qua, chắn trước mặt Y, tách Y ra khỏi bán nguyệt. Mà bên kia, Phù Giao cũng lạnh lùng nói, quả nhiên, nàng ta lừa huynh. Tiễn tụ, nhắc lại, nó là loại áo dài ống chật. Thấy con trắng này, sắc mặt của bán nguyệt đã không được tốt, nghe vậy ngẩn phát đầu lên, nói, muội không có. Mùi nói rồi, có trắng không nghe lời của mùi là con vừa rồi đó. Phù giao hoàn toàn không tin, ai biết rốt cuộc không nghe lời ngươi hay là có nghe lời ngươi. Bán Nguyệt nói, nó vốn không phải do mùi gọi tới. Tạ Liên đang định lên tiếng, chỉ thấy lại có thêm hai con rắn đuôi bò cạp đỏ tím đậm chui ra từ dưới thi thể, thè lưỡi với bọn họ như diễu võ dương oai. Ngay sau đó, con thứ ba, con thứ tư, con thứ năm, từ trong núi thay, từ mỗi một góc, thế mà lại có vô số rắn đuôi bò cạp bò ra. Mọi người đều nhìn sang bán nguyệt đang quỳ gối trên đống xác chết Một luồng ánh sáng trắng xoay chuyển trong tay phù dao Phù dao nói với bán nguyệt Bảo chúng nó lui ra Chắc không thể nào tất cả đều không nghe lời ngươi được Bán nguyệt nhắm mắt niệm chú Dường như đang nghĩ cách xua đuổi Nhưng vẫn có càng nhiều rắn đuôi bò cặp ùn ùn kéo đến Lúc nhúc trối nùi Chậm rãi áp sát Một hai con rắn có thể cắn không chết bọn họ Nhưng nếu là mấy trăm con Mấy nghìn con thì rất khó nói cho dù cắn không chết chắc cũng chẳng dễ nhìn gì cho cam tạ liên nâng cổ tay lên đang định điều động nhược da chỉ thấy lũ rắn bò đến cách bọn họ vài xích thì ngừng lại chúng nó do dự chần chừ tạo thành một vòng vây kỳ dị tạ liên tỉnh ngộ ngẩng đầu nhìn tam lang kế bên tam lang đang từ cao nhìn xuống lũ rắn đuôi bò cạp trong mắt chứa đầy khinh miệt lũ rắn đuôi bò cạp như đọc hiểu ánh mắt của hắn không dám tới gần lại lùi ra sau một đoạn ngắn vừa lùi vừa liên tục gục đầu áp đầu rắn hung tận xuống mặt đất, thái độ phục tùng toàn diện. Nhưng dường như có năng lực nào đó thúc đẩy chúng nó, không cho phép chúng nó ngừng tấn công bỏ chạy, thế là rất nhiều rắn đuôi bò cặp quay đầu bò sang phía phù dao. Phù dao vung tay lên, ngọn lửa phọt ra từ tay áo, đốt chết một vòng, đẩy lùi một vòng, xong làm vậy cũng không chống được bao lâu, tạ liên nói, chúng ta đi trước đi, rời khỏi đây rồi nói sau. Nghe tiếng, nhược gia vù một cái phóng lên trên. Nào ngờ chưa được bao lâu, nó lại vù một tiếng rút trở về. Tạ Liên hơi ngạc nhiên, y nâng cổ tay lên, nói với giải lụa trắng cuộn tròn kia, mi quay về làm gì? Trận pháp đã mở rồi, đi mau đi mau. Nhược gia lại run bần bật cuốn quanh cổ tay của y, như thể gặp phải thứ gì đáng sợ bên trên. Tạ Liên còn định dỗ dành nó, bấy giờ có thứ gì đó rớt xuống, bẹp một tiếng, nện lên đầu vai của phù giao. Phù giao thuận tay túng lấy, túng xong lập tức biến sắc giơ lên trước mặt xem thử thứ dán xuống từ trên trời thế mà cũng là một con rắn đuôi bò cạp phù dao nhất thời không đề phòng bị cắn xong ném phăng con rắn vào mặt bán nguyệt bán nguyệt bị trói hai tay nhưng vẫn vô thức nâng tay lên túng túng đúng ngay chốc thân rắn màu đỏ tím quấn quanh cổ tay nhợt nhạt của nàng mà không hề tấn công lúc này bẹp thêm tiếng nữa con rắn đuôi bò cạp thứ hai rơi xuống đất đại khái tạ liên đã đoán được vì sao nhược gia không chịu lên rồi y khẽ ngửa đầu nương nhờ chút ánh trăng mới miễn cưỡng thấy rõ cảnh tượng trước mắt hàng trăm điểm nhỏ màu tím đỏ đang cấp tốc rơi xuống từ trên hố tội nhân mưa rắn mắt thấy những điểm nhỏ màu đỏ tím ngày càng gần tạ liên nói phù dao lửa tung một màn che lửa tiêu diệt chúng nó giữa lưng trời đi phù dao cắn trách lòng bàn tay phất tay lên một chuỗi giọt máu bay lên trên hóa thành màn che lửa cháy hừng hực tức tốc bay lên trên nghênh đón màn che lửa đó bay cao hơn 10 trượng lơ lửng bốc cháy giữa không trung rắn đuôi bò cặp đụng phải nó tức khắc bị đốt thành tro bụi giúp ngăn chặn mưa trắng đang xà xuống thấy tạm thời thoát hiểm tạ liên thở phào nhẹ nhõm nói tốt lắm phù dao cũng may nhờ có ngươi loại pháp thuật này tất nhiên cực hao tốn pháp lực sau khi tung ra sắc mặt phù dao hơi tái xanh đoạn quay đầu thả một vòng lửa xuống đất đốt mấy con rắn bên dưới, sau đó nói với bán nguyệt, ngươi còn nói lũ rắn này không nghe lời ngươi. Nếu không phải ngươi điều khiển, tại sao lũ rắn đuôi bò cạp này không tấn công ngươi? Tam Lan cười nói, biết đâu vì ngươi không may. Nó cũng đâu có tấn công bọn ta. Phù Giao quay đầu lại, ánh mắt sắc lẻm lướt qua hai người họ. Tạ Liên có linh cảm không lành, nhưng vì trong lòng có một chút đầu mối chưa kịp làm rõ, không muốn xem bọn họ cự cãi, bèn nói, Trước tiên làm rõ rốt cuộc lũ rắn này là chuyện gì đi. Phù Giao cười lạnh nói, chuyện gì ư? Nếu không phải quốc sư bán nguyệt này đang nói dối, thì tức là kẻ bên cạnh huynh đang dở trò quỷ. Tạ Liên nhìn thoáng qua bán nguyệt, lại nhìn thoáng qua Tam Lan, nói, ta cho rằng, chỉ sợ không phải hai người họ. Giọng điệu của y tuy ôn hòa nhưng không kém phần kiên quyết, đây là kết luận mà yên nhiên về sau khi cân nhắc, nhưng Phù Giao nhất định cảm thấy y cố tình bao che ánh lửa rọi lên sắc mặt khó coi tột độ của Phù Giao, không biết là giận hay là cười. Phù Giao nói, "Thái tử điện hạ, huynh đừng có biết tổng mà làm bộ hồ đồ nữa. Thứ bên cạnh huynh rốt cuộc là thứ gì, ta nghĩ lòng huynh đã biết từ lâu rồi, ta không tin đến tận bây giờ huynh cũng không phát hiện được gì hết." Câu cuối cùng mà Phù Giao nói, quả thật hết sức khó nghe, Tạ Liên nửa vô tình nửa cố ý bước lên trước một bước, chắn trước mặt Tam Lang. Thấy vậy, sắc mặt Phù Giao càng dữ tợn hơn. Thái tử Điện Hạ, Huynh còn nhớ mình mang thân phận gì không? Tạ Liên chậm rãi nói, ta mang thân phận gì, ta rõ hơn người ngoài nhiều. Phù Giao hỏi, vậy tại sao đến giờ Huynh còn dám đứng cạnh hắn? Tạ Liên thành thật đáp, bởi vì đứng cạnh đệ ấy sẽ không có rắn đến cắn. Nghe câu trả lời như thế, Tam Lan phì một tiếng bật cười. Phù Giao càng xanh mặt, nói, Huynh. Xanh một hồi, sắc mặt Phù Giao bỗng dưng biến thành màu đen thuần không riêng gì mặt phù dao, toàn bộ đường nhìn của tạ liên đều chuyển sang màu đen. Thì ra màn che lửa mà khi nãy phù dao tung lên, cùng với ngọn lửa mà cậu ta thả dưới đáy hố, tất cả bất thình lình tắt ngóm. Tạ liên nghe được tam lan cười ha ha mấy tiếng, nói, vô dụng, dứt lời choàng tay khoác vai y, ngay sau đó, tạ liên nghe được phía trên hai người truyền đến tiếng bịch bịch, dồn dập mà dữ dội, hệt như tiếng mưa xối xả nện xuống mặt dù. Khỏi cần phải nói, hiển nhiên trận mưa trắng đỏ tím đó đang điên cuồng rơi xuống sau khi không còn mạng che chặn lại mà một chiếc dù bung lên đã chắn hết mưa trắng tạ liên ngửi được mùi máu tanh nồng sự mùi đang định cử động tam lan lại nói đừng nhúc nhích chẳng có thứ ngu ngốc nào dám qua đây đâu hắn nói bằng giọng chắc như đinh đóng cột câu trước trầm thấp mà dịu dàng câu sau có phần ngạo mạn. vốn dĩ tạ liên cũng không lo lắng gì nhưng nghe bên kia truyền đến tiếng quát tháo của phụ dao dường như bị mưa trắng dội đầy đầu, y bèn nói, Tam Lan. Tam Lan đáp ngay, không cần đâu. Tạ Liên dở khóc dở cười, sao để biết ta muốn nói gì? Tam Lan nói, chi bằng huynh cứ yên tâm đi. Tên đó không chết được đâu. Lúc này, trước mặt bọn họ truyền đến một tiếng gào rú, ngươi thật ác độc. Muốn ta chết thì mau bảo chúng nó cắn ta một phát cho xong đi, làm vậy là sao đây? Bán Nguyệt nói, không phải ta mà, xem ra khắc ma bị nệnh tỉnh, phát hiện mình đang chìm trong dòng chảy của vô số con rắn trơn trật cho rằng đây là chuyện tốt mà bán nguyệt làm nên mới rống lên như thế tạ liên nói phù giao ngươi còn châm lửa được nữa không châm lại đi phù giao nghiến răng nghiến lợi nói thứ bên cạnh huynh đang áp chế pháp thuật của ta không cho ta châm lửa lòng tạ liên trùng xuống tam lan nói ta không có tạ liên nói ta biết đệ không có cũng vì thế nên mới không ổn bán nguyệt và khắc ma đều bị khốn tiên tác trói chặt không thể làm phép pháp lực của ta dùng sạch rồi mà đệ lại không có áp chế phù giao chẳng phải điều này đã chứng minh dưới đáy hố còn có người sao phù giao nói làm gì có người thứ sáu nào từ đầu đến cuối không có ai xuống từ trên đó cả ta thấy huynh bị quỷ mê hoặc tâm trí lúc này chỉ nghe bán nguyệt hỏi ai vậy tạ liên nói bán nguyệt mùi sao thế có người đến bên chỗ mùi à bán nguyệt nói có người. Lời còn chưa dứt, giọng nói của nàng biến mất, không biết bị bịt miệng hay đánh mất tri giác, tạ liên hỏi tiếp, bán nguyệt sao thế? Phù giao còn đang chiến đấu quyết liệt với lũ rắn kia, giữa một mảnh tối đen, những luồng sáng trắng đua nhau bùng nổ. Phù giao nói, coi chừng nàng ta dụ huynh đến gần đấy. Nếu đổi sang tình huống khác, tạ liên cũng sẽ cảm thấy 8 phần 10 là lừa đảo, nhưng chuyện ở cửa ải bán nguyệt, chư vị trên thượng thiên đình giữ kín như bưng, Linh Văn lại còn dặn đi dặn lại, sự tình tuyệt đối không đơn giản, đã vậy còn xảy ra chuyện ngay vào lúc này, nếu dưới đáy hố thật sự có thêm một người, chỉ sợ người đó đến để bịt miệng. Tạ Liên nói, chưa chắc đâu. Cứ mùi ấy trước đi, dứt lời định xông vào trong mưa trắng, chợt nghe Tam Lan nói bên tai mình, được. Tạ Liên chỉ cảm giác được có một cánh tay choàng vai mình, bỗng chốc đưa mình bay ngoài, y bất chợt ngộ ra, Tam Lan thế mà một tay bung dù, một tay ông mình, tiến lên công kích. Trong bóng đêm, ánh bạc chớp lóe, đinh đinh đang đang, đột nhiên, một tiếng đao kiếm va chạm bén nhọn như xé tai mọi người vang lên. Tam Lang đồ, một tiếng, nói, đúng là có người thứ sáu. Thú vị. Chẳng biết Tam Lang điều khiển vũ khí như thế nào, hoặc là điều khiển vũ khí gì, thế nhưng giờ phút này, vũ khí mà hắn đang điều khiển, đích thực đang giao chiến trực diện với một người. Đối phương chẳng nói chẳng rằng, tạ liên chỉ nghe được tiếng lợi kiếm xé gió, coi bộ lại ra chiêu rồi thỉnh thoảng có tia lửa lóa mắt chớp lóe giữa bóng đêm, nhưng toàn thoáng qua rồi biến mất, không rọi sáng được mặt đối phương. Tạ Liên giọng tai nghe tình hình chiến đấu, cảm thấy nhược da trên cổ tay càng cuốn càng chặt, đành phải cúi đầu nói, đừng sợ, mi thả lỏng chút nào, thả lỏng chút nào, chờ khi nhược da nới lỏng một chút, y lại cất cao giọng hỏi, bán nguyệt, mùi còn tỉnh không? Trả lời được không? Bên kia chẳng ai đáp lời. Phù dao nói, biết đâu người mà các ngươi đang đánh chính là nàng ta tạ liên nói không người đang đánh không phải là bán nguyệt cùng là chiến đấu trong bóng đêm song lúc đánh khắc ma tam lan ung dung như trêu chọc đối phương còn trận này lại có phần nghiêm túc hơn võ lực của đối phương cực cao sử dụng binh khí thành thạo mà bán nguyệt vóc người nhỏ gầy nhìn cánh tay cũng biết sức mạnh và vũ khí không phải sở trường của nàng vì thế tuyệt đối không có khả năng nàng là người đang đấu với tam lan phù giao cười nhạo loại người bán đứng quốc gia của mình như thế chẳng khác gì nữ quỷ tuyên cơ rốt cuộc tại sao huynh vẫn còn tin tưởng nàng ta tạ liên nói phù giao ngươi đừng bất thình lình nóng nảy vậy được không ngươi khoan đã ngươi vừa nói cái gì phù giao lại tung một chưởng đánh bay vài con rắn đuôi bò cạp nói ta nói rốt cuộc tại sao huynh lại tin tưởng nàng ta như thế giống như tin tưởng thứ bên cạnh huynh vậy tạ liên nói không ý ta không phải là câu đó ngươi nói tuyên cơ ngươi nhắc đến tuyên cơ ngốc quá ngốc quá ngốc quá tạ liên thật sự không thể tin nổi thế mà đến giờ mình mới liên hệ những việc này y nói dừng tay đi không cần giấu giếm nữa ta đã biết ngươi là ai rồi nghe tạ liên hô như thế tiếng đao kiếm va chạm chỉ ngừng giây lát rồi lại tiếp tục tạ liên cũng không nôn nóng nói ngươi cảm thấy ta nói ta đã biết ngươi là ai là đang gạt ngươi sao tiểu bùi tướng quân phù giao nói huynh đang nói chuyện với ai tiểu bùi tướng quân đừng có điên nữa tiểu bùi tướng quân có thân phận nào chứ hắn vừa đi xuống ai mà không biết tạ liên nói ngươi nói rất đúng nhưng mà nếu không phải bản tôn của hắn đích thân xuống thì sao trong bóng tối tiếng binh khí đánh nhau chợt ngưng bặt tạ liên khẽ nín thở tập trung tinh thần trầm giọng nói ta phát hiện đã quá muộn thật ra ngay từ đầu ta nên nghĩ đến mới phải y biết gần 200 năm qua liên tục có thứ gì đó tác loạn ở cửa ải bán nguyệt, thế mà xưa giờ chẳng có vị thần quan nào can thiệp, mọi người cũng không muốn nhắc tới, vậy nhất định có một hoặc vài vị thần quan đang ém chuyện này xuống. Nhưng vì y chưa hiểu rõ các vị thần quan, không dám nghi ngờ vô căn cứ, vì thế không có gan suy đoán rốt cuộc là vị thần quan nào. Cũng nhờ phù giao nhắc đến nữ quỷ tuyên cơ mới khiến y thức tỉnh. Vừa nhắc tới nữ quỷ tuyên cơ, khó tránh liên tưởng đến hai vị tướng họ bùi. Phía bắc là địa bàn của hai vị bùi tướng quân mà Phù Giao từng thuận miệng đề cập trước khi phi thăng, tiểu bùi tướng quân từng làm một việc, đồ thành. Đồ thành nào? Rất có khả năng, chính là thành cổ bán nguyệt. Những chuyện như thế này, các thần quan trên thượng thiên đình cũng không chê trách, muốn làm nên chuyện, ai mà chẳng phải đổ chút máu. Nhưng dù sao đồ thành cũng không phải chuyện vẽ vang gì cho cam, nếu lưu truyền quá rộng rãi, khó tránh ảnh hưởng đến việc thu nạp tín đồ mới, bởi thế sau khi phi thăng thường phải che giấu một chút. Vậy cho nên, tuy mọi người đều biết có chuyện như thế, nhưng hẳn do không nắm rõ tình hình cụ thể trong đó, hoặc là không muốn điều tra kỹ. Suy cho cùng, nếu không có thù sâu oán nặng gì, ai lại rảnh rỗi đào bới gốc gác của người khác, đắc tội với chỗ dựa sau lưng người ta chứ? Tạ Liên chậm rãi nói, gương mặt chôn dưới đất kia nói, trong số chúng ta có một người đã ở đây vào năm 60 năm trước. Câu này Ban đầu ta nghi ngờ có thể lão ta nói dối để dụ dỗ người khác đến gần, tuy nhiên, cũng rất có khả năng là thật. Trong số những người này, người đầu tiên ta nghi ngờ chính là ngươi. Đội buôn đi theo ngươi, ngươi muốn đưa bọn họ đến đâu cũng được. Ta sống ở nước bán nguyệt mấy năm cũng chưa từng gặp trắng đuôi bò cạp, vậy mà các ngươi tùy tiện tìm một chỗ tránh bảo các lại đúng dịp gặp được loại độc vật hiếm có này. Ta bảo ngươi đi theo chúng ta tìm có thiện nguyệt, trước khi đi ngươi còn cố ý chỉ đường cho những người khác nói cho bọn họ biết phương hướng của thành cổ Bán Nguyệt, để cho những người không chờ được bọn ta trở về cũng có thể tự đi được. Khi nãy trên hố tội nhân, rõ ràng ta đã nói nếu xảy ra chuyện ta sẽ lên trước, thế mà người xưa nay bình tĩnh như ngươi vẫn đột nhiên nhảy xuống, tự tìm đường chết một cách vô nghĩa. Dừng một chút, y nói tiếp, hành vi của ngươi kỳ lạ như thế, nhìn đâu cũng thấy không hợp lý, vậy mà đến giờ ta mới phát hiện ngươi là ai, thật sự quá muộn phải không? Tiểu Bùi tướng quân, hoặc nên nói A chiêu? Đáy hố im phăng phắc. Hồi lâu sau, cuối cùng một giọng nói lạnh lùng cất lên: Thế ngươi chưa từng nghĩ rằng, biết đâu kẻ mà gương mặt chôn dưới đất nói chính là thiếu niên áo đỏ bên cạnh ngươi à? Lời vừa dứt, một ngọn lửa đột nhiên bừng sáng dưới đáy hố tội nhân. Ánh lửa rọi sáng hai bóng hình màu máu đứng đối diện nhau. Một người là Tam lang áo đỏ, đã cất binh khí đang đứng nghiêm túc mà ung dung. Người còn lại là một thanh niên áo vải, còn đặt ngang một thanh kiếm trước người chưa hề buông tay. Bởi vì khắp người thanh niên áo vải dính đầy máu, thoạt nhìn cứ như mặc một thân áo đỏ, gương mặt hắn lạnh toát, bả vai khiên một người, quả nhiên chính là thanh niên A Chiêu kia. Thật ra bất luận là bản tôn của tiểu bùi tướng quân hay A Chiêu, biểu cảm bình chân như vậy và quá đổi bình tĩnh trên mặt hắn vẫn không hề thay đổi, chỉ là tạ liên chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó, nên mới không liên tưởng hai người này với nhau. Người hắn đang khiên trên vai, đúng là bán nguyệt thả trắng đuôi bò cặp ra, e rằng hắn định thừa dịp hỗn loạn đưa bán nguyệt đi, nhưng nếu thân phận đã bại lộ, vậy không cần gây rối loạn nữa, dòng trắng khắp bốn phía và mưa trắng từ trên trời giáng xuống ngừng quấy phá, còn hắn thì một tay thu kiếm, tay còn lại nhẹ nhàng đặt bán nguyệt trên vai xuống. Khắc ma ở một bên kinh ngạc hỏi, ngươi là ai? Chẳng phải ngươi ngã chết rồi sao? A à, Chiêu chẳng buồn nhìn khắc ma mà vẫn nhìn chầm chầm tam lan, cảnh giác cao độ, chỉ dùng tiếng bán nguyệt nói một câu, khắc ma qua mấy trăm năm rồi mà ngươi vẫn chẳng thay đổi gì có lẽ giọng điệu bình thản khiến người khác giận sôi này quá quen thuộc sau khi nghe xong gương mặt ngâm đen của khắc ma tức khắc dân đầy phẫn nộ là ngươi bùi túc người trung nguyên hèn hạ nếu không phải khống tiên tác đang trói chặt gã chỉ sợ gã đã xông lên liều mạng từ lâu rồi hèn gì lúc đó trong lời mắng của đám binh sĩ bán nguyệt lại lẫn từ kỹ nữ coi bộ không phải đang mắng tạ liên đơn giản vì cùng là người trung nguyên bọn chúng mới nghĩ đến bùi túc công thành tấn công vào thành rồi lại liên tưởng đến bán nguyệt tiện thể mắng nàng luôn tạ liên nói có phải bán nguyệt đã dạy ngươi cách điều khiển rắn đuôi bò cạp không trước đó y đã nghĩ lũ rắn đuôi bò cạp ra ngoài cắn người này nếu thật sự không phải do bán nguyệt sai khiến lại không có lý do giải thích vì sao chúng đột nhiên không chịu nghe lời vậy chỉ có thể giải thích là còn một người nữa cũng biết điều khiển rắn đuôi bò cạp bởi vì tổng cộng có hai người khác nhau đang điều khiển rắn đuôi bò cạp riêng biệt cho nên rắn đuôi bò cạp do người kia chỉ huy tất nhiên sẽ không nghe lệnh của bán nguyệt đây là đạo lý không thể nào đơn giản hơn bùi túc nói nàng không có dạy ta nhưng nàng điều khiển thế nào ta tận sức tự học tạ liên gật đầu dù gì tiểu bùi tướng quân cũng thông tuệ hơn người nếu ta đoán không lầm hẳn là các ngươi đã quen nhau rất nhiều năm rồi hồi nhỏ bán nguyệt bị trẻ con bán nguyệt xa lánh chỉ có trẻ con người hán chơi thân với nàng mà những đứa trẻ đó tuy rằng y không thể nhớ rõ từng đứa nhưng vẫn nhớ mang máng có khá nhiều đứa là con cháu trong quân đội đóng ở biên giới sau khi lớn lên phần lớn cũng gia nhập quân đội biết đâu bùi túc chính là một trong số đó bằng không khó mà giải thích vì sao bán nguyệt trời sinh ủ ê khó gần lại đột nhiên quen biết tướng quân của quốc gia đối địch hơn nữa còn chịu thông đồng với giặc đây chỉ là một suy đoán nhưng nhìn phản ứng của bùi túc hình như không có đoán sai tạ liên hỏi bán nguyệt thật sự truyền tin cho ngươi thông đồng với ngươi mở cổng thành sao bùi túc nói đúng vậy bên kia khắc ma phun một ngụm nước bọt vẫn còn mắng bùi túc hèn hạ tháo dây ra để ta liều chết với hắn thêm trận nữa bùi túc lạnh nhạt nói thứ nhất hai trăm năm trước chúng ta đã liều chết một trận ngươi đã thua thứ hai xin hỏi ta hèn hạ chỗ nào khắc ma gác giọng nếu không phải hai người các ngươi thông đồng với nhau, nội ứng ngoại hợp, chúng ta làm sao thua được? Bùi túc nói, khắc ma, ngươi đừng có không chịu thừa nhận. Lúc ấy mặc dù ta chỉ dẫn theo hai ngàn người, nhưng từ đầu chí cuối hai ngàn người đó vẫn dễ dàng thắng được bốn ngàn người của ngươi. Bất kể cổng thành mở hay không, ngươi đã định phải thua. Tạ liên nhịn không được nghĩ thầm, dưới trướng chỉ có hai ngàn người mà bị phái đi đánh một quốc gia. Chắc không phải lúc làm người, tiểu bùi tướng quân ở trong quân đội còn bị xa lánh hơn mình chứ. Mặc dù cảm thấy bùi túc sẽ không nói dối, song tạ liên vẫn cảm thấy khó hiểu, bèn hỏi, nếu ngươi đã thắng dễ dàng, vì sao phải thông đồng với bán nguyệt? Bùi túc không để ý tới khắc ma, nói bằng tiếng Hán, vì để ta đồ thành. Nghe vậy, ngoài trừ khắc ma, những người còn lại ở đây đều sửng sốt. Tuy rằng cảm thấy khó hiểu, tạ liên vẫn dịu giọng hỏi, cái gì gọi là vì để ngươi đồ thành? nếu ngươi đã sắp thắng cần gì phải nhất quyết đồ thành chứ bùi túc nói cũng vì chúng ta sắp thắng nên mới nhất quyết phải đồ thành bởi lẽ một đêm trước khi công thành thủ lĩnh của nhiều gia tộc bán nguyệt liên hợp với nhau tổ chức hội họp bí mật giao hẹn một việc nghe đến đó tạ liên có linh cảm nguyên nhân mà bùi túc sắp tiết lộ có lẽ sẽ khiến người ta trố mắt nghẹn lời vì vậy càng tập trung tinh thần hỏi chuyện gì bùi túc khoan thai nói Người bán nguyệt trời sinh tính tình hung hãn, lại cực hận người Trung Nguyên, cho dù biết mình sắp thua, bọn họ cũng không chịu chấp nhận. Nam nữ già trẻ khắp nước bán nguyệt đã chuẩn bị sẵn sàng, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất chế tạo gấp một lượng đồ vật. Tạ Liên đã mơ hồ đoán được đó là thứ gì, nhưng vẫn chưa thể chắc chắn, mà thứ bùi túc thốt ra, quả nhiên là thứ mà lòng y đã nghĩ, thuốc nổ. Bùi túc nói từng câu từng chữ, bọn họ dự định, lỡ như thành đổ trận tan, sẽ bảo dân chúng nước mình giấu đóng thuốc nổ này trong người lập tức tản ra trốn chạy từ các hướng, đổ vào trung nguyên, cố ý trà trộn vào những nơi đông người, chờ cơ hội gây bạo động. Nói cách khác, mặc dù bản thân phải chết, bọn họ cũng muốn kéo càng nhiều người trung nguyên chết theo. Dẫu cho mất nước, bọn họ cũng thề phải phá cho những kẻ diệt nước mình không được yên. Tạ Liên lập tức quay sang khắc ma, dùng tiếng bán nguyệt nhanh chóng thuật lại vài câu, hỏi, chuyện này là thật sao? khắc ma chẳng hề có ý định che giấu, có lẽ cũng không cảm thấy có gì sai, gã ngẩng đầu nói, thật. Nghe vậy, tàm làng nhướng một bên lông mày, nói, ác độc. Ác độc. Không biết có phải cố ý hay không, câu này hắn nói bằng tiếng bán nguyệt. Khắc ma giận dữ quát, ác độc. Các ngươi có tư cách gì nói bọn ta ác độc? Nếu không phải các ngươi đánh bọn ta, sao bọn ta lại bị ép đến mức đó chứ? Các ngươi hãm hại bọn ta, bọn ta trả thù lại, việc này có gì sai bùi túc lại lạnh lùng nói nếu thật sự là thế vậy chi bằng chúng ta tính rõ từ đầu nhé hắn khẽ nghiêng đầu nói người bán nguyệt cố tình gây sự ở vùng biên giới bao nhiêu lần rồi nước bán nguyệt đã ác ý chặn đường bao nhiêu đội buôn và lữ khách đi từ trung nguyên đến tây vực các ngươi thừa biết nước mình có mã tặc bọn cướp cưỡi ngựa chuyên chặn đường cướp bóc trắng trợn và tàn sát người hán thế nhưng lại cố tình bao che binh sĩ mà người hán phái đi vây quét đạo tặc lại bị các ngươi giết sạch với lý do xâm phạm vượt tranh giới ác độc không tốc độ nói của bùi túc không nhanh giọng điệu cũng không kích động nhưng chẳng hiểu tại sao từng chữ một đều mang đến cảm giác chói tai khắc ma hỏi vậy các ngươi thì sao sao không nói các ngươi cưỡng ép chiếm đoạt quốc thổ của chúng ta trước bùi túc nói nơi tiếp giáp giữa hai nước vốn đã nhập nhằng không rõ sao lại tính là cưỡng ép chiếm đoạt khắc ma nói hai bên đã sớm phân chia địa bàn, là các ngươi không tuân thủ lời hứa. Bùi Túc nói, lúc đó phân chia chỉ có các ngươi đơn phương thừa nhận, chúng ta thừa nhận bao giờ? Cái mà các ngươi gọi là phân chia chẳng có gì ngoại hoang mạc chia hết cho chúng ta, ốc đảo chia hết cho các ngươi, nực cười không? Khắc ma gắt giọng, ốc đảo vốn là của bọn ta, từ trước đến giờ đều là của bọn ta. Hai bên bên nào cũng cho rằng mình đúng, chỉ nghe bọn họ cự cãi mà tạ liên đau hết cả đâu. Lần tranh chấp này khiến y nhớ lại cái ngày bị kẹp ở giữa đánh cho mặt mũi bầm dập vào 200 năm trước, mặt lại loáng thoáng phát đau. Dường như cũng chịu hết nổi việc tiếp tục trao đổi với khắc ma, bùi túc tung ra một chưởng, đánh ngất khắc ma lần nữa, đoạn nói với tạ liên, nên là, ngươi thấy đấy. Hắn hít nhẹ một hơi, nói, trên đời này có rất nhiều việc, căn bản không thể nói rõ được. Chỉ có thể đánh thôi. Tạ liên thở dài, ta đồng ý câu trước của ngươi tam Lan tiếp lời ừ ta đồng ý câu sau tạ liên dời mắt về phía bán nguyệt cúi thấp đầu ngồi dưới đất ở bên cạnh chăm chú nhìn nàng chốc lát rồi quay đầu nói ta không thể nói chính xác ai đúng ai sai vậy nên ta sẽ không nói mặc kệ bán nguyệt mở cổng thành vì lý do gì đã mở thì phải chịu trách nhiệm vì thế nàng mới bị cả đám binh sĩ treo cổ trên hố tội nhân người vừa chết mọi việc cũng đã kết thúc bùi túc lại khôi phục vẻ mặt bình chân như vậy kia nói, phải. Tạ Liên nói, còn sống mắc nợ, còn sống trả. Nhưng nếu sau khi chết vẫn còn tác loạn, thì đó lại là vấn đề khác. Bùi túc lạnh nhạt đáp, bán nguyệt không có tác loạn. Tạ Liên nói, tiểu bùi tướng quân, vậy tức là ngươi thừa nhận, những người đi đường lạc vào thành cổ bán nguyệt đều do ngươi dẫn vào, đúng không? Im lặng dây lát, bùi túc trầm giọng đáp, đúng vậy. Tạ Liên hỏi, vì sao? Lần này, Bùi túc không trả lời. Tạ Liên nói, gần 200 năm rồi, dù gì ngươi cũng phải cho những người bị mình dẫn vào thảnh cổ bán nguyệt một lý do, một công đạo. Bùi túc vẫn lặng thinh như trước, mặt vẫn không đổi sắc. Khi nãy hắn xem như là hỏi gì đáp nấy, nhưng bây giờ như thể hạ quyết tâm, nhất quyết từ chối không trả lời. Tạ Liên đang định hỏi lại, đúng vào lúc này, y chợt nghe một tiếng động là kỳ. Tiếng động này truyền đến từ trên đỉnh đầu mọi người, vù vù ao ao, nghe như gió lớn rít gào, chờ khi tiếng động đó đến gần, cuối cùng tạ liên có thể xác định, đây quả thật là gió lớn đang rít gào. Trận gió lớn này đến quá đột ngột và mãnh liệt, thế nên tạ liên còn chưa hiểu tình huống ra sao, cơ thể đã nghiêng ngã, toàn thân bay lên. Trận gió bỗng dưng xuất hiện trút thẳng từ trên cao xuống đáy hố tội nhân, cuốn cả đám người bay lên trời. Tạ liên thoát cái túng lấy tam lan gần mình nhất, nói, cẩn thận. Tam lan cũng trở tay nắm tạ liên, sắc mặt không hề thay đổi. Tạ Liên chỉ cảm thấy trời đất trao đảo, cơ thể cấp tốc bay lên không trung, khựng lại một lát rồi bỗng nhiên rơi ngược trở xuống. Y vội vã tung nhược da ra, dỗ dành nó trong lúc cấp bách, được rồi được rồi không sao đâu, nhanh lên, nhược da ngoan, ra cứu cái đi. Sờ soạn mấy cái, cuối cùng nhược da cũng bay ra. Tiếc rằng bốn phía trống hoác trụi lũi, ngoại trừ cái hố tội nhân to đùng, đúng là không tìm được bất cứ thứ gì để nắm. Nhược gia bay một vòng rồi lại rụt trở về, bất đắc dĩ quá, tạ liên đành phải tự điều chỉnh tư thế rơi xuống đất ngay trên không trung. Nếu là trước đây, chắc 8 phần 10 y lại chốc đầu rơi xuống ba thước đất, nhưng lần này, vào khoảnh khoát gần chạm đất, tam lan thuận tay đỡ lấy y, y thế mà lại hạ cánh đúng chuẩn. Lúc giày đạp vững trên mặt đất, tạ liên vẫn không thể tin nổi, nhưng cảm giác không thể tin nổi này nhanh chóng phai mất bởi vì y vừa đáp xuống đất đã trông thấy một bóng người áo đen loạn choạng đi đến trước mặt mình. Tạ Liên tập trung nhìn kỹ, mừng rỡ nói, Nam Phong. Quả nhiên là Nam Phong, nhưng là Nam Phong chật vật nhất nhát. Toàn thân Nam Phong trông như lăn lộn mười mấy vòng trong bụi đất, rồi bị ném vào đống cầm thú gà bay chó sủ chà đạp cả đêm, quần áo khắp người rách tả tơi, thảm hại không thể tả. Nghe Tạ Liên gọi, Nam Phong chỉ giơ tay lên, lẳng lặng lau mặt, ngay cả nói cũng không nên lời. Tạ Liên đỡ lấy Nam Phong, hỏi: "Ngươi sao thế? Bị hai cô nương kia đánh cho một trận hả?" Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hai bóng người theo sau Nam Phong đi tới. Một trong số đó chính là nữ đạo sĩ áo trắng kia, phất trần gác trong khuỷu tay, cười tủm tỉm chào hỏi Tạ Liên, "Chào thái tử Điện hạ." Mặc dù không biết đối phương là ai, Tạ Liên cũng phải trả lễ lại, nhưng không biết nên xưng hô thế nào, chỉ đành mỉm cười nhấc tay chào hỏi, "Chào đạo hữu." nữ đạo sĩ áo đen còn lại thì lạnh lùng liếc sang đây, không để ý đến tạ liên, lúc liếc mắt đến tam lan thì khựng lại, dường như cảm thấy người này rất đáng ngờ, chân còn dừng dây lát. Trận gió vừa rồi thổi những người dưới đáy hố lên trên hết, hai nữ đạo sĩ lướt qua tạ liên, đi thẳng về phía bùi túc. Thấy người đến, bùi túc cũng không tỏ ra bất ngờ, dù gì lúc trước đóng vai A Chiêu, hắn đã gặp hai người này trong thành một lần rồi. Bùi túc quỳ gối tại chỗ, cúi đầu trước nữ đạo sĩ áo trắng, nói khẽ phong sư đại nhân vừa nghe bốn chữ này tạ liên sửng sốt tại chỗ mệt thân y còn một mực cho rằng đây là yêu tin quỷ quái đến từ phương nào không ngờ lại là thần quan trên thượng thiên đình đã vậy còn là phong sư nữa là phong sư rải mười vạn công đức trong thông linh trận nhưng nghĩ kỹ lại cũng không có gì không đúng lúc đó nữ đạo sĩ áo trắng nói mấy kẻ đó lại trốn đi đâu rồi lẽ nào muốn ta tìm từng người một ra giết sau mới khiến y tưởng rằng nàng không phải người lương thiện nhưng thật ra kẻ đó chưa chắc ám chỉ bọn họ có khả năng đang ám chỉ người bán nguyệt có điều do ấn tượng ban đầu đóng vai trò chủ đạo thế nên y mới cảm thấy mọi cử chỉ của đối phương đều lộ vẻ yêu tà quỷ dị đối với thần quan trải một phát mười vạn công đức tạ liên không khỏi ấp ủ một loại cảm giác kính nệ khó tả y nói với nam phong sao ngươi không nói sớm cho ta biết đây là phong sư ta còn đoán liệu có phải là xà tinh hay bò cạp tinh gì đó không, thất lễ quá đi mất. Sắc mặt hơi xa sầm Nam Phong nói, làm sao ta biết đó là phong sư được. Ta chưa từng thấy phong sư đại nhân trong hình hài này, rõ ràng phong sư vẫn luôn là, thôi bỏ đi. Nghe lời Nam Phong nói, hình như lúc trước ở Thượng Thiên Đình phong sư không mang hình dáng này, nếu vậy cũng khó trách. Tạ Liên đã hiểu, nói tiếp, sao phong sư đại nhân lại đến cửa ải bán nguyệt vậy. Nam Phong nói, đến giúp đỡ. Lúc nãy bọn họ đi dạo trong thành bán nguyệt là đang tìm đám binh sĩ bán nguyệt này. Tạ Liên lập tức nhớ ra, lần đầu tiên mình hỏi chuyện cửa ải bán nguyệt trong thông linh trận, giữa bầu không khí xấu hổ, vị phong sư này bỗng nhiên rải mười vạn công đức, đánh lạc hướng sự chú ý của người khác, sợ rằng lúc đó đã chú ý đến những gì y đang hỏi. Tạ Liên trầm ngâm suy tư, bên kia, phong sư ngồi xổm xuống trước mặt bùi túc, nói, tiểu bùi tướng quân, chuyện lần này ngươi làm, e là hơi quá rồi. Thân là thần quan thượng thiên đình, thế mà lại thả phân thân tác loạn ở cửa ải bán nguyệt gần 200 năm, khiến cho vô số người đi đường lạc lối, biến thành vong hồn dưới miệng binh sĩ bán nguyệt, bất luận thế nào, đây cũng không thể xem là việc nhỏ được. Bùi túc cũng không biện bạch gì, cúi đầu nói, vãn bối biết. Phong sư vẫy vẫy phất trần, nói, ngươi biết là tốt rồi. Ngươi hãy tự kiểm điểm lại đi, lên trên rồi nói sau. Bùi túc khẽ đáp, rõ nhắn nhủ với hắn xong, phong sư cắm phất trần vào sau cổ áo, đứng lên cười nói với tạ liên, thái tử điện hạ, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu nha. Với tạ liên mà nói, ngưỡng mộ đã lâu thật sự không phải lời khen gì cho cam, nhưng dù gì cũng chỉ là chút lời chóc lưỡi đầu môi mà thôi, tạ liên cũng cười đáp, đâu nào đâu nào. Phong sư đại nhân mới là ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Phong sư nói, lúc trước thật sự ngại quá đi. Tạ liên ngơ ngác, hỏi, lúc trước lúc trước sao vậy? Phong sư nói, lúc trước chẳng phải các huynh gặp một trận bão cát trong sa mạc sao? Tạ Liên nhớ lại còn phản phất cảm thấy miệng mồm đầy cát, nói, phải. Phong sư nói, là ta nổi lên đó. Phong sư ung dung nói, ý định ban đầu của việc nổi bão cát là ngăn cản các huynh đến gần nước bán nguyệt, nào ngờ các huynh chẳng bị cuốn đi mà còn nghiêng trái ngã phải tìm đến được nữa chứ. Tạ Liên càng nghe càng cảm thấy không ổn nổi bảo các ngăn cản bọn họ đến cửa ái bán nguyệt việc này lại bỗng dưng xảy ra có ý gì đây nhưng tạm thời y vẫn án binh bất động không trả lời câu nào để nghe đối phương nói sao đã dừng một lát phong sư nói tiếp nhưng mà chuyện này thái tử điện hạ huynh đừng lo nữa thì hơn tạ liên nhìn bán nguyệt cuộn mình nằm dưới đất trong lòng chật hiện dự cảm không lành ban đầu y lo rằng nếu chuyện này chọc lên thượng thiên đình chúng thần quan tùy tiện tăng giảm vài nét bút thay đổi nguyên do thế là biến thành tiểu bùi vô tội bán nguyệt gánh tội thay bây giờ nửa đường bỗng dưng xuất hiện một vị phong sư bảo y đừng lo chuyện này thế chẳng phải càng giống muốn bao che cho tiểu bùi sao tạ liên bình tĩnh bước lên trước một bước chắn trước người bán nguyệt dịu giọng nói nhưng chuyện này ta đã lo xong rồi bây giờ mới nói không cho ta lo cũng không bằng thừa huống chi tiểu bùi tướng quân còn chút chuyện chưa giải thích rõ ràng mà chú ý đến động tác của y Phong sư cười một tiếng, nói, "Huynh có thể yên tâm. Quốc sư Bán Nguyệt, huynh có thể đưa đi trước." Điều này trái lại nằm ngoài dự tính của Tạ Liên. Y ngẩn ra, phong sư lại nói tiếp, "Đầu đuôi ngọn nguồn của mọi chuyện, khi nãy chúng ta đứng bên trên cũng nghe cả rồi." Tuy Quốc sư Bán Nguyệt này đã đạt cấp hung, nhưng lúc ta đi dạo trong thành, thấy nàng nhốt binh sĩ Bán Nguyệt vào trận pháp mà mình thiết lập, còn thấy nàng thả những người phàm bị binh sĩ bắt, chẳng những không hại mà còn cứu người người mà ta muốn mang đi chỉ có tiểu bùi tướng quân và khắc ma huynh không cần lo ta kéo ai gánh tội thay nếu đối phương đã nói thẳng như thế tạ liên cũng yên tâm nói một tiếng hổ thẹn phong sư lại nói huynh lo lắng như vậy cũng bình thường thôi mà có vẻ không thể chịu được việc ở đây thêm một giây nào nữa nữ đạo sĩ áo đen đứng bên cạnh nói nói xong chưa nói xong thì đi thôi phong sư nói to xí ngươi gấp cái gì ngươi càng gấp Ta càng nói nhiều đó, nói thì nói vậy, lúc quay đầu nàng vẫn mỉm cười, lấy một chiếc quạt giấy bên hông ra, nói, "Thái tử điện hạ, nếu không còn chuyện gì khác, chúng ta gặp lại trên thượng thiên đình nhé." Tạ Liên gật đầu, phong sư bèn mở quạt giấy ra, chỉ thấy mặt trước chiếc quạt viết một chữ phong nằm ngang, mặt sau vẽ ba luồng gió mát. Nhìn cũng đoán được đây chính là pháp khí của phong thần quan, phong sư quạt trước ba cái, quạt ngược ba cái, trong lúc bất chợt đất bằng lại nổi một trận gió to, gió thổi đất đá bay mù trời mờ cả mắt. Tạ Liên nâng tay áo trắng gió, chờ khi trận gió qua đi, hai cô gái và Bùi Túc, Khắc Ma đều biến mất, chỉ còn lại Tạ Liên, Tam Lan, Nam Phong cùng với Bán Nguyệt ngủ mê man. Tạ Liên thả tay áo xuống, vẫn còn chút ngơ ngác, hỏi tình huống gì thế này. Tam Lan thông thả đi tới, nói tình huống rất tốt. Tạ Liên nhìn hắn, hỏi rất tốt à? Tam Lan nói rất tốt phong sư bảo huynh đừng lo là đang giúp huynh đấy nam phong cũng đi tới nói đúng vậy việc này huynh đã lo nhiều lắm rồi tiếp theo chỉ còn tìm đế quân cáo trạng thôi chuyện cáo trạng huynh đừng xen vào nữa tạ liên đã hiểu nói bởi vì bùi tướng quân sao nam phong nói không sai lần này huynh xem như đắc tội bùi tướng quân triệt để rồi tạ liên cười nói dù sao cũng đã lường trước ít nhất sẽ đắc tội một vị về phần rốt cuộc đắc tội vị nào, hình như cũng không quan trọng lắm. Nam Phong nhíu mày, huynh đừng tưởng ta nói đùa, ngoài trừ thần võ điện, điện võ thần có thế lực lớn nhất chính là Minh Quang Điện. Bùi tướng quân rất coi trọng tiểu bùi, xưa nay vẫn muốn bùi túc đá quyền nhất chân xuống, chắc chắn sẽ kiếm chuyện với huynh. Tạ Liên hỏi, quyền nhất chân chính là võ thần phía Tây mà ngươi nói sao? Nam Phong đáp, chính là hắn. Quyền nhất chân cũng là người mới, thời gian phi thăng rất gần bùi túc, tuổi còn trẻ, tính tình hơi nhưng cũng lợi hại lắm. Bùi tướng quân cố tình bảo bùi túc dành hết tín đồ của hắn ở phía Tây, bùi túc cũng rất tài giỏi, mấy năm gần đây làm việc suôn sẻ, nào ngờ huynh vạch ra vụ này, e rằng bùi túc sẽ rắc rối to, chẳng biết có bị gián chức không. Ngộ nhỡ hắn bị gián chức, huynh cũng sẽ gặp rắc rối cho mà xem. Tạ liên xoa xoa ấn đường, âm thầm quyết định, sau này ăn cơm uống nước đi đường phải cẩn thận hơn một chút tam lan lại không đồng ý nói không cần phải lo gã bùi minh này rất kiêu ngạo không dở trò đâm lén đâu nam phong nhìn hắn một cái nói đúng vậy bùi tướng quân sẽ không dở trò đâm lén với huynh nhưng bản thân huynh vẫn nên cẩn thận một chút tạ liên nói vậy phong sư thì sao phong sư bảo ta đừng xen vào tức là nàng chịu trách nhiệm đi cáo trạng nói thế khác nào đổi thành nàng đắc tội bùi tướng quân thôi đừng chúng ta gọi nàng trở lại thì hơn nam phong ngươi có biết khẩu lệnh thông linh của phong sư đại nhân là gì không nam phong lại nói huynh không cần lo cho phong sư bùi tướng quân dám đụng vào huynh chứ không đụng vào nàng đâu tuy tuổi tác của nàng nhỏ hơn huynh nhưng nàng hòa đồng tốt hơn huynh nhiều tạ liên im lặng không phải vì bị tổn thương mà là đang nghĩ thầm chẳng lẽ trong thượng thiên đình còn ai hòa đồng tệ hơn mình sao làm gì có tam lan lại cười nói phong sư có người chống lưng tất nhiên sẽ hòa đồng tốt rồi tạ liên hỏi để nói nữ đạo sĩ áo đen bên cạnh nạn hả tam lan nói không phải nhưng người mặc áo đen hẳn là một vị trong ngũ sư phong thủy vũ địa lôi không khuyến khích đắc tội phong gió thủy nước vũ mưa địa đất lôi sấm sét phong sư có thể nổi gió lốc trên đất bằng hiển nhiên pháp lực cao cường còn nữ đạo sĩ áo đen rõ ràng hơn hẳn một bậc nhớ lại ánh mắt nàng ta nhìn Tam Lan, tạ liên cứ cảm thấy nàng ta có vẻ đã phát hiện được gì đó, y có cảm giác không ổn lắm, bèn nói, ta đồng ý với đệ. Có điều còn một câu tạ liên cảm thấy mình không cần nói ra, chỉ nhủ thầm, có người chống lưng chưa chắc hòa đồng tốt nha, phải biết rằng, năm xưa người chống lưng cho Thái tử Tiên Lạc chính là đệ nhất võ thần của ba giới trong ngàn năm qua, quân ngô, nhưng y cũng có hòa đồng được đâu. Tạ Liên nhặt chiếc mũ rơi dưới đất lên, phủi phủi thấy không bị dẹp mới thở phào nhẹ nhõm, đeo nó lên lại, quan sát Nam Phong một lát rồi nói, chắc không phải ngươi bị hai vị đại nhân kia đuổi đánh suốt một đường đâu nhỉ. Nam Phong đen mặt nói, đúng thế. Đánh suốt một đường. Tạ Liên vỗ vỗ vai Nam Phong, nói, cực thân ngươi rồi, dứt lời chợt nhớ còn một người cũng cực khổ lắm, bèn quay đầu hỏi, phù giao đâu? Nam Phong nói, không phải tên đó đang trong chừng những người trúng độc sao? Ý nói, từ lúc bọn họ bị trận gió to cuốn lên thì không nhìn thấy phù dao nữa thật ra kể từ khi a chiêu hiện thân tạ liên không còn phát hiện được phù dao nếu phù dao không chạy từ lúc đó thì là lúc trận gió to nổi lên phù dao có đầy đủ khả năng tự bảo vệ mình tạ liên cũng không quá lo lắng cho cậu ta nhưng vừa nghe nam phong nhắc đến trúng độc một câu đánh thức người trong mộng hai người đồng loạt kêu lên có thiện nguyệt tam lang nói đừng gấp trời vừa sáng thôi nhưng mà chuyện cứu mạng người làm sao không gấp được. Cho dù còn lâu mới tới 12 canh giờ, ai biết dọc đường có xảy ra chuyện gì không? Tạ Liên cũng không còn tâm sức quan tâm phù giao nữa, y cổng bán nguyệt dưới đất trên lưng, lao nhanh về phía hoàng cung. Đến hoàng cung, sau khi thả bán nguyệt xuống, Tạ Liên đi tới ngắt vài nắm cỏ thiện nguyệt lớn. Gương mặt chôn dưới đất kia vẫn còn nằm trên đất, chẳng có gì ngoài một đống xương trắng và một gương mặt máu thịt bét nhè. Nếu là trước đây, có lẽ tạ liên sẽ tiện tay đào cái hố chôn lão, nhưng thứ nhất đang vội cứu người, thứ hai, lão ta đã bị chôn dưới đất hơn 50 năm, chắc không bao giờ muốn quay lại nữa đâu. Tuy nhiên, hai cốt của thương nhân kia lại chẳng thấy đâu, tạ liên ngừng tay, đang cảm thấy kỳ lạ, chợt thấy tam lan nhặt một chiếc bình gốm nhỏ đi ra từ cung điện. Thấy thế, tạ liên nói, tam lan giỏi lắm, cảm ơn đệ. Những vật không phải người đều có thể nuôi trong bình gốm, hiện tại bán nguyệt đang suy yếu, gọi mãi cũng không tỉnh tạ liên bèn thu nhỏ cô bé lại cho vào bình gốm ngắt cỏ xong cuối cùng mọi người vội vàng quay trở về lúc này đã qua bốn canh giờ kể từ lúc bọn họ gặp phải rắn đuôi bò cạp đến nơi phù giao vẽ vòng tròn các thương nhân vẫn còn ngoan ngoãn ngồi chờ bên trong không dám ra ngoài đi lung tung ông lão kia uống thuốc mà nam phong đưa tình trạng vết thương được khống chế khá tốt cộng thêm dùng cỏ thiện nguyệt uống trong đắp ngoài nghỉ ngơi một thời gian ngắn đã đi lại được chỉ là tạ liên cảm thấy mình không cần nói cho ông lão biết phân bón của cỏ thiện nguyệt là cái gì qua một hồi mọi người bình tĩnh lại bắt đầu đua nhau sốt sắng hỏi sao nhóm thiên sinh còn chưa trở lại lúc nãy tạ liên vội và ngắt thảo dược không kịp để ý nhóm thiên sinh đang nghĩ có nên dứt khoát quay lại tìm không chợt nghe một giọng thiếu niên hô to ca ca thúc thúc bá bá càng chạy càng gần tạ liên vừa quay đầu lại quả nhiên đúng là thiên sinh thiếu niên kia cầm một nắm cỏ thiện nguyệt lớn trong tay theo sau là hai thương nhân ai cũng thở hổn hển hỏi ra mới biết thì ra phía trên hố tội nhân bán nguyệt quét một đám binh sĩ xuống dưới rồi bắt nhóm người thiên sinh đi ban đầu nhóm người thiên sinh sợ chết khiếp ngờ đâu bán nguyệt dẫn bọn họ xuống dưới chỉ đường rồi thả bọn họ đi bọn họ sống sót trở ra hối hả ngắt cỏ thiện nguyệt chôn thi thể của thương nhân kia rồi liều mạng chạy về nhưng so ra vẫn chậm hơn nhóm tạ liên một chút nói tóm lại sau khi hộ tống đội buôn này qua khỏi sa mạc cuối cùng sự việc mới xem như đi đến hồi kết có điều nghe lúc sắp chia tay thiên sinh lén lút chạy đến tìm tạ liên mập mờ hỏi ca ca ta hỏi huynh một vấn đề nha tạ liên nói ngươi hỏi đi thiên sinh nói thật ra huynh là thần tiên phải không tạ liên hơi ngạc nhiên bởi vì trước đây có dạo y thường lớn tiếng hô to với người khác Nói ta là thần tiên, ta là thái tử điện hạ mà chẳng ai thèm tin. Lần này y còn chưa mở miệng, đối phương đã hỏi y có phải là thần tiên không, quả thật khiến y hơi bất ngờ. Thiên Sinh vội nói, "Ta thấy huynh sử dụng pháp thuật nha. Huynh yên tâm, ta sẽ không nói với người khác đâu." Tạ Liên nhũ thầm, "Nói sao nhỉ, người có nói cũng chẳng ai tin." Thiên Sinh nói, "Lần này may nhờ có huynh, nếu không ta đã bị đám binh sĩ ma quỷ đen thui kia đá xuống hố rồi." khi nào về ta sẽ xây cái miếu cho huynh chỉ thờ riêng mình huynh thấy cậu ta vỗ vỗ ngực làm dấu to vậy nè to vậy nè tạ liên buồn cười vui vẻ nói vậy cảm ơn ngươi nhiều dù rằng cậu nhóc hoàn toàn không rõ xây miếu là việc trọng đại cỡ nào song nhận được lời hứa hẹn như thế bất luận có thực hiện được hay không tạ liên cũng rất hứng khởi y phất tay một cái đi về hướng khác nam phong phát động thuật trúc ngàn dặm đất đưa bọn họ về bồ tề quán mở cửa, tạ liên lấy chiếu ra, trải dưới đất, sau đó nằm lên chiếu hệt như một cái xác, động tác liền mạch lưu loát. Tam Lan cũng ngồi xuống bên cạnh, chống cầm nhìn y, tạ liên thở dài, hỏi, chúng ta đi mấy ngày rồi? Tam Lan nói, chắc tầm ba bốn ngày. Tạ liên lại thở dài, ba bốn ngày thôi mà sao mệt dữ vậy ta? Kể từ sau phi thăng, y thường xuyên mệt như con chó, đây thật sự không phải là ảo giác. Thở dài xong, y ngẩng đầu hỏi, ta, nam phong sao ngươi còn chưa về báo tin nam phong nói báo tin gì tạ liên nói ngươi không phải là thần quan của nam dương điện sao đi một phát ba bốn ngày tướng quân nhà ngươi không tìm ngươi à nam phong nói hiện giờ tướng quân nhà ta không có ở trong điện không để ý ta đâu tạ liên bò dậy nói ừ ngươi ở lại cũng tốt nam phong hỏi huynh muốn làm gì tạ liên ôn hòa nói ta nấu cơm cho ngươi ăn đãi ngươi một bữa. Nghe vậy, Nam Phong lập tức biến sắc, sau đó giơ tay lên, khép hai ngón đặt bên huyệt Thái Dương như thể nhận được thông linh của ai. Đoạn đứng dậy nói, trong điện có việc, ta đi trước. Tạ Liên nâng tay, nói, ơ, ờ, Nam Phong, đừng đi mà, sao có việc đột ngột vậy? Lần này thật sự cực thân ngươi. Nam Phong quát, có việc thật đó. Thấy Nam Phong lao ra khỏi cửa, Tạ Liên lại ngồi xuống chiếu, nói với Tam Lan, xem ra cậu ta không đói bụng. Tam Lan còn chưa trả lời, chỉ nghe rầm một tiếng, Nam Phong lại lao trở về, chặn ở cửa, nói, hai người các ngươi. Tạ Liên và Tam Lan sống vai ngồi trên chiếu, ngẩng đầu nhìn Nam Phong, hỏi, hai người chúng ta thế nào? Nam Phong chỉ chỉ Tam Lan, rồi chỉ chỉ Tạ Liên, nghẹn hồi lâu mới nói, ta sẽ còn quay lại. Tạ Liên nói, hoan nghênh, hoan nghênh. Nam Phong nhìn lướt qua Tam Lan lần nữa rồi đóng cửa bỏ đi. Tạ Liên khoanh tay, bắt chước tam lan, nghiêng đầu nói, xem ra thật sự có việc. Y lại đưa mắt nhìn thiếu niên bên cạnh, cười tủm tỉm hỏi, cậu ta không đói, vậy còn đệ. Tam lan cũng cười tủm tỉm, ta đói rồi. Tạ liên mỉm cười, đoạn đứng dậy, xoay người tiện tay dọn dẹp bàn thờ, nói, được rồi. Vậy, để muốn ăn chút gì không, hoa thành. Phía sau im lặng dây lát, tiếp theo, một tiếng cười khẽ truyền đến. So ra thì, ta vẫn thích xưng hô tam lang hơn nhớ đăng ký kênh f 5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha tạ liên vẫn không quay đầu lại hỏi huyết vũ thám hoa hoa thành đáp thái tử điện hạ tạ liên xoay người lại mỉm cười nói lần đầu tiên nghe đệ gọi ta như vậy đó thiếu niên áo đỏ ngồi trên chiếu chống một chân lên hỏi cảm giác thế nào tạ liên ngẫm nghĩ một lát cuối cùng vẫn không hỏi hắn sao sau này để không gọi ta là ca ca nữa chỉ nói cũng tạm cũng tạm y nói tiếp hôm đó ở núi giữ quân tân lan dắt ta đi là đề phải không ý cười bên khóe miệng hoa thành càng sâu hơn bấy giờ tạ liên mới nhận ra hình như câu này mang nghĩa khác y vội vàng sửa lời sau đó nói một cách nghiêm trang ý ta là người đóng giả tân lan dắt ta đi ở núi giữ quân là đề phải không hoa thành lại nói ta không có đóng giả tân lan nếu thật sự phải nói thế thì cũng đúng lúc đó thiếu niên nọ không có nói mình là tân lan hay gì cả chỉ dừng trước cửa kiệu hoa sau đó chìa tay ra là bản thân tạ liên đi theo hắn tạ liên nói được rồi vậy tại sao lúc đó đệ lại xuất hiện hoa thành nói câu hỏi này đáp án chỉ có hai mà thôi một ta cố tình nhằm về phía thái tử điền hạ mà đến hai đi ngang qua rảnh quá huynh cảm thấy cái nào đáng tin hơn tính thử số ngày đối phương hao phí bên cạnh mình, tạ liên nhủ thầm, cái nào đáng tin hơn thì không dám nói, nhưng để có vẻ rảnh thật đó. Tạ liên dùng tay trái nâng khuỷu tay phải, tay phải nâng cầm lên, ánh mắt đảo quanh người hoa thành, gật gù nói, đệ, không giống trong truyền thuyết lắm. Hoa thành đổi tư thế, vẫn dùng tay chống má, nhìn tạ liên chầm chầm, hỏi, ô, vậy làm sao huynh biết được ta là ta? Trong đầu tạ liên toàn là hình ảnh tán dù dưới mưa máu, dây bạc vang len keng giáp cổ tay lạnh như băng nghĩ thầm đệ có thật lòng muốn giấu đâu nhưng lời đến bên miệng chẳng hiểu sao lại thay đổi y nghiêm túc nói đệ mặc một thân áo đỏ lại có vẻ biết tất tần tật gì cũng làm được chẳng sợ chi hết thăm dò kiểu nào cũng không lộ sơ hở tất nhiên đã đạt cảnh giới tuyệt trở lên nếu nói như thế ngoại trừ vị huyết vũ thám hoa mà chúng thần tiên nhắc đến là biến sắc hình như không nghĩ ra được người nào khác nữa hoa thành cười nói Huynh nói nhiều vậy, ta có thể xem như Huynh đang khen ta không? Tạ Liên nghĩ thầm, lẽ nào đệ không nghe ra vốn dĩ là thế à? Hoa Thành nói tiếp, nếu đã nói nhiều vậy, sao Thái tử Điện Hạ không hỏi ta tiếp cận Huynh với mục đích gì? Tạ Liên nói, nếu đệ không muốn nói, ta hỏi thì đệ có nói cho ta biết không? Hoa Thành nói, vậy Huynh có thể đuổi ta đi mà. Tạ Liên nở nụ cười, đệ thần thông quảng đại như thế, cho dù bây giờ ta đuổi đệ đi, nếu đệ thật sự muốn làm gì đó, đệ lại chẳng đổi một tấm da khác trở lại à. Hai người bèn nhìn nhau cười, đúng vào lúc này, một loạt tiếng lăng lông lốc bỗng phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi trong bộ tề quán. Hai người nhìn theo hướng phát ra âm thanh, không có một ai, chỉ có một chiếc bình gốm nhỏ màu đen lăn dưới đất. Đó là chiếc bình gốm nhỏ nuôi bán nguyệt, lẽ ra nó được tạ liên tiện tay đặt bên chiếu, nhưng chẳng biết tự ngã xuống từ bao giờ, lăn vèo tới cửa, Bị cánh cửa gỗ mà Hoa Thành làm chặn lại, thế là Tông từng cái một vào cửa. Sợ nó cứ thế tông vỡ chính mình, Tạ Liên bèn đi tới mở cửa. Chiếc bình gốm nhỏ lập tức lăn một mạch lên bãi cỏ ngoài cửa. Tạ Liên đi theo sau nó, chiếc bình gốm nhỏ đó lăn đến một mảnh cỏ rồi dừng đứng lên. Rõ ràng chỉ là một chiếc bình, nhưng lại tạo cho người ta ảo giác nó đang nhìn ngắm sau trời. Hoa Thành cũng đi ra khỏi bồ tề quán, Tạ Liên nói với chiếc bình gốm, "Bán nguyệt" Mùi đã tỉnh chưa? May mà lúc bọn họ trở về từ sa mạc đã là đêm khuya, nếu không để người ta nhìn thấy Tạ Liên nửa đêm nửa hôm đứng ở ngoài hỏi một chiếc bình mùi sao rồi, ác hẳn sẽ lại hết hồn cho xem. Hồi lâu sau, trong chiếc bình nhỏ phát ra giọng nói ủ rũ của một thiếu nữ, Hoa Tướng Quân. Tạ Liên ngồi xuống bên cạnh nó, nói, bán nguyệt, mùi ra đây ngắm sao hả? Mùi muốn ra ngắm không? Hoa Thành đứng một bên, tựa vào một thân cây, nói nàng vừa rời khỏi thành bán nguyệt, vẫn nên ở bên trong một thời gian thì tốt hơn. Nghe ý kiến mà Hoa Thành đề xuất, Tạ Liên cảm thấy rất chí lý, dù gì trước đó bán nguyệt đã sống tại nước bán nguyệt 200 năm, đột nhiên đổi sang chỗ khác, sợ rằng khó mà thích ứng, y nói, vậy mùi cứ ở trong đó thêm một thời gian đi, bồi dưỡng cho tốt vào. Đây là nơi ta tu hành, mùi không cần lo những chuyện khác, nào là tướng quân, binh sĩ, không cần lo nữa. Chiếc bình lắc lư mấy cái, không biết muốn biểu đạt điều gì. Dừng một lát, tạ liên cảm thấy mình vẫn nên nói cho nàng biết tình hình. Cân nhắc một hồi, y mở miệng, bán nguyệt, thật ra không phải rắn của mùi không nghe lời, là tiểu bùi tướng quân học lén cách mùi điều khiển rắn. Những người đó không phải bị rắn của mùi cắn. Bán nguyệt trầu rỉ nói, hoa tướng quân, lúc đó tuy mùi không thể nhúc nhích, nhưng mùi nghe được mà. Nghe vậy, tạ liên sửng sốt, nhờ thế mới biết thì ra lúc đó bùi túc chỉ phong bế khả năng hành động của bán nguyệt chứ không phong bế tri giác của nàng tạ liên nói vậy tốt suy nghĩ một hồi y nói tiếp sở dĩ tiểu bùi tướng quân làm như vậy có lẽ vì không đành lòng nhìn binh sĩ bán nguyệt chịu khổ muốn cho bọn họ sự giải thoát tiếc rằng dùng sai cách rồi chiếc bình lung la lung lay nói hoa tướng quân bùi túc ca ca sẽ ra sao tạ liên vuốt tay áo nói ta không biết nữa có điều làm sai thì phải chịu một ít trừng phạt. Im lặng một lát, chiếc bình lại lắc lư mấy cái, lần này cuối cùng tạ liên đã nhìn hiểu, thì ra nó lắc lư như vậy là đang gật đầu. Bán Nguyệt nói, tuy khắc ma cứ luôn miệng mắng huynh ấy, nhưng thật ra bùi túc ca ca không có xấu vậy đâu. Tạ liên nói, vậy sao? Bán Nguyệt nói, ừm. Bán Nguyệt từ nhỏ tính tình lầm lì, chịu hết bài xích của trẻ em cùng lứa, chỉ chơi thân với vài thiếu niên trung nguyên, mà xét việc Bùi Túc chỉ có 2.000 binh sĩ đã bị phái đi đánh quốc thành, hẳn là cũng ăn chút quả đắng trong quân đội, hai người này thoạt nhìn đều khó gần, cảm giác không lạnh lùng thì cũng ủ ê buồn tẻ, đại khái cũng có điểm tương tự. Tạ Liên cũng không biết nên nói gì, dây lát, nói, phải rồi, bán nguyệt, hoa tạ là tên giả, ta cũng không còn làm tướng quân từ lâu, mùi không cần gọi ta là hoa tướng quân nữa. Quốc thành chắc là thành của quốc gia. Bán Nguyệt nói, vậy mùi nên gọi huynh thế nào đây cũng là một vấn đề nếu bán nguyệt cũng trịnh trọng gọi y là thái tử điện hạ cứ thấy kỳ cục thế nào ấy vốn dĩ tạ liên cũng chẳng để ý chuyện xưng hô chỉ là muốn mở đề tài mới thôi bèn nói hay là tùy mùi đi tiếp tục gọi hoa tướng quân cũng được chỉ là ở đây thật sự có một vị họ hoa gọi thế có lẽ sẽ hơi loạn nhưng nghĩ sang hướng khác lại nghĩ tới việc hoa tạ tất nhiên là tên giả lấy chữ đầu của hoa quan võ thần làm họ còn hoa thành làm sao không phải là tên giả cho được tên giả mà hai người chọn vừa khéo cùng một họ cũng thú vị quá chứ lúc này lại nghe bán nguyệt nói xin lỗi hoa tướng quân tạ liên quay đầu nói bằng giọng có phần sầu não bán nguyệt sao mùi cứ xin lỗi ta mãi vậy chắc tướng mạo của y chưa đến mức khiến người ta nhìn một cái là thấy có lỗi chứ bán nguyệt trút trong bình nói mùi muốn cứu vớt chúng sinh Tạ Liên. Bán Nguyệt nói: "Hoa tướng quân, lúc trước huynh nói như vậy mà." Tạ Liên. Y vội vàng nói: "Khoan đã." "Khoan đã." Nghe y kêu to, Bán Nguyệt ở trong bình có vẻ sửng sốt, hỏi: "Cái gì?" Tạ Liên nhìn Hoa Thành khoanh tay đứng dưới gốc cây gần đó, nói nhỏ: "Hồi đó ta nói thế thật à?" Câu này rõ ràng là câu cửa miệng yêu thích nhất của y năm mười mấy tuổi, trong mấy trăm năm sau này hẳn là chưa bao giờ nhắc đến ấy chứ tạ liên cảm thấy hơi khó tin. Bán Nguyệt nói tiếp, tướng quân, huynh đã nói mà. Tạ liên vẫn còn muốn giãy dụa, nói, làm gì có. Bán Nguyệt nghiêm túc nói, đã nói rồi. Có một lần, huynh hỏi mọi người, sau này lớn lên muốn làm gì, tất cả mọi người đều nói, cuối cùng huynh cũng nói một câu, mơ ước ngày xưa của ta là muốn cứu vớt chúng sinh. Thì ra là thế. Tạ liên đỡ tráng, nói, cái này, bán Nguyệt à. Mấy lời thuận miệng đó, muội nhớ rõ như thế làm gì? Bán Nguyệt ngơ ngác nói, là thuận miệng nói thôi sao? Nhưng mà hoa tướng quân, muội cảm thấy huynh nói rất nghiêm túc mà. Tạ Liên bất đắc dĩ, đành ngửa đầu nhìn trời, nói, ha ha, vậy hả, chắc vậy quá. Ta còn nói gì nữa nhỉ, ta quên hết trơn rồi. Bán Nguyệt nói, huynh còn nói, hãy làm chuyện mà mọi người cho là đúng. Nghe xong, tạ Liên nghĩ thầm, câu này rõ là vớ vẩn mà sao mình thích nói mấy câu như vậy thế mình có phải là người như thế đâu mình là người như thế sao bán nguyệt nói nhưng mà mùi không biết chuyện gì mới đúng cả nghe vậy tạ liên ngây ngẩn giọng nói rầu rĩ của bán nguyệt vang vọng trong bình hình như mùi đang làm một chuyện đúng nhưng kết quả lại là mùi mở cổng thành thả quân địch tàn sát tộc nhân của mình quốc gia của mùi không còn nữa nhưng nếu mùi không mở cổng ngay Người bán nguyệt sẽ đổ vào Trung Nguyên hại nhiều người hơn. Hoa tướng quân đối xử với muội rất tốt, lúc muội ở Trung Nguyên, trên đường thường xuyên có người ném đồ cho muội ăn. Thế nhưng Khắc Ma đối xử với muội cũng rất tốt, các binh sĩ đều nghe lời muội, muội trở về là thật lòng muốn làm quốc sư cho tốt. Vậy mà, muội chẳng những mở cổng thành hại chết bọn họ, muội còn không cho bọn họ ăn thịt người. Bọn họ không ăn thịt người sẽ vô cùng đau đớn, mà muội lại không giải thoát họ khỏi cơn đau đó được nàng nói năng không đầu không đuôi, nói loan xạ một đống, cuối cùng mù mờ hỏi, dường như bất luận mùi làm gì đi chăng nữa, kết quả đều sẽ hỏng bét. Hoa tướng quân, mùi biết mình làm không tốt, nhưng huynh có thể nói cho mùi biết, rốt cuộc mùi làm không tốt chỗ nào không? Rốt cuộc là bước nào xảy ra vấn đề? Nghe nàng hỏi vậy, tạ liên im lặng xoa gáy một hồi, cuối cùng mới mở miệng, xin lỗi mùi, bán nguyệt. Vấn đề mà mùi hỏi, lúc trước ta đã không biết bây giờ hình như cũng không biết. Bán Nguyệt buồn bã nói, hoa tướng quân, mùi cảm thấy hơn 200 năm qua, quả thật mùi không biết mình đang làm gì nữa. Nghe nàng nói thế, tạ liên càng sâu hơn, vậy ta đây chẳng phải sống uổng phí hơn 800 năm sao. Để lại một nữ quỷ bán Nguyệt ở trong bình tự ngắm sao trời, bình ổn cảm xúc, tạ liên và hoa thành quay về bồ tề quán. Đóng cửa, hoa thành nói, Bùi túc căm ghét người bán nguyệt như thế, sao lại vì không đành lòng nhìn binh sĩ bán nguyệt chịu khổ mới làm ra loại chuyện này? Tạ Liên thở dài, nói, dù sao cũng chỉ là suy đoán thôi. Về chuyện của bán nguyệt, tốt hơn nên cố gắng chọn nghe những lời đàng hoàng lọt tai một chút. Ngẫm lại, y vẫn lắc đầu, nói, nếu thật sự muốn bán nguyệt nhanh chóng được giải thoát khỏi nước bán nguyệt, rõ ràng bùi túc có thể chọn cách diệt sạch cửa ải bán nguyệt, vậy mà lại nhất quyết chọn cách dẫn người sống vào cửa ải nuôi quỷ, thật sự quá to gan. Hoa Thành lại nói, hắn không thể làm vậy. Dẫn người đi diệt phải đi từ Thiên Đình. Tạ Liên nói, đi từ Thiên Đình thì sao chứ? Hoa Thành ung dung đáp, cực kỳ không ổn. Mỗi một nhóm thần quan đi từ Thiên Đình, đi đến đâu, muốn làm gì, tất cả đều được ghi lại rõ ràng. Trời cao phái người xuống, vậy nhất định sẽ diệt sạch toàn bộ cửa ải bán nguyệt cô bé bán nguyệt của huynh cũng không ngoại lệ. Dĩ nhiên hắn sẽ chọn cách tự lấp liếm, những gì phải làm chẳng có gì ngoài rảnh rỗi dẫn vài người sống cho quỷ ăn. Nói đến đây, Hoa Thành cười một tiếng, nói, thần quan phi thăng ấy à, trong mắt bọn họ, mạng người tất nhiên không bằng con kiến rồi. Đối với câu này của Hoa Thành, tạ liên từ chối bình luận, chỉ nói, vậy thật ra hắn có thể âm thầm làm cái phân thân hạ phàm xử lý đám binh sĩ bán nguyệt này mà. Hoa Thành nói, sức mạnh của phân thân sẽ bị suy giảm. Huynh cũng thấy phân thân A Chiêu mà bùi túc hóa thành rồi đấy, đâu có giải quyết được nhiều binh sĩ bán nguyệt như thế, chỉ có nước chịu chết thôi, cùng lắm chỉ giảm bớt một đợt quán khí. Tạ Liên nhìn hắn, nhớ lúc đó Tam Lan nhảy xuống hố tội nhân rồi giết sạch binh sĩ bán nguyệt dưới đáy hố trong tích tắc, y xoay người nói, vậy phân thân của đệ cũng lợi hại quá chứ. Hoa Thành lại nhướng mày với y, nói, dĩ nhiên. Có điều, ta đây là bản tôn. Nghe vậy, tạ liên không nghĩ gì khác nữa, quay đầu kinh ngạc hỏi, hả? Để là bản tôn sao? Hoa Thành nói, nếu giả bao đổi. Muốn trách thì trách sau khi nói xong câu này, biểu cảm của Hoa Thành cứ như đang mời gọi người ta tự thân thể nghiệm vậy. Thế là, lúc tạ liên còn chưa phát giác mình đang làm gì, y đã giơ một ngón tay, chọc má Hoa Thành một cái. Chọc xong, bây giờ tạ liên mới choàng tỉnh, trong lòng liên tục nhủ thầm tiêu rồi chẳng qua y chỉ tò mò rốt cuộc tắm gia quỷ của quỷ vương cấp tuyệt có xúc cảm thế nào thôi không ngờ tay nhanh hơn não nâng tay chọc một cái quả thật dở hơi hết biết đột nhiên bị người ta chọc má dường như hoa thành cũng hơi giật mình nhưng hắn xưa giờ luôn bình tĩnh như thường sắc mặt nhanh chóng khôi phục trái lại cũng không nói gì chỉ là một bên lông mày nhướng cao hơn như thể đang chờ lời giải thích của tạ liên ý cười hiện rõ trong ánh mắt tất nhiên tạ liên không đưa ra được lời giải thích nào Y nhìn ngón tay kia của mình, lẳng lặng giấu nó đi, thuận miệng nói, được lắm, được lắm. Cuối cùng Hoa Thành bật cười ha ha, khoanh tay, nghiêng đầu hỏi, Huynh cảm thấy tấm da này của ta được lắm à? Tạ Liên nói thật lòng, quá được ấy chứ. Nhưng mà... Hoa Thành hỏi, nhưng mà cái gì? Tạ Liên nhìn chầm chầm mặt Hoa Thành, quan sát tỉ mỉ một phen. Cuối cùng, Y vẫn nói, nhưng mà, ta có thể nhìn hình dáng vốn có của đệ không? khi nãy hắn nói tấm da này vậy chứng minh tuy rằng thân xác này là bản tôn nhưng lớp ngoài không phải là tướng mạo vốn có dáng dấp thiếu niên này không phải là dung mạo thật của hắn lần này hoa thành lại không trả lời ngay hắn thả cánh tay xuống không biết có phải gặp ảo giác hay không tạ liên cứ cảm thấy ánh mắt của hắn có phần ảm đạm trong lòng không khỏi thấp thỏm chỉ cần không khí ngưng tụ một giây này tạ liên đã biết câu vừa rồi chắc chắn hỏi không phù hợp tuy rằng mấy ngày qua hai người chung đụng cũng khá vui vẻ nhưng nếu hoa thành chưa để lộ dung mạo thật sau khi nói rõ thân phận cũng không cởi bỏ lớp ngoài này vậy tất nhiên có lý do khác không thể nói với người ngoài chẳng đợi hoa thành trả lời tạ liên đã cười nói ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi đừng để bụng quá hoa thành nhắm mắt lại lát sau mỉm cười nói mai này có cơ hội sẽ cho huynh nhìn nếu người khác nói như vậy hiển nhiên chỉ là thuận miệng nói cho có lệ mai này có cơ hội chẳng khác nào đừng nghĩ nữa quên nó đi nhưng nếu hoa thành đã nói thế tạ liên cảm thấy hắn nói mai này tức là mai này nhất định sẽ làm được khiến y không khỏi nổi vài phần hứng thú cười nói ừ vậy chờ khi nào để cảm thấy được thì cho ta nhìn nhé bây giờ nghỉ ngơi trước đi lăn qua lộn lại đến hơn nửa đêm tạ liên đã sớm quăng bén ý định nấu cơm ra sau đầu lại nằm dài xuống chiếu hoa thành cũng nằm xuống theo chẳng ai xoắn suýt vì sao sau khi đôi bên tự làm rõ thân phận, một thần quan và một con quỷ vẫn còn có thể nằm chung trên một tấm chiếu rách, đùa cợt tán dốc. Trên chiếu không có gối, hoa thành gối lên cánh tay của mình, tạ liên cũng bắt chước hắn gối đầu lên cánh tay, thuận miệng hỏi, bên quỷ giới của các đệ coi bộ rảnh rỗi quá ha, không cần báo cáo trình diện à. Hoa thành không chỉ gối đầu lên cánh tay mà còn cong chân lên, nói, báo cáo trình diện gì? Chúng ta mạnh ai nấy làm, không ai xen vào chuyện của ai. Thì ra quỷ giới là một đám cô hồn giả quỷ hỗn loạn vô tổ chức. Tạ Liên cũng không thấy lạ, nói, thì ra là thế, ta còn tưởng quỷ giới cũng thống nhất làm việc như thượng thiên đình chứ. Nói vậy, để từng gặp những quỷ vương khác chưa? Hoa Thành nói, gặp rồi. Tạ Liên hỏi, gặp cả Thanh Quỷ Thích Dung luôn à? Hoa Thành nói, huynh nói cái thứ vô dụng phẩm vị thấp kém đó hả? Tạ Liên nghĩ thầm, Câu này biết đáp sao đây Cũng may không cần y đáp Hoa Thành nói tiếp Từng chào hỏi rồi Gã chạy mất Trực giác nói cho tạ liên biết Chào hỏi này chắc chắn không phải là chào hỏi bình thường Quả nhiên Hoa Thành khoan thai nói Sau đó Tiền thể nhận được lời bình huyết vũ thám hoa Thì ra trước đó hắn nói bưng ổ của một con quỷ khác Chính là thanh quỷ thích dung Còn chào hỏi mang nghĩa là máu rửa Tạ liên nghĩ thầm chào hỏi kiểu này quả thật không bình thường Y sờ sờ cầm, nói, thành quỷ thích dung có hiềm khích với đệ à? Hoa thành nói, có. Chướng mắt gã. Tạ liên dở khóc dở cười, tự nhủ chẳng lẽ một mình để đấu với 33 thần quan cũng là vì chướng mắt bọn họ sao? Cuối cùng y vẫn không hỏi, chỉ nói, trên thượng thiên đình có thần quan chê hắn phẩm vị thấp kém, còn nói quỷ giới cũng ghét hắn, lẽ nào là thật sao? Hoa thành nói, là thật. Hắc thủy cũng ghét hắn lắm. Tạ liên hỏi, Hắc thủy là ai? sau đó mới kịp phản ứng, nói, là vị hắc thủy trầm chu kia hả? Hoa Thành đáp, đúng rồi, hay còn gọi là hắc thủy huyền quỷ nữa. Huyền quỷ quỷ đen. Tạ Liên nhớ vị hắc thủy huyền quỷ kia cũng là tuyệt, còn thanh quỷ thích dung chỉ gần tuyệt mà thôi. Y thích thú hỏi, để với vị huyền quỷ này thân lắm à? Hoa Thành nói bằng giọng biến nhát, không thân. Ta vốn chẳng thân với mấy ai ở quỷ giới. Tạ Liên có hơi kinh ngạc, hỏi, thế hả ta còn tưởng đệ có nhiều thuộc hạ lắm chứ vậy chắc định nghĩa thân của chúng ta hơi khác nhau rồi hoa thành nhướng mày đúng vậy ở quỷ giới nếu không phải tuyệt thì không có tư cách nói chuyện với ta đâu câu nói này nghe hết sức ngạo mạn nhưng lại được hắn nói một cách hùng hồn thẳng thắn như thể là chuyện đương nhiên tạ liên mỉm cười nói không quen mà đệ cũng biết hết quỷ giới các đệ tốt đấy chứ nhìn chung cũng được mấy người nổi tiếng không giống thiên giới thần quan trên thượng thiên định cũng không nhớ nổi nhóm chờ phi thăng ở trung thiên định phải nói là mênh mông như biển cả nhưng không nhớ tên người ta hết lần này đến lần khác khó tránh sẽ đắc tội người ta tán gẫu chốc lát sợ đề tài đi sâu vào chỗ nhạy cảm tạ liên không nói về sự khác biệt giữa hai giới nữa y nhìn một cửa gỗ đóng chặt nói con bé bán nguyệt này không biết chừng nào mới về đây nghĩ đến câu ta muốn cứu vớt chúng sinh mang tính tuyên truyền giác ngộ khi nãy trong đầu y xuất hiện thật nhiều hình ảnh rối loạn lại bị y cố ém xuống dưới bấy giờ chợt nghe hoa thành nói câu đó không tệ chút nào tạ liên nói câu gì hoa thành ung dung đáp ta muốn cứu vớt chúng sinh tạ liên như bị thụi mạnh một cú y xoay người cùng mình thành con tôm thật sự muốn dùng hai tay che mặt thêm hai tay nữa bịt tai lại sau đó thở dài tam lang à hoa thành có vẻ nhích lại gần hơn nằm sau lưng y nghiêm túc hỏi Hả? Câu này có vấn đề gì à?" Hắn một mực truy hỏi, Tạ Liên không lay chuyển được, đành phải lật người lại, nói bằng giọng bất đắc dĩ, ngốc quá trời. Hoa Thành lại nói, "Sợ cái gì? Dám nói đến chúng sinh, bất luận là muốn cứu vớt chúng sinh hay muốn giết sạch chúng sinh, ta đều bội phục từ tận đáy lòng. Cái trước khó khăn hơn cái sau, tất nhiên ta càng bội phục hơn." Tạ Liên không biết nên khóc hay nên cười, lắc đầu nói, "Dám nói thì phải dám làm." mà còn phải làm được nữa kìa. Y che hai mắt, nằm ngửa ra, nói, đây, được rồi, thật ra cũng không có gì, mấy lời bán nguyệt nói còn đỡ đấy. Hồi ta còn nhỏ tuổi, mấy lời ngốc hơn thế cũng nói rồi. Hoa Thành cười hỏi, ồ, lời gì vậy, nói ta nghe thử đi. Ngơ ngẩn chốc lát, tạ liên vừa hồi tưởng vừa mỉm cười nói, thật nhiều năm về trước, có một người từng nói với ta rằng mình sống không nổi nữa, hỏi ta rốt cuộc mình sống vì cái gì, Sống còn ý nghĩa gì?" Y nhìn Hoa Thành, hỏi, "Để biết ta trả lời thế nào không?" Không biết có phải do ảo giác hay không, dường như trong mắt Hoa Thành có ánh sáng nhạt chớp lóe. Hắn nhẹ giọng hỏi, "Trả lời thế nào?" Tạ Liên nói, "Ta nói với người đó, nếu không biết phải sống tiếp như thế nào, vậy sống tiếp vì ta đi." Nếu đệ không biết mình sống tiếp có ý nghĩa gì, vậy hãy tạm thời xem ta như ý nghĩa để đệ sống tiếp, xem ta như cột trụ chống đỡ cho đệ sống tiếp đi ha ha. Tạ Liên vừa hồi tưởng vừa kể, bỗng nhiên nhìn không được bật cười, lắc đầu nói, đến giờ ta vẫn không hiểu, rốt cuộc lúc đó mình nghĩ gì vậy chứ? Sao lại đủ can đảm thốt nên những lời như trở thành ý nghĩa sống của người khác? Hoa Thành không trả lời. Tạ Liên tiếp tục nói, đúng là chỉ có lúc đó mới nói được lời như thế. Lúc đó ta thật sự cho rằng mình gì cũng làm được, chẳng sợ chi hết. Bây giờ để bảo ta nói mấy câu này, ta hết nói ra miệng được rồi y chậm rãi nói ta không biết sau này người đó như thế nào trở thành ý nghĩa sinh tồn của người nào đó đã là trách nhiệm nặng nề lắm rồi huống chi là cứu vớt chúng sinh trong bồ tề quán im lặng hồi lâu lát sau hoa thành bình thản nói mấy chuyện như cứu vớt chúng sinh cũng không có gì đâu có điều tuy dũng cảm thật nhưng lại rất ngu xuẩn tạ liên đồng ý đúng rồi tuy nhiên hoa thành lại nói một thêm câu tuy ngu xuẩn thật nhưng lại rất dũng cảm Nghe vậy, tạ liên mỉm cười, thật lòng cảm ơn đệ. Hoa Thành nói, đừng khách sáo. Hai người nhìn chầm chầm nóc nhỏ sập sệ của bồ tề quán một lát, Hoa Thành nói tiếp, nhưng mà chúng ta mới quen nhau vài ngày, Huynh nói nhiều chuyện với ta như thế không thành vấn đề chứ. Tạ liên quầy một tiếng, xua tay nói, có vấn đề gì đâu. Tùy tiện thôi, cho dù là người quen vài chục năm, muốn thành người dưng cũng chỉ là chuyện trong một ngày. Muốn nói thì nói thôi duyên bèo nước tụ rồi tan hợp nhau thì tụ không hợp thì tan mọi người cứ tùy ý đi dường như hoa thành cười khẽ một tiếng lát sau chợt nói giả sử tạ liên quay đầu hỏi giả sử cái gì hoa thành không nhìn y mà nhìn nóc nhỏ sập sệ của bồ tề quán tạ liên chỉ thấy được nửa bên mặt khôi ngô tuấn tú của thiếu niên này hắn nói bằng giọng nhàn nhạt ta không đẹp tạ liên nói hả lúc này hoa thành mới quay đầu qua một chút hỏi nếu dung mạo thật của ta không đẹp huynh còn muốn nhìn không tạ liên ngớ ra nói vậy sao mặc dù không có nguyên nhân nhưng ta cảm thấy dung mạo thật của đệ chắc chắn sẽ không tệ đâu hoa thành nửa thật nửa giả nói vậy thì chưa chắc ngộ nhỡ ta mặc xanh nanh vàng ngũ quan méo mó xấu như la sát ác như dạ xoa huynh định làm thế nào nghe hắn nói thế thoạt đầu tạ liên còn cảm thấy hơi thú vị thì ra thân là bá chủ một phương ở quỷ giới hỗn thế ma vương mà chúng thần tiên nghe tên là sợ mất mật cũng sẽ để bụng việc dung mạo vốn có của mình đẹp không à nhưng nghĩ sâu xa hơn tạ liên không còn thấy thú vị nữa y nhớ mang máng rằng trong đủ loại truyền thuyết về xuất thân của hoa thành có lời đồn gì mà từ nhỏ đã là một kẻ dị dạng nếu quả thật là vậy chắc chắn lúc làm người hắn thường xuyên bị kỳ thị vì điều đó thậm chí có khả năng từ bé đã thế rồi có lẽ chính vì nguyên nhân này hắn mới nhạy cảm với dung mạo vốn có của chính mình đến vậy cân nhắc cách dùng từ một lát tạ liên mở miệng cái này hả y dùng giọng điều dịu dàng nhất nói một cách thành khẩn thật ra ta muốn nhìn dung mạo thật của đệ chẳng qua là vì bây giờ chúng ta cũng xem như kết bạn với nhau phải không đệ nhìn đi chúng ta đã như vậy rồi thế nếu là bạn bè dĩ nhiên phải thẳng thắn thành thật với nhau bởi vậy ta mới nói muốn nhìn dung mạo thật của đệ, điều này liên can gì đến việc dung mạo vốn có của đệ đẹp hay không chứ? Tất nhiên là không rồi, đệ cười cái gì, ta nói thật lòng đó. Lúc nói xong vài câu cuối, ta liên cảm thấy thân thể của thiếu niên nằm bên cạnh giường như khẽ khàng rung lên. Ban đầu y còn sửng sốt, nghĩ bụng, lời mình nói hay thế cơ à, làm cậu ấy cảm động đến vậy luôn, nhưng y lại ngại quay đầu sang nhìn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nào ngờ một lát sau, bên cạnh truyền đến một tiếng cười trầm thấp, là nín không được bật ra. Tạ Liên không khỏi cảm thấy buồn bực, tam lan, để cười gì mà cười dữ vậy. Hoa Thành lập tức ngừng run, xoay người lại, nói, đâu có, Huynh nói rất chí lý. Nghe hắn nói vậy, Tạ Liên chỉ cảm thấy buồn bực hơn, để không có thành ý gì hết. Hoa Thành lại nói, ta thề, Huynh tìm trên trời dưới đất cũng không tìm được người nào có thành ý hơn ta đâu. Tạ Liên không muốn nói nữa, vung nhược da một cái, giải lụa trắng lạ lướt phủ lên người cả hai, y xoay người đưa lưng về phía hoa thành, nói, quên đi, ngủ thôi. Ngủ một giấc cho ngon, không nói nữa. Bên kia, hoa thành lại cười khẽ một tiếng, nói, lần sau đi. Tuy rằng đã quyết định phải ngủ, nhưng hoa thành vừa mở miệng, tạ liên vẫn nhịn không được hỏi tiếp, lần sau gì. Hoa thành nói nhỏ, lần sau gặp lại nhau, ta sẽ dùng dung mạo thật sự của mình đến gặp huynh. Câu này có rất nhiều chỗ để suy xét, lẽ ra tạ liên nên hỏi thêm một câu, nhưng đêm vừa xuống, cơn buồn ngủ lũ lượt dâng lên, y thật sự không chịu nổi nữa, thế là chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tạ liên tỉnh giấc, lúc nhõm dậy, bên cạnh đã trống không. Có lẽ do hứng trận bão cát quá lớn, tạ liên cảm thấy đầu hơi đau, y loạn choạng bò dậy, ngờ ngạt đi một vòng quanh bộ tề quán. Mở cửa ra, ngoài cửa cũng không có bóng người. Quả nhiên, thiếu niên nọ đã đi rồi có điều lá rụng đã được quét gọn thành một chồng một chiếc bình gốm nhỏ dựng thẳng bên cạnh tạ liên đi ra ngoài bê chiếc bình gốm vào đặt trên bàn thờ trong lúc này có một ít cát vàng rơi xuống bàn thì ra vẫn là cát mang từ sa mạc về tạ liên đóng cửa cởi quần áo chuẩn bị thay bộ khác đang lúc y vùi đầu tháo đai lưng bỗng nhiên phát hiện hình như trong ngực có thêm thứ gì đó tạ liên nâng tay sờ thử phát hiện dưới gông nguyền rủa thế mà lại có thêm một sợi dây cực mảnh sợi dây nọ đeo lỏng lẻo tạ liên cởi phát nó xuống khỏi cổ thì ra là một sợi dây bằng bạc do vừa mảnh vừa nhẹ nên y hoàn toàn không phát hiện trên người mình có thêm thứ gì mà dưới sợi dây bạc một chiếc nhẫn lóng lánh trong suốt treo tại đó tạ liên biết đây nhất định là thứ mà hoa thành để lại y cầm trong tay trầm ngâm chốc lát nghĩ thầm thứ gì thế này tạ liên làm thái tử lớn lên trong hoàng cung nước tiên lạc. Nước tiên lạc vốn đã yêu thích những thứ đẹp để quý báu, đã thành tập tục theo đuổi tung hô, hoàng cung lại càng tráng lệ phi phạm, cột bằng vàng rồng, thềm bằng ngọc thạch, kỳ trân dị bảo nhiều không đến xuể. Đám trẻ con xuất thân vương công quý tộc thường xem đá quý đủ màu như bi mà bắn chơi, nhìn của báu mãi thành quen. Tạ Liên nhìn chiếc nhẫn, trong nó như được mài thành từ kim cương. Tuy nhiên, hình dạng chiếc nhẫn tuyệt mỹ, e rằng thời giỏi tay nghệ xuất sắc cỡ nào cũng không mài ra được thứ đẹp tự nhiên như thế, hơn nữa còn lóng lánh trong suốt và rực rỡ sáng chói hơn tất cả kim cương mà y từng nhìn thấy, khiến người ta nhìn mà si mê, làm tạ liên cũng không biết chính xác rốt cuộc đây là thứ gì. Có điều cho dù không biết chính xác rốt cuộc nó là cái gì, nói chung chắc chắn là thứ cực kỳ quý giá và quan trọng. Chưa kể nếu đã đeo trên cổ y, vậy không phải là đối phương sơ ý đánh rơi, 8 phần 10 là tính vật mà Hoa Thành gửi tặng trước khi đi nhận được tính vật tạ liên cảm thấy hơi bất ngờ y mỉm cười quyết định cất kỹ nó lần sau gặp mặt sẽ hỏi thiếu niên nọ đưa cái này cho mình với ý gì tạ liên chỉ có một gian đạo quán sập sệ không có chỗ giấu bảo vật y ngẫm nghĩ một lát cách ổn thỏa nhất vẫn là giấu bên mình thế là lại đeo sợi dây bạc cực mảnh kia lên cổ lần nữa chạy liên tục hai chuyến đến núi giữ quân và cửa ải bán nguyệt sau khi trở về tạ liên nằm sải lai ở bộ tề quán chừng mấy ngày nếu không phải Thường Xuyên có thôn dân quá đổi nhiệt tình bưng một ít cháo và bánh bao ăn không hết đến đây cúng, sợ rằng mấy bữa nay y cứ nằm sải lai như thế suốt. Đến khi bình thường như cũ, y mới từ từ bắt tay vào làm việc trở lại. Cứ thế qua vài hôm, một ngày nọ, Linh Văn bỗng nhiên báo tin cho y, mau mau lên trời. Nghe giọng của nàng, hình như có chuyện lớn không xong, ít nhiều Tạ Liên cũng đoán được đôi chút, trong lòng đã chuẩn bị sẵn, hỏi: "Sao thế?" là chuyện về cửa ải bán nguyệt à linh văn nói đúng vậy sau khi về tiên kinh ngươi đến thẳng điện thần võ đi nghe đến điện thần võ tạ liên sửng sốt lòng biết quân ngô đã trở về kể từ sau khi phi thăng lần ba y vẫn chưa gặp được quân ngô bởi vì thân là đệ nhất võ thần quanh năm suốt tháng nếu không bế quan thì ra ngoài tuần tra hoặc là đi trấn núi trấn biển tất nhiên không có duyên được gặp nếu nói như vậy chuyến này không thể không đi thành ra tạ liên chưa nghỉ ngơi được mấy ngày lại trở lên tiên kinh tiên kinh có một con đường gọi là đường thần võ tuy nhân gian cũng từng xây rất nhiều đường thần võ để tưởng niệm quân ngô song như đã nói từ trước rất nhiều thứ ở nhân gian chỉ là ảnh phản chiếu và mô phỏng theo những thứ ở thiên giới do đó chỉ có con đường trên tiên kinh mới là đường thần võ đích thực men theo con đường rộng thênh thang này tạ liên đi về hướng thiên cung điện thần của thần tiên mọi nơi đều tụ tập trong thiên cung thành đàn thành đống cùng nhau khoe sắc bên này rường cột chạm trổ ý nói nhà cửa hoa lệ bên kia cầu nhỏ nước chảy róc trách gió tiên lượng lờ khắp chốn khói mây lan tràn dưới chân dọc đường đi tạ liên gặp phải không ít thần quan hối ha hối hả nhưng mà không có người nào dám để ý đến y thật ra ngày xưa tạ liên đi trong thiên cung cũng chẳng ai để ý chỉ là chẳng ai để ý khi đó ý bảo các vị tiên quan không đi sống vai với y sẽ không chủ động trò chuyện với y nhưng phép lịch sự cơ bản như gật đầu chào hỏi vẫn phải có. Còn bây giờ, quả thật giả vờ không nhìn thấy y, như thể liếc thêm một cái sẽ rước họa vào thân, người trước mặt y thì đi nhanh, người sau lưng y thì đi chậm, chỉ hận không thể cách xa một trường tám xích, gần 6 m. Tạ Liên đã sớm quen với việc này nên cũng không cảm thấy gì nhiều, suy cho cùng y vừa mới hạ bệ đem một vị tân quý quyền to thế mạnh là tiểu bùi tướng quân, người ta không tránh xa một chút mới là lạ. Nào ngờ đi một hồi, chợt nghe có người ở phía sau gọi, Thái tử Điện Hạ. Nghe tiếng, tạ liên kinh ngạc, nhủ thầm lúc này mà còn có người dám gọi mình, quả là can đảm đáng khen. Nhưng khi quay đầu lại nhìn, tiểu thần quan gọi Thái tử Điện Hạ kia lại vội và lướt qua y, chạy ào về phía một người khác đằng trước, vừa chạy vừa nói, ôi chào Thái tử Điện Hạ của ta ơi. Ngài đến điện thần võ bàn việc sao có thể quên mang lệnh bài chứ, vậy làm sao qua được? Bây giờ tạ liên mới kịp phản ứng thảo nào, thì ra tiếng Thái tử Điện Hạ này không phải đang gọi y, vốn dĩ trong thượng thiên đình đã có vài vị Thái tử Điện Hạ, gọi lẫn lộn cũng không phải chuyện gì lạ. Nhưng khi tạ liên lia mắt qua, lia đến trên mình một vị Thái tử Điện Hạ khác ở đằng trước, y không khỏi sửng sốt. Chàng thanh niên nọ mày kiếm mắt sáng, miệng cười tươi rói. Nụ cười này khác hẳn nụ cười của các thần quan khác trên thượng thiên đình, là kiểu cười vui vẻ không hề chứa đựng tâm cơ, khiến cho gương mặt rõ ràng anh tuấn ngời ngợi của cậu ta mang chút gì đó ngây thơ. Nếu đổi sang một vị thần quan có phần nghiêm khắc, chẳng hạn như mộ tình, nếu bảo hắn đánh giá, có lẽ hắn sẽ nói là đần độn. Người nọ mặc quân phục, hùng dũng phi phàm, song bộ quân phục này khoác lên người cậu ta lại không bộc lộ khí sát phạt của tướng sĩ nơi xa trường, mà lại bộc lộ khí chất hoàng tộc khoáng đạt chói sáng. Tạ Liên ngừng bước, nhìn chầm chầm thanh niên đi phía trước. Phát hiện Tạ Liên dừng chân, Hai người kia cũng quay đầu lại nhìn y, vừa thấy là Tạ Liên, tiểu thần quan tức thì biến sắc. Tạ Liên khẽ gật đầu một cái, cười với thanh niên nọ, "Xin chào, Thái tử Điện hạ." Rõ ràng vị Thái tử Điện hạ này là một người thường ngày không quan tâm sự đời, cho nên không nhận ra mặt Tạ Liên, thấy có người bắt chuyện với mình, cậu ta lập tức cười tươi như hoa, lớn tiếng đáp, "Chào ngươi." Tiểu thần quan bên cạnh lặng lặng đẩy cậu ta một cái, nói, "Đi thôi, đi thôi, Điện hạ." còn phải đến điện thần võ bàn việc nữa. Thanh niên nọ không hề có tính tự giác, hoàn toàn chẳng hiểu vì sao thuộc hạ bỗng dưng ung ung đẩy mình, ngạc nhiên hỏi, mắc gì ngươi đẩy ta? Tạ liên phì cười, sau đó vội và chỉnh lại sắc mặt, tiểu thần quan kia đẩy càng mạnh hơn, thúc giục, chỉ e đế quân đã chờ sẵn từ sớm, điện hạ mau đi đi, vì thái tử điện hạ kia chỉ có thể vừa ngờ vực quay đầu nhìn tạ liên, vừa đi về phía trước. Bọn họ đi rồi, tạ liên vẫn còn đứng yên tại chỗ. Không lâu sau, tiếng thầm thì to nhỏ của vài thần quan cấp thấp vọng vào tai y. Thế này thì lúng túng quá rồi, nhân sinh hà xứ bất tương phùng. Đời người có nơi nào mà chẳng gặp nhau, đời người luôn gặp lại nhau. Đều ở thượng thiên đình cả, sớm muộn gì cũng có ngày đó thôi. Theo ta thấy, chạm mặt nam dương tướng quân với huyền chân tướng quân vẫn thú vị hơn. Ha ha, ngươi gấp cái gì, chẳng phải sắp chạm mặt rồi sao? Bọn họ đang ở trong điện thần võ chờ y chứ đâu bỗng nhiên có người nói nhân sinh hà xứ bất tương phùng cũng không có gì người chọc nhau tức chết mới là thật người này lại còn đặc biệt hơn người nữa đều là thái tử điện hạ cả nhưng thái hoa điện hạ mới gọi là thật sự có khí chất của con cháu hoàng tộc nếu là cậu ta dẫu có sa sút nghèo túng thế nào cũng sẽ không làm việc mất mặt như thế đâu nước vĩnh an mạnh hơn nước tiên lạc mà nên thái tử điện hạ của nước vĩnh an cũng mạnh hơn thái tử điện hạ của nước tiên lạc rồi đất thế nào sản sinh người thế nấy đạo lý đơn giản quá mà võ thần trấn giữ phía bắc là bùi minh của minh quan điện võ thần phía tây là quyền nhất chân của kỳ anh điện võ thần phía đông nam là phong tín của điện nam dương võ thần phía tây nam là mộ tình của điện huyền chân còn võ thần trấn giữ phía đông chính là lang thiên thu của điện thái hoa lang thiên thu lúc làm người cũng là một vị thái tử điện hạ giống như tạ liên hơn nữa cậu ta còn là thái tử điện hạ của nước Vĩnh An, mà nước Vĩnh An chính là quốc gia chiếm chỗ của nước Tiên Lạc. Tổ tiên khai quốc của nước Vĩnh An, chính là thủ lĩnh của đám phản quân công phá Tiên Lạc hoàn thành. Lúc tạ liên lưu lạc nhân gian đã từng đến phía đông, đương nhiên biết thái tử điện hạ của nước Vĩnh An cũng phi thăng. Làm thần trên cùng một bầu trời, y đã lường trước sớm muộn gì hai thái tử điện hạ cũng sẽ chạm mặt trên thượng thiên đình, cho nên không thấy có vấn đề gì. Đám tiểu thần quan bếp xếp kia tuy nói là thầm thì to nhỏ, nhưng thật ra giọng không hề nhỏ chút nào, nếu đổi sang người khác, chắc bọn họ còn sợ bị nghe thấy, nhưng cho dù bị tạ liên nghe thấy, có lẽ bọn họ cũng chẳng sợ hãi gì, chi bằng nói bị y nghe thấy càng kích thích hơn. Tạ liên vợ như không nghe được gì hết, đi thẳng về phía trước đi. Lúc này, phía sau có một người kêu lên, thái tử điện hạ. Tạ liên nhủ thầm, không phải chứ, lại nữa hả, lần này quay đầu lại, Người đó thật sự gọi y Mặt mày đeo hai quần thâm Tay cầm vài cuộn giấy Linh Văn đi tới Nói Mọi người trở về đến điện thần võ bàn việc cả rồi Lát nữa lên điện ngươi nhớ cẩn thận một chút Tạ Liên thừa biết chuyện gì xảy ra Hỏi Cuối cùng tiểu bùi tướng quân bị sao thế Linh Văn nói Lưu đây Tạ Liên nghĩ thầm Vậy cũng tạm Không tính là nặng Lưu đây Xem như tạm thời gián chức Đồng nghĩa với thần quan phạm lỗi, nhưng việc này không phải hết đường thương lượng, vẫn còn cơ hội phục chức, ngày nào đó biểu hiện tốt, nói không chừng lại được vớt lên, 30 năm 50 năm có, 100 200 năm cũng có. Nhưng mà, y nói, cũng tạm tất nhiên là so với tiêu chuẩn của y, còn với Bùi tướng quân thì lại là chuyện khác. Chợt nghĩ tới một việc, Tạ Liên hỏi, "Đúng rồi Linh Văn, thiếu niên nhiễm dịch mặt người lần trước ở núi giữ quân, bên các ngươi điều tra thế nào rồi? Có tin tức gì chưa?" Linh Văn nói, Thật sự xin lỗi, thái tử điện hạ, tạm thời chưa có, bên ta sẽ đẩy mạnh tìm kiếm. Coi như là thần quan trên thiên giới, muốn tìm một người trong biển người mênh mông cũng không phải chuyện dễ dàng. Tốc độ thì tăng thật, nhưng chỉ tăng ở mức nhân gian cần 10 năm, thiên giới cần 2 năm thôi." Tạ Liên nói, vất vả rồi, bây giờ vừa khéo đi đến đầu cuối cùng, một tòa cung điện hùng vĩ hiện ra trước mặt y. Tòa cung điện này đã phần nào bị tháng năm mài dũa, nhưng chỉ thấy thăng trầm không thấy già cỗi, từng tầng từng lớp đỉnh vàng lưu ly, lấp lóe hào quang chói mắt. Tạ Liên ngẩng đầu lên nhìn, dưới đỉnh vàng, ba chữ điện thần võ hùng hồn đanh thép vẫn hệt như mấy trăm năm trước, không hề thay đổi, y lại cúi đầu, nhấc chân bước vào. Trong đại điện, vài vị thần quan đã tụ tập từ sớm, hoặc là ba hai người cùng đứng, hoặc là im lặng đứng một mình. Có thể đứng trong điện này, tất cả đều là thần quan thượng thiên định từng phi thăng, đầu đầu cũng là thiên chi kiêu tử, bá chủ một phương, người nào người nấy linh quan chói lọi, ngạo mạn bể nghệ, tạ liên nhìn mà hoa cả mắt. Giờ phút này, tất cả đều ngưng thần tụ khí, không dám to tiếng. Trên bảo tòa ở đầu cuối đại điện, một võ thần mặc áo giáp trắng ngồi tại đó. Võ thần này mặc mũi tuấn tú, hai mắt nhắm nghiền không nói tiếng nào, nghiêm nghị uy nghi, sau lưng là điện thần võ huy hoàng, dưới chân là đỉnh mây trắng như tuyết. Sau khi tạ liên vào điện, dường như cảm ứng được y đã tới, quân ngô mở hai mắt ra cặp mắt ấy đen lấy mà trong suốt cùng cực hệt như tuyết từ đầm băng vạn năm biến thành sau khi mở mắt vị võ thần này mỉm cười nói tiên lạc ngươi đến rồi tạ liên khẽ cúi đầu trước đối phương không nói gì quân ngô vừa mở miệng vẫn chưa phát ra tiếng giọng nói trầm thấp đó đã vang vọng khắp điện thần võ mà tầm mắt của các thần quan khác trong điện thờ đều tập trung sang đây trong lòng tạ liên đã hiểu xem ra lần tập hợp này không phải chỉ thảo luận lỗi lầm của tiểu bùi tướng quân ở cửa ải bán nguyệt màn kịch chính dường như nằm trên người y bên kia linh văn đã đi tới đứng bên cạnh bảo tọa nàng mặc một thân áo đen điệu bộ không nói cười tùy tiện lấy sổ chấm một vết nói đế quân có vài thần quan ra ngoài tuần tra không thể trở về quân ngô khẽ gật đầu nói trước đó bọn họ đã báo cáo rồi linh văn cúi đầu thưa phải quân ngô lại quay sang tạ liên nói chắc hẳn tiên lạc cũng biết hôm nay gọi ngươi lên đây là vì cái gì tạ liên vẫn cúi đầu đáp cũng đoán được đại khái nhưng mà ta cho rằng chuyện của tiểu bùi tướng quân đã được định đoạt rồi lúc này một giọng nam vang lên rốt cuộc việc này nên định đoạt thế nào sợ rằng còn khó nói lắm giọng nói này truyền đến từ phía sau oang oang lọt vào tai tạ liên vừa quay đầu lại chỉ thấy một võ thần bước vào từ ngoài đại điện cầm kiếm mà đi bước thẳng đến trước điện Lúc đi ngang qua người tạ liên, hắn ngừng một bước, nhếch khóe miệng, nói, thái tử điện hạ, ngưỡng mộ đã lâu. Võ thần này có ngoại hình chừng 26-27 tuổi, phong thái ung dung, hành động lại vô cùng quả đoán, tướng mạo của hắn trông còn anh Tuấn hơn pho tượng thần mà trước đó tạ liên nhìn thấy ở núi giữ quân, là dạng anh Tuấn dễ dàng khiến phái nữ yêu thích, vừa nhìn đã biết là một nhân vật phong lưu thành tính. Tạ liên còn chưa trả lời, hắn ta đã nói tiếp, tiểu bùi nhà chúng ta, quả thật là nhờ ngươi chiếu cố. Tạ Liên im lặng nghĩ thầm, lần này đắc tội thật rồi, ngoài miệng lại nói, nào có nào có. Ta mới ngưỡng mộ bùi tướng quân đã lâu đó. Câu ngưỡng mộ đã lâu này là nói thật. Mấy ngày qua, Tạ Liên đối chiếu với cuộn giấy, đọc trải rác vài truyền thuyết của các thần quan nổi tiếng, trong đó chủ yếu là vị minh quan tướng quân bùi minh này. Tuy rằng lúc làm người, chiến công của vị võ thần phía bắc này rất hiển hách, nhưng điều mọi người bàn tán sôi nổi nhất vẫn là những truyền thuyết tốt đẹp hoặc không tốt đẹp mà hắn để lại nơi ông bướm. Truyền thuyết tốt đẹp có vung tiền như rác nghĩa hiệp cứu vớt danh kỹ phong trần lấy thân báo đáp từ nay về sau si tình vì chàng hoàng lương thủ thân như ngọc, danh kỹ, kỹ nữ nổi tiếng, truyền thuyết không tốt đẹp thì có thúc ngựa cả đêm vượt ngàn dặm xa trèo tường băng thành trải một đêm xuân với phụ nữ có chồng, xét ở mức độ nào đó cũng rất là lợi hại. Sau khi xem xong tạ liên cảm thấy nhiều năm như vậy mà người này chỉ chọc điên mỗi mình tuyên cơ quả thật không hợp lý chút nào. Bởi vì hắn trong rủi đắc ý trên cả sa trường lẫn tình trường, không ít đối thủ và đồng liêu đều nhiệt tình nguyện rủa hắn chết sớm, tốt nhất là chết vì bệnh hoa liễu, thế nhưng mạng của hắn lại dai như đĩa, đi qua vạn bụi hoa mà không nhiễm bệnh gì, chẳng những không chịu chết mà còn sống lâu hơn người ta. Cuối cùng cũng có một ngày hắn thua trận, mọi người nghĩ thầm há 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 há. Lần này chết chắc rồi ngờ đâu đùng đùng đoàn đoàn vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc hắn phi thăng lần này đối thủ chưa bị hắn đánh chết cũng bị hắn chọc cho tức chết sau khi phi thăng bùi minh cũng không thay đổi tác phong võ đài của những truyền thuyết truy đuổi nữ sắc lại càng rộng mở từ tiên tử nữ quan đến yêu tinh nữ quỷ hễ có vài phần sắc đẹp thì chẳng ai mà hắn không dám ra tay có điều hắn thích nhất vẫn là mỹ nữ nhân gian không ít truyện ngắn diễm tình thích dùng hắn làm nhân vật chính để sáng tác. Nếu không phải đạo mà tạ liên tu yêu cầu thanh tâm quả dục, nói không chừng y cũng tò mò tìm vài cuốn đọc thử. Cho nên ngoại trừ tôn vị võ thần phía Bắc, dân gian cũng thường thờ hắn như vị thần ban vận đào hoa cho phái Nam. Thậm chí không ít thần quan trên thiên đình gặp phải hắn, sát vai mà qua, đi xa rồi mà cũng phải lén lúc quay đầu lại một cái, muốn hưởng chút khí đào hoa. Không thể không nói, mặc dù có điểm tương tự, nhưng Bùi Minh may mắn hơn phong tính nhận danh hiệu Cự Dương quan ức nhiều. Trong lòng chúng thần quan thừa biết câu ngưỡng mộ đã lâu của hai người kia là ngưỡng mộ cái gì, rất nhiều kẻ cười thầm trong bụng. Khách sáo xong, tạ liên nói, vậy khó nói, theo lời bùi tướng quân nên giải thích thế nào đây? Bùi minh búng tay một cái, giữa đại điện, bỗng nhiên xuất hiện một thi thể lơ lửng trên không trung. Nghiêm túc mà nói, là một cái xác rỗng đang nằm. Hình người này không có nguyên thần, bên trong rỗng tuếch, cộng thêm từ đầu đến chân đều máu me be bét, chẳng khác một thi thể là bao. Nhìn lại gương mặt, hai mắt nhắm nghiền, diện mạo thanh tú, đúng là ai Chiêu. Hoặc nên nói, chính là phân thân của tiểu bùi tướng quân. Trong điện thần võ, giữa các vị thần quan phong độ ngời ngời thình lình toát ra một thứ như thế, cảnh tượng này nhìn mà hơi phát hoảng. Quân ngô lại không bình luận gì, chỉ nhìn thôi. Bảo tọa của quân ngô tuy cao thật, nhưng chẳng hiểu sao khi hắn nhìn chúng thần quan bên dưới lại không hề có thái độ của kẻ từ cao nhìn xuống. Mặc dù uy nghiêm trang trọng, nhưng không cao cao tại thượng. Tạ Liên nói, "Bùi tướng quân làm vậy là có ý gì?" Bùi Minh nói, "Mấy ngày trước, ta đi thăm Tiểu Bùi, Tiểu Bùi nhắc đến một việc, ta cảm thấy rất ly kỳ." Hắn vừa mở miệng, Tạ Liên đã lờ mờ đoán được hắn muốn nói gì. Bùi Minh đi quanh Tạ Liên nửa vòng, cười nói, "Bản lĩnh của Tiểu Bùi ta rõ như lòng bàn tay tuy rằng phân thân này của hắn đã yếu đi rất nhiều còn lâu mới mạnh bằng chính bản thân hắn nhưng cũng không tính là quá tệ vẫn có thể miễn cưỡng đánh nhang tay với hung thế mà hắn lại nói cho ta biết có một người phàm đánh mình đến nỗi không có sức đánh trả chẳng lẽ điều này không ly kỵ sao bùi minh tiếp tục nói ta bèn truy hỏi tiếp tiểu bùi lại nói cho ta biết nhiều việc hơn thì ra lúc đó ở cửa ải bán nguyệt bên cạnh tiên lạc thái tử điện hạ có một thiếu niên áo đỏ đi theo. Vừa nghe hai chữ táo đỏ, sắc mặt của vài vị thần quan bắt đầu có chút mất tự nhiên, mà câu tiếp theo của Bùi Minh thẳng thường biến cảm giác mất tự nhiên của bọn họ thành chân đứng không vững. Hắn nói, mà thiếu niên này, trong bóng đêm, chỉ chớp mắt đã giết sạch mấy trăm binh sĩ bán nguyệt gần hung. Xin hỏi Thái tử Điện Hạ, thiếu niên áo đỏ này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không phải hung thì là tuyệt, hơn nữa còn là tuyệt có thể giết trăm hung trong tích tắc mà lại là một thiếu niên áo đỏ nhiều thông tin như thế mặc cho ai cũng biết thiếu niên này có khả năng là người nào nhất nhưng mà không ai muốn chủ động nói ra tên hắn tạ liên xoa ấn đường suy nghĩ một lát rồi nói dối khụ vậy hả việc này ta thật sự không nhớ rõ lắm lúc đó có một đội thương nhân cũng lọc vào cửa ải bán nguyệt chúng ta chung sống loạn xạ vài hôm có lẽ là một người nào đó trong đội buôn bùi minh cười nói thái tử điện hạ cách nói của ngươi và bùi túc khác xa nhau. Ta nghe tiểu bùi nói, ngươi và thiếu niên đó thân mật lắm cơ, không hề giống chỉ chung sống vài hôm, làm sao mới chớp mắt đã không nhớ rõ. Tạ liên nghĩ thầm, không, ngươi lầm rồi, ta nói thật mà. Thật sự chỉ mới chung sống có vài hôm. Đương nhiên, nét mặt của y vẫn không mảy may dao động. Lúc này, cách đó không xa, một đạo nhân áo trắng thông dòng lắc phất trần trắng muốt, nói, bùi tướng quân, những gì ngươi nói toàn là lời phiến diện của tiểu bùi tướng quân, mà tiểu bùi tướng quân thân đang mang tội, bây giờ còn đang bị giam giữ, sắp sửa bị đầy xuống dưới, lời hắn nói có mấy phần đáng tin thì phải cân nhắc lại. Bùi Minh nói, vậy phải xem Nam Dương tướng quân và huyền chân tướng quân có thể giúp một việc nhỏ không? Nhìn theo ánh mắt của hắn, quả nhiên tạ liên lần lượt phát hiện phong tính và mộ tình ở phía Tây Nam và Đông Nam của Đại Điện. Phong tính vẫn giống hệt trong trí nhớ của tạ liên, Hắn vẫn cao ngất như thế, dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt kiên nghị, giữa hai lông mày bao giờ cũng hơi nhíu lại, như thể có chuyện gì khiến hắn bực mình lắm, nhưng thực tế hắn không hề bực mình. Mà Mộ Tình lại hơi khác so với ấn tượng của Tạ Liên, tuy rằng vẫn mặt mày trắng nõn, sắc máu nhợt nhạt, hai phiến môi mỏng khẽ mím, mi mắt rủ xuống, nhưng quanh thân phản phất như đang tỏ thái độ lạnh nhạt, không dám khen tặng. Mộ Tình đứng khoanh tay, ngón tay phải lần lượt gõ nhẹ lên khuỷu tay trái không biết là khí định thần nhàn bình thản hay giống đang mưu tính gì hơn mặc dù hai người này đều được đánh giá là mỹ nam tử nhưng ai nấy cũng có chỗ khó gần nghe bùi minh chỉ đích danh cả hai không hẹn mà cùng nhìn quân ngô trước quân ngô khẽ gật đầu bấy giờ hai người mới chậm rãi đứng ra đây là lần đầu tiên tạ liên gặp thẳng mặt bọn họ kể từ sau lần ba phi thăng ba người vừa chạm mặt nhau y chỉ cảm thấy tầm mắt phóng sang bên này càng điên cuồng hơn điên cuồng cũng khó tránh phải biết điện thần võ chính là điện của đệ nhất võ thần không phải thần quan thượng thiên đình thì không có tư cách bước vào bàn việc lần đầu tiên phi thăng thái tử tiên lạc chọn phong tín và mộ tình làm tướng lúc đó hai vị này đều là thần quan cấp thấp ở trung thiên đình ngay cả tư cách vào làm việc vặt cũng không có vậy mà bây giờ hai tiểu phó tướng ngày xưa chẳng những có thể công khai đứng trong điện thần võ bài vị còn cao hơn chủ thượng năm nào quả thật là vật đổi sao dời 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Tình cảnh này không thể nói là không đặc sắc. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn nhau loạn xạ một hồi, sau đó nhanh chóng quay mặt đi làm bộ như không có gì, không ai rõ lòng ai đang nghĩ gì. Có điều Tạ Liên gần như đã đoán được, Bùi Minh muốn mời hai người kia giúp điều gì. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, nhân sự thịnh suy nối nhau, biến đổi thất thường, có đôi khi sẽ chuyển biến theo hướng ngược lại, khó có thể đoán trước theo hàng quyết 2012. Quả nhiên, Bùi Minh nói, Nam Dương tướng quân và Huyền Chân tướng quân đều từng giao đấu với Hoa Thành, đối với vũ khí của vị đó, ắt hẳn hai người họ có quyền lên tiếng hơn. Bùi Minh triệu hồi sát rỗng của A Chiêu nhằm mục đích để mọi người kiểm tra vết thương. Phong tính và mộ tình chậm rãi bước đến bên cạnh sát rỗng lơ lửng trên không trung, tạ liên cũng nhích theo mấy bước, nhìn nó vài lần, nhưng vì máu chảy quá nhiều, chưa kể rất nhiều mảng đã ngưng tụ thành màu đỏ đậm, thật sự không thấy rõ lắm. Hai người kia thì mặt mày âm trầm nhìn một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhau, dường như không ai muốn mở lời trước. Nhìn cả đám người dùng ánh mắt đánh nhau, đánh tới đánh lui chứ chẳng nói chẳng rằng, Linh Văn thật sự nhìn không nổi nữa, nàng đứng dưới bảo tọa của quân ngô ho một tiếng, nói, hai vị tướng quân, sao rồi? Cuối cùng, vẫn là phong tính mở miệng trước. Phong tính trầm giọng nói, là hắn. Mộ tình nói, loan đau ách mệnh. Ách mệnh là tên thanh đao của hoa thành, loan đao là đao công ấy. Ách mệnh có nghĩa là gieo tai ương cho sinh mệnh. Có lẽ bây giờ trong số các thần quân đang ở điện thần võ, chỉ có một mình tạ liên không biết bốn chữ này tượng trưng cho điều gì. Loan đao ách mệnh, chính là thanh loan đao quỷ dị mà hoa thành dùng để luận chiến trong mộng, một mình đấu 33 thần quan, đánh cho mấy vị võ thần hồn phi phách tán, đứt cả ruột gan. Trong điện thần võ, các vị thần quan top 5 top 3 bắt đầu rì rầm, ánh mắt nhìn tạ liên cũng bí hiểm không thôi. Thấy mục đích đã đạt thành, Bùi Minh nói, nếu thiếu niên áo đỏ đi cùng với Thái tử Điện Hạ thật sự là vị đó, vậy có lẽ việc này phải định đoạt lại lần nữa. Đạo nhân áo trắng khi nãy lại nói, Bùi Tướng Quân, ý ngài muốn nói là tiên lạc Thái tử Điện Hạ và quỷ vương cấp tuyệt có khả năng đã thông đồng mưu hại tiểu Bùi Tướng Quân sao? Đạo nhân này lên tiếng hai lần, mà hai lần đó toàn đứng về phía y, tạ liên không khỏi muốn xem thử rốt cuộc là vị tiên quan lạ đời nào. Y quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đạo nhân nọ hai mắt đen trắng rõ ràng, đai lưng bạch ngọc, phất trần khoát trên khuỷu tay, lưng đeo một thanh trường kiếm, kiếm dài, quạt giấy cắm bên hông, quả nhiên phong lưu nho nhã, thần thái sáng láng. Chỉ là gương mặt trông có phần quen mắt, tạ liên lại nghĩ không ra mình đã gặp đạo hữu này ở đâu. Bùi Minh cũng liếc nhìn đối phương, cười nói, Thanh Huyền, bây giờ ngươi đừng đối chọi với ta được không? đạo nhân áo trắng khẽ cúi người trước bùi minh, nói, thì ra là ta hiểu lầm, xin lỗi, bùi tướng quân đừng trách nha. Lỗi của ta, lỗi của ta. Kỹ năng diễn xuất này đúng là quá lố. Nụ cười của bùi minh tự như một vị trưởng bối nhọc lòng không muốn so đo với trẻ nhỏ, hắn lắc đầu, phất tay một cái, thu hồi sát rỗng A Chiêu lơ lửng trên không trung, xoay người nói, cũng không hẳn là thông đồng. Chỉ là vị đó một tay che trời, bản lĩnh ghê gớm lắm, biết đâu đã dùng thuật che mắt hoặc quỷ kế gì đó lừa bịp người khác và thái tử điện hạ. Vì vậy ta cho rằng chuyện này e là cần bàn lại. Quốc sư bán nguyệt mà thái tử điện hạ đã đưa đi, tốt nhất nên giao nộp luôn, sau đó tiến hành thẩm vấn lại. Ý tứ này, rõ ràng muốn gán cho Hoa Thành là chủ mưu đứng sau những chuyện rắc rối ở cửa ải bán nguyệt. Mà hệ bán nguyệt lên thượng thiên định thẩm vấn, kết quả sẽ như thế nào, biến số có khả năng sẽ tăng cao. Tạ Liên cười cười, nói bùi tướng quân cho dù ngươi không tin ta cũng nên tin phong sư đại nhân chứ lúc đó dưới đáy hố tội nhân tiểu bùi tướng quân đã thừa nhận những người đi đường băng qua cửa ải bán nguyệt đều do phân thân của mình dẫn vào phong sư đại nhân cũng đã nghe hết toàn bộ sự việc nghe vậy bùi minh lại liếc nhìn đạo nhân áo trắng tạ liên nói tiếp hơn nữa hiện tại chúng ta đều ở điện thần võ trên người ta có dấu vết từng bị dùng thuật che mắt hay không ngươi có thể hỏi thần võ điện hạ Nghe vậy, chúng thần quan đồng loạt nhìn về phía quân ngô ngồi bên trên. Tuy nhiên, sắc mặt của quân ngô bình tĩnh không hề thay đổi, điều này chứng tỏ trên người tạ liên không có vấn đề gì. Thế là, chúng thần quan lại quay sang nhìn hai người dưới điện. Tạ liên lại nói, bùi tướng quân, một ngựa đổi một ngựa, tạm thời khoan nói thiếu niên đi cùng ta có phải là hoa thành hay không, nhưng cho dù đó thật sự là hoa thành đi chăng nữa, cũng không liên quan đến những chuyện mà tiểu bùi tướng quân đã làm. Tạ Liên thản nhiên thốt cái tên đó ra, vài thần quan trong điện nhất thời lạnh cả sống lưng. Bùi Minh bình tĩnh nhìn y chốc lát rồi bỗng nhiên nở nụ cười. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng, Tạ Liên cũng đang tập trung tinh thần chuẩn bị tiếp chiêu, Quân Ngô chợt nói, "Được rồi." Quân Ngô vừa lên tiếng, Bùi Minh không tranh luận nữa, không người xuống. Quân Ngô nói chậm chậm, "Bùi Túc đã nhận tội, lời khai của khắc ma cũng không khác những gì Bùi Túc nói." Như vậy chuyện cửa ải bán nguyệt xem như đã chấm dứt rồi. Im lặng một hồi, Bùi Minh đáp, rõ. Tạ Liên mới vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Bùi Minh nói, nhưng qua sự chứng thực của Nam Dương và Huyền Chân, vết thương trên người sát rỗng này đúng là do loan đao ách mệnh để lại. Quân Ngô nói, ừ, đây là một việc khác. Bùi Minh nói, việc này không phải là giả, xin đế quân tra rõ. Quân Ngô nói, việc này ta tất nhiên sẽ tra rõ, Minh Quang và các vị tiên quan cứ yên tâm, trầm ngâm giây lát, quân ngô nói tiếp, hôm nay tạm thời giải tán. Tiên lạc, ngươi ở lại. Xem ra là muốn giữ tạ liên lại, tự mình tra hỏi rõ. Nếu đã như vậy, bùi minh cũng không nhiều lời, tạ liên cũng không nói nữa, cúi đầu đáp, rõ. Sau khi giải tán, các vị thần quan top 5 top 3 đi ra ngoài. Phong tính đi ngang qua, nhìn tạ liên một cái, điệu bộ muốn nói lại thôi, tạ liên mỉm cười với hắn hắn ngớ người ra rồi đi mất mộ tình thì mắt nhìn thẳng đi ngang qua trước mặt tạ liên hoàn toàn xem như y không tồn tại còn đạo nhân áo trắng kia thì vung vẩy phất trần đi tới mặt mày tươi rói đang định mở miệng bùi minh lại một tay cầm kiếm một tay sờ mũi đi tới nói bằng giọng bất đắc dĩ thanh huyền nể mặt ca ca của ngươi đừng nghịch nữa được không đạo nhân áo trắng thu lại nụ cười nói bùi tướng quân ngươi đừng có lấy ca ca của ta ra dọa ta ta không sợ huynh ấy đâu ngươi bùi minh trông như giận đến nghiến răng nhưng lại không làm gì được đối phương cuối cùng hắn chỉ vào đạo nhân áo trắng nói ngươi nha ngươi lần này tiểu bùi bị ngươi hại thảm rồi đạo nhân áo trắng kia vẫy phất trần như điên nói đó là chuyện do tiểu bùi tự làm không liên quan tới ta như thể không muốn nói thêm lời nào với bùi minh nữa đạo nhân áo trắng vội vàng chạy mất vốn dĩ tạ liên cho rằng bùi minh liệu có để lại vài câu móc mỉa không nhưng hắn lại không làm thế mà bỏ đi một nước một tòa điện thần võ to như thế ngoài trừ quân ngô trên bảo tọa và tạ liên dưới điện chỉ còn một người ở trong điện chính là vị thái tử điện hạ của nước vĩnh an lang thiên thu tạ liên cảm thấy khó hiểu sao cậu ta cũng ở lại chứ đi tới xem thử người này thế mà lại nhắm hai mắt đứng ngủ say sưa tạ liên nhất thời dở khóc dở cười vỗ nhẹ bả vai thanh niên kia nói thái tử điện hạ thái tử điện hạ bấy giờ lan thiên thu mới giật mình tỉnh giấc nói chuyện gì vậy tạ liên nói không có gì giải tán rồi lan thiên thu mới vừa tỉnh ngủ còn chóng mặt hoa mắt ngờ nghệch nói ủa giải tán rồi hả khi nãy nói gì thế ta còn chưa nghe gì hết mà tạ liên nói không nghe thì thôi cũng không phải chuyện quan trọng gì đi đi về được rồi Lan Thiên Thu nói, ờ, rồi đi thẳng. Trước khi bước ra khỏi đại điện, Lan Thiên Thu còn ngờ vực quay đầu nhìn Tạ Liên. Tạ Liên cười tủm tỉm vẫy vẫy tay với hắn. Chờ khi tất cả mọi người giải tán hết, Tạ Liên mới từ từ xoay người lại. Quân Ngô chấp tay, bước xuống từ trên bảo tọa, nói, loan đao ách mệnh. Tạ Liên không khỏi đứng thẳng người. Quân Ngô hỏi tiếp, nên là, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tạ Liên đưa mắt nhìn Quân Ngô, sau đó thình lình quỳ xuống, hai đầu gối của tạ liên còn chưa chạm đất quân ngô đã duỗi tay ra nắm lấy khuỷu tay của y không để cho y quỳ xuống thật sau đó thở dài tiên lạc tạ liên lại đứng thẳng dậy cúi đầu nói xin lỗi quân ngô nhìn y hỏi ngươi nói vậy xem như đã biết sai rồi tạ liên nói biết sai rồi quân ngô hỏi vậy ngươi nói thử xem biết sai cái gì tạ liên không đáp quân ngô lắc đầu nói lường trước ngươi không biết mà Quân ngô khẽ nghiêng đầu, ý bảo tạ liên đi theo mình, hai người cùng bước chậm ra sau điện thần võ. Quân ngô chấp tay phía trước, vừa đi vừa nói, bây giờ tiên lạc trưởng thành rồi nhỉ. Quân ngô nói vậy, tất nhiên tạ liên không dám tiếp lời. Quân ngô nói tiếp, người phi thăng lên nhiều ngày thế rồi mà chưa một lần đến điện thần võ báo danh. Nếu đổi thành người nào bất kính như thế, điện linh văn có thể qua truy cứu trách nhiệm rồi đấy. Kể từ sau lần ba phi thăng, tạ liên vẫn không dám đến điện thần võ gặp quân ngô cũng chẳng biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với vị đế quân này vậy nên cứ kéo mãi nhưng mà tiếng xin lỗi khi nảy của y tất nhiên không phải ám chỉ điều đó quân ngô hẳn cũng tỏ tường nói tiếp tiếng xin lỗi này của ngươi nếu vẫn xin lỗi vì chuyện quá khứ thì bỏ đi ta không nhận chính ngươi đã nói rồi mà quên được thì quên đi tạ liên cười khổ việc này làm sao quên được quân ngô bình thản nói vậy nhìn về phía trước đi, còn rất nhiều chuyện cần ngươi đấy. Tạ Liên xoa xoa ấn đường, nói, hiện tại tiên lạc chỉ là một vị thần đồng nát, không có pháp lực, đừng nói là được cần, chỉ mong không thêm gây thêm phiền phức là mừng rồi. Quân Ngô nói, cần gì tự hạ mình như thế? Hai lần trước chẳng phải làm tốt lắm sao? Tạ Liên nói, chỉ là có lẽ đã đắc tội với bùi tướng quân. Quân Ngô nói, bên Minh Quang không có vấn đề gì đâu, ngươi đừng lo có thể do nói đến bùi tướng quân nên không thể không nhắc về hoa thành quân ngô xoay người hỏi loan đao ách mệnh huyết vũ thám hoa nói đi lần này ngươi xuống dưới chọc trúng ai rồi tạ liên ho nhẹ một tiếng đáp đế quân ta thề ta thật sự không có làm gì hết chỉ là có một ngày ta tình cờ gặp được một anh bạn nhỏ rất thú vị dọc đường đi ở chung với cậu ấy một thời gian ngoài ra không nghĩ gì nhiều cả quân ngô gật đầu tình cờ gặp được anh bạn nhỏ quỷ vương cấp tuyệt. Tiên lạc, ngươi cũng biết, nếu vừa rồi Minh Quang tiếp tục truy hỏi, mà ngươi lại nói những điều này ngay trước các thần quan khác, hậu quả sẽ như thế nào? Tạ Liên nói bằng giọng bất đắc dĩ, tiên lạc biết, nhưng sự thật chính là như thế, ta ăn ngay nói thật, người ngoài không tin cũng đành chịu. Ta cũng không dám nói những lời thật này trước mặt người khác, phải cảm ơn đế quân đã giải vây kịp thời. Quân Ngô nói, dĩ nhiên ta biết ngươi sẽ không trắp tâm thông đồng với quỷ giới tạ liên nói, cảm ơn đế quân đã tin tưởng. Quân ngô lại nói, nhưng nếu là như vậy, một việc hệ trọng hiện nằm trong tay ta, chỉ sợ không tiện phái ngươi đi. Tạ liên hỏi, việc gì? Lúc này, hai người đã đi ra sau điện thần võ. Trước điện và sau điện cách nhau bởi một mặt tranh tường, mặt trước tranh tường vẽ điện vàng đứng sừng sững trên đỉnh biển mây, hào quang tỏa vạn trường, mặt sau tranh tường lại là một bức muôn dặm non sông. Tạ liên ngửa đầu lên nhìn, trên tấm bản đồ khổng lồ này ghim rất nhiều minh châu nhỏ vụn trong hệt như sao trời, đây đều là điểm đánh dấu điện thần võ ở nhân gian. Minh châu khảm ở đâu chứng tỏ nơi đó có một gian thần võ miếu. 800 năm trước, lúc quân ngô dẫn tạ liên lần đầu tiên phi thăng đến đây, những đốm sao này vẫn chưa dày đặc như vậy, mà hiện giờ trên tấm bản đồ, ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ minh châu gần như bao phủ toàn bộ tầm nhìn, đẹp một cách chấn động. Quân ngô đứng trước bức tranh non sông, nói, Bảy ngày trước, có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, gần một khu rừng ở phía đông, đột nhiên giấy lên một con rồng lửa ngất trời. Nghe vậy, sắc mặt tạ liên trở nên nghiêm túc. Quân ngô chấp một tay sau lưng, tay còn lại gõ nhẹ lên một chỗ trên bức tranh, nói, con rồng lửa đó cháy suốt hai nén hương mới chịu tắt. Ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Tạ liên nói, phép thuộc hỏa long khiếu thiên, rồng lửa réo trời, ngọn lửa tuy mạnh nhưng không tổn thương người thế tức là đang cầu cứu quân ngô nói đúng vậy cầu cứu hơn nữa còn là một vị thần quan đến từ thượng thiên định đang cầu cứu tạ liên nói vả lại còn là cầu cứu khi bị ép đến đường cùng bởi vì phép thuật hỏa long khiếu thiên này lửa cháy cực mạnh nhưng lại không thể tổn thương người tất sẽ tiêu hết một phần pháp lực của vị thần quan kia nếu sơ xuất có khả năng sẽ tiêu sạch pháp lực toàn thân khiến người nọ trực tiếp gục ngã vậy nên nếu không phải rơi vào đường cùng sợ rằng chẳng ai lại dùng cách này cầu cứu. Nếu nó xuất hiện, vậy chứng minh có một vị thần quan đã rơi vào đường cùng. Tạ Liên hỏi, gần đây trong Thượng Thiên Định có vị thần quan nào không rõ tung tích không? Quân Ngô nói, lần này triệu tập tất cả thần quan trở về, thật ra không phải chỉ vì sự việc ở cửa ải bán nguyệt, chủ yếu là muốn nhân cơ hội này điều tra hành tung của các vị thần quan. Ngoại trừ vài người quanh năm không hiện thân như vũ sư, địa sư, những thần quan khác cho dù không thể về gấp cũng đều đáp lại. Trầm ngâm giây lát, tạ liên nói, có khi nào không phải là thần quan kỳ này mà là thần quan kỳ trước nào đó đã thoái ẩn không? Quân ngô nói, nếu là như thế, phạm vi sẽ rất lớn. Thần quan đã thoái ẩn nhiều vô số kể, đã bao nhiêu năm không có tin tức, căn bản không thể đoán được ai là người gặp nạn. E rằng gần đây các vị quan văn ở Điện Linh Văn hai mắt thâm quần đi đứng loạn choạng là vì đang bận giải quyết việc này, hèn chi không có thời gian tra kỹ tung tích của thiếu niên nhiễm dịch mặt người ở núi giữ quân. Tạ Liên nói, có thể làm cho một vị thần quan không thể không bạo thể để cầu cứu, chắc hẳn lai lịch của đối phương không phải dạng vừa. Gần đó có hang ổ hay chốn tụ tập của yêu ma quỷ quái không? Bạo thể, dịch quật bi quật là nổ tung cơ thể, ở đây chắc bảo dốc hết pháp lực ấy. Quân Ngô nói, có. Hắn quay về phía tạ liên, chậm rãi nói, ngươi biết chợ quỷ chứ? tạ liên suy nghĩ một lát, đáp, từng nghe nói rồi. Chợ quỷ chính là chốn phòng hoa bậc nhất quỷ giới, nằm ở nơi tiếp giáp giữa nhân gian và quỷ giới. Chúng quỷ tụ tập ở đó giao dịch, muốn may quay cuồng. Một ít phương sĩ có chút tu vi cũng thường xuyên vào đó mua bán hay dò la tin tức. Thậm chí xuất phát từ tò mò hoặc nguyên nhân nào đó không thể cho ai biết, một số thần quan thiên giới cũng cải trang giả dạng vào đây dạo một vòng. Thỉnh thoảng cũng có người sống chẳng biết mô tê gì vào nhầm, nếu vậy chỉ sợ không bị ăn tươi nuốt sống thì cũng bị dọa cho sợ mất mật phương sĩ những người có khả năng luyện thuốc cầu trường sinh bất lão tin tưởng học thuyết sấm vĩ sấm vĩ là thứ kết hợp giữa kinh học và thần học những người dấn thân vào ngành y học bói toán chiêm tinh từ xưa đến nay nhân gian lưu truyền rất nhiều truyền thuyết về chợ quỷ tạ liên từng nghe được một câu chuyện như thế này có một người đi đêm thấy phía trước có một phiên chợ tưng bừng tấp nập đèn lồng đỏ chót giăng đèn kết hoa bèn hớn hở lủi vào bấy giờ phát hiện người xung quanh một là đeo mặt nạ hai là tóc tai bù xù ba là ngoại hình xấu không thể tả kỳ quặc hết sức nói song người nọ vẫn không nghĩ gì nhiều mua một bát mì ngồi xuống chuẩn bị ăn cầm đũa gấp cho vào miệng ăn một hồi chợt cảm thấy không ổn đến khi nhìn lại mì đâu mà mì rõ ràng là một bát tóc đen lúc nhúc mạch suy nghĩ bị kéo về quân ngô nói sau khi thấy cột lửa đó ta lập tức phái thần quan đi lục soát khu rừng kia, nhưng dường như nó đã bị dời chỗ cấp tốc, không tra được dấu vết nào, sợ rằng đối phương sẽ càng đề cao cảnh giác. Thế nên lần này, ta cần một người bí mật hạ phàm, điều tra chợ quỷ. Tạ Liên nói, không thể bước dây động rừng khiến đối phương dời chỗ lần nữa, vì vậy mới không thể nói rõ với các vị thần quan tại điện thần võ, để cho quá nhiều người biết, đúng không? Quân Ngô nói, đúng là như thế. Tạ Liên nói, vậy thì đế quân, Tiên lạc chờ lệnh. Quân Ngô nói, người đầu tiên ta nghĩ đến, vốn dĩ chính là ngươi. Nhưng việc này giao cho ngươi làm, sợ rằng không được tiện. Tạ Liên nói, có gì không tiện chứ? Quân Ngô nói, thứ nhất, phía Đông là nơi Lang Thiên Thu trấn giữ. Nếu ngươi muốn đi, khó tránh phải hợp tác với cậu ta. Này thì có gì đâu? Tạ Liên nói, ta hoàn toàn không có vấn đề gì với việc đó cả. Xin ngài yên tâm. Quân Ngô nói, Thứ hai, ngươi có biết hôm nay chợ quỷ là địa bàn của ai không? Tạ Liên hơi sửng sốt, hỏi, lẽ nào là Hoa Thành? Quân Ngô từ tốn gật đầu. Dự cảm trong lòng được chứng thực, Tạ Liên xoa xoa ấn đường, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Cục lửa ở phía đông khu rừng bốc lên vào bảy ngày trước, mà Hoa Thành cũng rời khỏi bồ tề quán vào đúng bảy ngày trước. Thời gian này cũng vừa khít quá rồi, liệu có liên can gì đến hai sự kiện kia không? Quân Ngô nói, xem ra, quan hệ giữa ngươi với hắn có vẻ không tệ nếu tình cờ chạm mặt nhau ở nơi đó cũng sẽ bình an vô sự chỉ sợ là hắn có dính líu đến việc này nếu ngươi thấy khó xử thì đừng miễn cưỡng còn đề xuất gì khác có thể nói ra nghe thử trầm ngâm chốc lát tạ liên vẫn nói ta sẽ đi quân ngô nhìn y nói tiên lạc ta biết trong lòng ngươi tự có chừng mực nhưng mà ta cũng biết bao giờ ngươi cũng nghĩ tốt cho mọi người nghe quân ngô nói vậy Tạ Liên cười một tiếng, ngài đừng nói như ta là công chúa nhỏ chưa từng bước chân ra khỏi cửa chứ. Câu nói này, thật sự không phù hợp với ta chút nào. Quân ngô lắc đầu, bạn bè mà ngươi quen, lẽ ra ta không nên nhiều lời, nhưng ta vẫn phải nói thêm một câu. Cẩn thận với Hoa Thành. Nghe vậy, Tạ Liên hơi cúi đầu, rũ mắt không đáp. Y hẳn nên thuận miệng đáp một câu rõ, Y cũng đã quen miệng nói rõ rồi. Thế nhưng câu rõ này, chẳng hiểu vì sao, y không muốn nói lắm quân ngô nói tiếp nhất là phải cẩn thận thanh yêu đau ách mệnh của hắn đừng cho nó để lại vết thương trên người mình tạ liên ngạc nhiên hỏi thanh đau kia thì sao vậy quân ngô nói vết thương mà yêu đau ách mệnh để lại đều là nguyền rủa cho dù có lành đi chăng nữa chỉ cần hoa thành muốn hắn có thể khiến cho vết thương đó chảy máu lần nữa bất cứ lúc nào không biết tự tin từ đâu mà có tạ liên nhủ thầm tam lan hẳn sẽ không dùng đau chém mình đâu nhưng ngoài miệng vẫn nói, tiên lạc hiểu rồi. Quân ngô khẽ gật đầu, nói, việc này giao cho ngươi, tất nhiên ta yên tâm nhất, ngươi không thấy khó xử thì càng tốt hơn nữa. Nhưng một mình ngươi sợ rằng sẽ rất vất vả, ngươi muốn vị thần quan nào đi cùng mình. Suy nghĩ một chút, tạ liên nói, tùy tiện đi, nhưng tính tình dễ gần chút thì tốt hơn, pháp lực cao chút thì tốt nữa, có thể cho ta mượn dùng bất cứ lúc nào. Quân ngô cười nói, chỉ bằng điều thứ nhất, ngươi đã loại thẳng Nam Dương và Huyền Chân rồi. Đúng vậy, tính cách của Phong Tính và Mộ Tình bây giờ không thể nói là dễ gần, Tạ Liên cũng nở nụ cười. Quân Ngô hỏi tiếp, ngươi với bọn họ sao rồi? Còn chưa nói chuyện à? Quân Ngô chưa bao giờ gia nhập bất cứ thông linh trận nào, hiển nhiên cũng không biết bọn họ láo nháo những gì trong trận cả ngày. Tạ Liên nói, nói vài câu rồi. Quân Ngô nói, đã nhiều năm như thế mà chỉ nói vài câu thôi à? Được rồi, ta nghe nói, Lần này ngươi phi thăng đập vỡ điện vàng của rất nhiều tiên quan, trong đó có Nam Dương. Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, đổi giọng giải thích, ta trả hết rồi. 888 vạn công đức, ta đã trả hết rồi. Việc này cũng phải cảm ơn đế quân cho ta cơ hội đến núi giữ quân. Quân Ngô lại nói, ngươi để dành cảm ơn Nam Dương đi. Ta nghe Linh Văn nói, hắn tự chủ động âm thầm tìm đến điện Linh Văn, nói không cần ngươi trả hắn công đức trùng tu điện vàng. Tạ Liên ngẩn ra, Điều này ta không hề hay biết. Hèn gì 888 vạn công đức, nói trả hết nợ là trả hết nợ, thì ra còn sót một khoản lớn như thế, lúc đó tổn hại của Điện Nam Dương là nghiêm trọng nhất, nghe đâu sụp hết nửa bên đỉnh vàng. Quân Ngô nói, Nam Dương bảo Linh Văn đừng nói cho ngươi biết, tất nhiên ngươi sẽ không biết rồi. Nếu hắn không muốn ngươi biết, ngươi cứ tiếp tục vợ như không biết đi. Tạ Liên cũng không biết mình có cảm nhận gì, chua ngọt đắng cay, dung hòa trong lòng, Rối như tơ vò, cuối cùng, y chỉ lặng lặng thở dài một hơi, nghĩ sang việc khác, trên đời này, câu tuyệt đối đừng nói cho người khác biết, quả nhiên toàn là nói xung mà. Trầm tư giây lát, Quân Ngô hỏi tiếp, nam dương và huyền chân không được, vậy phong sư thì sao? Tạ Liên ngẫm nghĩ, đáp, phong sư đại nhân rất tốt, có điều không biết nạn có bằng lòng ra ngoài tuần tra với ta không. Quân Ngô nói, phong sư pháp lực cao cường, tính tình nhanh nhạy, thích kết giao bạn bè phù hợp với dễ gần mà ngươi nói lần trước phong sư có tới tìm ta đánh giá ngươi không tệ theo ta thấy thì cũng được nếu ngươi không còn vấn đề gì khác lần này hãy hạ phàm với phong sư đến chợ quỷ thăm dò đầu đuôi ngọn ngành đi còn nữa tạ liên hỏi chuyện gì quân ngô chậm rãi nói ngươi có thể cố gắng nhưng đừng cố ép mình quá nghe vậy tạ liên ngơ ngẩn hồi lâu sau đó mỉm cười ngài nói gì vậy chứ ta cố ép mình bao giờ quân ngô vỗ vỗ vai y không nói nữa hai người lại nói sơ chút chuyện công việc quân ngô cho người đi thông truyền phong sư sau đó bảo tạ liên lui xuống trước tạ liên bèn rời khỏi điện thần võ y đứng tại cổng đại điện đứng một lúc rồi quay đầu lại nhìn bấy giờ mới men theo đường thần võ ra khỏi thiên cung tạ liên đến gần thiên giai của trần giang đi dạo loanh quanh chờ bên điện thần võ thông báo cho vị phong sư đại nhân kia nào ngờ chờ cả buổi không chờ được nữ đạo sĩ áo trắng nhưng lại chờ được một đạo nhân áo trắng thiên giai chắc là bậc thềm thần thánh dẫn xuống trần gian ấy đạo nhân này thần thái sáng láng gió tiên dập dềnh quanh thân chính là vị thanh huyền trong điện thần võ ngượng ngùng một phen đến tận hai canh giờ sau tạ liên nhín chút thời gian đọc trộm cuộn giấy cuối cùng mới xem như biết rõ lai lịch của vị phong sư này năm vị sư của thiên giới đều thay họ bằng danh hiệu chẳng hạn như trước khi phi thăng Tên thật của địa sư khi còn ở Trần Giang là Minh Nghi, sau khi phi thăng thì được gọi là địa sư Nghi. Mà tên thật của phong sư trước khi phi thăng là Thanh Huyền, sau khi phi thăng được gọi là phong sư Thanh Huyền. Phong sư Thanh Huyền, người cũng như tên, tính tình như gió, thích kết giao bạn bè, ra tay hào phóng, không câu nệ tiểu tiết, nhân duyên ở thượng thiên đình cực tốt, chỉ cần nhìn việc hắn rãi 10 vạn công đức trong thông linh trận là biết. Nói trở lại, ca ca của hắn là đại thần quan trưởng quản tài vận ở nhân gian, tất nhiên sẽ ra tay hào phóng, không câu nệ tiểu tiết rồi. Đúng thế, ca ca của phong sư Thanh Huyền, chính là vị thủy sư vô độ Thủy Hoành Thiên kia. Hai người cùng hạ phàm, sống vai nhau vừa đi vừa trò chuyện. Tạ Liên khoanh tay, nói thật lòng, ở nhân gian, bùi thị nhị tướng một họ hai người phi thăng đã được xem là chuyện ly kỳ rồi. Đằng này phong thủy nhị sư hai người cùng dắt nhau lên thượng thiên đình, quả là càng ly kỳ hơn phải biết rằng trong mấy chục ngàn người cũng chưa chắc có một người phi thăng được đến bùi minh và bùi túc còn cách nhau mấy trăm năm thậm chí bùi túc cũng chẳng phải là hậu duệ trực hệ của bùi minh chỉ là đứa cháu cách nhau chẳng biết bao nhiêu đời bên anh em nhà bùi minh thôi mà thủy sư vô độ và phong sư thanh huyền lại là một cặp anh em ruột hàng thật giá thật đây mới thật sự là một nhà hai người phi thăng làm sao không ly kỳ cho được phong sư thanh huyền cười nói có gì đâu ta với ca ca của ta cùng chui ra từ một bào thai cùng lớn lên cùng bái sư tu hành đương nhiên cũng cùng phi thăng rồi điều này tạ liên đã từng phân tích trong lúc bổ sung kiến thức từ cuộn giấy sư vô độ phi thăng trước chỉ mấy năm sau sư thanh huyền cũng độ thiên kiếp mọi người thường cung phụng hai vị thần quan chung với nhau bái cùng một điện ngang vai ngang vế có thể thấy tình cảm giữa hai anh em họ rất tốt chắc hẳn thủy sư cũng chính là nguyên nhân mà tam lang và nam phong nói bùi minh sẽ không đụng đến phong sư rồi dù sao cũng là em ruột của Thủy Hoành Thiên, làm gì dễ chọc thế chứ. Đến đây, tạ liên chợt nhớ tới một chi tiết, y suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng, phong sư đại nhân, lúc ở trong điện thần võ, ta nghe bùi tướng quân nói, hình như hắn có quan hệ rất thân với ca ca của ngươi. Lần này ngươi đi tố cáo tiểu bùi tướng quân, liệu ca ca của ngươi có? Sư Thanh Huyền nói, không đâu. Ca ca của ta đã sớm biết ta chướng mắt bùi minh rồi. Tạ Liên hỏi, biết là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Liệu chuyện này có khiến cho Thủy Sư Đại Nhân và Bùi Tướng Quân nảy sinh hiềm khích không? Sư Thanh Huyền lại nói, nảy sinh hiềm khích mới tốt đó, ta còn ước gì ca ca của ta đừng dính chung với hắn nữa, sớm ngày thoát khỏi tam độc lựu, ba khối u ác tính. Tạ Liên ngẩn ra, y nói, tam độc lựu gì cơ? Sư Thanh Huyền kinh ngạc nói, cái gì? Vậy mà Huynh cũng không biết à? Ê! Được rồi, ta biết huynh chẳng biết gì hết mà. Huynh nghe một chút là được, tam độc lựu là biệt danh của mấy vị thần quan thượng thiên đình danh tiếng thì kém nhưng quan hệ lại khá tốt, chính là Minh Quang, Linh Văn và ca ca của ta. Tạ Liên nghĩ thầm, thế mà không phải Tạ Liên, Tạ Liên, Tạ Liên. Sư Thanh Huyền phải nhẹ quạt phong sư, nói tiếp, ta không ưa bùi minh thật đấy, nhưng chuyện lần này vốn dĩ là sai lầm của riêng tiểu bùi tướng quân, nếu bùi minh muốn đổ tội cho quốc sư bán nguyệt để bảo vệ tiểu bùi thì đừng hòng bất luận là người là thần hay là quỷ đều phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm bắt nạt một cô bé thì hay ho gì chứ nói đến câu cuối giọng của phong sư có chút khinh bỉ nghe xong tạ liên cười nói phong sư đại nhân quả là hiệp nghĩa sư thanh huyền cười đáp huynh cũng không tệ ta đã loáng thoáng nghe được một ít lời đồn về cửa ải bán nguyệt nhưng không có thời gian điều tra kỹ càng đã vậy còn bị ca ca của ta mắng cho mấy bận thế là nhiều chuyện cũng quên bén mất hôm đó nghe huynh hỏi trong thông linh trận ta mới sực nhớ ra vụ đó nên đi xuống xem thử ai ngờ huynh không chỉ hỏi sung mà đi thật thế là ta nghĩ ái cha người này khá đấy chứ phong sư này quả là người thẳng thắn thú vị tạ liên hoàn toàn có thể hiểu được tại sao nhân duyên của phong sư trên thượng thiên đình lại tốt như thế không ngờ lần phi thăng này lại có thể làm quen với một vị thần quan như vậy trên thượng thiên đình, Tạ Liên không khỏi bật cười. Nào ngờ mới vừa quay đầu, đến khi quay lại lần nữa, đạo nhân áo trắng bên cạnh đã biến thành một nữ đạo sĩ áo trắng. Sự biến đổi này quá đột ngột, Tạ Liên suýt nửa trượt chân, y nói: "Phong sư đại nhân, sao đột nhiên ngươi lại biến thân vậy?" Sư Thanh Huyền nói: "Ta, à, thật không dám giấu, ta biến thành thế này, pháp lực sẽ mạnh hơn." Thì ra trước đó đã nhắc phong sư và thủy sư thường xuyên được thời chung một chỗ nhưng cũng vì vậy mới nảy sinh một việc ngoài ý muốn kỳ lạ có lẽ mọi người cảm thấy nếu bái hai vị thần đều là nam trong cùng một điện thần thì thiếu thiếu cái gì đó nam nữ phối hợp kiếm sống khỏe re dường như một nam một nữ mới đủ đây thế là sau đó có người đã làm một việc chính là tạc tượng phong sư thành tượng nữ Ý chỉ việc nếu người khác giới có mặt thì rất nhiều người hăng hái hoàn thành những việc mà họ vốn không thích làm trước mặt người cùng giới tính. Sửa thành tượng nữ thì không nói, lại còn nói bậy nói bạ, phao tin bị chuyện, nói cái gì mà hai thần quan phong thủy vốn là một cặp huynh muội, thậm chí còn có phiên bản nói họ là một cặp vợ chồng. Mấy trăm năm trôi qua, nghe nhầm rồi đồn bậy, dẫn đến việc xuất hiện rất nhiều câu chuyện kỳ quặc quái gở. thế nên lúc hai vị thần quan nhất thời nổi hứng tìm đến xem thử, nhìn mà da gà rất đầy đất. Tuy nhiên cũng có không ít người tin vào những lời đồn bậy bạ này, khi nhắc tới phong sư thường không rõ rốt cuộc là nam hay nữ, cứ mở miệng ra là nương nương phù hộ con với, vì thế sư Thanh Huyền còn có một biệt danh khác, chính là phong sư nương nương. Tuy rằng buồn cười thật, nhưng chuyện hoang đường như thế không hề ít, Linh Văn cũng từng bị thế chứ đâu. Mặc dù Linh Văn là một vị nữ thần quan, nhưng nàng chưa bao giờ chưng diện trang điểm lộng lẫy như những tiên nữ khác, bình thường mặc toàn đồ đen già dặn mà lanh lợi suốt ngày rút trong điện linh văn điều khiển một đống văn quan phê duyệt cuộn giấy như phát rồ tuy rằng có một phần là do tính cách nhưng ngoài ra cũng còn nguyên nhân khác cứ thử xuống nhân gian túng bừa một người đến hỏi linh văn chân quân là nam hay nữ ai cũng sẽ trả lời một cách kiên quyết rằng nam văn thần mà đương nhiên là nam rồi chính vì điều này lúc vừa mới phi thăng linh văn phải ăn chút quả đắng nàng là văn thần nhưng rất nhiều người ở nhân gian đều cảm thấy một cô gái làm sao đứng ở vị trí văn thần được. Làm sao giữ được văn vận suôn sẻ? Chắc chắn không linh nghiệm. Vì vậy mặc cho nàng có cần mẫn đến đâu, nhàn đèn cũng hiu hắt. Sau đó vài ông từ không hài lòng, nhất thời tức giận sửa hết tượng thần của Linh Văn Thành Nam, ép Linh Văn Nguyên Quân thành Linh Văn Chân Quân, đồng thời còn biên soạn cho nàng một bộ truyền kỳ xuất thân từng trải khiến người ta đọc mà trận mắt há mồm. Sau khi thay đổi như thế, nhang đèn lập tức trở lại. Mọi người đua nhau khen không ngớt miệng rằng Linh Văn Linh nghiệm quá, nhưng trên thực tế, thần quan vẫn là thần quan đó, pháp lực vẫn chỉ có bấy nhiêu, những câu chuyện được lưu truyền toàn là nói bừa, nhưng ai bảo mọi người đều chịu trò này chứ. Thế là sau đó, mỗi lần Linh Văn đi báo mộng hoặc hiển Linh đành phải dùng thân xác Nam Nhi. Tương tự như thế, mọi người đều cho rằng trong phong thủy miếu phải là một nam một nữ mới trấn giữ được, vậy thì phải là một nam một nữ thôi ai thèm quan tâm ngươi là thần hay quỷ mọi người tin ngươi là cái gì thì ngươi là cái đó cho dù ngươi có khác thế mười vạn tám nghìn dặm người ta cũng chỉ chịu nhìn cái họ muốn nhìn thôi các vị thần quan thượng thiên đình chẳng còn lại gì nữa về phần sư thanh huyền theo quan sát của tạ liên hắn có vẻ không quan tâm lắm chi bằng nói hắn rất thích thú nữa là không chỉ thích thú một mình hắn còn nhiệt tình lôi kéo người khác thích thú với mình Khiến Tạ Liên không khỏi hoài nghi về thân phận thật sự của thiếu nữ áo đen đi cùng hắn lần trước. Trong hai canh giờ từ thiên giới xuống đến đây, Sư Thanh Huyền vẫn một mực thuyết phục Tạ Liên cùng biến thành nữ với mình, hơn nữa lý do còn rất chi là hợp lý, nữ giới âm khí nặng, dễ che giấu hành tung trong chợ quỷ hơn. Tạ Liên suy nghĩ một lát, chỉ có thể từ chối khéo, pháp lực của ta không đủ, không biến được đâu. Sư Thanh Huyền lại hết sức nhiệt tình, nói, "Ta cho huynh mượn nè." để quân phái ta tới cũng vì thế còn gì. Tạ Liên nói, đại nhân à, ngươi cứ chờ lúc đánh nhau rồi hẳn cho ta mượn. Sư Thanh Huyền xúi dục không thành nên cũng không miễn cưỡng nữa. Lúc này, hai người đã đến một vùng đất hoang vu. Trời đêm tăm tối, quả kêu in ỏi trong mảnh rừng tối đen, bầu không khí tiêu điều mà quỷ quái. Nhìn ngó một lát, Tạ Liên nói, ở lại đây đi. Nơi này âm khí dày đặc, bên cạnh lại có hàng đống mồ mã, ắt hẳn sẽ gặp được một hai thứ chuẩn bị ra ngoài đi chợ, đến lúc đó đi theo là được. Vì vậy hai người bèn ngồi tạm bên đống mộ loạn xạ, ông cây đợi thỏ. Ngồi chưa bao lâu, sư Thanh Huyền vói tay vào trong áo lục lọi, không biết moi ra một vò rượu từ đâu, hỏi, uống không? Tạ Liên nhận lấy, uống một hớp, uống đến độ cổ họng nóng hừng hực, đoạn trả vò rượu lại cho sư Thanh Huyền, nói, cảm ơn. Sư Thanh Huyền nhận vò rượu, uống vài hớp, nói, huynh không uống được à? Tạ Liên nói, uống được, nhưng uống nhiều quá sẽ nổi cơn điên nên chỉ nhấp một chút rồi ngừng. Giờ gì rồi? Trầm ngâm chốc lát, sư Thanh Huyền nói, giờ tí. Tạ Liên nói, ừ, chắc sắp đến rồi. Vừa dứt lời, hai người chỉ thấy một hàng tia sáng âm u lóe lên từ sâu trong rừng rậm. Hàng tia sáng âm u càng lúc càng gần, đến khi chúng ra khỏi rừng rậm, bấy giờ hai người mới nhìn ra, đó là một hàng phụ nữ áo trắng mặt lạnh như tiền trẻ có già có xấu có đẹp có ai cũng mặc áo liệm tay cầm đèn lồng màu trắng chậm rãi bước về phía trước thừa dịp đêm khuya đám nữ quỷ này muốn tranh thủ đến chợ quỷ đi chợ tạ liên hạ giọng đuổi theo mau sư thanh huyền gật đầu uống nốt vài ngụm rượu rồi ném văng cái vò hai người đứng dậy điềm nhiên theo phía sau đám quỷ hồn trước đó hai người đã chuẩn bị kỹ lưỡng dẹp hết linh quang trên người làm bộ như hai hình nhân gỗ không có chút hơi người nào quỷ hồn của đám nữ quỷ kia cầm đèn lồng trắng, men theo rừng cây tối mịt, vừa đi vừa nhỏ giọng tán gẫu. Một kẻ nói, vui quá đi thôi, chờ quỷ lại mở cửa, ta phải đi làm mặt mới được. Kẻ còn lại nói, mặt ngươi bị sao thế? Cách đây không lâu mới làm mà. Kẻ trước nói, lại nát bét rồi. Ôi dào, cái người lần trước làm mặt cho ta bảo rằng có thể giữ được một năm không bị nát, bây giờ còn chưa đến nửa năm nữa là tạ liên và sư thanh huyền đi ngay sau bọn chúng nghe chúng nó tán dốc mà không nói tiếng nào nghe đến đoạn mắt cười cùng lắm chỉ dám nhếch khóe miệng nhìn nhau một cái đi chừng nửa canh giờ đội ngũ đã đến một thung lũng giữa bóng đêm mờ mịt hư vô sâu trong thung lũng thấp thoáng ánh đỏ dường như còn có tiếng ca truyền đến tạ liên càng lúc càng tò mò rốt cuộc chợ quỷ trong truyền thuyết trông như thế nào nhỉ ai ngờ bọn họ vừa bước vào thung lũng một nữ quỷ đi cuối hàng đột nhiên quay đầu lại, phát hiện ra bọn họ, ngờ vực hỏi, các ngươi là ai? Ả à, vừa hỏi, cả đám phụ nữ mặt mày trắng bệch đi đằng trước đồng loạt quay đầu lại, không khỏi cảm thấy kỳ lạ, bèn vây quanh bọn họ, nói, các ngươi đi theo hồi nào thế? Lúc bọn ta ra khỏi mộ làm gì có hai người này? Các ngươi ở khu mộ nào, hình như trước đây ta chưa từng gặp các ngươi bao giờ. Tạ liên ho nhẹ một tiếng, nói, chúng ta đến từ nghĩa địa cách đây khá xa, chưa từng gặp là phải. Sư Thanh Huyền cũng cười nói, đúng vậy, chúng ta lặn lội ngàn dặm đến đây chỉ vì muốn vào chợ quỷ thôi đó. Cả đám phụ nữ áo trắng không nói tiếng nào, chỉ nhìn chầm chầm bọn họ, nếu đổi thành hai người khác, chỉ e đã bị nhìn đến độ quỳ gối run cầm cập rồi. Tạ Liên cũng không sợ bại lộ thân phận, đám quỷ hồn phụ nữ và trẻ con yếu đuối này, làm sao uy hiếp được hai người họ. Chẳng qua chợ quỷ đã ở ngay trước mắt, gần trong gan tấc, cần gì phải gây chuyện làm bức dây động rừng ở nơi này. Bây giờ, một ả nhìn chầm chầm sư Thanh Huyền, chậm rãi mở miệng. Ả à nói, mùi mùi à, mặt của mùi được bảo dưỡng khá đấy chứ. Nghe vậy, tạ liên và sư Thanh Huyền đều sửng sốt. Ngay sau đó, hai người lập tức gật đầu lia lịa. Tạ liên nói, cũng thường thôi cũng thường thôi, sư Thanh Huyền học theo giọng điệu của y, nói, tốt lắm tốt lắm. Cả đám phụ nữ vây quanh hai người, thảo luận rôm rả đúng thật không nát tẹo nào mùi mùi à mùi sửa mặt ở chỗ nào thế có bí quyết gì không có chủ tiệm nào đề cử không sư thanh huyền không biết phải trả lời ra sao chỉ đành cười gượng gạo vậy hả ta cũng cảm thấy mặt mình được lắm ha 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 ha, ha. làm sao hắn biết mặt người chết được bảo dưỡng thế nào chứ chỉ còn cách cười luôn mồm kéo dài thời gian thôi đúng lúc này cả đám đồng loạt xoay người, tầm nhìn của tạ liên trở nên rộng thoáng, một vùng đỏ thẫm đập vào mắt. Một thế giới sặc sỡ và lạ lẫm hiện ra trước mắt y. Đó là một con đường chạy dài. Dài đến mức nhìn không thấy điểm cuối, hai bên đường nít đầy cửa tiệm và sạp hàng rong, bản hiệu ngũ sắc lung lay và đèn lồng đỏ thẫm cao thấp lẫn lộn. Đa số những người đi tới đi lui trên đường đều đeo mặt nạ. Khóc, cười, giận, là người, hoặc chẳng phải người nếu không đeo mặt nạ thì chỉ có thể dùng hình thù quái dị để miêu tả. Có đầu to thân nhỏ, có cao gầy như sào trúc, có dẹp lép như cái bánh dán dưới đất, vừa bị người đi đường dẫm lên vừa phàn nàn trách móc. Tạ liên thận trọng tránh dẫm trúng bất cứ thứ kỳ quặc nào, lúc đi ngang qua một sạp bán đồ ăn vặt, thấy chủ sạp cầm một khúc xương lớn dùng sức khuấy nồi canh, vừa khuấy, nước bọt vừa chảy xuống từ kẻ răng, rơi tí tách vào trong canh, vài con người trôi nổi giữa nước canh mang màu sắc quái dị. Bên kia, có vài kẻ quái đảng đang biểu diễn tạp kỹ, một gã đàn ông vạm vỡ túng một tiểu quỷ yếu như gà bệnh, há miệng phun ra một luồng lửa rừng rực, đốt đến độ tiểu quỷ trong tay gã kêu như heo bị chọc tiết, dãy dù liên hồi, còn những kẻ đứng xem xung quanh lại vỗ tay cười the thé, lớn tiếng reo hò. Có kẻ còn điên rồ hơn, rải một đống tiền lên không trung, rải đến trắng cả một trời, đống tiền đó trao lượng rớt xuống trước mắt tạ liên, y đưa tay ra trắng, cầm lấy một tờ xem thử, quả nhiên là tiền âm phủ y tiếp tục ngang qua một hàng thịt trước cửa hàng treo một cái đầu người hốc hác đầu được xếp ngay ngắn theo thứ tự từ nhỏ đến lớn công khai ghi giá thịt trẻ con bao nhiêu tiền thịt thiếu niên giá bao nhiêu thịt đàn ông giá thế nào thịt phụ nữ giá ra sao xương giòn thì đáng mấy đồng mà kẻ đeo tạp về tay cầm dao mổ đang bận bịu trước hàng thịt lại là một con heo rừng bờm lông đen dài mà thứ nó đang chặt từng nhát dưới tay chính là một cái chân người to khỏe vẫn còn đang co giật quả thật là chúng quỷ hoành hành, địa ngục hoang lạc. Người chặt heo thì thường thấy nhưng heo chặt người lại ít bao giờ thấy, tạ liên nhịn không được nhìn thêm vài lần, ai ngờ bị con heo kia phát hiện. Nó lập tức nói, nhìn cái gì vậy? Người có mua không? Tạ liên lắc đầu, không mua. Gã đồ tể heo kia chặt mạnh một nhát xuống thớt, chặt cho máu thịt văng tung tóe. Nó quát, không mua thì đừng nhìn. Mẹ kiếp, ngươi muốn kiếm chuyện hả? Xéo mau tạ liên xéo liền nhưng đi được mấy bước y bỗng nhiên phát hiện thôi tiêu rồi đám quỷ hồn và sư thanh huyền đã không còn bóng dáng tạ liên ngớ người lập tức nghĩ đến việc thông linh với phong sư sợ phong sư bị đám quỷ hồn kia lôi đi tu sửa bảo dưỡng mặt thật có điều nơi này là chợ quỷ phép thông linh của thiên giới ít nhiều cũng sẽ bị hạn chế thông linh không được y đành phải đi tìm không mục tiêu trên đường trước đi một hồi bỗng nhiên bị ai đó kéo lại vốn dĩ tạ liên đã vô cùng cảnh giác hỏi ngay ai vậy người kéo tạ liên là một ả đàn bà bị y dọa cho giật thót nhưng sau khi thấy rõ mặt y ả lập tức cười khanh khách nói bằng giọng dụ hoặc ây da vì tiểu ca ca này ngươi anh tuấn quá nha quần áo của ả hở trên hở dưới trang điểm dung tục đến phát sợ phấn trắng dặm không đều vừa mở miệng phấn đã rơi lạ tả bộ ngực phòng to như nhét cái gì trong thịt thật sự khiến người ta nhìn mà kinh hãi Tạ Liên nhẹ nhàng gỡ bàn tay gầy như chân gà của ả ra ra, nói, vị cô nương này, có gì từ từ nói. Ả đàn bà kia sửng sốt, sau đó cười há há, nói, mẹ cha ơi, ngươi gọi ta là cô nương hả? Dạo này lại còn có người gọi ta là cô nương. Ha 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 ha. Dường như cũng thấy chuyện này quá hài hước, những kẻ xung quanh cũng phá lên cười theo ả ta. Tạ Liên lắc đầu, còn chưa lên tiếng, ả đàn bà kia lại nhào tới, nói, đừng đi mà tiểu ca ca ta thích ngươi đi khoái lạc một đêm với ta đi ta không lấy tiền của ngươi đâu ả à, biểu môi liếc mắt trong gẹo, nói ta bao ngươi nha hí 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 tạ liên thầm nghĩ thầm tội lỗi quá tội lỗi quá lẳng lặng nhưng kiên quyết tránh ra dịu giọng nói cô nương ngờ đâu ả à, đàn bà đột nhiên không nhịn nổi nữa nói gọi cô nương làm gì ai thích nghe ngươi gọi như thế hả được rồi đừng nói nhảm nữa sao hả ngươi có đi hay không dường như để cám dỗ Tạ Liên, ả đột nhiên cởi bộ quần áo vốn đã quá hở hang ra. Tạ Liên chẳng ngờ ả to gan như thế nên chưa nghĩ đến việc ngăn cản, chỉ đành thở dài dời mắt sang chỗ khác, tìm đường vòng mà đi. Ả nữ quỷ kia lại cản đường y, như quyết phải trêu ghẹo cho bằng được, nói: "Không thích ta." À. Tạ Liên tu hành ở hoàng cực quán từ nhỏ, cấm dục đã nhiều năm, xưa nay thể xác lẫn tinh thần đều vững tự thái sơn, cho y nhìn cái gì thì lòng y cũng tỉnh như mặt nước lặng nhìn đâu thì trong đầu cũng tự động tụng đạo đức kinh như chung đồng, hoàn toàn không có cảm giác gì. Nữ quỷ kia chồng gẹo không thành, lập tức thay đổi sắc mặt, mắng to, bao ngươi mà ngươi cũng không cần, ngươi có phải là đàn ông không? Tạ Liên liếc mắt sang một bên, nói, phải. Nữ quỷ nói, vậy ngươi chứng minh cho ta xem đi. Bên cạnh, có kẻ cười ha ha, con lẳng lơ này, người ta chê ngươi vừa già vừa xấu không thèm ngươi, ngươi còn la liếm cái gì? Nghe vậy, Tạ Liên bình thản nói, thật ra không phải thế. Ta có bệnh không tiện nói ra. Ta bị bất lực. Mọi người sửng sốt, ngay sau đó, một trận tiếng cười quỷ khóc sói gào bùng lên, hả 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 hả. Lần này, đối tượng bị cười nhạo đổi thành Tạ Liên. Quả thật chưa từng thấy người đàn ông nào đủ can đảm thú nhận mình có bệnh không tiện nói ra trước mặt bàn dân thiên hạ. Thế nhưng với việc cái ấy của mình có thể tạo nghiệt hay không, tạ liên vốn chẳng để tâm lắm còn thường xuyên dùng nó làm cớ để chối từ cách này phải nói là thử lần nào hiệu quả lần nấy quả nhiên nữ quỷ kia thoáng cái mặt quần áo lại không đu bám nữa mắng hèn gì tính tình lại thế ngươi là heo à có bệnh sao không nói sớm xía cách đó không xa gã đồ tể heo kia lại chặt một nhát xuống mắng mẹ kiếp con tiện nhân chết dịch kia ngươi nói chuyện kiểu gì thế heo thì sao hả nữ quỷ này chẳng hề tỏ ra yếu thế lớn giọng mắng ngược lại, từ đấy, heo thì sao à? Đồ súc sinh chết tiệt. Trên con đường dài, nhiều giọng nói tru tréo, nữ quỷ lan xương lại gây sự kìa. Chu đồ tẩy chém quỷ rồi, hai bên la làng la xóm lao vào cắn xé lẫn nhau, cuối cùng tạ liên cũng có thể thoát thân. Đi xa một đoạn, y còn ngoái đầu nhìn bên kia, thở dài một hơi. Không lâu sau, phía trước lại ồn ào huyên náo, đi một hồi, tạ liên đi đến trước một tòa kiến trúc to đùng màu đỏ tòa kiến trúc này có thể nói là khí thế phi phạm, trụ đứng, nóc nhà, tường ngoài, tất cả đều sơn màu đỏ thẩm nguy nga tráng lệ, còn trải một lớp thảm dày xa hoa. Nếu thật sự phải đánh giá, nó không hề kém cạnh cung điện ở thiên giới, chỉ là thiếu một phần trang trọng, thêm ba phần diễm lệ. Trước cửa người đến người đi, bên trong vồn vã tiếng người, cực kỳ náo nhiệt, giọng tai nghe kỹ, dường như nơi này là một sòng bạc. Tạ Liên bước lên phía trước, chỉ thấy trên cây cột dựng hai bên treo hai bức liễn. Bên trái là cần tiền không cần mạng, bên phải là cần thắng không cần mặt mũi. Lại nhìn lên trên, bức hoành phi viết, ha 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 ha. Kịch cẩm như thế, căn bản không đáng được gọi là câu đối, chưa kể nét chữ xấu xí nguyệt ngoạc, không hề có bút pháp gì đáng nói, như thể ai đó uống say cầm bút lông loại lớn vung vẽ một cách đầy ác ý, sau đó bị một trận gió quỷ quái thổi qua, cuối cùng biến thành hình dạng như thế. Ngày trước Tạ Liên là thái tử một nước, thư pháp được mấy vị danh sư chỉ đạo, trong mắt y, kiểu chữ tất nhiên là thảm không nỡ nhìn. Nhưng mà, chúng nó đã xấu đến mức ma chơi quỷ hờn, trái lại khiến cho Tạ Liên thấy hơi buồn cười, y lắc đầu, nghĩ thầm Phong sư chắc hẳn sẽ không vào đây chơi, nên đi tìm trong những cửa hàng làm đẹp sửa mặt cho nữ quỷ thì hơn. Đúng là y nên đi như thế, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến làm sao, đi chưa được mấy bước, y lại quay đầu, bước vào đại sảnh sòng bạc quả nhiên đông nghìn nghịch, đầu người lúc nhúc, tiếng cười to và gào khóc vang ầm ĩ. tạ liên mới vừa bước xuống vài bậc thang, chợt nghe một tiếng kêu thảm thiết, y đưa mắt nhìn kỹ, bốn gã đàn ông cao to đeo mặt nạ khi một người đi qua đây. Người nọ có vẻ đau chết đi sống lại, bị khiên mà hãy còn dãy dù gào rú, máu tươi đổ ào ạt dọc đường đi. Thì ra hai chân gã đều bị chặt đứt, máu chảy đầm đìa, mà có tiểu quỷ đang theo sát, thèm thùng liếm láp vệt máu dưới mặt đất liếm sạch sành xanh. Cảnh tượng quá đổi kinh khủng, thế mà trong sòng bạc chẳng có bất kỳ ai quay đầu lại chú ý, cả bọn vẫn hăng hái reo hò, hú hét, lăn lộn. Có điều, vốn dĩ phần lớn những kẻ đến đây chơi đã không phải là người, nếu là người thì cũng không phải người bình thường. Tạ liên nhiên người, để cho bốn gã đàn ông kia khiêng người ra ngoài, còn mình thì tiếp tục đi vào trong. Một tỷ nữ đeo mặt nạ tươi cười bước lên đón tiếp, cười nói, vị công tử này, ngươi vào đây chơi hả? Tạ Liên cười đáp, ta không mang tiền theo, chỉ nhìn thôi được không? Với kinh nghiệm của y, thông thường vào tiệm nói những lời thế này, chắc chắn sẽ bị tống cổ ra ngoài, không có tiền thì mi vào làm gì. Nhưng mà, tỷ nữ kia lại cười hì hì, nói, không mang tiền đâu có sao, người đến đây chơi, đa số không phải cực tiền. Tạ Liên nói, vậy ư. Tỷ nữ che miệng đáp, thật mà. Công tử, mời đi theo ta. Nàng vẫy tay với Tạ Liên, lã lướt đi đằng trước, tạ liên lặng lặng theo sau, quan sát xung quanh. Sông bạc này, bất kể nhìn từ bên ngoài hay bên trong đều hoa lệ mà không lố lăng, diễm lệ mà không dung tục, có thể nói là một tòa kiến trúc rất có phẩm vị. Tỷ nữ kia dẫn tạ liên đến cuối sảnh, ở đó có một chiếc bàn dài đầy người đứng vây xem. Tạ liên mới vừa đến gần, chỉ nghe một gã đàn ông nói, ta cực một tay của ta. Người vây xem đông nghiệp, tạ liên chen chút không vào, đành phải đứng ngoài nghe. Bỗng nhiên, y nghe được một người khác nói bằng giọng biến nhát, khỏi cần. Đừng nói một tay, cho dù là cái mạng chó của ngươi cũng chẳng đáng một đồng ở đây. Vừa nghe giọng nói này, tạ liên bỗng thản thốt. Y lẩm nhẩm một tiếng, tam lang Giọng nói khi nảy lọc vào tai, đích thực là giọng nói của thiếu niên nọ. Tuy nhiên, nó có phần trầm thấp hơn trong trí nhớ của y. Nhưng cũng chính vì thế, giọng nói đó nghe càng êm tai hơn, mặc dù đang lẫn trong tiếng cười hi ha khắp bốn phía, giọng nói này vẫn rõ mồn một, xuyên qua sòng bạc vồn và tiếng người, lọc thẳng vào tai y. Tạ Liên ngẩng đầu lên, bấy giờ mới phát hiện, sau chiếc bàn dài có một tấm màn che. Mà sau tấm màn che ấy, loáng thoáng thấy được một bóng người áo đỏ đang thông thả tựa lưng vào ghế. Câu này của Hoa Thành tuy đầy ý khinh miệt, cực kỳ không khách sáo, nhưng hắn vừa mở miệng, gã đàn ông kia cũng đành mặt cho người khác cười nhạo, không dám phản bác nhiều. Tỳ nữ dẫn Tạ Liên đến đây nói, "Vị công tử này, hôm nay ngươi may mắn lắm đó." Ánh mắt của Tạ Liên chưa hề rời đi, y hỏi, "Sao lại nói vậy?" Tỳ nữ nói, "Thành chủ của chúng ta ít khi nào đến đây chơi lắm, nhưng mấy ngày nay ngài ấy bỗng nhiên nổi hứng, thế còn không may sao?" Nghe giọng điệu của nàng ta, rõ ràng hết mực kính mến và tôn sùng vị thành chủ này, chỉ cần được nhìn thấy hắn đã là chuyện may mắn biết nhường nào, Tạ Liên không khỏi mỉm cười. Màn che lụa mỏng bóng đỏ thấp thoáng cảnh tượng như thế kiều diễm quá đổi trước tấm màn đỏ vài cô nàng xinh đẹp đứng quản lý bàn cược ban đầu tạ liên chỉ tính đứng bên ngoài nhìn rồi thôi nhưng sau khi nghe thấy giọng nói của hoa thành y bèn thử chen vào bên trong nhưng vẫn không lên tiếng trước y chen vào trong đám người đông nghịt cuối cùng cũng thấy được gã đàn ông đang đánh cược trên bàn cược gã ta là một người sống tạ liên cũng không ngạc nhiên trước đó đã nói trong chợ quỷ không chỉ có quỷ mà còn có không ít phương sĩ nhân gian có tu vi thỉnh thoảng một vài kẻ sắp chết hoặc những kẻ có ý định chết cũng lỡ chân vào nhầm gã đàn ông kia cũng đeo mặt nạ để lộ cặp mắt chằng chịt tơ máu đỏ như sắp nhỏ máu đến nơi môi thì trắng nhợt như thể đã nhiều này chưa thấy ánh mặt trời mặc dù là người sống thế nhưng còn giống quỷ hơn mấy con quỷ khác ở đây hai tay gã đè nặng một cái chung lắc xí ngầu làm bằng gỗ đen nín một lát rồi như thể bất chấp tất cả nói, nhưng mà. Tại sao người vừa rồi có thể cực hai chân của mình? Một cô nàng đứng trước màn che cười nói, người vừa rồi là đạo tặc thần hành, sở hữu một đôi chân cực giỏi khinh công, vào Nam ra Bắc, là vốn liếng để gã an cư lập nghiệp, vì vậy đôi chân đó mới đáng làm tiền cược. Ngươi vừa không phải thợ thủ công, vừa không phải danh y, một tay của ngươi đáng là gì? Gã đàn ông kia cắn răng nói, vậy ta, ta đặt cược 10 năm tuổi thọ của con gái ta. Nghe vậy, tạ liên ngẩn ra, nhủ thầm, trên đời này thế mà thật sự có người cha đánh cược tuổi thọ của con mình, vậy cũng được hả ta? Phía sau màn che, Hoa Thành lại cười một tiếng, nói, được. Không biết có phải do ảo giác hay không, tiếng được này, tạ liên nghe được một luồng khí lạnh giá. Y lại nhủ thầm, Tam Lan nói vận may của đệ ấy bao giờ cũng tốt, rút xăm cũng luôn rút được xăm thượng thượng, nếu đệ ấy đánh cược với gã này, chẳng phải nhất định sẽ thắng mất 10 năm tuổi thọ của con gái nhà người ta sao? Mới vừa nghĩ vậy, tạ liên chợt nghe cô nàng đứng cạnh bàn dài nũng nịu hô lên, số chẳng thua, số lẻ thắng. Một khi mở chung, tuyệt đối không được nuốt lời. Mời. Thì ra, hoa thành vốn dĩ sẽ không xuống đại đánh cược. Gã đàn ông kia run cầm cập, hai tay nắm chặt chung lắc xí ngầu lắc mạnh một phen, trong đại sảnh phần nào yên tĩnh lại, tiếng xí ngầu va đập trong chung nghe càng rõ ràng hơn. Một lát sau, động tác của gã thình linh dừng lại, sau đó xung quanh lặng nhắc như tờ. Qua hồi lâu, gã đàn ông mới chậm thật chậm nhất một cốc chung lắc xí ngầu lên, nhìn lén qua khe hở, cặp mắt chằng chịt tơ máu đột nhiên trợn trừng. Gã mở phát chung gỗ ra, nói với vẻ mừng như điên, lẻ, 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 ta thắng rồi, ta thắng rồi, ha 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 ta thắng rồi, ta thắng rồi kết quả mà đám người và đám quỷ vây quanh bàn dài muốn nhìn thấy không phải là thế này, cả bọn, hứ, một tiếng, đập bàn la lối, hết sức không hài lòng. Một cô nàng cười nói, chúc mừng. Việc làm ăn của ngươi sẽ chuyển biến tốt đẹp ngay thôi. Gã đàn ông kia cười sằng sặc một phen, nói to, khoan đã. Ta còn muốn cực nữa. Cô nàng kia nói, hoan nghênh. Lần này ngươi muốn cái gì? Sắc mặt gã đàn ông xa sầm, gã nói, ta muốn, ta muốn các đối thủ cùng nghệ với ta, tất cả đều chết bất đắc kỳ tử. Nghe vậy, tiếng tặc lưỡi vang khắp đại sảnh. Cô nàng kia che miệng cười, nói, nếu là vậy thì, so ra có vẻ khó hơn điều vừa rồi ngươi mong muốn. Ngươi không cân nhắc đến việc yêu cầu cái khác sao? Chẳng hạn như, giúp việc làm ăn của ngươi tốt thêm một bậc. Hai mắt gã đàn ông đỏ sậm, gã nói, không. Ta muốn cược cái này. Ta cứ cược nó đấy. Cô nàng kia nói, Vậy nếu ngươi yêu cầu điều này, 10 năm tuổi thọ của con gái ngươi, tiền cực như thế chắc không đủ đâu. Gã đàn ông lại nói, không đủ thì bổ sung. Ta cực 20 năm tuổi thọ của con gái ta, cộng thêm, cộng thêm nhân duyên của nó nữa. Đám quỷ ồ lên, cười ầm ầm, thằng cha này điên rồi. Bán con gái rồi. Lợi hại, lợi hại quá. Cô nàng kia nói, số chẳng thua, số lệ thắng. Một khi mở chung, tuyệt đối không được nuốt lời mời. Gã đàn ông kia lại bắt đầu rung lẫy bẫy lắc chung. Nếu gã thua, con gái của gã sẽ mất 20 năm tuổi thọ và nhân duyên tốt đẹp, tất nhiên không ổn rồi. Nhưng nếu gã thắng, lẽ nào sẽ làm cho những người cùng ngành với gã chết bất đắc kỳ tử thật? Có điều tạ liên cảm thấy, hoa thành hẳn sẽ không để chuyện như vậy xảy ra, nhưng sau nhiều lần do dự, cuối cùng y vẫn nán lại đằng trước một lát. Còn đang chần chừ không biết có nên ra tay dùng chút mưu mẹo hay không, đúng vào lúc này, có một người kéo y lại. Tạ Liên quay đầu nhìn, ấy thế mà lại là Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền đã khôi phục thân Nam Nhi, nói nhỏ, đừng manh động. Tạ Liên cũng nhỏ giọng đáp lời, phong sư đại nhân, sao ngươi biến trở lại rồi? Sư Thanh Huyền nói, Ê, một lời khó nói hết, đám bác gái em gái kia kéo ta đi, bảo rằng muốn giới thiệu cho ta cửa tiệm tốt, vất vả lắm ta mới thoát được đó, sợ bị họ bắt nữa nên đành biến về trước. Bọn họ dẫn ta đến một nơi thoa đủ thứ lên mặt, nào lôi nào kéo nào bôi nào trét, huynh mau nhìn mặt ta xem, có bị sao không? Có cái gì không ổn không? Phong sư nhích mặt đến trước người Tạ Liên, Tạ Liên nhìn kỹ một phen, nói thật, hình như càng trắng trẻo trơn mịn hơn đó. Nghe vậy, sư Thanh Huyền hớn hở nói, vậy hả? Tốt lắm, quá tốt luôn ấy chứ, ha 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 ha. Gương ở chỗ nào nhỉ? Gương ở chỗ nào nhỉ? để ta ngắm tí coi tạ liên nói lát nữa rồi hãy ngắm không thể thông linh trong chợ quỷ được chúng ta tuyệt đối đừng tách nhau nữa đúng rồi phong sư đại nhân sao ngươi biết ta ở đây vậy sư thanh huyền nói lẽ ra ta đâu biết huynh ở đây ta đến đây là vì ta đã hẹn với thiên thu sẽ gặp nhau ở đây lúc nãy tách ra ta mới đến đây trước nào ngờ vừa bước vào vừa khéo trông thấy huynh tạ liên nói ngươi hẹn với thiên thu gặp nhau ở đây sư thanh huyền nói đúng rồi thiên thu chính là lang thiên thu thái hoa điện hạ đó chắc huynh biết cậu ta chứ hả cậu ta là võ thần trấn giữ phía đông chúng ta đến đây nên hẹn cậu ta đi chung thì tốt hơn sông bạc quỷ là một trong những nơi náo nhiệt và vàng thau lẫn lộn nhất trong chợ quỷ nó là công trình kiến trúc tiêu biểu người qua quỷ lại quỷ nhiều mà người cũng nhiều không dễ khiến người khác nghi ngờ vậy nên trước đó ta đã bảo cậu ta gặp nhau ở đây tạ liên khẽ gật đầu đến khi quay đầu lại gã đàn ông kia vẫn chưa mở chung hai mắt gã trận trắng lầm bà lầm bầm hoàn toàn chẳng khác gì đám quỷ đang múa loạn trong sòng bạc y thở dài gã này sư thanh huyền vừa sờ mặt vừa nói ta biết huynh muốn nói gì ta cũng đồng ý nhưng mà chợ quỷ là địa bàn của hoa thành quy tắc của sòng bạc quỷ là ngươi tình ta nguyện dám chơi dám chịu thiên giới không quản được trước hết cứ yên lặng theo dõi tình hình Ngộ nhỡ thật sự không ổn thì chúng ta nghĩ cách sau. Tạ liên trầm ngâm giây lát, nhũ thầm tam lan ác hẳn sẽ không để chuyện như vậy xảy ra, yên lặng theo dõi tình hình cũng được, vì thế không còn hành động gì nữa. Mà gã đàn ông trên bàn cược có vẻ rốt cuộc đã gom đủ can đảm, hé mở chung lắc xí ngầu, kết quả sắp được công bố. Nào ngờ đúng lúc vào này, đột nhiên có một người nhào ra, dán một chưởng xuống, đập nát cái chung gỗ đen đó chữ này không chỉ đập nát chung lắc xí ngầu mà còn đập nát bàn tay đặt trên chung của gã đàn ông kia, ngay cả cái bàn cũng bị đập cho nước ra một khe. gã đàn ông đeo mặt nạ che bàn tay gãy nát xương, lăn lộn dưới đất gào thét. đám quỷ cũng đôi nhau la lối, có kẻ trầm trồ, có kẻ hoảng sợ kêu lên, còn người vừa ra tay nói lớn tiếng, cái kẻ này đúng là lòng dạ độc ác. ngươi cầu vinh hoa phú quý thì thôi đi, vậy mà ngươi lại cầu cho người khác chết bất đắc kỳ tử. ngươi muốn đánh cược có giỏi thì tự lôi mạng mình ra mà cược, lấy tuổi thọ và nhân duyên của con gái mình ra cược ư? Quả thật chẳng đáng mặt đàn ông, không xứng làm cha người ta. Thanh niên này mày kiếm mắt sáng, khí thế hào hùng, tuy chỉ mặc bộ đồ đen giản đơn, không phải hoa phục, nhưng cũng không giấu được khí chất quyền quý. Không phải thái tử điện hạ Lang Thiên Thu của nước Vĩnh An thì còn ai vào đây? Thấy Lang Thiên Thu, Tạ Liên và Sư Thanh Huyền đứng trong đám quỷ cùng đưa tay bụng mặt. Tạ Liên thở dài, Phong sư đại nhân, ngươi không nói cho cậu ta biết, đến đây phải cẩn thận một chút, lấy khiêm nhường làm đầu sao. Sư Thanh Huyền cũng thở dài, ta, ta nói rồi, nhưng mà, cậu ta là người như thế đó, ta cũng bó tay, sớm biết như vậy, chúng ta hẳn nên hẹn cậu ta xuống chung. Tạ Liên nói, ta hiểu, ta hiểu mà. Lúc này, hoa thành sau tấm màn che cười khẽ một tiếng. Lòng của Tạ Liên, cũng theo đó mà thấp thỏm. Lúc ở cùng y, Thiếu niên này rất hay cười, đến lúc này đây, tạ liên gần như đã phân biệt được khi nào hắn thật lòng thật dạ, khi nào hắn giả vờ chăm chọc và khi nào có ý định giết người. Chỉ nghe Hoa Thành ung dung nói, đến địa bàn của ta gây chuyện, lá gan của ngươi cũng to thật. Lan Thiên Thu quay sang bên kia, hai mắt sáng ngời, nói, ngươi chính là chủ nhân của sông bạc này. Đám quỷ xung quanh nhau nha cười dễu cợt, thằng oát không biết trời cao đất trọng này, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? đó là thành chủ của bọn ta. Có kẻ lại cười khẩy, nào chỉ là cái sòng bạc quỷ này, cả chợ quỷ đều là của ngài ấy. Nghe vậy, Lan Thiên Thu không có phản ứng gì, nhưng sư Thanh Huyền lại hết cả hồn, nói, mẹ cha ơi, chẳng lẽ ngồi sau màn chính là người kia? Huyết vũ thám hoa. Tạ Liên nói, phải, là đệ ấy. Sư Thanh Huyền hỏi, huynh chắc chứ? Tạ Liên nói, ta chắc mà. Sư Thanh Huyền nói, chết rồi chết rồi thiên thu tính sao đây? Tạ Liên nói, chỉ mong hắn sẽ không tự để lộ thân phận. Lan thiên thu nhìn quanh một lượt, càng lúc càng tức giận, nói, cái nơi quỷ quái này chướng khí mù mịt, đám quỷ lộng hành, những kẻ đến đây là cái thứ gì, làm toàn những việc gì. Các ngươi mở nơi này ra, quả thật không có chút tính người nào đáng nói. Đám quỷ đua nhau huyết gió, nói, vốn dĩ bọn ta đã không phải là người, tính người cái khỉ gì, thứ đó ai muốn lấy thì lấy đi còn ngươi là cái thá gì bày đặt chạy đến đây khoa chân múa tay với bọn ta hoa thành cười nói nơi này của ta vốn dĩ chính là địa ngục hoang lạc thiên giới có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại xông vào vậy còn cách nào đây nghe thấy hai chữ thiên giới tạ liên và sư thanh huyền bỗng chốc hiểu ra quả nhiên hoa thành đã biết lan thiên thu đến từ đâu rồi có điều lan thiên thu hoàn toàn không đọc hiểu được hàm nghĩa trong lời này đã vậy còn tung thêm một chưởng nhằm vào chiếc bàn dài cậu ta đứng ở cuối bàn chưởng này khiến cho cả người lẫn quỷ vây quanh lũ lượt né tránh chiếc bàn dài bay thẳng về phía bóng đỏ sau màn che chỉ thấy bóng người sau màn không hề thay đổi tư thế ngồi khẽ phất tay một cái bàn dài lại bay ngược trở về phóng về hướng lan thiên thu thấy bàn dài bắn ngược lại đầu tiên lan thiên thu chỉ đưa một tay ra giữ sau đó dường như phát hiện một tay chống không nổi lập tức đổi thành hai tay chống một hồi tráng cậu ta từ từ hàng gân xanh. Đại sảnh vốn tưng bừng náo nhiệt giờ thì kẻ trốn kẻ chạy, tạ liên và sư thanh huyền đều lưỡng lự không biết có nên giúp hay không, dù sao hiện tại hai người họ vẫn được xem là chưa lộ, có thể âm thầm giúp một tay. Nếu thật sự nhảy ra giúp, thế thì chẳng khác nào bắt một phát dính cả ba. Bên kia, Lan Thiên thu quát một tiếng, rốt cuộc cũng đẩy được chiếc bàn nặng nề kia trở lại. Bóng dáng của hoa thành sau màn đỏ lại nghiêng qua, nằm ngón nhẹ nhàng khép lại, thế rồi nhẹ nhàng thả ra. Chiếc bàn dài thoáng chốc nước thành vô số mảnh gỗ, bay về phía Lan Thiên Thu. Đống gỗ vụn đó mang theo tiếng xé gió sắc lệm, còn đáng sợ hơn cả ám khí, nếu Lan Thiên Thu vẫn giấu pháp lực, duy trì hình dạng con người, thế thì chẳng thể nào tránh thoát. Vậy là dây tiếp theo, trên người cậu ta lập tức tỏa ra một lớp linh quan nhàn nhạt, tạ liên và sư thanh huyền hiểu ngay, nghĩ bụng, không xong rồi, cậu ta muốn biến ra pháp thân. Nhưng mà, lớp linh quan nhàn nhạc, nhạc đó nhanh chóng biến mất chắc là rốt cuộc lang thiên thu đã nhớ lần này lên đường không thể để lộ thân phận vì thế vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc cậu ta vội vàng thu linh Quang lại tuy nhiên cho dù lang thiên thu có rút tay hoa thành cũng sẽ không rút tay bóng người áo đỏ ngồi yên sau màn đỏ tay đổi động tác nằm ngón tay khép lại khẽ nhấc lên trên hoa thành vừa nhấc tay cả người lang thiên thu đột nhiên bay lên không trung tạo thành hình chữ đại lơ lửng trên nóc của đại sảnh sông bạc. Sau khi bị vây hãm, Lan Thiên Thu có vẻ vẫn chưa hiểu tại sao tự dưng mình lại bay lên, hắn lóng ngóng dãy dù mấy cái. Tạ Liên đau đầu, nói, Lan Thiên Thu bị phong tỏa pháp lực, lần này muốn biến ra pháp thân cũng không được. Sư Thanh Huyền nói, chợ quỷ là địa bàn của Hoa Thành, muốn phong tỏa là phong tỏa được ngay. Tuy rằng hiện giờ Lan Thiên Thu xem như bị người ta chế ngự, có điều vẫn còn chỗ lợi, đó là thân phận thật sự của cậu ta cũng miễn cưỡng được giữ kín. Bằng không khi nãy đánh nhau cậu ta hóa ra pháp thân, để cho người ta biết võ thần phía Đông Thái Hoa chân quân chạy đến chợ quỷ gây chuyện, vậy thì khó mà thu dọn tàn cuộc. Suy cho cùng đã qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ một ít sự kiện đặc biệt, thiên giới và quỷ giới cũng xem như là nước sông không phạm nước giếng. Sau khi khách không mời mà đến đại náo sông bạc bị giam chặt, đám người lẫn quỷ thoạt đầu tháo chạy lại quay trở về, tụ tập dưới đại sảnh, chỉ trỏ lang thiên thu đang bị giam trên không trung cười hí hố có lẽ chưa bao giờ lâm vào cảnh túng quẫn như thế sắc mặt lang thiên thu căng đỏ lên không nói tiếng nào âm thầm dùng sức hồng dậy khỏi thuật trói buộc vô hình kia bên dưới thỉnh thoảng lại có quỷ nhảy lên muốn đập đầu lang thiên thu may là hoa thành treo hắn tít trên cao không đập trúng được bằng không mối nhục này sẽ to lắm đây hoa thành ngồi phía sau màn đỏ cười nói hôm nay bắt được cái thứ này các ngươi đem đi chơi đi ai may mắn đổ được số lớn thì đem nó về nấu đi. Nghe vậy, tiếng reo hò và tiếng la hét vang tới tấp trong đại sảnh, cực lớn nhỏ. Cực lớn nhỏ đi. Số lớn nhất đem nó về nấu. Ái cha cha, vị tiểu ca này trong bổ dưỡng lắm nha, hi 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 hi. Ha 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 ha, ha thấy mình ngu chưa, chỉ trách ngươi không biết mình đang gây sự ở địa bàn của ai. Bốn gã đàn ông vạm vỡ đeo mặt nạ lại khi một chiếc bàn dài mới đến chẳng ai để ý đến gã đeo mặt nạ đang ông tay kêu trên lăn lộn dưới đất nữa. Đám người và đám quỷ lại tụ tập bên bàn dài, bắt đầu vòng đánh cược tiếp theo. Mà tiền cược của lần này chính là Lan Thiên Thu đang lơ lửng trên không trung. Mắt thấy bên kia đánh cược tưng bừng khí thế, sư thanh huyền bên này lại đi tới đi lui, sốt ruột đến độ vung tay, làm sao bây giờ? Chúng ta có cần lên đánh cược đưa hắn về không? Hay là nhào vô đánh luôn? Tạ Liên nói, phong sư đại nhân, vận may của ngươi thế nào? Sư Thanh Huyền nói, đương nhiên là khi tốt khi xấu rồi, làm sao xác định được cái thứ gọi là vận may này chứ? Tạ Liên nói, có đó. Chẳng hạn như ta nè, chưa bao giờ tốt cả. Sư Thanh Huyền hỏi, thảm đến vậy sao? Tạ Liên buồn bã gật đầu, nói, ta đổ xí ngầu, nhiều nhất chỉ được hai điểm. Sư Thanh Huyền nhăn mày, lập tức nghĩ ra một cách, vỗ chân nói, hay là thế này đi, nếu huynh đổ nhiều nhất chỉ được hai điểm, vậy huynh so ai ném được ít điểm nhất với kẻ khác đi chắc chắn không ai nhỏ hơn huynh đâu tạ liên suy nghĩ một lát nói có lý để ta thử xem vì thế tạ liên bước đến cạnh bàn dài y nói hay là đổi luật chơi xem ai ném được số nhỏ nhất đi ai nhỏ người đó thắng thế nào quanh bàn kêu la ầm ĩ có kẻ nói được có kẻ nói không được tạ liên chọc lấy hai viên xí ngầu ném thử một phát lòng y nhủ thầm nhỏ nhỏ nhỏ, sau khi ném xong, hai người nhích đến gần xem thử hai viên sáu điểm. Tạ Liên Sư Thanh Huyền Tạ Liên xoa ấn đường, nói, xem ra vận may tốt hay xấu cũng sẽ không thay đổi vì đổi luật chơi. Sư Thanh Huyền cũng học điệu bộ xoa ấn đường của y, nói, hay là chúng ta cứ nhào vô đánh luôn đi. Lúc này, một cô nàng tới gần tấm màn đỏ, khẽ cuối người, gật gật đầu như đang nghe người sau màn nói gì đó, đến khi ngẩng đầu lên lại, nàng cất cao giọng, mời mọi người im lặng một lát thành chủ có lời muốn nói nàng ta vừa bảo thành chủ có lời muốn nói đám quỷ lập tức ngừng lại im thinh thít nàng ta lại nói thành chủ nói đổi luật một chút đám quỷ nhao nhao nói thành chủ chính là luật thành chủ nói gì thì là nấy đổi sang kiểu gì cô nàng kia nói thành chủ nói hôm nay tâm trạng của ngài ấy rất tốt muốn chơi vài ván với mọi người mọi người có thể đánh cược với ngài ấy người nào cực thắng có thể khiêng thứ bên trên đi. Muốn chưng muốn lục hay chiên rán xào ướp, người thắng được toàn quyền xử trí. Vừa nghe phải đánh cược với thành chủ, đám quỷ đều chần chừ do dự. Xem ra, Hoa Thành thật sự chưa từng xuống đại chơi bao giờ. Có mấy kẻ to gan nóng lòng muốn thử, song chưa có ai dám xung phong bước lên. Làng Thiên Thu ở phía trên vẫn không ngừng cố gắng vùng vẫy, tức giận nói, thứ gì mà thứ. Ta không phải là đồ vật, các ngươi dựa vào đâu mà lấy ta làm tiền cược? Nghe Lan Thiên Thu lớn giọng nói, ta không phải là đồ vật, nhiều nữ quỷ lén lút cười khùng khục, nhìn chồng chọc cậu ta một cách trắng trợn, đầu lưỡi tanh đỏ lướt qua môi, như thể muốn xé xác hắn ra nuốt vào bụng. Tạ Liên nghĩ thầm, Ê, thằng nhóc này, ngươi bớt nói vài câu đi. lẳng lặng thở dài, Tạ Liên đứng ra, dịu giọng nói, nếu đã như thế, vậy xin cho tại hạ thử tạm một lần. Nghe vậy, bóng người sau màn đỏ khựng lại, sau đó chậm rãi đứng lên. Cô nàng đứng trước màn cười nói, "Vậy thì, mời công tử bước lên đây." Đám người và đám quỷ trong đại sảnh tự động tách ra khoảng trống, nhường đường cho vị dũng sĩ này. Tạ Liên bước lên phía trước, cô nàng kia dùng hai tay đưa một cái chung lắc xí ngầu đèn bóng qua đây, nói, "Mời ngài trước." Trước đó, nàng đều dùng ngươi với những kẻ đánh cược khác, mặc dù lời nói nhã nhặn nhưng giọng điệu không thể xem là khách sáo. Bây giờ với tạ liên, nàng lại dùng từ ngài, giọng điệu cũng hết sức cung kính. Tạ liên nhận chung lắc xí ngầu gỗ đen từ tay nàng ta, nói cảm ơn rồi ho nhẹ một tiếng. Tạ liên gần như chưa chạm vào thứ này bao giờ, y cầm lấy lắc loạn xạ một phen, còn định ra vẻ mình lành nghề lắm. Lắc rồi lại lắc, y ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Lan Thiên Thu đang lơ lửng bên trên. Lan Thiên Thu cũng mở to hai mắt, nhìn y đầy chờ mong, song cuối cùng vẫn không nói tiếng nào. Nhìn nét mặt của Lan Thiên Thu, chẳng hiểu sao tạ liên lại thấy buồn cười, nhưng rồi vẫn nhìn xuống. Lắc hồi lâu, rốt cuộc cũng dừng lại. Vô số ánh mắt nhìn chầm chầm cái chung trong tay tạ liên, tạ liên cũng cảm thấy cái chung nhỏ bé này sao mà nặng vô cùng, không biết nên mở bằng tư thế nào mới chính xác. Ngay lúc y chuẩn bị công bố kết quả, cô nàng kia chợt lên tiếng, khoan đã. Tạ liên nói, sao thế? Nàng ta nói, thành chủ nói tư thế lắc xí ngầu của ngài không được đúng lắm tạ liên nghĩ bụng thì ra thật sự có tư thế lắc xí ngầu đúng chuẩn sao lẽ nào ngày trước vận may của mình không được tốt đều vì sai tư thế y khiêm tốn nói vậy xin hỏi tư thế nào mới là tư thế đúng chuẩn vậy cô nàng kia nói thành chủ nói mời ngài lên đây thành chủ sẵn lòng dạy ngài nghe vậy đám quỷ trong sòng bạc phát ra tiếng hít thở xì xì tạ liên nghe được có con quỷ lầm bầm thành chủ muốn dạy y à lần đầu tiên đấy nhé có phải kẻ này sắp tiêu đời không thành chủ muốn làm gì kẻ này là ai tại sao phải dạy y lắc chung không phải đều lắc như thế sao bộ có tư thế đúng chuẩn nữa hả tạ liên còn đang suy nghĩ về vấn đề này cô nàng kia đã chìa tay mời y đến bên màn đỏ nói mời vì thế tạ liên cầm cái chung lắc xí ngầu gỗ đen bước đến trước màn đỏ màn lụa lung lay bóng đỏ thấp thoáng. Người sau màn đã đứng ngay đối diện, giữa hai người chỉ còn khoảng cách nửa cánh tay. Nín thở chốc lát, một bàn tay rẽ nhiều lớp màn đỏ, duỗi ra từ sau màn, phủ lên mu bàn tay của tạ liên, cầm lấy chung lắc xí ngầu. Đó là một bàn tay phải, thon dài mà nhợt nhạt, đốt ngón tay rõ nét, ngón thứ ba buộc một sợi chỉ đỏ. Nhờ chung gỗ đen bóng làm nền, màu trắng trông càng nhợt nhạt, màu đỏ lại càng diễm lệ. Một cách chậm rãi, tạ liên đưa mắt nhìn lên. Sau màn lụa như mây đỏ, một thiếu niên 18-19 tuổi lặng lặng đứng đó. Là Tam Lan. Vẫn là áo đỏ hơn lá phong, da trắng như tuyết. Vẫn là gương mặt thiếu niên khôi ngô tuấn tú chẳng dám nhìn gần đó, chỉ là đường nét càng thêm sắc sảo, rũ bỏ sự ngây thơ của thiếu niên, hiện rõ vẻ điềm tĩnh chín chắn. Nói là thiếu niên cũng được, nhưng cũng có thể nói là một người đàn ông. Giữa đôi lông mày là khí chất ngông cuồng hoang dại, kiêu ngạo vô biên. Vẫn là mắt sáng như sao, con ngươi sâu thẳm, chăm chú nhìn tạ liên không rời. Nhưng mà, sáng như sao chỉ có một mắt trái mà thôi. Một miếng bịt mắt màu đen, che khuất mắt phải của hắn. Màn lụa đỏ chỉ tách thành một khe hở mỏng manh. Từ vị trí này, chỉ có tạ liên thấy được người sau màn, đám người và đám quỷ trong đại sảnh đều bị thân thể của y chặn lại, không nhìn thấy gì, đương nhiên bọn chúng cũng không dám nhìn lung tung, con mắt trái kia chăm chú nhìn tạ liên, mà tạ liên cũng nhìn chầm chầm đối phương, có chút nhập tâm. Dung mạo này của Hoa Thành, chẳng những trông như lớn thêm vài tuổi, ngay cả vóc người cũng cao hơn. Trước đây tạ liên nhìn Hoa Thành, miễn cưỡng chút cũng nhìn ngang mắt được, còn bây giờ nhìn hắn lại không thể không ngẩng đầu lên. Nhìn nhau hồi lâu, Hoa Thành chậm rãi mở miệng. Hắn trầm giọng nói, huynh muốn so lớn hay so nhỏ. Giọng nói này trầm thấp dễ nghe, Bây giờ Tạ Liên mới phần nào phục hồi tinh thần lại. Dù sao so lớn hay so nhỏ cũng như nhau, chẳng có gì khác biệt, y bèn đáp, "So lớn đi." Hoa Thành nói, "Được, ta làm trước." Tạ Liên dùng tay trái nâng đế chung gỗ đen, tay phải đè lên nắp chung hình tròn. Hoa Thành đứng đối diện Tạ Liên, tay phải phủ lên tay trái của y, cầm tay y lắc nhẹ một cái, sau đó mở chung ra. Chỉ thấy trên đế chung hai viên xí ngầu, một viên sáu điểm một viên năm điểm lan thiên thu lơ lửng trên không trung thấy rõ tất cả nhìn hoa thành lắc một cái ra số lớn như vậy cậu ta không khỏi trừng lớn hai mắt nói bằng giọng hết sức ngạc nhiên sao lại như thế được hoa thành khẽ buông lỏng tay nói với tạ liên lắc như thế đó huynh thử xem tạ liên bèn học theo điệu bộ của hắn lắc hai cái hoa thành lại nói sai rồi mặc dù đang nói tạ liên làm sai nhưng giọng điệu của hắn lại dịu dàng và nhẫn nại tột độ Dứt lời, Hoa Thành lại đỡ bàn tay phía dưới của y, tay trái cũng chìa ra, phủ lên tay phải mà tạ liên đang đè lên nắp chung, nói nhỏ, là như vậy nè. Thế là, mu bàn tay của cả hai tay của tạ liên đều bị lòng bàn tay của Hoa Thành bao bọc. Da thịt chạm nhau, mắt lạnh như ngọc, song cặp giáp cổ tay bằng bạc hoa lệ tinh xảo kia lại lạnh buốt như sắt. Tuy nhiên, động tác của Hoa Thành có vẻ hết mực cẩn thận, không để chúng chạm vào tạ liên. Hai tay của hắn nắm hai tay của tạ liên, lắc chung gỗ đen với tốc độ không nhanh cũng không chậm. Một cái, hai cái, ba cái. Lách cách, lách cách, lách cách. Hai viên xí ngầu lăn lông lốc trong chung gỗ đen, liên tục va vào nhau, phát ra tiếng vang giòn giả. Tuy chỉ rung nhẹ nhẹ như thế, nhưng lại rung đến mức lòng bàn tay và mu bàn tay của tạ liên ngứa trang. Mà một ít cảm giác ngứa ngứa đó lại trường lên men theo cổ tay của y, lan rộng khắp. Lắc qua lắc lại, tạ liên vô thức nâng mí mắt lên nhìn phát hiện hoa thành chẳng ngó ngàng gì đến chung lắc xí ngầu mà vẫn một mực nhìn mình không dời mắt khóe miệng khẽ nhếch tạ liên cũng nhìn không được mỉm cười với hắn sau đó sực nhớ còn rất nhiều người và quỷ quỷ đang đứng trên đứng dưới nhìn mình thế là lập tức thu lại nụ cười cúi đầu nghiêm túc học theo động tác tay của hoa thành hỏi là thế này hả ý cười bên môi càng sâu hoa thành nói ừ đúng rồi là thế đó nhìn tạ liên tràn trề hy vọng lắc mấy cái hoa thành lại nói mở ra xem thử nhé tạ liên lập tức mở ra chỉ thấy hai viên xí ngầu trắng muốt nằm trên đế chung là hai viên ba điểm hai viên ba điểm đã là thành quả chiến đấu đáng kinh ngạc xưa nay chưa từng có rồi trong lòng tạ liên như có gió xuân thổi qua yên nghĩ bụng chẳng lẽ mình đã nắm được bí quyết thật sao có điều cho dù là thành quả chiến đấu đáng kinh ngạc sáu điểm vẫn nhỏ hơn mười một điểm tạ liên ho nhẹ một tiếng ngại quá ta thua rồi hoa thành lại nói đừng lo ván này không tính bây giờ ta đang dạy huynh mà làm lại đi câu này vừa thốt ra bất luận là lan thiên thu hay sư thanh huyền đều trố mắt nghẹn họng đám quỷ dưới sảnh lại càng chết đứng người đua nhau xì xầm thành chủ làm gì vậy ta còn tưởng thành chủ muốn cho y bẻ mặt chứ ra là dạy y thật à ván này còn có chuyện không tính sao chơi vậy cũng được hả ván này không tính vậy ván nào mới tính xem ra hôm nay tâm trạng của thành chủ tốt thật nha hoa thành nhướng lông mày bên trái cô nàng đứng ngoài vội nói mời chư vị yên lặng một chút trong đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại chỉ là mặc dù không ai nói tiếng nào nhưng ánh mắt lại càng trắng trợn chẳng kiên nể gì hoa thành cười cười kề tai tạ liên dịu giọng khích lệ làm lại nhé có lẽ vì trong sòng bạc quá đông quỷ và người Tạ Liên bỗng dưng cảm thấy một lớp da của hai bên má hơi nóng lên, nói, ừ. Lăn lông lốc, lăn lông lốc, lại lắc hai cái. Lần này mở ra xem, thế mà lại là hai viên bốn điểm. Hoa Thành hỏi, sao nào, có phải lớn hơn một chút rồi không? Dù rằng cảm thấy có gì đó là lạ, Tạ Liên vẫn gật đầu, nói, đúng là, lớn hơn một chút. Hoa Thành nói, làm tốt lắm, tiếp tục. Hắn hướng dẫn từng bước như thế, nhưng chẳng hiểu vì sao, xung quanh truyền đến rất nhiều tiếng cười khúc khích đầy mờ ám, nghe giọng dường như là nữ quỷ. Tạ Liên cũng không rõ ràng rốt cuộc tư thế nào mới là đúng chuẩn. Ban đầu y còn ngoan ngoãn nghiên cứu Hoa Thành đặt tay như thế nào, tốc độ nên kiểm soát ra sao, còn bây giờ chỉ mặc cho Hoa Thành dẫn dắt, lắc loạn xạ một phen. Lắc tới lắc lui, một suy nghĩ ngày càng rõ rệt hiện lên trong đầu, Tạ Liên nhủ thầm, chắc không phải Tam Lang đang lừa mình đấy chứ mà Lan Thiên Thu lơ lửng trên không giỏi theo từ đầu đến giờ, coi bộ cũng có cùng cảm nhận với tạ liên, kìm lòng không đặng mà lên tiếng, huynh, huynh đừng lắc nữa. Rõ ràng hắn đang lừa huynh, làm gì có tư thế đúng chuẩn nào chứ? Chắc chắn hắn đang dối trá. Lan Thiên Thu la làng như thế, sư Thanh Huyền lại bụng mặt lần nữa. Đám quỷ dưới sảnh huyết gió xì xào, một trận mưa xí ngầu ném về phía Lan Thiên Thu, cả lũ hét lớn, quát con ngu si, không được lên tiếng, La gì mà la, mọi người đang xem đến chỗ đặc sắc mà. Vì đạo trưởng kia làm theo tư thế mà thành chủ của bọn ta dạy, thật sự đã được kết quả lần sau lớn hơn lần trước. Đúng đó. Ngươi thì biết quái gì? Lan Thiên Thu tức giận nói, các ngươi, lũ ô hợp nói dối không chớp mắt các ngươi, ta. À. Hắn đột nhiên ngậm miệng, mặt mày đỏ gay, ra là vài nữ quỷ bên dưới kéo mạnh đai lưng thòng xuống của hắn, quát nạt, tiểu đệ đệ đừng làm ầm ý nữa, nếu ngươi còn nói bậy, các tỷ tỷ sẽ tụt quần ngươi xuống đó chưa từng bị uy hiếp thế này bao giờ lan thiên thu giận đến mức thốt không nên lời nói các ngươi các ngươi hắn đường đường là võ thần trấn giữ một phương nếu chỉ bị đám quỷ đánh cho một trận thì còn đỡ nhưng nếu bị tụt quần thật vậy mặt mũi xem như mất sạch thế là lan thiên thu không dám nhiều lời nữa tạ liên ngẩng đầu lên thấy lan thiên thu liệu mạng dùng mắt nhìn mình trông vừa buồn cười vừa đáng thương y không thể làm gì hơn ngoài cúi đầu nói nhỏ với hoa thành tam lan à nghe y gọi như thế hoa thành cười một tiếng nói mặc kệ hắn chúng ta tiếp tục tạ liên hết cách đành nâng chung lắc tiếp hai cái không ngoài dự đoán lần này lắc ra hai viên năm điểm thấy vậy đám quỷ càng phấn khích rối rít chọc lan thiên thu dữ dội thấy chưa càng lúc càng lớn kìa mà tạ liên cũng đã sớm phát hiện hoa thành đang giỡn chơi với mình thôi y có chút dở khóc dở cười nghĩ thầm trên đời này quả nhiên không hề tồn tại cái gọi là tư thế đúng chuẩn với người như y mà nói tư thế nào cũng sai cả thôi từ nay có thể dẹp hết bất cứ ý nghĩ đổi vận nào trong đầu đang định cam chịu lắc cái cuối cùng hoa thành lại nói chờ đã phát hiện lòng bàn tay hoa thành đang phủ trên tay mình đè mạnh hơn một chút tạ liên dừng động tác hỏi sao thế hoa thành nói kiểu nửa thật nửa giả vì ca ca này hình như huynh còn chưa nói nếu huynh thua thì tính sao đây? Nghe Hoa Thành gọi tạ liên là ca ca, sắc mặt của sư Thanh Huyền và Lan Thiên Thu quả thật khó nói hết trong một lời. Mà đám quỷ cũng sợn hết gai ốc, có vài kẻ sợ đến mức đầu rớt xuống đất. Nhắc đến cũng hơi ngại, khi nãy tình thế cấp bách, tạ liên thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề tiền cược, y nói, cái này. Lẽ ra y định cược 10 năm tuổi thọ của mình, nhưng tuổi thọ của thần quan dài đặng đẳng, 10 năm vốn chẳng đáng là bao tiền bạc bảo vật làm gì có pháp lực linh lực không có luôn một lát sau tạ liên thế mà nghĩ không ra mình có thứ gì đặt cược được thế là đành phải hỏi chủ nhân sòng bạc để cảm thấy trên người ta có thứ gì đáng lấy ra làm tiền cược đây nghe vậy hoa thành nở nụ cười hắn nói ta thì sao cũng được trên người huynh có mang thứ gì tạ liên ngẫm nghĩ rồi ho nhẹ một tiếng nói thật ta lần này ra ngoài trên người chỉ mang theo một cái bánh bao còn ăn dở nghe y nói thế hoa thành phì cười thấy hắn cười những người khác muốn cười nhưng không dám cười cười xong hoa thành gật đầu nói được vậy cược cái bánh bao đó đi lời vừa thốt ra không riêng gì đám quỷ các cô nàng quản lý bàn cược cũng kinh khiếp từ khi sòng bạc này khai trương đến nay từng xuất hiện vô số loại tiền đặt cược lạ đời có nội tạng có tuổi thọ có tâm tình có năng lực nhưng tiền đặc cược nào cũng không lạ đời bằng hôm nay một cái bánh bao còn ăn dở ngay cả lan thiên thu cũng nhìn không nổi kinh ngạc hỏi ý ý gì đây ý của ngươi là ta ta chỉ đáng giá một cái bánh bao còn ăn dở sao đám quỷ cười hô hố có người hét lớn một cái bánh bao thì sao chứ ngươi được lời rồi còn không mau ngậm miệng tạ liên nghe ra được giọng nói tức điên này là của sư thanh huyền đang trốn giữa đám quỷ còn đang không biết nên khóc hay cười hoa thành nói với y lượt cuối cùng đừng căng thẳng tạ liên nói ta không có căng thẳng hai người vẫn duy trì tư thế lòng bàn tay phủ lên mu bàn tay lắc vài cái mặc dù tạ liên không căng thẳng thật nhưng lòng bàn tay của y đang áp vào chung lắc xí ngầu đồng thời bị mu bàn tay của hoa thành áp lên dường như vẫn rịn một lớp mồ hôi mỏng cuối cùng động tác của hai người dừng lại đã đến giờ phút công bố kết quả thắng thua tạ liên hít nhẹ một hơi mở ra xem thử hai viên xí ngầu, hai viên sáu điểm. Tạ Liên thở phào nhẹ nhõm, đoạn dương mắt lên nhìn Hoa Thành, lòng đã biết là chuyện gì xảy ra. Hoa Thành nhướng lông mày, nói, ờ, ta thua rồi. Tuyên bố chịu thua của hắn, tuy nghiêm túc nhưng không hề có thành ý, đám quỷ dưới sảnh cũng im như thóc. Vừa rồi còn có kẻ đứng dưới lầu bầu, ván này không tính vậy ván nào mới tính, bây giờ có đáp án rồi, đến khi nào vị này thắng mới tính. Nhưng kiểu này cũng quá lố rồi. Nhưng mà, không ai dám ý kiến ý coi gì cả. Cô nàng kia nâng chung gỗ đen lên cao, nói, chúc mừng công tử, ván này, ngài thắng rồi. Đám quỷ cũng hết sức nể mặt, lũ lượt treo hò, thành chủ thua cũng thua đẹp miễn chê. Quá bảnh. Người thắng cũng nhờ thành chủ cầm tay dạy dỗ thôi, thắng cũng nhờ thành chủ dạy quá tốt. Đúng thế. Hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt, học được tư thế đổ xí ngầu đúng chuẩn. Hơi quá rồi mười năm cũng dùng không hết nghe tiếng đám quỷ tru tréo nhốn nháo khắp bốn phía tạ liên không khỏi buồn cười thấy y cười hoa thành cũng cười theo sau đó khẽ vén màng lụa đỏ lúc này lan thiên thu ở phía trên nói nếu ngươi đã thua vậy thả ta xuống đi hoa thành vẫn nhìn chầm chầm tạ liên ý cười không đổi mắt cũng chẳng buồn nâng chỉ giơ tay lên tiện tay phất một cái lan thiên thu lập tức rơi phịch xuống đất tiếng vang quá lớn tạ liên nghe mà mắt giật giật. Sư Thanh Huyền không thể lộ diện nên chưa dám nhào lên, tạ liên bèn xoay người không lưng xem xét, nói, ngươi ổn chứ. Lan Thiên Thu bò dậy, phủi bụi trên người, nói, không có gì, cảm ơn Huynh. Hắn bảo Huynh lên chắc chắn là muốn dở trò khiến Huynh thua, may là Huynh cực thắng đó. Tạ liên nghĩ thầm, ngươi lầm to rồi, nếu cậu ấy không nhường ta, ta có cực đến trời tàn đất tận cũng không thắng được ngươi về. Đang nghĩ ngợi, tạ liên chợt nghe vài tiếng len keng ngay sau đó bốn phía truyền đến những tiếng kêu thảng thốt tạ liên quay đầu lại nhìn thì ra cuối cùng hoa thành cũng bước ra từ sau màn lụa đỏ ngay trước trong hình hài thiếu niên hoa thành đều buộc tóc dài lệch sang một bên bây giờ lại là áo đỏ lả lướt tóc đen xõa tung trong nét anh tuấn ngập tràn yêu khí chỉ có bên phải thắt một bím tóc cực nhỏ dùng hạt sang hô đỏ làm trụy giác tôn lên vài phần tinh nghịch giáp cổ tay làm bằng bạc dây dày cũng bằng bạc, đai lưng cũng bằng bạc nốt, bên hông đeo một thanh loan đao mảnh dài tinh xảo, độ công nhẵn nhụi áo dịu, cũng được làm bằng bạc. Thân đao thon dài, thân người cũng thon dài. Hoa thành khoanh tay tựa vào cạnh màn lụa đỏ hé ra phân nửa, nét mặt cười như không cười, nói, ca ca, huynh thắng ta rồi. Trùy giác, hiểu nôm na là một vật như trang sức treo ở bên dưới. Xem hình minh họa của hoa để hình dung nó. Dĩ nhiên tạ liên biết rõ khi nãy xảy ra chuyện gì Bất đắc dĩ nói Để đừng cười ta mà Hoa thành nhướng mày nói Không có Sao ta lại cười chứ Đám quỷ bên dưới lại hưng phấn tột độ Nhốn nháo liên tục như nước sôi Ai nấy cũng kích động không thôi Bàn tán xôn xao Sao hôm nay thành chủ lại thay tấm da khác rồi Chết mất thôi Tấm da mới của thành chủ bảnh đến mức ta muốn chết ngất Vừa trẻ trung vừa phong độ Chết gì mà chết ngươi chết từ đời tám hoánh rồi mà mụ già. Xem ra, bởi vì xưa nay Hoa Thành không để lộ dung mạo thật trước quần chúng, thường xuyên thay đổi bề ngoài, khiến cho ngay cả đám quỷ trong chợ quỷ cũng không rõ hắn trông như thế nào, ai cũng cho rằng hình dáng này chỉ là một tấm da giả mà hắn khoác. Thế nhưng, chỉ có trong lòng tạ liên biết, Trước mặt mình chắc chắn là dung mạo thật sự của huyết vũ thám hoa trong truyền thuyết. Tạ Liên nhìn chầm chầm thiếu niên áo đỏ, nói, đệ. Y muốn mở miệng nói vài lời, nhưng hiện giờ xung quanh có vô số ánh mắt đang nhìn sang bên này, thái độ của Hoa Thành lại quá đổi mờ ám, như thể quen biết y, nhưng lại giống như không quen y. Tạ Liên không biết liệu có phải Hoa Thành không thể tỏ ra quen biết mình ở chợ quỷ nên cố tình làm thế không, y cũng không tiện nói gì nhiều, chỉ nói, cảm ơn đệ. Lan Thiên Thu nói, cần gì phải cảm ơn hắn. Nơi này là hắn mở, ngay từ đầu đã không có ý tốt rồi. Tạ Liên nói nhỏ, Thái tử Điện Hạ, thôi đừng nói nữa, đi mau đi. Nếu còn nán lại nữa, không biết Lan Thiên Thu sẽ phun ra lời gì, huống chi còn công việc phải làm. Tạ Liên không tiện ở lâu, nhìn Hoa Thành thêm vài lần rồi đẩy Lan Thiên Thu đi ra ngoài. Lúc này, Hoa Thành ở phía sau lên tiếng, khoan đã. Nghe vậy, Tạ Liên dựng chân, quay đầu lại. Có giọng nói cất lên giữa đám quỷ, thành chủ, không thể thả bọn chúng đi như thế được. Kẻ này điều bộ đáng ngờ, võ công cao cường, e rằng lai lịch không đơn giản theo ta thấy nên giữ lại tra hỏi một phen đúng thế nói không chừng đây là thám tử do bên kia phái đến cố ý tới địa bàn của chúng ta gây sự câu cuối cùng thế mà lại trúng phóc đúng là đến từ thiên giới nhưng chủ ý không phải là gây sự chỉ là định thăm dò tình hình thôi tạ liên không chắc hoa thành có nhìn thấy một ít linh quan mà khi nãy lang thiên thu tỏa ra dưới tình thế cấp bách hay không cũng không dám khẳng định hoa thành thấy rồi mà còn chịu thả bọn họ đi trong lòng không khỏi thấp thỏm nhưng lại nghe hoa thành thông thả nói huynh không để tiền cược lại sao tạ liên sửng sốt hỏi tiền cược lan thiên thu chắn trước người tạ liên nói bằng giọng cảnh giác có phải ngươi muốn nuốt lời không tạ liên lại nhủ thầm chuyện mà tam lan đã hứa với người ta sẽ không nuốt lời đâu phải chăng có ý gì khác thế là y bước ra từ sau lưng lan thiên thu nói nhưng vừa rồi chúng ta đánh cược, chẳng phải ta đã thắng sao? Hoa Thành nói, vừa rồi đúng là ca ca đã thắng ta, việc đó không hề sai. Có điều Huynh đừng quên, trước đó Huynh còn thua một ván. Tạ Liên ngớ ra, nhưng đệ đã nói, đừng lo, ván đó không tính mà. Tuy rằng cực thua không tính cực thắng mới tính nghe hơi bị mặt dậy, nhưng Tạ Liên vẫn mặt dậy hỏi tiếp. Hoa Thành đáp, mấy ván cược với ta, thua dĩ nhiên không tính. Ý ta là, ván thứ nhất mà huynh cược bên dưới bấy giờ tạ liên mới sực nhớ thì ra hoa thành đang nói đến cái ván mà y thử sau so số nhỏ sau đó ném được hai viên sáu điểm lan thiên thu trầm giọng nói ta đã nói hắn không có ý tốt mà đời nào lại để yên cho chúng ta đi như thế lần này ta sẽ không bị bắt nữa nghe hắn nói như đã chuẩn bị sẵn sàng đánh thêm trận nữa nóng lòng muốn ra tay tạ liên vội vàng kéo hắn lại nói không sao đâu đừng căng thẳng không cần phải đánh nữa. bên kia, hoa thành nghiêng đầu, hỏi, sao nào? ca ca, huynh nhận không? có chơi có chịu, ngoại trường ngoan ngoãn thừa nhận thì còn làm gì được nữa. tạ liên gật đầu, nói, ta nhận. hoa thành chìa tay trái ra, nói, vậy, đưa tiền cược đã thỏa thuận cho ta đi. tiền cược đã thỏa thuận. chần chừ dây lát, tạ liên vói tay phải vào trong tay áo trái, mò mẫm một phen, mò ra nửa cái bánh bao quả thật không dám nhìn thẳng vào nó, cuối cùng vẫn bất chấp đưa ra, nói, ý đề, là cái này hả? Thành thật mà nói, lúc móc ra nửa cái bánh bao này, tạ liên chỉ cảm thấy gương mặt 800 năm qua chưa từng suy suyễn của mình bỗng nhiên run rẩy, xấu hổ chịu không thấu. Đám quỷ dưới sảnh đã sớm cạn lời, chỉ còn nước yên lặng vây xem. Lần đầu tiên thành chủ xuống đài đánh cược với người ta, tiền cược là cái bánh bao còn ăn dở thì thôi đi, biết đâu là thành chủ nổi hứng thôi, vậy mà thành chủ lại trình trọng tìm người ta đòi nửa cái bánh bao đó cạn lời thật sự cạn lời thậm chí có con quỷ nhìn không được nảy ra một ý nghĩ to gan hoặc là trong nửa cái bánh bao này ẩn chứa bí mật kinh thiên động địa nào đó hoặc là người này đích thực là anh ruột của thành chủ hoa thành mỉm cười nhận lấy bánh bao giờ nó lên nhìn cầm trong tay lắc lắc nói tiền cược ta nhận được rồi thấy hắn nhận thật tạ liên không biết nên nói gì hồi lâu sau Y mới nói, à mà, nó lạnh rồi. Hình như hơi cứng đó. Hoa Thành nói, không sao. Ta không ngại. Hắn trả lời như vậy, tạ liên chẳng còn đường tiếp lời, những gì có thể nói cũng đã nói, y lại xoay người đi ra ngoài. Khi nãy đám quỷ trong sòng bạc nhường đường là vì thấy y đi đầu như một dũng sĩ, lần này nhường đường lại toàn dùng ánh mắt vừa kính nể vừa tò mò nhìn y, tạ liên đi vài bước, chợt nghe đám quỷ sau lưng nhau nhau hỏi, thành chủ, thành chủ, tiếp theo ngài đi đâu thế? Hoa Thành đáp bằng giọng biến nhát, hôm nay vui, đến cực lạc phường. Nghe vậy, trong đại sảnh ồ lên tiếng hò reo âm ỉ, cứ như đến dịp lễ Tết. Tạ Liên kìm lòng không đặng ngoái đầu lại nhìn, vừa khéo trông thấy Hoa Thành cũng xoay người, tay cầm nửa cái bánh bao, ném qua ném lại, tùy ý cúi đầu cắn một cái, ánh mắt lại ly sang bên này. Thấy cảnh tượng đó, chân Tạ Liên khựng lại, chẳng hiểu vì đâu, y cảm thấy mình thật sự không thể nán lại nơi này thêm một giây nào nữa thế là tăng nhanh nhịp bước kéo lan thiên thu chạy ào ra ngoài hai người ra khỏi sòng bạc chạy băng băng qua một đoạn đường thật dài dọc đường suýt nữa tông ngã đủ loại sạp bán hàng rong vất vả lắm mới đến một con hẻm nhỏ yên tĩnh được một chút sư thanh huyền lập tức nhào ra tụ họp với bọn họ sư thanh huyền phải quạt giấy như điên phải đến nỗi tóc tai bay tứ tung nói nguy hiểm quá nguy hiểm quá mẹ cha ơi lúc nãy ta bị hù cho mặt mũi trắng bệt luôn đó. Có lẽ do chạy gấp quá, tim tạ liên cũng nảy thình thịch. Lan Thiên Thu nói, đúng rồi, phong sư đại nhân, ta cảm thấy đến giờ mặt người vẫn còn trắng lắm. Sư Thanh Huyền sờ mặt mình, cười nói, vậy hả? Ha 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 ha, cái này không phải bị hù mà là ta trời sinh, khụ. Khụ, Thiên Thu, dù gì ngươi cũng là võ thần trấn giữ một phương, sao có thể manh động thế chứ? chúng ta đang ở trong địa bàn của quỷ giới bọn chúng, ngộ nhỡ ngươi bị bắt, thân phận bại lộ, tin truyền đi sẽ là thần quan thiên giới cải trang giả dạng lẻn vào chợ quỷ hành động gàn dở phá hoại sự yên bình của ba giới, chúng ta biết ăn nói sao với đế quân. Lan Thiên Thu cúi đầu ngoan ngoãn nhận sai, xin lỗi, lúc nãy là ta manh động thật, dứt lời ngẩng đầu lên nói, nhưng đám dân cờ bạc này điên rồ quá, nếu để cho gã đàn ông kia mở chung, bất luận kết quả là thắng hay thua đều không tốt một là con gái của gã xui xẻo hai là người cùng nghề với gã gặp nạn ta nhất thời giận quá mới đập nát cái chung đó sư thanh huyền nói vậy ngươi cũng đâu cần tự mình xông ra chứ lan thiên thu sửng sốt nói vậy phong sư đại nhân cho hỏi phải làm thế nào đây ta không xông ra cũng sẽ chẳng ai xông ra cả lan thiên thu hỏi quá mức nghiêm túc sư thanh huyền đau đầu dùng quạt khều khều huyệt thái dương của mình nói việc này tạ liên cười nói bỏ đi Lan Thiên Thu dương mắt nhìn y, tạ liên nói tiếp, ta nghĩ, cho dù Thái Hoa Điện Hạ bị bắt, dẫu có bị tra hỏi thế nào cũng sẽ không nói cho đối phương biết thân phận của mình. Có điều để phòng ngừa đối phương túng được manh mối nào đó từ sơ hở trong lời nói, sau này Điện Hạ nên lấy cẩn thận làm đầu, đừng để bị bắt mới tốt. Lan Thiên Thu gật đầu, được. Ta biết rồi. Sư Thanh Huyền nói, không nói nữa, không nói nữa. À đúng rồi, Thái tử Điện Hạ tiếng thái tử điện hạ này tạ liên và lan thiên thu đồng loạt quay đầu nhìn sư thanh huyền sư thanh huyền nói ồ ta gọi cái vị lớn tuổi á tạ liên buồn bực xoa xoa ấn đường nghĩ thầm lớn tuổi được rồi đúng là hơi lớn một chút nhưng đâu có lớn hơn bao nhiêu tại sao hãy nhắc đến mình là y như đang nói về một cụ già vậy sư thanh huyền nói thái tử điện hạ lần trước ở điện thần võ hai vị đã gặp nhau chưa nếu chưa thì để ta giới thiệu đôi bên một chút vị này là thái tử điện hạ lan thiên thu của vĩnh an quốc võ thần trấn giữ phía đông vị này là thái tử điện hạ tạ liên của nước tiên lạc là lượng lượng một vị thần quan rất được đế quân coi trọng chữ mà sư thanh huyền ú ớ không cần nói toẹt ra tạ liên cũng biết chữ tiếp theo vốn là chữ gì nhưng sư thanh huyền nói được phân nửa lại ép mình sửa lời ngay cả cú pháp bị lỗi cũng mặc kệ nghe vậy lan thiên thu nhìn về phía tạ liên kinh ngạc hỏi chính là vị thái tử điện hạ phi thăng ba lần kia xem ra trước đó ở điện thần võ lang thiên thu thật sự ngủ một mạch từ đầu ngủ tới cuối ngay cả tạ liên là ai cũng không nhớ nếu đổi thành người khác nói câu đó trước mặt tạ liên vậy chắc chắn là chăm chọc nhưng mà lời này thốt ra từ miệng lang thiên thu tạ liên tin rằng cậu trai này thật sự chỉ cảm thấy phi thăng ba lần rất hiếm lạ mà thôi hắn cười tủm tỉm nói đúng rồi chính là ta lang thiên thu nói vừa rồi thật sự cảm ơn huynh. Không thì, nhớ đến điều gì đó, Lan Thiên Thu vội vàng cúi đầu siết đai lưng của mình, cột cho thật chặt, ra chiều nghĩ lại mà trùng mình. Rõ ràng Lan Thiên Thu vẫn chưa nghĩ quá nhiều về ngọn nguồn sâu xa giữa nước Tiên Lạc và nước Vĩnh An, sư Thanh Huyền cũng cảm thấy giới thiệu như vậy chắc ổn rồi, bèn nói với Tạ Liên, Điện Hạ, chẳng phải huyết vũ thám hoa này quen với huynh sao? cớ gì khi nãy lại giả vờ không quen biết huynh? Lan Thiên Thu cột chặt đai lưng, nói, người kia thật sự là huyết vũ thám hoa. Là bản tôn sao? Tạ Liên còn chưa mở miệng đã nghe sư Thanh Huyền nói, làm sao là bản tôn được? Hoa thành thay đổi chắc hơn trăm tấm da rồi, không ai biết bản tôn của hắn trông thế nào. Lần trước ta gặp hắn ở cửa ải bán nguyệt hình như cũng từ tự thế này, chắc chắn chỉ là một tấm da giả. Giả thôi giả thôi. Tạ Liên vẫn còn nhớ mãi câu lần sau gặp lại nhau, ta sẽ dùng dung mạo thật sự của mình đến gặp huynh mà Hoa Thành nói với mình ở bồ tề quán, nhũ thầm, là thật đó. Có điều, câu này tất nhiên không nói ra miệng được. Thấy người khác đều nhận định đó là một tấm da giả, chỉ có mình biết đó là dung mạo thật sự của huyết vũ thám hoa, cảm giác cứ như mình đã biết một bí mật nhỏ khó lường nào đó, nhưng nghĩ lại, dáng vẻ này của Tam Lan cũng không khác lúc trước là bao, hình như chỉ lớn hơn và cao hơn một chút thôi. Nếu nói như thế, lần đầu tiên cậu ấy gặp mình cũng gần như là dùng dung mạo thật rồi nghĩ vậy tạ liên cảm thấy vui vẻ một cách khó tả bên kia sư thanh huyền lại nói ai cũng nói hoa thành tính tình quái gở xem ra là quái gở thật rõ ràng đang nhường huynh mà còn làm bộ không quen huynh như đúng rồi chẳng biết trong hồ lô bán thuốc gì có ý đồ gì lẽ nào vì muốn chúng ta lơi lỏng cảnh giác nghe vậy tạ liên ho khù khụ mấy tiếng quả nhiên ai cũng nhìn ra được khi nãy trong sòng bạc, Hoa Thành đã nhường y cũng khó trách, thay vì nói nhường, chi bằng nói thẳng là cho không. Có mỗi Lan Thiên Thu vẫn chưa nhận ra, cau mày hỏi, hắn nhường à? Vì cái gì? Hai người còn lại vỗ vai Lan Thiên Thu, ngầm hiểu lẫn nhau cùng chọn cách không giải thích nhiều với cậu ta, để lại một mình Lan Thiên Thu đứng yên tại chỗ tự hỏi tại sao Hoa Thành lại nhường cho Tạ Liên, liệu có phải vì hai người họ quen nhau không? Cả hai xoay người bỏ đi, Tạ Liên nói, bây giờ hành tung của chúng ta xem như đã bại lộ tiếp theo nên hành động thế nào đây đổi tấm da quay lại a à. ta thì không đề xuất đổi da vô dụng thôi thái hoa điện hạ tung ra một chưởng như thế sắp tới chợ quỷ hẳn sẽ tăng cường một vòng canh gác sư thanh huyền nói thành thật mà nói ta từng nghĩ sẽ bại lộ nhưng không ngờ lại lộ sớm như thế tạ liên thở dài ta hiểu ta hiểu mà sư thanh huyền nói lộ thì lộ đi nếu đã bại lộ chi bằng huynh cứ quan minh chính đại đến đi trong lòng tạ liên đã lờ mờ đoán được quan minh chính đại nghĩa là gì quả nhiên sư thanh huyền nói tiếp nếu bây giờ còn muốn lấp liếm chỉ còn cách huynh quan minh chính đại đi tìm hoa thành nói với hắn lần này huynh đặc biệt đến thăm hắn hắn biết huynh là thần quan thiên giới phải không biết rồi thì huynh nói mình dẫn theo vài đàn em trên thiên giới nghe cũng xuôi tai ai ngờ tạ liên còn chưa trả lời làng thiên thu nghe vậy nói ngay không được. Sư Thanh Huyền hỏi, sao lại không được? Lan Thiên Thu nghiêm túc đáp, tiên lạc điện hạ, Huynh có quen huyết vũ thám hoa phải không? Ta nghe hai người nói chuyện, Huynh và hắn cũng xem như là bạn bè nhỉ. Tạ Liên gật đầu. Lan Thiên Thu nói tiếp, vậy tất nhiên không ổn rồi. Mặc dù ta cảm thấy quỷ vương này không phải người tốt gì cho cam, nhưng hắn nhường Huynh hẳn vì xem Huynh là bạn. Nếu đã như vậy, tuyệt đối không thể nói dối lừa gạt bạn bè sư thanh huyền đau đầu thiên thu hỡi ơi ngươi chậm tiêu vừa thôi tạ liên lại mỉm cười gật đầu thái hoa điện hạ nói đúng lắm lan thiên thu cười hỏi huynh cũng đồng ý với ta phải không sư thanh huyền nói đúng gì mà đúng dù sao chúng ta cũng có tận ba thần quan nếu chuyến này tay không trở lại tin truyền về chắc chắn sẽ nói hiệu suất làm việc của chúng ta còn thấp hơn điện linh văn mặt mũi biết để đâu nữa tạ liên mỉm cười đang định lên tiếng chợt nghe tiếng khóc la in ỏi truyền đến từ sau lưng ba người không khỏi đồng loạt quay đầu lại nhìn chỉ thấy ngoài đầu con hẻm nhỏ một đám yêu ma quỷ quái đuổi đang đánh ai đó chạy qua gào to thằng nhãi bịt mặt kia đâu thằng nhãi bịt mặt kia đâu thấy hai người còn lại ra chiều cảnh giác tạ liên nói không sao đâu không phải tìm chúng ta lời vừa dứt một tiếng kêu la thảm thiết ré lên bên tai chọc thẳng vào màn nhĩ của bọn họ bỗng dưng nghe được tiếng hét thảm thiết như thế, tạ liên giật bắn mình, mạch suy nghĩ còn chưa kịp thông thì thân thể đã lao ra ngoài. Chỉ thấy ngoài hẻm nhỏ có một đám yêu ma quỷ quái hình thù dị hợm đang vây thành một vòng, rối rít gào lên, bắt được rồi. Đánh chết nó lần nữa đi. Mẹ kiếp. Thằng khốn này trộm mất bao nhiêu đồ ăn của ông, ông đây quyết phải lóc từng món xuống. Sư Thanh Huyền nói, Thái tử Điện Hạ, huynh sao vậy? Tạ Liên không trả lời, bước từng bước một sang bên kia. Y càng đi càng nhanh, cuối cùng bắt đầu chạy, dùng sức hất văng những kẻ bên ngoài ra, thế rồi nhìn thấy người bị đè chính giữa hành hung là một thiếu niên quần áo rách rưới, nhìn thân hình ước chừng mới 15-16 tuổi, cậu ta cuộn thành một cục, rút dưới đất trung bần bật. Dù rằng thiếu niên che kín đầu, song vẫn có thể nhìn thấy vài giải băng rối nùi cuốn quanh đầu cậu ta, đóng băng vải giống hệt tóc của cậu ta, cái nào cũng bẩn thiểu không chịu thấu. Đây chẳng phải là thiếu niên mà tạ liên từng gặp chớp nhoáng ở núi giữ quân, sau đó biến mất tâm mất tích, lùng tìm không có kết quả sao? Thảo nào từ đó đến nay, Điện Linh Văn cứ nói không tìm được tung tích của cậu ta, nếu thiếu niên này trốn vào địa bàn của quỷ giới, Điện Linh Văn trên thiên giới làm sao tìm được cậu ta tại nhân gian? Mấy con quỷ bị tạ liên kéo ra nổi cơn tam bành, chúng lại lôi y ra, một con túng lấy băng vải trên đầu thiếu niên, nói, e rằng thằng khốn này còn xấu xí hơn cả ta, bởi vậy mới sợ người ta tháo cái đống trên mặt xuống như thế. Lan Thiên Thu cả giận nói, các ngươi làm gì đấy, dứt lời xong lên hất văng mấy kẻ đó ra ngoài. Sư Thanh Huyền cản không kịp, chỉ đành vung quạt, nói, Thiên Thu, đã hứa sẽ không manh động nữa mà. Lần này có rất nhiều kẻ bị Lan Thiên Thu chọc giận, mắng ngươi lại là cái thứ gì nữa đường phọt ra thế rồi đua nhau nhạo về phía cậu. Lan Thiên Thu nói, xin lỗi phong sư đại nhân, đây là lần cuối cùng, sau đó lao vào choảng nhau tưng bừng với bọn chúng. Sư Thanh Huyền hết cách, hô to, hứ. Ta sẽ không bao giờ ra ngoài đi tuần với ngươi nữa đâu, tiếp theo hiển nhiên buộc phải gia nhập cuộc chiến. Do vẫn chưa tiện làm phép để lộ linh quan, bọn họ chỉ đành dùng tay chân đấm đá, còn một nhóm nhỏ đang súng vào đánh thiếu niên nọ thì bị tạ liên sốc ra. Y cuối người định dìu cậu ta dậy, hỏi, ngươi ổn chứ? Vừa nghe giọng nói này, Thiếu niên nọ giật vai một cái, co đầu rụt cổ nhìn tạ liên. Lần này nhìn, cậu ta đưa mặt về phía tạ liên, bấy giờ tạ liên mới phát hiện băng vải cuốn quanh mặt cậu ta đều bị máu thấm bẩn, nhúng màu đỏ sậm, quá đổi đáng sợ. Bộ dạng này còn hải hùng hơn lần trước bọn họ chia cách, trái lại, đôi mắt to lộ ra từ khe hở băng vải trong vắt như gương, đen trắng rõ ràng. Nhưng mà, ảnh phản chiếu của tạ liên trong đôi mắt đen lấy đó lại ngập tràn sợ hãi và khiếp đảm tạ liên đỡ cánh tay của thiếu niên nói nào đứng lên không sao rồi thiếu niên lại thình lình tá một tiếng sau đó đẩy tạ liên ra nhảy dựng lên chạy mất do thiếu niên này từng nhiễm dịch mặt người tất nhiên khó tránh có liên hệ với nước tiên lạc tạ liên thấy cậu ta mà trong lòng chấn động tinh thần có phần hoảng hốt bất ngờ không kịp đề phòng bị đẩy ra như thế ngay cả mũ cũng rơi xuống đất y ngớ ra gọi to khoan đã tạ liên đang định đuổi theo nhưng mấy con quỷ khi nãy bị y sốc ra lại xông lên quấy rối. Thiếu niên nọ bỏ chạy về phía đường dài, đường xá tấp nập nhộn nhịp, cậu ta cúi người lủi vài cái vào giữa đám quỷ là gần như biến mất tâm, nhược gia lại khó mà ló ra bắt người ở nơi như thế này. Dưới tình thế cấp bách, tạ liên nói, hai vị đại nhân, chỗ này giao cho các ngươi, nhược gia thoát cái phóng ra, quất mấy con quỷ bay về phía hai người kia, còn y thì không người với chiếc mũ, chạy vội về hướng thiếu niên nọ bỏ trốn trên đường, tạ liên vất vả chen chút để nhích lên trước, liên tục quát, cho qua chút, cho qua chút. Mà thiếu niên nọ quanh năm trốn chui trốn nhủi ở nhân gian, tất nhiên rất thạo cách chạy trốn, lúc thì thấy đầu, lúc thì chỉ thấy bóng lưng, lúc thì chẳng thấy tâm hơi, thế mà lại càng trốn càng xa. Hơn nữa không biết có phải do ảo giác hay không, tạ liên chỉ cảm thấy hướng đường này càng lúc càng tấp nập, người và quỷ đông như nêm cối, chen chút đến nỗi càng lúc càng khó đi tạ liên đang đuổi theo thì bỗng có một tốp người ùa ra đám quỷ đã triệt để tách y khỏi thiếu niên nọ mắt thấy trong tầm nhìn đông đúc hỗn loạn hoàn toàn không tìm được bóng người nho nhỏ kia tạ liên ngơ ngẩn đứng thất thần tại chỗ nói thật y cũng không biết nên hình dung cảm giác của mình như thế nào rốt cuộc là thất vọng vì không bắt được đối phương hay là cảm thấy một cơn ác mộng đã cách xa mình rồi bị lũ quỷ ùa ra xô đẩy tạ liên cũng không nhúc nhích hồi lâu sau y đột nhiên nghe được một tiếng hát kỳ dị. Tiếng hát ấy bay bổng mà mềm mại, hết sức quái lạ, hết sức kiều diễm, tự như có rất nhiều cô gái đang vui đùa trêu ghẹo và ca hát nhảy múa cùng một lúc. Men theo tiếng hát, tạ liên xoay người lại nhìn, bấy giờ mới phát hiện mình đuổi theo thiếu niên nọ đến trước một tòa lậu cao nguyên Nga lộng lẫy. Thiên giới và quỷ giới đều sở hữu những kiến trúc hoa lệ không tả, nhưng với hoa lâu của thiên giới, trong hoa lệ là khí thế long trọng, còn hoa lâu của chợ quỷ lại hoa lệ một cách diêm dúa và phù phiếm. Ngay cả ba chữ cực lạc phường to đùng trên tòa lầu cao này cũng hiển lộ một luồng yêu khí. Hoa lâu tòa nhà hoa lệ. Trầm ngâm một lát, tạ liên vẫn bước vào. Vén rèm châu lên, một làn gió thơm ấm áp ập vào mặt. Tạ liên khẽ nghiêng đầu, dường như muốn tránh khỏi luồng khí lạ lướt này. Tiếp theo đó, y nhìn thấy một gian đại điện. Rèm châu, tấm rèm làm bằng những hạt châu. Bên trong đại điện trải một lớp thảm dày trắng như tuyết, không biết làm từ da lông của loại động vật nào. Nhiều cô nàng xinh đẹp để trần cặp chân trắng muốt, thân khoác áo lụa, phô bày dáng người một cách mị hoặc, ca múa thỏa thích. Tiếng hát khi nãy hẳn là do các nàng truyền ra. Các cô gái mặc sức xoay vòng vòng, hệt như vô số bông hồng mang gai độc nở rộ giữa đêm khuya. Lúc xoay đến trước mặt tạ liên, các nàng đưa đẩy sóng mắt nhìn y đầy chồng ghẹo. Nếu đêm khuya có người đi đường sọc vào đây, Nhìn thấy cảnh tượng này, chẳng biết bọn họ sẽ sợ hãi nhiều hơn hay là si mê nhiều hơn. Nhưng lúc Tạ Liên lướt mắt nhìn quanh đại điện, tầm mắt lại xuyên thẳng qua các cô gái đó. Người mà y nhìn thấy đầu tiên chính là Hoa Thành ngồi ở cuối đại điện. Cuối đại điện là một chiếc tháp dài lát mặt ngọc, ngọc đen, rộng thênh thang, hơn 10 người nằm cũng được, nhưng trên tháp chỉ có một người đang ngồi, chính là Hoa Thành. Tháp là cái ghế hẹp và dài nhưng thấp hơn giường, dùng để ngồi hoặc ngủ. Trước mặt có vô số nữ quỷ kiều diễm đang múa hát say sưa, nhưng Hoa Thành chẳng buồn liếc một cái, chỉ chán chường nhìn chầm chầm phía trước. Trước mắt hắn là một cung điện nhỏ lấp lánh ánh vàng. Nhìn sơ qua trông giống như một tòa thiên cung, nhưng nhìn kỹ lại, cung điện đó thế mà được đắp thành từ từng tấm lá vàng tinh xảo, mà thứ hắn đang thơ thẩn cầm trong tay chơi, cũng chính là một tấm lá vàng. Dùng lá vàng làm cung điện. Hồi nhỏ tạ liên cũng thường chơi trò này trong hoàng cung tiên lạc, thật ra nó cũng chẳng khác gì trẻ con bình dân dùng đá nhỏ đắp nhà. Thổ thiếu thời, tính cách của y vẫn luôn thích tụ không thích tán, bất luận là thứ gì, nếu đã đặt chung với nhau sẽ không muốn tách ra, làm xong sẽ không muốn phá bỏ, vì vậy đắp được thứ gì cũng không cho phép người khác đụng đổ, chỉ hận không thể dùng bột nhão dán cho chúng mãi mãi không biến đổi mới vừa lòng. Còn lúc nhỏ hơn một chút, nếu nhìn thấy mấy căn nhà nhỏ do mình đắp đổ sập, y sẽ đau lòng đến mức ăn không ngon ngủ không yên, phụ hoàng và mẫu hậu phải dỗ dành mới được. Thấy tòa cung điện này xếp chồng từng tầng lên nhau, chồng hơn cả trăm tấm lá vàng, liên tục trung bần bật, nhìn mà khiến người ta nghĩ ngay đến một câu, nguy như trứng xếp chồng. Dường như chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua, nó sẽ đổ sập ngay tắp lự, tạ liên không khỏi lẩm nhẩm trong lòng, đừng đổ, đừng đổ mà. Nào ngờ qua giây lát, hoa thành nhìn chầm chầm tòa cung điện kia một hồi rồi bỗng nở nụ cười, chìa một ngón tay, búng nhẹ vào đỉnh điện vàng nhỏ. Rầm rầm, cả tòa điện vàng đổ sập. Lá vàng rải đầy đất. Sau khi phá hủy tòa điện vàng, biểu cảm của Hoa Thành lại khá là hí hửng, tự như vẻ hí hửng của một đứa nhóc xô ngã đồ chơi xếp gỗ vậy. Tiện tay ném tấm lá vàng đang cầm chơi trong tay, Hoa Thành nhảy xuống khỏi tháp. Các cô gái đang tung tăng nhảy múa vội vàng lùi sang hai bên, che miệng ngừng hát. Còn Hoa Thành thì dẫm lên mảnh vụn lấp lánh ánh vàng trải đầy đất, đi sang phía cửa bên này hỏi nếu ca ca đã tới tại sao vẫn không bước lên đây lẽ nào mới chia tay vài ngày mà ca ca đã xa cách với tam lan rồi sao nghe lời này tạ liên thả rèm châu xuống nói lúc nãy ở sòng bạc tam lan là người làm bộ không quen ta trước mà hoa thành đã đi tới cạnh y nói lan thiên thu cũng ở đó nếu ta không làm bộ cho có lệ như thế chỉ sợ sẽ gây thêm phiền phức cho ca ca tạ liên nghĩ thầm làm kiểu đó đúng là có lợi thật. Đối với việc Hoa Thành nhìn thấu thân phận của Lan Thiên Thu, Tạ Liên cũng chẳng lấy làm kinh ngạc, nói không chừng Hoa Thành cũng đã biết tổng thân phận của sư thanh huyền trà trộn trong đám quỷ. Tạ Liên cũng không che giấu, nói, Tam Lan vẫn hiểu biết sâu rộng như ngày nào. Hoa Thành cười nói, dĩ nhiên rồi. Lần này ca ca đặc biệt đến thăm ta hả? Đặt tay lên ngực tự hỏi lòng, nếu biết Hoa Thành ở đây, có lẽ tạ liên sẽ nhân lúc được nghỉ đặc biệt đến thăm một chuyến, nhưng mà, lần này hoàn toàn không phải. Có điều, Hoa Thành vốn dĩ không chờ câu trả lời của y, hắn mỉm cười, nói, bất luận ca ca có phải đến thăm ta hay không, ta vẫn vui lắm. Nghe vậy, tạ liên sửng sốt. Y còn chưa nói gì, chợt nghe mấy cô nàng che miệng đứng hai bên ở phía dưới phát ra tiếng cười khúc khích duyên dáng. Hoa Thành khẽ nghiêng đầu, các nàng rối rít cúi đầu, lập tức lui xuống hết tòa hoa điện to như thế chỉ còn lại hai người, Hoa Thành nói, ca ca qua đây ngồi đi. Hoa điện, tòa điện hoa lệ, nói chung có chữ hoa đằng trước là hoa lệ, lộng lẫy ấy. Như hoa phục là trang phục hoa lệ. Chữ hoa này giống chữ hoa trong thái hoa điện hạ, không phải chữ bông hoa của Hoa Thành hay hoa tướng quân. Tạ Liên vừa đi cùng Hoa Thành vừa đưa mắt nhìn hắn, cười hỏi, đây là dung mạo thật của đệ phải không? Bước chân của Hoa Thành khựng lại. Hết quyển 1, chương 39. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.